chương 46, đại chiến giữa rắn và khỉ, quả nhiên, bóng dáng đường dũng chợt lóe lên, trực tiếp lách khỏi đòn tấn công của thẩm Mai Chi, sau đó trở tay vồ lại, cánh tay thẩm Mai Chi đã bị đường dũng khống chế, dao găm trong tay trực tiếp rơi xuống, bà biết sao tô mộc lại đi rồi không? Đường dũng cong miệng cười, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, đi làm gì? Thẩm Mai Chi sừng sốt, vô thức hỏi, tôi cũng rất tò mò ngay cả tôi cũng không biết tô mộc đi làm gì đường dũng vẫn ngủ suốt làm sao lại biết anh ta đi lâu như vậy giờ cũng đã đạt được mục đích giết người dù gì bà cũng là một thầy phong thủy đầy kinh nghiệm lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy sư phụ bà chưa từng dạy bà rằng không nên tin lời ma nói sao đường dũng nhìn thẩm mai chi đầy giễu cợt giọng điệu nói chuyện rất từ tốn như thể anh ta đã sớm thông đồng với tô mộc rồi vậy quả nhiên sắc mặt thẩm mai chi trầm xuống lớn tiếng hỏi, giết người. Giết ai? Bà nói xem, đường dũng cười càng thêm sán lạn, nhìn thẩm mai chi với vẻ sâu xa. Các người, thẩm mai chi không dám tin chừng mắt với đường dũng. Nhưng trên mặt đường dũng lại mang theo nụ cười dôi trá, khiến người ta càng thấy trột dạ. Căn bản không thể nào nhận biết được rốt cuộc anh ta đang nói thật hay giả. Quả nhiên, thẩm mai chi đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của đường dũng nóng lòng chạy ra bên ngoài, căn bản bất chấp mà giao chiến với đường dũng. Nhưng đường dũng sao chịu buông tha cho bà ta chứ? Trực tiếp lấy tay vồ một cái, liền bắt thẩm mai chi trở lại bên người một lần nữa. Trở tay vặn một cái, khống chế thẩm mai chi giống như cảnh sát bắt kẻ trộm. Nói, mục đích tô mục lừa bà là để giết cơ thể bà đã tìm để cướp xác. Nốt chừng hồn vía cháu bà, có điều tôi tìm bà lại thật sự là vì muốn tốt cho bà nói xong đường dũng nhìn thẩm mai chi với vẻ hiên ngang lẫm liệt thậm chí còn buông tay ra tiếp xúc với cơn kìm nén của bà ta không hề lo lắng thẩm mai chi sẽ lại chạy trốn thẩm mai chi đã biết sự lợi hại của đường dũng sắc mặt xanh mét mà nhìn đường dũng lại thật sự không chạy trốn hỏi anh ta có ý gì các người không phải là cùng một phe sao gì mà muốn tốt cho tôi chứ đường dũng cười khoát khoát tay nói bà từng gặp tăng nhân thái lan nào lại cùng phe với ma chưa kể cả là vậy thì đó cũng là phe để tôi nuôi tiểu quỷ nhưng thực lực của tô mộc bà cũng biết đấy sao có thể là tôi nuôi tiểu quỷ giữa tôi và anh ta còn có một chuyện chưa tính sổ với nhau cho rõ ràng anh ta ì vào chuyện mình là lệ quỷ cướp vợ của tôi bắt nạt em trai tôi chẳng qua tôi chỉ hòa thuận với anh ta ngoài mặt mà thôi nói đoạn trên mặt đường dũng lại thực sự hiện lên vẻ oán hận u oán liếc mắt với tôi, sau đó nói, giờ bà chỉ có hai lựa chọn, một là triệu hồi hồn vía cháu bà tới đây, để tôi luyện thành tiểu quỷ, đi theo bên cạnh bà, hai là duy trì hiện trạng. Để cháu trai bà dùng cách cướp xác để hồi sinh Có điều có tô mộc ở bên cạnh nhắm vào Đợi cháu bà thật sự nuốt chừng hồn vía của người khác xong Cũng chính là lúc tô mộc nuốt chừng hồn vía của cháu bà Bà cần phải suy nghĩ cho kỹ Nói xong đường dũng không để ý tới thẩm mai chi nữa thậm chí kéo tay tôi và Diệu Diệu, đi tới chỗ cây dừa, để tôi băng bó vết thương cho anh ta. Trong thời gian này, đầu tiên anh ta bị lục nhị cào xước, sau đó lại bị nổ một cái, khuôn mặt trắng nõn đã sớm trở thành mặt mèo hoa. Tôi có chút bận tâm, sợ thẩm mai chi đi thật, hơn nữa đường dũng này trước giờ đều chẳng buồn để mắt đến tô mục. Sao anh ta lại biết kế hoạch của tô mục? Tô Mộc thực sự muốn nuốt chừng hồn vía của cháu trai thẩm mai chi sao? Tôi vừa vội vàng khử trùng vết thương cho Đường Dũng, vừa thấp thỏm không yên mà nghĩ tới tình huống bên phía Tô Mộc. Anh ta quả thực đã đi ra ngoài một ngày rồi, nếu như đi giết người, giờ chắc cũng đã xong rồi, nhưng anh ta rõ ràng đã nói con trai ông chủ Châu vô tội, trong lòng tôi càng ngày càng phiền loạn, cũng không chịu tin tưởng Tô Mộc sẽ lạm sát kẻ vô tội, lại sợ điều Đường Dũng nói là sự thật. Dù sao anh ta cũng là ma, còn là một con lệ quỷ. Mặc dù anh ta đối với tôi rất tốt, nhưng anh ta đối với người khác thì sao? Lúc tôi đang nghĩ tôi nghĩ lui, không nhịn được muốn hỏi đường dũng thì thẩm mai chi lại đi tới. Lúc này bà ta đã tỉnh táo lại, đôi mắt âm u xoáy sâu vào tôi và đường dũng để đánh giá. Hồi lâu, bà ta mới nói, kể cả là luyện cháu tôi thành tiểu quỷ, thì chỉ ít cũng phải luyện thành cấp bậc ác quỷ. Cậu có thể bảo đảm được không? Không thể, lòng tham của bà lớn quá nhỉ. Đường Dũng cười lạnh nói nếu như cộng thêm bộ xương già này của tôi thì sao? Thẩm Mai Chi nói, nói đoạn, bà ta đã ngồi trên chiếu, trong miệng đọc câu thần chú, nghe có chút quen tai, chắc không phải là bà ta đang gọi rơi hút máu đấy chứ, quả nhiên, niệm được khoảng 10 phút xong, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng thủy tinh va chạm, rơi hút máu thực sự xuất hiện ở ngoài cửa sổ, chỉ là gặp phải cách chờ, nó không vào được, nhớ tới cảnh tượng ông chủ châu đang sống sờ sờ bị rơi hút máu phân thây tôi sợ đến mức dựng hết tóc gáy cả người bà ta đưa rơi hút máu tới là có ý gì có cái thân già này của tôi cộng thêm một con rơi hút máu đủ để cho cháu tôi trở thành ác quỷ cậu có dám thể độc với tôi không đảm bảo cháu tôi sẽ trở thành ác quỷ thẩm mai chi nói cho dù là pháp sư hay là tăng nhân thái lan đều là công việc tiếp xúc với hồn vía và âm khí coi như là sống dựa vào lộc trời nên coi trọng nhất là việc kính nể trời đất thề độc này phải chỉ vào trời đất mà thì có sức ràng buộc rất mạnh đối với bọn họ, còn mạnh hơn cả pháp luật đạo đức. Phàm là thề độc thì bọn họ nhất định phải làm được, cho dù có chết bọn họ cũng sẽ không vi phạm lời thề. Lúc này ngay cả Đường Dũng cũng không cười được nữa. Cao mày nói bà như vậy là có âm mưu gì? Chỉ cần luyện cho cháu bà thành tiểu quỷ là nó có thể đi theo bên cạnh bà rồi. Hà tất phải cưỡng cầu thực lực của Ác Quy hơn nữa cho dù thật sự luyện nó thành ác quỷ, bà chết, nó không có chủ nhân, vẫn chỉ là một du hồn giá quỷ, phiêu đáng trong trời đất, tội tình gì chứ, đừng xen vào việc của người khác, cậu chỉ cần đáp ứng yêu cầu của tôi là được, thẩm mai chi nói, cũng không biết rốt cuộc bà ta lấy đâu ra tự tin, đường dũng chẳng qua là người tôi mời đến giúp đỡ mà thôi, bà ta lại dám ra lệnh cho đường dũng, với sự nóng tính của đường dũng, tôi rất sợ đường dũng mà mất hứng cái sẽ buông tay mặc kệ luôn. Ai ngờ tâm trạng đường dũng lại rất tốt, thấy thẩm mai chi cố ý yêu cầu, còn thật sự đưa tay ra, dùng dao nhỏ cưa ngón tay, châm máu tươi lên giữa chán và miệng, môi, nói, tăng nhân Thái Lan đường dũng xin thề tại đây, sẽ luyện cho cháu trai của thẩm mai chi thành ác quỷ, nếu vi phạm lời thề, cả đời này sẽ bị bất lực, mãi mãi không tiếp được, nói xong anh ta còn ra vẻ sợ hãi, nói, thề quá độc rồi thầm mai chi không nói gì chỉ gật đầu sau đó bà ta móc ra một hình nhân bằng vải trắng từ trên người đặt trước mặt trong miệng ngâm nga một bài ca dao kỳ lạ giọng nói kia ai oán thê lương như đang kể lại chuyện gì nhạc điệu vô cùng kỳ dị chỉ nghe hai câu tâm lý của tôi đã chợt cảm thấy bi thương dường như tất cả mọi chuyện đều quá khổ đau thậm chí tôi không biết cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa mơ hồ có một loại xúc động đi tìm cái chết chết xong là hết chuyện Lúc tôi cầm lấy dao găm trên đất để cắt cổ tay theo bản năng, đường dũng lại níu tôi lại, ôm tôi thật chặt trong ngực anh ta, tay còn dùng lực ôm lấy đầu của tôi, ngăn cản làn điệu kia truyền vào trong lỗ tai tôi, như một chậu nước lạnh rót vào đầu. Tôi chợt tỉnh táo lại, đầu óc đã tỉnh táo lại, đừng nghe, đây gọi là hồn dao, chuyên dùng để triệu hoán hồn vía. Đường dũng giải thích, đang nói chuyện thì tôi đã thấy ở cửa có một bóng dáng nhạt màu xanh xuất hiện, chính là thiếu niên kia lúc này dường như tâm trí nó không được đầy đủ, bay lượn vào, hợp lại với hồn vía còn sót lại bên cạnh nó, chờ cho tất cả hồn vía của nó đều hợp lại rồi. Cơ thể hư ảo của nó lập tức ngưng động được chắc hơn, tuy không so được với rượu diệu, diệu, thân thể vẫn trong suốt, nhưng các phần rìa của hồn vía nó lại rõ ràng hơn nhiều, nói nôm na một chút, là thoạt nhìn trông cái chất của nó có vẻ cô đọng hơn, mà thẩm mai chi hát xong bài giao cơ thể lại ngã lăn trên đất nghe bụp một cái như diều đứt dây mà từ trên thân thể của bà ta lại cũng có một thẩm mai chi lung lay đứng dậy bà già này lại thực sự dùng mạng của mình để tăng cường thực lực cho cháu trai đường dũng nhìn chằm chằm vào hồn vía của thẩm mai chi rồi nói lẩm bẩm chỉ có điều anh ta đã thể độc sau khi nói xong bèn lập tức đi tới chỗ thiếu niên một lần nữa bỏ ra một đống đồ vật còn kêu diệu diệu ở bên cạnh truyền âm khí hộ pháp bắt đầu tu luyện cho thiếu niên kia, mà hồn vía của thẩm Mai Chi sau khi thoát khỏi cơ thể, lại đi thẳng tới phía tôi, bà đừng tới đây, anh ta đã tu luyện cho cháu bà theo lời dặn của bà rồi, bà còn muốn làm gì nữa, tôi sợ đến mức liên tiếp lui về sau, cảnh giác nói, nhưng bà ta căn bản không để ý tới tôi, vẫn đi về phía tôi như cũ, trong miệng còn khép khép mờ mờ, dường như đang nói chuyện, giờ tôi mới kịp phản ứng lại bây giờ bà ta đang là hồn vía hơn nữa tu vi không đủ không thể nói chuyện trực tiếp với tôi điều này làm tôi càng sợ hơn đường dũng và diệu diệu lúc này đã nhắm mắt chuyên tâm tu luyện cho thiếu niên không có ai bảo vệ cho tôi tôi chỉ có thể cắn răng chạy chối chết ra bên ngoài nhưng lúc này thẩm mai chi đang ở trạng thái hồn vía tôi cũng không biết rốt cuộc bà ta đã chết chưa dù sao tốc độ của tôi cũng không nhanh như bà ta chỉ cảm thấy đằng sau có luồng gió âm kéo tới bà ta đã đến sau tôi bắt được bà vai của tôi rồi cứu mạng với tô mộc tôi sợ đến mức chân cũng mềm nhũn cũng không kịp để ý là tô mộc không ở đó vô thức gọi tên anh ta nhưng tô mộc cũng không tới thoáng cái thẩm mai chi đã bắt được bà vai của tôi bàn tay lạnh như băng di chuyển theo bà vai đến cánh tay của tôi tôi chỉ thấy lạnh hết cả người lúc đang ở tình trạng chỉ mảnh treo chuông đằng sau tôi đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bén nhọn ngay sau đó là bóng một con vật màu vàng nhạt nhỏ bé nhanh chóng nhảy đến đằng sau tôi, xuyên qua hồn vía của thẩm mai chi, trực tiếp ôm lấy tôi, giết giết, là, lục nhĩ, nó lại chủ động bảo vệ tôi, còn lấy răng ngầm ngừ với thẩm mai chi, như thể nếu bà ta còn dám tới gần thêm một bước, lục nhĩ sẽ cắn bà ta, nhưng trong mắt thẩm mai chi toàn vẻ quyết liệt, như thể đã quyết tâm đi tìm cái chết vậy, không để ý đến uy hát yêu ta của lục nhĩ bàn tay lạnh như băng vẫn di chuyển trên cánh tay tôi, thoát cây hơn nửa người đã bao trùm sau lưng tôi, giết thấy uy hát yêu ta vô dụng, lần này lục nhĩ cũng giận lên, hừ nhẹ một tiếng, răng nanh nho nhỏ của lục nhĩ trực tiếp gặm lên người thẩm mai chi, gặm cho bà ta toàn thân không ngừng run rẩy, ngừng tay. Không đúng, ngừng mồm lại, con súc sinh này cũng dám cướp đồ ăn với ông đây. Mày chán sống rồi hả? Một giọng nói âm u bỗng thốt lên từ lòng tôi không đợi tôi kịp nghi ngờ hình xăm rắn đen trên cổ tay đã lóe lên ánh sáng màu đen nhảy xuống khỏi cổ tay tôi lúc này rắn đen kiêu ngạo chừng mắt nhìn lục nhĩ dường như bị lục nhĩ chọc giận toàn bộ đầu rắn đều ngửa lên giữa không trung cái đuôi lớn màu đen đập thùng thùng lên mặt đất mặt đất lát đá xanh cỡ lớn thoáng chốc đã bị rắn đen đập cho nứt ra ông đừng đập nữa tôi sợ rắn đen nhưng nó lại ở trên cổ tay tôi suốt còn chọn tôi làm người trợ tiên gì đó, dù sao cũng coi như khá quen thuộc với tôi, nên tôi bèn lấy can đảm nói, bất kể trong chúng nó ai muốn ra tay với thẩm mai chi, thì cũng phải kéo bà ta xuống khỏi người tôi trước đã, nhóc con, cô đừng sợ, chỉ là một con khỉ mi nhĩ cấp tư nhĩ thôi, giờ ông đây sẽ giải quyết nó. Rắn đen lạnh lùng bảo, nói đoạn, nó vụt đôi rắn qua, đánh về phía lục nhĩ. mươi 47, rơi tóc giả rồi, mẹ nó sao nó lại còn đánh nhau với lục nhĩ nữa, trong lòng tôi chợt sầu, nhưng rắn đen căn bản không nghe lời tôi, thoáng chốc đã quân lấy lục nhĩ, cũng may sau khi rắn đen bật khỏi cổ tay tôi, hồn vía thẩm mai chi lại không dây dưa với tôi nữa, trực tiếp buông tay tôi ra, mặt lạnh tanh đứng một bên, quan sát trận đấu giữa rắn đen và lục nhĩ, tôi vội vàng lùi lại rời xa thẩm mai chi, sau đó tim chợt thót lên. Lục nhĩ tuy cũng đã tu luyện gần 200 năm, nhưng so với rắn đen thì khác nào chênh lệch giữa ông già với con nít, chỉ vẻn vẹn mấy hiệp, trên người lục nhĩ đã tái đi, giết hết thảm một tiếng, lục nhĩ nhăn nhó mặt mày, lại bị rắn đen cắn cho bộc phát hung tính, trực tiếp nhào tới người rắn đen, liều mạng cắn xé, nhưng toàn thân rắn đen phủ đầy vảy lân, vô cùng kiên cố, dù lục nhĩ cắn cào ra sao, cũng không mảy may ảnh hưởng tới rắn đen, tôi gấp không chịu được, lục nhĩ đáng yêu như vậy hơn nữa vừa rồi nó còn vì cứu tôi mới cắn thẩm mai chi giờ nó bị rắn đen cắn cho thảm như vậy làm sao tôi có thể ngồi yên không để ý được chứ nhưng tôi chẳng biết làm gì cả giờ sông lên chưa biết chừng ngay cả mạng mình cũng hy sinh luôn ngay lúc tôi đang do dự rắn đen đã mất đi tính nhẫn nại há răng nanh sắc bén với lục nhĩ ngậm miệng lại trong tình huống nguy cấp tôi nổi giận gầm lên một tiếng cũng không kịp nghĩ tới an nguy của mình trực tiếp nhào qua giữ chặt lấy lục nhĩ, ôm nó vào lòng, giết giết. Lục nhĩ kêu yếu ớt một tiếng, đôi mắt tròn vo ngạc nhiên nhìn tôi, sâu trong đáy mắt dường như còn có vẻ lo lắng, đùng một tiếng, sau lưng tôi bị đôi rắn quật tới, đau rát, cả người cũng bị quật cho bay lên, ngã rúi rụi dưới đất, rắn đen quật cho tôi một cây xong, đã giận sôi lên, trực tiếp khẻ lưỡi ra mắng, khốn kiếp, cô thân là người trợ tiên của ông đây sao có thể che chở cho con súc sinh này? Vừa rồi nếu không phải ông đây phản ứng nhanh, thứ đập chúng cô sẽ không chỉ là đuôi rắn nữa đâu. Mặc dù tư chất cô rất tốt, đã được ông đây gặp một cái, nhưng cũng chắc chắn phải chết đó. Nói, rồi rắn đen còn trừng mắt với tôi vẻ sát khí bừng bừng. Con người đen như mực chất đầy phẫn nộ, tôi sợ đến đổ mồ hôi lạnh cả người, nhưng vẫn ôm chặt lục nhĩ vào lòng, giống như dự đoán của tôi. Tôi là người trợ tiên của rắn đen tuy nó quật cho tôi một đuôi nhưng trận chiến vẫn bị ép phải ngừng nó không ra tay tiếp với tôi nữa đừng đánh nữa nó không phải muốn cướp hồn vía của thẩm mai chi vừa rồi nó chỉ đang bảo vệ tôi mà thôi tôi run rẩy nói nhưng rắn đen cũng không cảm kích nói thẳng có ông ở đây cô cần gì nó bảo vệ chứ rõ ràng là không coi ông đây ra gì huống chi thẩm mai chi chỉ là đến thực hiện lời hứa để ta nuốt chừng hồn vía bà ta mà thôi cũng không định làm hại cô tuy nói như vậy có điều sát khí trong mắt rắn đen vẫn bớt đi nhiều nhìn chằm chằm tôi nói hôm nay xúc sinh này mạo phạt ông nội thuồng luồng tiên của cô cô còn dám vì nó mà chống đối với ông đây cô đã biết lỗi chưa cũng không biết con thuồng luồng tiên này hiểu như thế nào về vai vế của loài người nó lúc thì tự xưng là ông nội thuồng luồng tiên lúc thì tự xưng là ông đây xưng hô rất hỗn loạn nhưng đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của nó tôi căn bản không dám soi mói chỉ có thể gật đầu thật mạnh theo ý của nó biết lỗi rồi về sau không dám nữa ha ha cô nhóc như cô cũng thức thời ra phết rắn đen có lẽ là thấy tôi khá thuận theo nên vẻ ngang tàng trên người lại càng giảm thêm há cái miệng máu tanh ra cười nói nể tình cô là người trợ tiên của ông đây lần này ông đây bỏ qua cho cô có điều cô phải đồng ý với ta một điều kiện được tôi liên tục gật đầu cũng không để ý nó muốn yêu cầu gì, dù sao giờ cứ làm nó bình tĩnh lại đã, mọi chuyện chờ tô mộc trở lại rồi hắn nói, ông đây giờ đang tu luyện mà lại không nâng lên một bậc được, cô thân là người trợ tiên của ông đây, có nghĩa vụ tìm một lượng lớn hồn vía tới cho ông đây nuốt chừng, chỉ cần cô có thể cung cấp đầy đủ hồn vía, ông đây sẽ bỏ qua cho con súc sinh này, chuyện hôm nay cũng sẽ bỏ qua, ớ, tôi, chợt sửng sốt. Có thế nào cũng không ngờ nó lại đưa ra yêu cầu này với tôi nó tu luyện dựa vào việc nuốt chừng vật quỷ bảo sao nó lại chọn tôi làm người trợ tiên bởi vì bên người tôi có một con lệ quỷ nghĩ vậy tôi lập tức dùng vẻ mặt đề phòng chừng mắt với nó nếu như nó theo tôi là để nuốt chừng tô mục tôi kiên quyết không thể đồng ý với yêu cầu của nó ha ha không nhìn ra nha tình cảm giữa nhóc con nhà cô với tên lệ quỷ cũng sâu sắc ghê cô vì anh ta mà không đồng ý với yêu cầu của ta không sợ giờ ta nuốt luôn cả cô và con súc sinh này sao? Rắn đèn cảm nhận được suy nghĩ trong lòng tôi, khóe miệng một lần nữa cong lên cười lạnh lùng, há cái miệng to như chậu máu hỏi tôi, toàn thân tôi run lên, đột nhiên có xúc động muốn tẻ ra quần, tôi bẩm sinh đã sợ rắn, huống chi còn là một con rắn lớn tu luyện nghìn năm, xét về thực lực, có thế nào nó cũng phải ngang cơ với bạch xà luôn nhỉ, nói không sợ là giả, nhưng nghĩ đến tô mộc không biết tôi bỗng lấy can đảm từ đâu ưỡn thẳng người lên nói vậy giờ ông nuốt tôi luôn đi nếu như ông theo tôi là vì muốn nuốt chừng tô mộc thì ông nghĩ cũng đừng nghĩ nữa ha ha tâm huyết phết nhỉ rắn đen nghe xong câu trả lời của tôi lại không hề tức giận cười ha ha quẫy quẫy cái đuôi đập thùng thùng xuống đất cô yên tâm với thực lực bây giờ của ông nội tuồng luồng tiên của cô không cần phải nuốt chừng lệ quỷ chỉ cần mỗi tháng cung cấp một con ma mới cho ông nội nuốt chừng là được rắn đen nói mà mới cũng không dễ tìm mà, hơn nữa tôi có biết làm gì đâu, đi đâu để bắt ma mới cho nó mỗi tháng chứ, tôi hơi do dự, định từ chối, ai dè đằng sau lại vang lên một tiếng nói quen thuộc, được, trong lòng tôi lập tức vui vẻ, là tô mộc, quay đầu nhìn, chỉ thấy khóe miệng tô mộc hàm chứa ý cười, đứng ở cửa, hai mắt đang nhìn tôi, tôi lập tức vọt tới bên người tô mộc, mang cả lục nhĩ qua ôm chặt anh ta, vui vẻ nói, cuối cùng cũng về rồi anh đi đâu vậy đi xử lý hậu sự nhà họ châu không ngờ anh vừa đi không lâu em đã nhớ anh như vậy rồi tô mộc cười càng tươi hơn nhìn tôi với vẻ mặt cưng chiều mặt tôi đỏ lên dù sao giờ tô mộc cũng về rồi tôi cũng không sợ rắn đen nữa bèn hỏi tô mộc vừa rồi sao lại đồng ý với yêu cầu của nó mỗi tháng một con ma mới hình như không dễ tìm vậy đâu anh tự biết sắp xếp tô mộc cười cười không định nói rõ cho tôi biết mà rắn đen được Tô Mộc nhận lời thì đương nhiên cũng cười rất tươi. Không biết có phải vì tôi là người trợ tiên cho nó hay không mà tôi lại có thể cảm nhận được tâm trạng thắng hay trầm của rắn đen, thậm chí có thể đọc hiểu hành động của nó có ý gì. Nó trực tiếp quẫy đuôi một cái, mở cái miệng to như chậu máu nhào qua chỗ thẩm mai chi. Thẩm mai chi đã chuẩn bị xong chuyện bị nuốt chừng, nhắm mắt lại bình tĩnh đứng tại chỗ, thoáng cay. Thẩm mai chi đã bị rắn đen ăn tươi nuốt sống vào bụng sau khi nuốt trường thẩm mai chi xong, thân rắn thon dài phình to hơn nhiều, nó thoải mái ợ ra rồi xoẹt một cái, trở lại trên cổ tay tôi, lại hóa thành hình xăm con rắn. Chỉ là hình xăm lúc này, rõ ràng đã to hơn ban đầu nhiều, rắn đen đi rồi, cả người tôi đều thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lục nhĩ trong ngực, khẽ vuốt lông nó, kể cho tô mộc biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, tô mộc vẫn luôn lắng nghe khi biết tôi quên mình mà đi cứu lục nhĩ thì hàng lông mày đẹp mắt cũng xoắn chặt lại về sau đừng mốc nghếch nữa tính mạng của em chỉ có một lần đứng trước nguy hiểm điều đầu tiên phải làm là bỏ chạy bất kể là vì cứu lục nhĩ hay là cứu anh nụ cười trên mặt tô mộc biến mất nghiêm túc nói nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của tô mộc trong lòng tôi thấy ngọt ngào hỏi anh ta vừa rồi anh nghe thấy em nói chuyện với rắn đen hả ừ tô mộc lên tiếng có phải cảm thấy vô cùng cảm động không không ngờ em lại có nghĩa khí như vậy lúc nãy khi nói câu kia trông em có màu không hình tượng có vĩ đại không tôi kiêu ngạo nói vốn tưởng dáng vẻ vì nghĩa quên mình kia của mình không ai chú ý tới không ngờ tô mộc đều nhìn thấy thảo nào vừa rồi ánh mắt anh ta nhìn tôi lại hiền dịu như vậy em mốc thật đó tô mộc bất đắc dĩ cười cười ánh mắt nhìn tôi dịu dàng hơn nhiều sau đó hỏi tôi đã ngủ một ngày rồi có đói bụng không lúc này tôi mới phát hiện trong tay anh ta vẫn cầm một cái túi bên trong có đồ ăn gọi mang về mùi cơm thoang thoảng bay tới đói rồi tô mộc anh thật tốt tôi lập tức đón lấy hộp cơm vui vẻ ngồi ăn mà tô mộc thì đi tới bên người đường dũng ánh mắt nặng nề nhìn thiếu niên đang được tu luyện cả một tuần trừ ăn cơm đi ngủ với đi vệ sinh ra đường dũng đều chỉ chuyên chú tu luyện cho thiếu niên kia Diệu Diệu cũng vẫn dốc hết sức ở bên cạnh hộ pháp, mà trải qua trận chiến giữa rắn và khỉ xong, tình cảm giữa tôi và Lục Nhĩ rõ ràng đã sâu đậm hơn nhiều. Trong tay tôi đang cầm khoản tiền 3 tỷ rưỡi, cả người đều lâm lâm vui vẻ, có cảm giác như dầu sồi chỉ qua một đêm. Bèn hỏi tô mộc tôi có thể tiêu tiền của anh ta không, muốn đi dạo phố. Cảm giác cầm tiền mà không được tiêu, cũng dày vỏ lắm. Tô mộc rất sảng khoái gật đầu, nói bây giờ anh ta là ma tiền của Trần Gian không có ý nghĩa gì với anh ta, nên chỗ tiền kia đều cho tôi. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, mặc dù tôi đã cố gắng kiềm nén nhưng miệng vẫn sắp ngoác đến tận mang tai luôn, làm Tô Mộc tỏ vẻ chê bai mà nói, đừng cười nữa, em cười đến mức sắp rơi cả tóc giả rồi kìa, tôi hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới tôi đã cạo chọc đầu rồi, trên đầu chỉ là tóc giả, chỉnh lại tóc giả, tôi ngừng cười, nghiêm mặt nói, thưa dịp bọn họ luyện tiểu quỷ anh với em đi mua sắm đi mua thêm bộ tóc giả nữa bộ tóc giả này cắt từ trên đầu người khác đội vào cứ thấy là lạ tóc giả mua ở trung tâm thương mại thì không phải là cắt từ trên đầu người khác sao tô mộc không hiểu nói anh ta hiển nhiên không hiểu ý của tôi ghét bỏ hơi thở của người khác là một chuyện cái chính là kiểu tóc này khó coi quá đội vào trông chẳng ăn nhập gì cả hơn nữa bộ tóc giả này lúc tô đoàn làm ra còn đang đọc câu thần chú khóa cả hơi thở của người khác vào luôn. Từ trước đến nay, ma đều dựa vào hơi thở để phân biệt mọi người, mặc dù Tô Mộc rất lợi hại, có thể dùng mắt để nhận ra tôi, nhưng trong lòng anh ta, tôi vẫn mang hơi thở của người khác. Ở chung với tôi, liệu anh ta có cảm giác như đồng thời ở cùng hai người phụ nữ không? Ngẫm lại là thấy khó chịu rồi. Tôi khoác lên tay anh ta, vừa làm nũng vừa mặt dày đòi anh ta dẫn tôi đến trung tâm thương mại. Dù sao anh ta nói giờ tôi còn chưa an toàn để phòng ngừa quả phù họ vương về chọc phá. Tôi không thể rời khỏi công ty một mình được, cầu xin anh ta rất lâu. Rốt cuộc anh ta cũng bị tôi nói đến phiền, đồng ý đến trung tâm thương mại với tôi. Tôi sướng như điên, trực tiếp dắt anh ta tới ngân hàng, gửi chỗ tiền trên chi phiếu vào tài khoản ngân hàng, sau đó quay đầu đi đến trung tâm thương mại. Chỉ là vừa đi vào trung tâm thương mại, tôi liền phát hiện ra tôi và Tô Mộc đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn chúng tôi đa số trong đó đều là ánh mắt của phụ nữ, quả thực. Họ không phải đang nhìn tôi, mà là tô mộc, mẹ ơi, nhìn anh đẹp trai kia xem, còn mẹ nó đẹp trai quá đi. Đây là ngôi sao à, dáng dấp đẹp trai như vậy không nổi danh sao được, cậu biết anh ta là ai không? Không, biết, liệu có phải là một anh giai Hàn Quốc không? Có thể lắm, cơ mà bên cạnh anh ta sao lại có con bé thế kia chứ, vừa gầy còn lép, ăn mặc thì quê mùa, trường 48 tóc giả không tầm thường, tôi lập tức mất hứng. Tuy trong trung tâm thương mại có rất nhiều cô gái đều đang len lén nhìn tô mộc, nhưng có hai người, đứng bên rìa đằng trước chúng tôi, nhìn tô mộc với ánh mắt cực kỳ nồng cháy. Hơn nữa họ nhìn thì nhìn, dựa vào cái gì mà dám chê tôi nhà quê, tôi trợn mắt liếc xéo họ đầy giận dữ, xuất phát từ lòng hư vinh đặc trưng của phụ nữ. Tôi khoác chặt cánh tay tô mộc, lôi anh ta đi sang bên cạnh, ai rẻ hai cô gái kia còn hăng hái hơn trực tiếp đi theo sau chúng tôi vừa đi còn vừa trò chuyện khen tô mộc trông rất đẹp trai vừa nhìn là biết có thần thái nếu sau mà làm ngôi sao thì nhất định sẽ nổi như cồn đáng tiếc là không có mắt chọn bạn gái kiểu người đẹp trai như tô mộc chỉ có kiểu phụ nữ trắng trẻo giàu có và xinh đẹp như họ mới xứng cũng không biết họ không biết ý thật hay là cố ý nói chung là tiếng nói chuyện của họ vừa đủ để có thể truyền tới lỗ tai tôi khiến tôi nghe mà nổi giận nhưng tôi vẫn chỉ có thể nhìn dù sao người ta cũng không chỉ mặt gọi tên là đang nói tôi chỉ là họ đang nói chuyện phiếm với nhau mà thôi nếu như tôi tùy tiện chỉ trích họ nhất định họ sẽ nói tôi tự mình tưởng bờ tôi tức đến mức mặt đỏ bừng dứt khoát làm bộ không nghe thấy chỉ âm thầm bước nhanh hơn ai ngờ hai bọn họ còn cứ thế theo đuôi cũng không dạo phố nữa luôn chỉ cứ đi sau tôi và tô mục lớn tiếng trò chuyện chỉ này chỉ kia mà nói tôi xấu Tô Mục rõ ràng cũng nghe ra ý của họ, khuôn mặt đã âm trầm đến mức sắp chảy cả ra. Rất nhiều lần anh ta muốn dừng lại dạy cho bọn họ một trận, nhưng đều bị tôi ngăn cản, dù sao nơi này là trung tâm thương mại, nơi công cộng. Hơn nữa xem tâm trạng của Tô Mục bây giờ, có vẻ rất không ổn, tôi sợ anh ta không giữ được chừng mực, nhỡ đâu lại giao huấn quá đà, dẫn cả bảo vệ và cảnh sát tới, thì thật sự quá phiền toái tôi khuyên tô mộc cứ làm bộ không nghe thấy người nên đi dạo thì cứ đi dạo chỉ là có thêm hai cô nàng đáng ghét này theo sau tôi cũng ngại đi vào tiệm tóc giả bèn dẫn tô mộc đi dạo trong trung tâm thương mại chỉ muốn thoát khỏi bọn họ ai dè họ thấy tôi và tô mộc chỉ đi dạo phố mà không mua đồ càng ngông cuồng hơn nói tôi không chỉ xấu mà còn nghèo chỉ đi dạo mà không mua không xứng với một chàng trai đẹp trai như tô mộc tôi quả thực muốn giận điên lên hận không thể trực tiếp móc thẻ ra vứt lên mặt họ nói cho họ biết bà mày đây có hẳn ba tỷ rưỡi trên người liền nhưng tôi vẫn nhịn được nếu tôi thật sự làm như vậy đám người rảnh rỗi bên cạnh không hiểu rõ mọi chuyện nhất định sẽ cảm thấy tôi là đứa tâm thần chỉ thích khoe dầu tôi kéo tô mộc đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại họ cũng không nỡ đi mất vẫn rất vui vẻ đi theo sau chúng tôi nói móc tôi dù tôi có nhẫn nại như thế nào đi nữa thì giờ cũng thấy tức giận bèn thoải mái không dẫn họ đi vòng quanh nữa, mà đến thẳng tiệm tóc giả, chị gái ở tiệm rất nhiệt tình, mặt tươi cười chào đón, vừa định gợi ý vài kiểu tóc cho tôi, đã bị hai cô gái đằng sau túm qua đó, người đẹp, gợi ý cho tôi một bộ tóc giả thích hợp đi, tôi là hội viên cao cấp của nhà mình đó, một người trong đó hết bộ mặt phẫu thuật thẩm mỹ khá rõ ràng lên, trên người mặc váy giải bó sát, trên tay còn khoác một cái ví da Hermes. Vừa nhìn là biết có tiền chị gái ở tiệm lúc đầu muốn chào hỏi với tôi, thấy dáng vẻ đó của cô ta, lập tức lại đi tới chào hỏi hai bọn họ, tôi lập tức càng thêm khó chịu. Có điều chị gái ở tiệm chào hỏi ai là tự do của người ta, tôi cũng không nói gì thêm, tự mình chọn trong tiệm, tìm một vòng, tôi chọn chúng một bộ tóc dài quan màu đay, nhìn trông mềm mại óng ả, à? trông thời trang, chất lượng tốt hơn nhiều đám tóc giả khác, chỉ là vì đều làm từ tóc người thật nên giá cả cũng đắt kinh khủng, đòi hơn 17 triệu, nếu như bình thường, đồ đắt như vậy tôi sẽ chẳng thèm nhìn luôn, nhưng giờ tôi là một người khá giả, bèn cắn răng ngựa tóc giả xuống định đội thử xem, ai dè tôi mới vừa lấy tóc giả xuống, đã có hai âm thanh cùng lúc ngăn cản động tác của tôi, một tiếng đến từ chị gái ở tiệm. Nói tóc giả phải được họ thông qua mới được đội thử, khách hàng không thể tự tiện động vào, một âm thanh khác lại đến từ tô mộc, ánh mắt của anh ta hơi nghiêm khắc nhìn bộ tóc giả trên tay tôi kêu tôi bỏ xuống chọn cái khác thử chị gái ở tiệm bắt nạt tôi thì thôi tôi vất vả lắm mới chọn được một cái trong đó thế mà ngay cả tô mộc cũng không để tôi thử tôi lập tức thấy ấm ức hỏi tô mộc vì sao có phải vì cảm thấy bộ này quá đắt không muốn kêu tôi chọn bộ nào rẻ hơn bộ tóc giả này có gì đó kỳ lạ tô mộc tỏ vẻ im lặng liếc mắt nhìn tôi nói tôi vốn còn đang ấm ức Nghe thấy lời anh ta nói xong thì lập tức bỏ bộ tóc giả xuống, nỗi âm ức trong lòng cũng bị sự tò mò thay thế, thấp giọng hỏi Tô Mộc, có chỗ nào không đúng? Em nhìn kỹ xem, trên bộ tóc kia có phủ một lớp âm khí. Tô Mộc chỉ chỉ vào tóc giả, cũng thấp giọng nói, bị anh ta chỉ điểm như thế, lúc này tôi mới phát hiện ra, trên bộ tóc giả vừa rồi tôi cầm quả thực có phủ một lớp màu đen nhàn nhạt, nhạt, chỉ là vì bộ tóc giả này vốn đã là màu đay đậm, âm khí bao phủ cũng không rõ ràng nên vừa rồi tôi mới không phát hiện tại sao lại thế cắt tóc xong chẳng phải sẽ không còn sự sống nữa sao sao lại phủ một lớp âm khí tôi hỏi tô mộc tóc bị cắt quả thực sẽ mất đi sự sống nhưng hơi thở của chủ nhân sẽ ở lại trên tóc hoặc nhiều hoặc ít nên mới có năng lực dùng tóc diệt ma nhưng trong tình huống hơi thở này không có tuật pháp để duy trì thì nó sẽ không giữ được lâu hơn nữa bản thân nó cũng rất nhạt trong quá trình chế tạo tóc giả để mua bán hơi thở của chủ nhân vốn có cũng sẽ tiêu tan, nên những bộ tóc giả khác cũng chỉ là hàng kinh doanh bình thường. Duy độc bộ tóc này, trên đó không chỉ có âm khí, mà còn lộ ra cả sát khí. Tô Mục giải thích, nói đoạn, anh ta lắc đầu, bảo, e là chủ nhân của bộ tóc này lúc còn sống đã chết thảm, để lại sát khí nồng nặc, ký gửi hồn vía vào trong bộ tóc giả này, nếu như người sống đội vào, nhẹ thì tinh thần sa sút liên tiếp gặp chuyện không may nặng thì bị vật quỷ nuốt chừng, bệnh nặng một trận, còn chưa nói hết, hai cô nàng phía sau đã lại uốn éo chen vào rồi, họ rõ ràng là cố ý đối đầu với tôi, thấy tôi muốn thử bộ tóc dài màu đay, lập tức nói, đưa tôi bộ tóc giả đó, tôi muốn thử, chị gái ở tiệm rõ ràng đã coi họ thành người giàu có, tuy vừa rồi không để cho tôi thử, nhưng cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ vừa đề nghị thử một cái xong, chị gái ở tiệm lập tức vui vẻ chạy tới gỡ bộ tóc giả xuống cho cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ đội thử ha à, chó ngáp phải ruồi thật tôi lập tức thấy hưng thú hưng phấn nhìn cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ thử đội tóc giả dù sao cô ta làm tôi ghê tởm suốt dọc đường bây giờ tự cô ta tìm tới cái chết tôi cũng không có lòng tốt đi nhắc nhở cô ta làm gì huống hồ nói miệng không bằng chứng thì cho dù tôi nói cô ta cũng chưa chắc sẽ tin hả hê gớm tô mộc thấy vẻ mặt khẽ hả hê của tôi nhếch miệng lên cười chê bai không phải em chỉ xem trò vui mà thôi tôi phản bác có điều tôi thực sự tò mò muốn biết sau khi đội bộ tóc giả có oan hồn ký sinh này xong thì rốt cuộc sẽ có phản ứng gì cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ có chị gái ở tiệm hỗ trợ nên không tốn sức mấy để đội xong tóc giả khỏi phải nói bộ tóc giả đúng là rất hợp với cô ta lúc cô ta đội lên tôi đột nhiên cảm thấy cô ta thay đổi trở nên đẹp hơn nhiều cả người như phát sáng không riêng tôi có cảm giác này ngay cả bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ cũng kinh ngạc hô lên, khen cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ một cách cực kỳ khoa trương, nói bộ tóc này hợp với cô nàng phẫu thuật thẩm bao nhiêu, đẹp hơn mấy con bé nhà quê nhiều. Nói đoạn, bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ còn liếc nhìn tôi, cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ được khen chợt thấy tâm trạng rất tốt, không ngừng thưởng thức sắc đẹp tuyệt vời của mình trong gương, còn liếc mắt đưa tình với tô mộc ngay trước mặt tôi mà không thèm kiêng dè gì cả, quẹt thẻ bộ tóc này tôi chắc chắn muốn mua cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ yêu kiều thốt lên một tiếng hào phóng rút ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho chị gái ở tiệm chị gái ở tiệm lập tức vui vẻ nhanh chóng giúp cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ quẹt thẻ chỉ là không đợi cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ ký xong chữ trên hóa đơn quẹt thẻ dưới chân cô ta đột nhiên truyền đến tiếng rắc a à, cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ kêu la thất thanh thảm thiết cả người ngã xuống đất trong lòng tôi cả kinh nhanh như vậy sao bộ tóc giả này mới vừa được cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ mua báo ứng đã tới rồi chỉ thấy cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ ngồi dưới đất mà toàn thân run rẩy cái chân đã bị một vật thể hình trụ dài sắc cắm trúng máu tươi chảy dòng thế mà lại là giày cao gót của cô ta lúc này giày cao gót đã gãy gót giày ghim vào chân cô ta theo một góc độ quái lạ lộ ra cảm giác rợn cả tóc gáy chuyện này chắc chắn không phải ngoài ý muốn mặc dù gót giày gãy nhưng không thể nào lại bật lên trên cắm vào chân cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ được càng giống như có người cố ý bẻ gãy gót giày của cô ta sau đó cắm mạnh vào giữa hai chân cô ta vậy con ma giữa quá đi biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho cả tiệm trở nên hỗn loạn bạn của cô ta cũng sợ hãi ở bên cạnh mà cứ hỏi làm sao bây giờ có đau không như con ruồi không đầu vậy nói nhảm đâm thử cho cô ta thành như vậy xem đau không còn không mau gọi cấp cứu trong lòng tôi oán thầm Mặc dù tôi vô cùng chán ghét cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ này, nhưng cô ta bị thương nghiêm trọng như vậy, lúc này tôi cũng không kịp hả hê, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Đã thế này rồi mà cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ vẫn còn nhìn Tô Mộc, vừa khóc vừa vươn tay với Tô Mộc, run giọng nói: "Mau cứu tôi, đưa tôi đi bệnh viện, xin anh đấy." Chân mày Tô Mộc khẽ nhíu, cũng không đi sang trợ giúp, mà quay đầu nhìn tôi. Lúc này trong trung tâm thương mại, tuy nhiều người nhưng tầng này chủ yếu bán trang sức nữ cũng không có nhiều con trai người đàn ông gần chúng tôi nhất chỉ có một mình tô mộc thôi tôi chỉ có thể gật đầu để tô mộc ôm cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ xuống dưới chờ xe cứu thương trước cửa trung tâm thương mại lạnh quá chắc không phải là tôi sắp chết rồi chứ cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ co giúp trong lòng tô mộc hai tay ôm thật chặt của tô mộc ngửa đầu nhìn tô mộc đến lúc này rồi mà trong âm thanh khổ sở đáng thương của cô ta vẫn mang theo vẻ hơn dỗi trước tiên gỡ tóc giả xuống đã lát nữa hành động cũng tiện hơn chút tôi có chút không vui trong lòng nổi lên một trận ghen tuông lạnh lùng nói quán niệm trên bộ tóc này rõ ràng còn mạnh hơn cả lời tô mộc nói báo ứng này vừa xuất hiện đã gây ra máu tanh nếu như để lâu thì chắc sẽ gây ra tai nạn chết người luôn ai dè cô nàng đó biết phải gỡ tóc giả của cô ta xuống thì lập tức không làm hai tay trực tiếp ôm lấy đầu, gắt gao ấn tóc xuống, còn liều mạng giúp trong lòng tô mộc, nói sao cũng không chịu gỡ tóc giả xuống. Cũng may oan hồn trên bộ tóc giả dường như cảm nhận được hơi thở của tô mộc, âm khí bao phủ trên tóc giả đã mờ đi nhiều, đợi 20 phút, xe cứu thương rốt cuộc cũng tới. Tô Mộc thả cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ lên xe cứu thương rồi xoay người đi liền, kéo tôi định về trung tâm thương mại tiếp tục đi dạo, anh, đẹp trai ơi cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ yêu kiều gọi to một tiếng nhanh tay lẹ mắt níu lấy cổ tay tô mộc nói thế nào cũng không chịu buông anh theo tôi đến bệnh viện được không bạn tôi nhát gan người nhà lại không ở bên cạnh ở trong viện không thể không có ai anh đi theo tôi được không cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch ánh mắt nhìn tô mộc chất đầy vẻ chờ đợi xin lỗi tôi còn phải đưa vợ tôi đi dạo phố tô mộc lạnh nhạt nói nói đoạn anh ta đã rút tay về luôn hành động này quả thực quá là ngầu men lì cỡ mắc luôn lòng tôi như bị thứ gì đó đập mạnh vào một cái sự không vui vừa rồi chợt tan biến thành mây khói tâm trạng tốt lên rồi bản sắc tham tiền của tôi chợt phát huy kéo tô mộc thấp giọng nói hay là đừng đi dạo phố vội chúng ta đi theo cô ta đến bệnh viện đi vụ làm ăn dâng tới tận cửa thế này sao lại không làm nếu anh cũng rất ghét cô ta thì chúng ta cứ chặt đẹp cô ta một trận là được rồi chương 49, lại có biến cố, Tô Mộc có chút bất ngờ nhìn tôi, một hồi lâu mới phun ra hai chữ, tham tiền, tôi cười hì hì, vậy là anh ta đồng ý rồi, sau đó chúng tôi cũng theo cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ lên xe cứu thương, trên đường tất cả các bác sĩ và y tá đều đang cấp cứu cho cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ, tôi và Tô Mộc rảnh rỗi không có việc gì, liền thấp giọng nhắc tới bộ tóc giả. Tô Mộc nói lúc trước anh ta đã coi thường bộ tóc giả kia. Vốn còn cho rằng bên trong bộ tóc giả chỉ là hồn vía của một tiểu quỷ, giờ xem ra, sát khí trong đó còn nặng hơn anh ta tưởng, con ma bên trong chí ít đã lên đến cấp bậc ác quỷ, tôi thở phào nhẹ nhõm, ác quỷ thôi mà, vẫn không lợi hại như Tô Mộc, xem ra vụ làm ăn lần này an toàn hơn nhiều, chỉ là với trình độ của Tô Mộc, phán đoán đối với vật quỷ có cấp bậc thấp hơn anh ta hẳn phải rất chính xác mới đúng, lần này vậy mà lại đoán sai tôi hỏi anh ta tại sao lại xảy ra tình huống này tô mộc cũng hơi nhíu mày không lập tức trả lời tôi dường như cũng có vẻ không nghĩ ra một lát sau anh ta mới hàm hồ nói có thể là do màu sắc của tóc giả và của âm khí cũng na ná nên bị nhầm anh ta rõ ràng là đang gạt tôi hơn nữa tôi thấy dáng vẻ khẽ nhíu mày của anh ta thì cảm thấy chuyện lần này không đơn giản như anh ta nói bèn bảo hay là việc này chúng tôi đừng quan tâm nữa dù sao cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ đáng ghét như vậy sống hay chết cũng không liên quan đến chúng tôi nếu đã đụng phải thì kiểu gì cũng phải quan tâm huống chi anh đã đồng ý mỗi tháng cho tuồng luồng tiên một con ma chuyện vừa kiếm được tiền vừa tu luyện được thế này vẫn nên nhận thôi dù sao giờ anh cũng đang không có tung tích của lâm yến nhi nhắc đến lâm yến nhi tôi lập tức im lặng tuy tôi lo hành động lần này của tô mộc sẽ gặp nguy hiểm nhưng so với việc tìm kiếm lâm yến nhi hình như bắt ma tóc còn đỡ hơn một chút trong tiềm thức tôi không hy vọng tô mộc tìm được lâm yến nhi lại nói chuyện thêm một lúc xe cứu thương đã trở lại bệnh viện sau khi đỗ xe nhân viên y tế dùng băng ca mang cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ vào trong khi các bác sĩ nhấc băng ca lên bậc thang thì băng ca đột nhiên khập một tiếng một bên tay cầm bị gãy cả cái băng ca chợt mất cân bằng tất cả mọi người không phản ứng kịp cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ trực tiếp trượt xuống khỏi băng ca đầu vừa lúc đập vào góc bậc thang nhô ra máu tươi nhanh chóng chảy ra ướt nhẹp bộ tóc giả trên đầu cô ta mà lần này cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ còn chưa kịp kêu thảm thiết đã nghẹo đầu ngất đi mọi chuyện diễn ra trong tích tắc tất cả các bác sĩ đều bị dọa sợ luống cuống tay chân kêu lấy giường bệnh di động tới đón người sắc mặt tô mộc cũng nặng nề hơn lôi kéo tôi bước nhanh theo giường bệnh di động trước khi cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ vào phòng cấp cứu đã đưa tay kéo tóc giả xuống sau khi dính máu Âm khí lượn lờ quanh bộ tóc giả rõ ràng đã ngưng lại nhiều hơn, hơn nữa bộ tóc giả vừa rồi còn bị máu tươi thấm ướt, bây giờ lại đã khô cong, dường như máu tươi đều đã bị tóc giả hút hết rồi, bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ thấy cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ liên tiếp bị thương, đã sợ đến choáng váng, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, cảm ơn Tô Mộc, nếu không có Tô Mộc đi theo, giờ thật sự cô ta không biết nên làm sao, cô đi nộp tiền trước đi ở đây có chúng tôi trông cho, tôi nói, tôi cũng không muốn lát phải trả tiền thuốc men cho cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ, bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ lúc này mới nhớ tới còn chuyện tiền thuốc men, chỉ là khuôn mặt cô ta nhanh chóng sượt qua vẻ quẫn bách, lúng túng sờ mặt, nhỏ giọng nói, à, trên người tôi không mang nhiều tiền mặt lắm, có thể làm phiền hai người, tôi biết ý của cô ta, không đợi cô ta nói xong, trực tiếp ngắt lời, bệnh viện có thể quẹt thẻ, cô quẹt thẻ cũng được, tôi trong thẻ tôi thực ra cũng không còn mấy đừng tưởng tôi đi cùng vi vi mà lầm thực ra cô ấy mới là kẻ có tiền thật sự tôi chỉ là đi theo bên cạnh cô ấy thôi nên hy vọng hai người có thể ứng tiền thuốc men trước hai người yên tâm trong nhà vi vi làm ăn lớn lắm rất có tiền nhất định sẽ không nợ tiền mà không trả đến lúc đó nhất định sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi tôi biết mà tôi thở dài càng thêm ghét bỏ cô gái trước mặt này rõ ràng vừa rồi lúc ở trung tâm thương mại bọn họ hễ mở miệng là gọi tôi là đồ nghèo kiết xác. Còn tự xưng ra cảnh tốt, giờ cần nộp tiền, lại tới khóc than với tôi. Ai biết được cái cô vi vi kia có tiền thật không chứ? Có điều đã có y tá tới dục nộp tiền nằm viện rồi. Tôi cũng không còn cách khác, đành đi ứng trước 35 triệu. Nộp tiền xong tôi nhìn bộ tóc giả trong tay tô mộc, muốn cầm nghiên cứu một chút, có điều tay tôi chưa đụng được tới tóc giả. Tô mộc đã giơ tay lên vỗ liên tục mấy cái lên mu u bàn tay tôi bốp âm thanh giòn tan mờ u bàn tay tôi chợt đỏ bừng đau nước mắt tôi rớt ra ấm ức nhìn tô mộc anh đánh em làm gì còn dùng sức như thế bộ tóc giả này vừa mới hút máu xong hung tính tăng lên nhiều em không nên đụng vào nó tô mộc nói giọng anh ta rất nghiêm khắc giống như tôi đã phạm sai lầm gì không thể tha thứ được vậy có điều anh ta thấy tay tôi đỏ hết lên rồi còn ấm ức như thế lập tức mềm lòng nói thứ này rất hung ác Vừa rồi em cũng thấy mà, mặc dù anh ở ngay bên cạnh, nó vẫn làm cô gái kia bị thương, cho nên em tuyệt đối không nên đụng vào nó, kể cả tới gần cũng không được." Nói xong anh ta vo tóc giả thành cục, nhét vào trong ngực mình, sau đó mới kéo tay tôi, khẽ xoa xoa chỗ sưng đỏ của tôi. Tay anh ta trước giờ đều rất lạnh, là thứ thuốc giảm đau tốt nhất trên thế giới, được anh ta xoa, nỗi âm ức trong lòng tôi chợt tiêu tan đi nhiều lúc đầu tôi tưởng là do tô mộc ở đây nên ác quỷ trên tóc giả chắc chắn không dám động đến tôi giờ thấy tô mộc lo lắng như vậy tôi cũng không dám lại động vào tóc giả nữa liền đề nghị chúng tôi về nhà trước đã dù sao tóc giả giờ đã nằm trong tay chúng tôi trông chừng ở bệnh viện tiếp cũng không có ý nghĩa gì ai ngờ tô mộc lại lắc đầu nói thẳng giờ tóc giả đã hút máu cô gái kia rồi giống như anh và em vậy trên người cô gái kia đã có dấu ấn của ác quỷ dù chúng ta có mang tóc giả đi, nó cũng có thể tự trở lại bên người cô ta. Nói đoạn tô mộc còn liếc mắt nhìn tôi, nghĩ đến trước đây để hút máu tôi tô mộc đã lừa phỉnh tôi làm chuyện đó với anh ta lúc đang trong kỳ kinh nguyệt. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tô mộc vốn đang nghiêm mặt phổ cập kiến thức khoa học dấu vết vật quỷ thấy máu, thấy tôi đỏ mặt tía tai. Không khỏi giơ tay lên sờ chán tôi, hỏi tôi có phải thấy khó chịu không, tôi chỉ có thể lúng túng lắc đầu, đẩy tay anh ta ra nói tôi không sao. Tô Mộc vẫn chưa yên tâm, nghiêm túc xem xét tôi lần nữa. Đúng lúc này, hình xăm rắn đen trên tay tôi đột nhiên sáng lóe lên, tiếng của rắn đen cũng lập tức vang lên. Cô nhóc đang nhớ tới hình ảnh lên giường với ngươi, mẹ, nó, quên mất nó có thể hiểu được lòng tôi, hơn nữa nó không ở yên đó. Tự nhiên giờ ngoi ra làm gì, tôi cảm thấy không ổn, đầu cuối cực thấp, thậm chí không dám nhìn Tô Mộc nữa, hận không thể đào một cái hầm để chui vào, Tô Mộc cũng sừng sốt sau đó đột nhiên phản ứng lại, nhìn tôi bật cười, vẻ mặt chế nhạo, nếu em muốn, sau khi tóm được ma tóc anh có thể thỏa mãn em, em mới không thèm đâu. Đều là rắn đen nói bừa đấy, đầu tôi cúi càng thấp hơn, ý định muốn chết cũng có luôn, đương nhiên trước khi tôi chết, nhất định phải rút gân lột ra, hầm canh con rắn đen này chứ, ôi, thẹn quá hóa giận kia. Có điều canh ông nội thùm luồng của cô cũng không dễ uống đâu, đối với cô mà nói sẽ quá bổ dưỡng cô không tiêu hóa nổi, rắn đen còn chưa ngừng, tiếp tục nói, tôi bị nó vạch trần, hối hận điên lên được. lúc đó sao tôi lại làm người trợ tiên cho nó chứ, làm bây giờ đến chút riêng tư cũng không có. nghĩ gì nó đều biết hết, cũng may nó nói vài câu xong thì cảm nhận được sát y mãnh liệt của tôi, rốt cuộc cũng thành thật lùi về cổ tay tôi. ánh sáng đen chợt lóe, nó đã biến lại thành hình xăm, không có động tĩnh. tô mộc mang ý cười đầy mặt mà nhìn tôi, bộ dạng trông rất vui vẻ. Anh ta thậm chí còn trực tiếp ôm tôi ngay trước mặt bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ, cúi đầu lại gần đôi môi của tôi, mắt bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ chợt trợn tròn lên, dùng vẻ mặt bị tổn thương nhìn tôi và Tô Mộc hôn môi. Nhìn một lúc, dường như cô ta không chịu nổi chúng tôi đang ngược đãi dân ép a nữa, trực tiếp xoay người rời khỏi đó, đi ra đứng trước cửa phòng phẫu thuật, tôi có chút ngượng ngùng, muốn đẩy Tô Mộc ra, nhưng sức anh ta rất lớn ôm tôi thật chặt, căn bản khiến tôi không thể nhúc nhích được. hồi lâu, khi tôi sắp không thở nổi nữa, anh ta rốt cuộc mới chịu buông tôi ra, cười nói: đây là lãi, em nhận trước đi đã. tôi đã bị hôn đến mức đầu óc choáng váng rồi, chỉ có thể qua quýt gật đầu. giờ ở trước mặt người ngoài, tôi căn bản không dám tranh luận, rất sợ trong mắt người khác tôi như đang đẩy đưa với tô mộc, lại đợi hơn ba tiếng đồng hồ, khi sự kiên nhẫn của tôi sắp bị hao hết đến nơi đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt vài ba người đầy giường bệnh di động ra, bởi vì đầu cũng bị thương nên tóc cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ cũng bị cạo sạch sẽ, cả đầu đều bị bọc vải xô, mơ hồ còn có thể thấy vết máu gì ra, trên bắp chân cô ta gót giày đã được lấy ra, trên đùi bó thạch cao cực dày, nghe nói gót giày đâm vào cực kỳ hiểm ác, chọc xuyên qua cả đầu khớp xương, nên mới phẫu thuật lâu như vậy. Lúc nói câu này, ngay cả bác sĩ cũng thấy khó hiểu. Hỏi chúng tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một cây gót giày cao gót lại có thể đâm sâu như vậy? Bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ lúc đó không rõ nguyên nhân. Tôi và Tô Mộc cũng nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám nói ra sự thật, nói lung tung vài câu để bác sĩ rời đi. Tiếp theo là phải đợi cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ hết thuốc tê rồi tỉnh lại. Bác sĩ nói chắc phải qua một đêm, ngày mai mới có thể tỉnh táo lại hẳn. Nghĩ đến Đường Dũng còn đang tu luyện tiểu quỷ trong công ty chúng tôi bèn kêu bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ ở lại bệnh viện trông chừng cô ta còn mình về công ty trước vừa vào cửa tôi đã bị cảnh tượng trong công ty hù dọa toàn bộ công ty như bị đạo tặc đến càn quét vậy đám thực vật vốn đẹp như một vườn hoa lúc này nghiêng ngà đảo lộn hơn nữa hình như đã bị đốt rụi toàn bộ đều biến thành màu đen dòng suối nhỏ uốn lượn cũng đổi thành một hồ nước đen trên đó nổi lềnh phanh xác ca chép bốc mùi tanh tưởi toàn bộ công ty cứ như biến thành địa mục trần gian tôi thậm chí còn tưởng tôi hoa mắt tìm lộn vị trí nhưng đây quả thật là công ty tô mộc dẫn tôi tới năm cây dừa cao vút cũng vẫn đứng lặng tại chỗ chỉ là lúc này đã bị đốt thành than đen luôn rồi lục nhĩ trong lòng đột nhiên thắt lại bình thường lục nhĩ thích nhất là chơi đùa trên năm cây dừa giờ cây bị đốt thành như vậy lục nhĩ không sao chứ lục nhĩ còn sống chỉ bị thương thôi Tô Mộc nhìn ra sự lo lắng của tôi, giải thích, anh ta là chủ nhân vốn có của Lục Nhĩ, hình như có thần giao cách cảm với Lục Nhĩ, giờ anh ta nói Lục Nhĩ còn sống, thì chắc là còn sống, chỉ là nghe bảo nó bị thương. Tôi vẫn rất đau lòng, vội la lên, tại sao lại như vậy, đám đường dũng đâu, anh có thể tìm được vị trí của bọn họ không, bọn họ hẳn là ở cùng Lục Nhĩ, chỉ cần tìm được Lục Nhĩ, thì có thể tìm được bọn họ, Tô Mộc nói anh ta chứng kiến cảnh tượng bây giờ trong công ty cũng vô cùng phẫn nộ, xa sầm mặt, trên người vô thức toát ra âm khí cực mạnh, vườn quanh người anh ta, hình thành một chiếc áo giáp màu đen, lộ ra sát ý âm u. chương 50, núi âm, anh ta nhanh chóng phóng âm khí ra bốn phía, âm khí như có thể cảm nhận được ý nghĩ của anh ta vậy, bồng bềnh trên không trung vài lượt rồi lập tức bắn ra ngoài, tô mục phóng âm khí ra rồi kéo tôi tới, kéo tôi vào lòng, vẻ mặt nghiêm túc. Như đang đề phòng chuyện gì đó, tôi cũng thấy chuyện xảy ra không bình thường, lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Khoảng 15 phút sau, một luồng âm khí cuối cùng cũng bay từ hướng bắc về. Ở phía bắc, Tô Mộc nói, nói xong anh ta trực tiếp bế ngang tôi lên trước ngực, vận âm khí toàn thân, nhanh chóng chạy tới phía bắc. Ban đầu tốc độ còn có chút chậm, nhưng càng ngày tốc độ càng nhanh. Bên tai tôi có tiếng gió thổi vù vù, giống như đang ngồi ô tô vậy, anh ta lại có thể chạy nhanh như vậy liền có điều bây giờ tôi đang lo lắng cho Lục Nhĩ và Đường Dũng. Cũng không kịp giật mình tò mò, chỉ có thể ôm chặt cổ Tô Mộc, cố gắng không ngã xuống khỏi người anh ta. Tô Mộc chạy thẳng một mạch hai tiếng đồng hồ, từ nơi thành thị phồn hoa đến trước mặt một ngọn núi ở ngoại ô. Lúc này đã là hơn 12 giờ khuya là thời điểm âm khí nồng nặc nhất. Quả đúng thế, tôi có thể cảm nhận được một luồng âm khí bàng bạc trôi ra từ ngọn núi trước mặt. Không đúng, là cả ngọn núi đều bị âm khí nồng nặc bao phủ cho dù có là tô mộc thì chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng thấy ngây dại mím chặt môi lại vạn vật trên đời đều có âm có dương nhất là ở vùng sông núi rộng lớn trong thiên nhiên thường thì sông thuần âm núi thuần dương nên các nơi trong nước có không ít dãy núi nổi tiếng đều phát triển thành thánh địa của đạo giáo vô cùng phồn thịnh cũng vì những ngọn núi đó hội tụ được dương khí trong trời đất cũng đủ để các đạo sĩ kia tu luyện nhưng ngọn núi trước mặt này lại hoàn toàn bị âm khí bao phủ, tôi không biết chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, nhưng tôi biết ngọn núi này rất khác thường, hơn nữa cực kỳ không đơn giản, khi tôi và Tô Mộc đều im lặng quan sát ngọn núi âm này thì Tô Mộc đột nhiên trở nên căng thẳng, quay đầu lùi nhìn ra sau, tôi lập tức bị dọa, nơi này kỳ lạ như vậy, xuất hiện bất kỳ thứ gì cũng rất nguy hiểm, có điều tôi lại phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc nấp sau cây cây sau lưng cháu của thẩm mai chi tiểu quỷ mới vừa được đường dũng tu luyện kia nói đúng ra thì giờ chắc nó đã là ác quỷ bởi vì âm khí trên người nó phải nhiều hơn rượu rượu đến mấy lần suỵt nó thấy chúng tôi còn có chút sợ nhưng vẫn thận trọng đi tới ra dấu im lặng với chúng tôi chủ nhân cuối cùng mọi người cũng tới rồi đại ca đường và con khỉ nhỏ kia đều bị bắt lại ở trong ngọn núi âm kia chỉ là ngọn núi âm đó có gì đó canh chừng chúng ta không vào được. Thiếu niên nói, nói xong nó còn nhìn tôi, hình như chủ nhân trong miệng nó là tôi vậy, tôi lập tức ngơ ngác, xảy ra chuyện gì thế, sao tôi lại thành chủ nhân của nó rồi, có điều giờ tôi không kịp nghĩ nhiều như vậy, vội hỏi nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ai bắt đám đường dũng đi, thiếu niên lắc đầu, sau đó kể lại chuyện sau khi chúng tôi đi. Thì ra sau khi chúng tôi đi dạo phố không lâu, đường dũng rốt cuộc cũng luyện cho thiếu niên này thành ác quỷ thành công khi anh ta dẫn theo thiếu niên và rượu rượu định đi ra ngoài tìm chúng tôi. Trong công ty đột nhiên xuất hiện rất nhiều côn trùng, những côn trùng kia chí ít phải đến mấy chục nghìn con, trực tiếp bao vây công ty. Sau đó có một lão già gầy gò đầu thắt đầy bím tóc xuất hiện trực tiếp điều khiển những côn trùng kia đi cắn cây xanh trong công ty. Tất cả những thảm thực vật xanh đều bị côn trùng gặm cắn cho thành đen thùi lùi, như bị lửa đốt. Cuối cùng người đó điều khiển côn trùng bắt đường dũng và lục nhĩ đi. Vì thiếu niên này và rượu rượu đang ở thể linh hồn, nên tránh được việc côn trùng gặm cắn, né được một kiếp nạn. Chờ nó nói xong, tôi lập tức ý thức được một vấn đề, vội hỏi nó, "Vậy rượu rượu đâu? Nó không phải cũng không bị bắt đi sao? Sao không đi cùng cậu? Cậu ta nói muốn đi cứu đại ca đường, em không sao ngăn được, giờ cậu ta cũng đã ở trong núi rồi." Thiếu niên nói, nghe thấy rượu rượu cũng ở trong núi, tôi lập tức càng lo hơn, quay đầu nhìn Tô Mộc hỏi anh ta xem bây giờ chúng tôi nên làm gì. Em và tiểu quỷ này đợi ở đây đừng lộn xộn. Một mình anh vào xem. Tô Mộc nói đoạn. Còn kín đáo đưa cho tôi một vật, là thứ gì đó làm bằng ngọc. Tôi đã từng nhìn thấy, nghe nói đồ tốt để khắc chế bọn quỷ. Chẳng qua lần trước tôi không có cơ hội dùng đến. Âm khí ở ngọn núi này nồng như vậy. Tôi không yên tâm về Tô Mộc. giơ tay đẩy ngọc về. Yêu cầu, em muốn đi theo anh. Đừng bỏ lại em một mình. Ngoan, nơi này âm khí nồng lắm, em là thể xác người phàm không chịu nổi, hơn nữa tiểu quỷ này vừa rồi cũng nói, những con côn trùng độc kia không làm gì được ma quỷ, em đi theo anh trái lại sẽ thành trói buộc, yên tâm, với thực lực của chồng em, nhất định sẽ mang bọn họ an toàn trở về, giọng anh ta dịu dàng hơn nhiều, an ủi và cưng chiều xoa xoa tóc tôi, dường như anh ta nắm rất chắc hành động lần này, tôi chỉ đành gật đầu, anh ta nói đúng. Tôi rốt như vậy, đi theo anh ta vào sẽ chỉ làm liên lụy cho anh ta mà thôi lại dặn dò cặn kẽ tôi một lượt cách dùng ngọc bội kia xong tô mộc dường như vẫn chưa yên tâm giữa ngón tay lại bắn ra từng tầng âm khí bao phủ trên người tôi hình thành một chiếc áo choàng sau đó tô mộc mới đứng dậy rời đi bỗng chợt chỉ còn lại tôi và thiếu niên kia không có tô mộc bên người ở đây là chân núi âm u tôi sợ đến mức tóc gáy đều dựng lên chỉ có thể cố ý nói chuyện với thiếu niên kia để rời lực chú ý tôi hỏi ra mới biết thiếu niên kia tên là trịnh lâm về chuyện vừa rồi sao nó lại gọi tôi là chủ nhân nó nói nó cũng không rõ lắm chỉ là vừa nhìn thấy tôi là biết tôi là chủ nhân của nó dường như trong hồn vía của nó có để lại dấu ấn của tôi vậy chuyện này kiểu gì cũng do đường dũng giở trò cho mà xem bình thường sau khi tu luyện hồn vía thành tiểu quỷ xong tiểu quỷ đều sẽ nhận tăng nhân tu luyện cho nó làm chủ nhân ví dụ như quan hệ giữa diệu diệu và đường dũng vậy chẳng qua tôi không ngờ tăng nhân lại có bản lĩnh lớn như vậy còn có thể làm cho tiểu quỷ tự mình tu luyện nhận người khác làm chủ nhân chỉ là sao anh ta lại để tôi làm chủ nhân của trịnh lâm chứ trịnh lâm này sau khi được tu luyện thành tiểu quỷ thì hình như trí nhớ lúc trước đã bị mất một ít hỏi gì cũng không biết tôi liên tục hỏi nó mấy vấn đề nó đều không trả lời được tôi cũng hết hứng thú rút vào một chỗ với trịnh lâm đợi tô mộc trở về cả đêm không nói chuyện Tôi và Trịnh Lâm đều lo lắng theo dõi núi âm, có điều núi âm xa xa vẫn im lìm, không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc tôi mệt đến dã ra rồi thì núi âm kia đột nhiên có thay đổi, đùng một tiếng trầm vang, toàn bộ âm khí bao phủ trên núi âm nhanh chóng thắt chặt lại, tập trung vào giữa núi. Dường như trong núi đã xảy ra biến cố gì đó rất lớn, tô mộc, lòng tôi chợt chấn động mạnh, lập tức đứng lên, rất sợ tô mộc có nguy hiểm gì, nhưng ngay khi tôi đứng lên đằng sau tôi đột nhiên truyền đến một tiếng cười âm u già nua. Tiếng cười kia chợt gần chợt xa, trong núi rừng đen nhánh này lại càng có vẻ âm u khủng bố. Trịnh Lâm cũng lập tức cảnh giác, vụt một cái hộ tống trước mặt tôi. Khuôn mặt thanh tú cũng chợt trở thành mặt xanh nanh vàng, cực kỳ nhăn nhó. Ha, ha, chỉ là ác quỷ mà thôi, lại còn vừa mới luyện thành, không cần dùng công phu mèo cào này để dọa ông già này. Trước mặt ông già này, cậu còn chẳng bằng cái gối theo hoa đằng sau cậu nữa giọng nói giả nua cười khan, khi nói chuyện lại tiến gần thêm một chút. Cách chúng tôi không đến 3 mét, tôi sợ đến mức chân sắp nhũn ra. Nhưng bây giờ tô mộc không ở bên cạnh tôi, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình, cắn răng trông đỡ. Trong tay tôi nắm thật chặt ngọc bội tô mộc đưa cho tôi, trong đầu yên lặng kích hoạt cách dùng ngọc bội một lượt, hai mắt nhìn tròng chọc vào bóng tối đằng trước, tiếng nói kia ẩn giấu trong bóng tối trước mặt, có điều tôi nhìn rất lâu, vẫn chỉ nghe tiếng mà không tìm thấy bóng người bốn phía im lặng dường như mồ chôn càng như thế này, tôi càng lo lắng, thậm chí không dám thở mạnh, lòng bàn tay siết ngọc bội đã thấm đầy mồ hôi, sàn sạt, lúc chúng tôi đang giằng co với người đó, dưới chân đột nhiên truyền đến tiếng xào sạc nho nhỏ, trịnh lâm chỉ nhìn thoáng qua, đã cực kỳ sợ hãi nói, trinh chung nó. Tập kích đại ca đường và hủy diệt công ty chính là những con côn trùng này, chủ nhân chạy mau, em che sau cho chị nói, rồi nó đã dùng bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đẩy mạnh tôi một phát, tôi cũng không chút do dự, nhấc chân chạy, dù sao những côn trùng kia cũng không làm gì được những ai ở thể linh hồn, chỉ là chưa chạy được mấy bước tôi liền phát hiện ra trên ngọn núi hoang này chỉ có một con đường, chính là đi xuyên qua núi âm, mà con đường sau lưng đã bị đám côn trùng phá hỏng, nếu tôi muốn chạy thì chỉ có thể chạy vào trong núi âm. Mà kẻ khống chế lũ côn trùng đuổi theo tôi rõ ràng cũng không nóng này chỉ từ tốn điều khiển côn trùng đuổi theo tôi không chỉ không giống đang đối phó với tôi mà còn nhàn nhã như đang dắt chó vậy ông ta đang cố ý dồn tôi về phía núi âm cảm nhận được mục đích của ông ta rồi tôi chợt luống cuống tô mộc nói tôi không chịu nổi âm khí ở núi âm đi vào sẽ rất nguy hiểm mà đại quân côn trùng sau lưng lại rất lợi hại cứ nhìn chúng nó gặm cho cây cối thành vết như bị đốt rụi là biết nước bọt của những con côn trùng kia nhất định có tính phân hủy huống chi cho dù không có tính phân hủy, thì nhiều côn trùng như vậy đồng thời đánh về phía tôi, tôi chắc chắn cũng sẽ chết rất thê thảm, bị muôn trùng gặm cắn mà chết, ngẫm thôi mà thấy kinh, tôi không kịp suy nghĩ nhiều như vậy nữa, phía trước là núi âm, phía sau là hàng chục nghìn con côn trùng, tôi phải nhanh chóng lựa chọn, nghĩ đến trước khi tô mộc rời đi có để lại cho tôi ngọc bội và áo choàng âm khí, tôi trực tiếp thay đổi phương hướng, chạy về trịnh lâm còn đang liều mạng phân tán âm khí của mình ra ngăn cản những con côn trùng kia nhưng nó vừa mới được đường dũng luyện thành tiểu quỷ mặc dù là ác quỷ âm khí trên người rất nồng nhưng căn bản không biết sử dụng thực lực còn không bằng rượu rượu thấy nó ngăn cản càng ngày càng vất vả tôi trực tiếp níu tay nó lại điên cuồng phi về phía biển côn trùng chủ nhân trịnh lâm quay đầu thấy là tôi thì kinh hoàng nói chỉ là nó không kịp nói câu tiếp theo toàn bộ hồn vía đều bị tôi lôi vào trong biển côn trùng, mỗi một bước chân, đều có ít nhất là 10 con côn trùng bị tôi dẫm cho nát bét, mà đám côn trùng màu đen dưới chân cũng xông thẳng về phía trước không ngừng như một cơn lũ đen ngòm, tôi thậm chí không dám nhìn nữa, dứt khoát bình tĩnh nhắm hai mắt lại xông về phía trước, cả dọc đường vang tiếng lép bép, đều là tiếng xác côn trùng bị nát bấy, mãi đến khi chạy rất lâu rồi. Xúc giác chạm phải côn trùng dưới chân mới từ từ bớt đi, phù trong lòng tôi thả lòng rốt cuộc mới dám dừng bước lại đầu óc mơ màng quay lại nhìn biển côn trùng sau lưng tôi giống như tôi nghĩ tô mộc đã sớm dự đoán được việc người kia có thể sẽ xông tới trực tiếp làm cho tôi một chiếc áo choàng âm khí có cái áo choàng này bảo vệ trong mắt những con côn trùng kia tôi chính là hồn vía cho nên chúng nó mới không tấn công tôi có điều tôi mới vừa thở phào một hơi còn chưa tỉnh táo lại giọng nói già nua kia đã lại xuất hiện, thậm chí lần này còn gần hơn. Ông ta trực tiếp từ sau cây đại thụ đi tới trước mặt tôi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi, ngoài miệng nhếch mép cười, không nhìn ra, lá gan của cô nhóc nhà cô cũng không nhỏ đâu. mươi 51, sắp chết đến nơi, ông là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi, bị bước đến đường cùng? Tôi đã không thể nào chạy trốn được nữa, bởi vậy dứt khoát ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi ông ta ông ta nghe thấy tiếng của tôi lập tức nở nụ cười giọng nói khàn khàn chói tai giống như cả năm chưa uống ngụp nước nào vậy tại sao ư cô đã làm hỏng chuyện tốt của tôi còn dám hỏi tôi tại sao tôi đã theo dõi cô rất lâu rồi hôm nay chính là ngày chết của cô giọng nói của ông ta càng ngày càng lạnh lùng hất bím tóc trên đầu lấy cây sáo trúc từ trong ngực ra đặt lên bên môi bốn phía lập tức vang lên tiếng sáo trúc du dương chỉ có điều âm thanh vốn vô cùng tuyệt vời này lại trở nên ghê rợn khi người thổi là lão già đó đặc biệt là hiện giờ tôi lại đang ở sâu trong khu rừng tối tăm nghe thấy âm thanh đó khiến toàn thân tôi rét run giống như nghe thấy khúc nhạc của thần chết vậy tôi siết chặt miếng ngọc bội trong tay căng thẳng mím môi chặt lại chỉ chờ có chuyện gì xảy ra liền kích hoạt ngọc bội ngay dù là như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn không chắc chắn bởi vì Tô Mộc đã từng nói miếng ngọc bội kia dùng để đối phó với hồn ma, mà hiện giờ đứng trước mặt tôi là một người sống. Tôi không biết ngọc bội có tác dụng với ông ta hay không nữa, tiếng sáo vang lên, trên người lão già kia lại có động tĩnh, trong cái bóng đen xì kia mơ hồ có thể nhìn thấy có thứ gì đó đang bò lên tóc ông ta. Rất nhanh sau đó liền thấy mấy con rết đen nhánh bò ra khỏi bím tóc, răng nanh trong miệng ma sát qua lại, phát ra tiếng soạt soạt nhanh chóng vọt tới phía tôi, đây là... Cổ Trung, tôi không tự chủ lui về phía sau, giật mình nói, Tô Mộc đã từng nói với tôi, Trung Quốc không chỉ có mỗi pháp sư bọn họ, mà còn có cả một số thế lực như đạo sĩ, Phật gia, hay phái Tương Tây chuyên tìm xác, sau khi người Thái Lan vào Trung Quốc, lại xuất hiện thêm hai loại người đó là tăng nhân Thái Lan và thầy phù thủy, ngoại trừ tăng nhân và thầy phù thủy ra, giữa những thế lực còn lại đều có liên quan đến nhau, duy chỉ có một loại người gọi là cổ sư Sống ở vùng Tây Nam Bộ của Trung Quốc, sở hữu năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng trước giờ không giao du với người ngoài, chỉ ở ẩn trong núi sâu nghiên cứu cổ trùng của mình. Ngay cả Tô Mộc từ khi sinh ra đến giờ cũng chưa từng gặp mặt họ, nếu không phải đặc điểm của lão già trước mặt này quá rõ ràng, thì tôi cũng không dám nghĩ ông ta là cổ sư. Hơn nữa từ lúc tôi đi theo Tô Mộc đến nay, ngoài việc đi tìm Lâm Yến Nhi tôi cũng chỉ đắc tội với hai người của giới huyền học đó là quả phụ họ vương và thẩm mai chi chứ không hề chọc vào cổ sư tại sao ông ta lại bảo tôi làm hỏng chuyện tốt của ông ta còn muốn dồn tôi vào chỗ chết cô nhận ra đây là cổ trùng chứng tỏ kiến thức không hề tầm thường tôi cứ tưởng cô chỉ vô tình làm hỏng chuyện tốt của tôi nên định cho cô chết thoải mái chút nhưng xem ra là cô cố tình làm vậy đừng nhiều lời nữa có chiêu gì cứ dở hết ra đi hôm nay ông già này sẽ tiếp cô đến cùng nói xong đôi mắt của ông ta xẹt qua một tia sáng tiếng sáo trong miệng cũng trở nên sắc bén lại dồn dập tôi lập tức sợ hãi muốn khóc lão già này nói chuyện không đầu không đuôi luôn miệng nói tôi làm hỏng chuyện tốt của ông ta nhưng lại không nói là chuyện gì vừa lên đã muốn đánh nhau với tôi đây chẳng phải là bắt nạt người khác sao trong nháy mắt năm con rết đen bóng liền chạy tới trước mặt tôi đứng cách tôi chưa đến một mét chủ nhân mau đi đi chạy vào núi âm tìm đại ca đường đi vẻ mặt sốt ruột của trịnh lâm trở nên vặn vẹo trực tiếp đứng chắn trước mặt tôi muốn kéo dài thời gian cho tôi chạy trốn mấy con rết đen này mặc dù không nhiều nhưng chúng lại mạnh hơn biển côn trùng ban nãy trực tiếp bò lên trên người trịnh lâm răng nanh sắc bén cắn một ngụm xé rách một mảng thịt trên người nó tôi sợ hãi phát run nhưng trịnh lâm chỉ là hư ảo không có thực thể vậy mà mấy con rết đen này lại cắn được nó hơn nữa mảng thịt xé ra từ người Trịnh Lâm, chính là hồn vía của nó, chỉ một miếng thôi, đã khiến Trịnh Lâm đau đến mức toàn thân run rẩy âm khí trên người lập tức tan biến, màu sắc cũng nhạt đi rất nhiều, mặc dù như vậy, nhưng nó cũng không hề tránh né, mà run rẩy hô lên với tôi, chủ nhân mau đi đi, em sắp không chống đỡ được nữa rồi, tôi vẫn hy vọng vào chiếc áo choàng âm khí mà tô mộc để lại cho tôi, nhưng nhìn thấy bộ dáng hung hãn của mấy con rết kia tôi lại cảm thấy sợ hãi. Trịnh Lâm thực sự không thể ngăn chặn được sự cắn xé của chúng. Nếu tôi bỏ nó lại chạy đi, nó chắc chắn sẽ chết. Trong lòng tôi cảm thấy chua xót. mặc dù quan hệ giữa tôi với Trịnh Lâm không thân lắm, hơn nữa bà nó còn liên tục hãm hại tôi. Thế nhưng hiện giờ nó đã là tiểu quỷ của tôi, còn đồng ý chịu chết vì tôi. Tôi không thể bỏ rơi nó không quan tâm, trong lúc nguy cấp, tôi cũng không để ý được nhiều như vậy, trực tiếp đọc câu thần chú Tô Mộc dạy tôi. Đồng thời giơ ngọc bội lên, câu thần chú vang lên, cùng với đó là tia sáng lóe lên từ miếng ngọc bội vốn dĩ tầm thường không có gì lạ này, lập tức chiếu sáng toàn bộ khu rừng, chiếu rõ cả dáng vẻ của lão già gầy gò kia, biển côn trùng vốn đang vây xung quanh chúng tôi cũng lập tức biến mất, hình như chúng rất sợ tia sáng này nên tránh đi rất xa, ngay cả mấy con rết trên người Trịnh Lâm nhìn thấy tia sáng này cũng dừng lại không tấn công nữa, vừa hù dọa được mấy con côn trùng này, đồng thời trịnh lâm cũng phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa tiếng kêu này thậm chí còn thê thảm hơn so với khi bị rết cắn cả cơ thể bị ánh sáng của ngọc bội chiếu vào đều tỏa ra khói trắng ông già kia nhìn thấy tia sáng này sắc mặt liền trầm xuống nụ cười độc ác lập tức biến mất u ám chừng mắt nhìn tôi sau đó ông ta lại nâm cây sáo trong tay lên nhanh chóng thổi ra tiếng mấy con rết bị ánh sáng dọa sợ lại bắt đầu có phản ứng bỏ lại trịnh lâm lao về phía tôi có vẻ như ánh sáng không ảnh hưởng quá lớn đến bọn chúng, trong lòng tôi hoảng hốt, nhưng những tia sáng này vô cùng nóng, hiển nhiên sẽ gây thương tổn rất lớn đến quỷ vật, tôi cũng không quan tâm đến mấy con rết đó nữa, vội vàng bảo Trịnh Lâm tránh đến khu vực an toàn, Trịnh Lâm dường như hoàn toàn nghe lời tôi, thấy tôi bảo nó mau tránh đi, mặc dù khuôn mặt thoáng qua vẻ cự tuyệt, nhưng cơ thể nó vẫn nhanh chóng lùi về phía sau, vọt vào trong bóng tối phía xa, trong chớp mắt mấy con rết đã bất chấp ánh sáng lao thẳng vào người tôi, răng nanh sắc bén đâm thẳng vào thịt của tôi, chưa kịp bắt nó xuống, bắp chân của tôi liền truyền đến một cơn đau nhói, giống như mạch máu trong người bị đổ một thùng dầu ớt vào vậy, nóng hừng hực đốt cháy hết dây thần kinh ở chân của tôi, bắp chân của tôi lập tức không còn chút sức lực cử động, tôi hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp ngồi sụp trên mặt đất, đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh. Nhưng hiện giờ tôi không thể xử lý vết thương mắt nhìn thấy mấy con rết sắp bò lên trên người tôi, trong tình huống cấp bách này, tôi liền trực tiếp giơ lên ngọc bội đập mạnh vào mấy con rết đang bám trên chân tôi. A, à, rết thấy tôi đánh nó, lập tức phát ra tiếng kêu nhỏ, sau đó lắc lắc cơ thể bỏ chạy mất. Còn bốn con rết khác quả nhiên cũng sợ miếng ngọc bội này, nhưng dưới sự điều khiển của lão già gầy gò ốm yếu kia, chúng vẫn điên khùng xông về phía tôi. Tôi chỉ có thể cuống quýt dùng ngọc bội đập bọn chúng nhưng bọn chúng có tận bốn con, còn tôi chỉ có một miếng ngọc bội. Mặc dù tôi ra tay cực nhanh, nhưng vẫn không thể ngăn cản bốn con rết tấn công cùng một lúc, rất nhanh sau đó cổ tay tôi lại bị cắn một miếng nữa. Cảm giác nóng hừng hực theo mạch máu trên cổ tay chạy thẳng đến tim, trái tim chợt co rút kịch liệt, giống như bị trúng kịch độc. Cơ thể của tôi cũng vì thế mà trở nên tê dần, ngọc bội trong tay ầm một tiếng rơi trên mặt đất, chết rồi, đầu óc tôi trông rỗng giống như trong chớp mắt bị biến thành cừu con để mặc người khác chém giết vậy. Hiện giờ trịnh lâm đang bị thương, ngọc bội duy nhất có thể chống cự lại rơi trên mặt đất, mà cổ tay tôi sau khi bị cắn đã bắt đầu tê dại, hoàn toàn không có sức để nhặt ngọc bội lên. Năm con rết kia thấy thế lập tức lấy lại tinh thần, không có ngọc bội uy hát yêu ta nên động tác cũng nhanh hơn rất nhiều. Tất cả vọt lên trên người tôi, răng nanh của bọn chúng phát sáng lấp lóa, cắn về phía tôi, tôi không dám nhìn tiếp nhắm chặt mắt lại đợi cơn đau nhức ập xuống. Cũng đúng, ngay cả đường dũng cũng bị cổ sư bắt đến nơi rừng núi hoang vu này, trong tay tôi chỉ có một miếng ngọc bội, vậy mà cũng dám liều chết ngoan cố chống lại. Đúng là không biết tự lượng sức mình, không ngờ rằng, tôi đợi một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy sự đau đớn như trong tưởng tượng ập đến, mà phía đối diện lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của lão già cổ sư kia. mươi 52, Thường Luồng Tiên ra oai, Tô Mộc, tôi vui vẻ trong lòng, nhanh chóng buột miệng thốt ra, nhưng tôi không thấy bóng dáng tô mộc đâu, chỉ có bản thân lão già cổ sư kêu gào thảm thiết, tay ôm chặt lấy đầu, dáng vẻ như đau đến sắp nứt ra vậy, chuyện gì xảy ra vậy, tôi không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hiện tại tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đi kiểm tra tình hình của ông ta, thấy con rết đen kia không quấn lấy mình nữa, tôi lập tức gào lên với trịnh lâm một tiếng, nhanh chân chạy đi, chạy thoát thân quan trọng hơn. Nhưng tôi vừa mới chạy được hai bước, cả người liền mất cân bằng, lập tức ngã xuống mặt đất, mẹ kiếp, tôi quên mất mình bị cắn ở cẳng chân, chúng độc rồi, bị tôi động vào một cái, độc tố trên cẳng chân dường như khuếch tán thêm một chút, trực tiếp làm tê dại cả chân trái, cánh tay phải cũng không còn chút sức lực nào, tôi không khỏi nôn nóng đến toát mồ hôi lạnh, bây giờ tôi không chạy nổi nữa rồi, lão già cổ sư cũng không biết bị làm sao, ngộ nhỡ lát nữa ông ta không sao. Tôi chỉ còn con đường chết thôi trong tình huống khẩn cấp này tôi cũng không biết bên tô mộc đang như thế nào nữa dứt khoát cắn răng cố gắng đứng dậy kéo lê cơ thể đã tê dại một nửa của mình lại gần lão già cổ sư mỗi bước lại gần ông ta mồ hôi trên cơ thể tôi lại càng chảy mạnh hành động của tôi bây giờ không khác gì tự tìm đường chết nhưng lòng tôi hiểu rõ dù bây giờ tôi không qua đợi sau khi ông ta hồi phục tôi cũng chỉ còn con đường chết chi bằng nhân cơ hội ông ta đang không bình thường đánh mất lão đi không biết chừng còn có thể giúp được tô mộc tôi nhanh chóng đi đến bên lão già cổ xưa ông ta vẫn không ngừng gào thét vùng vẫy trong thời gian ngắn như vậy trên người ông ta xuất hiện rất nhiều vết thương da thịt cũng lộn ra ngoài hơn nữa càng khiến tôi giật mình là thứ khiến ông ta bị thương không phải là cái gì khác lạ mà chính là năm con rết đen ông ta điều khiển ban nãy lúc này năm con rết đen như bị rối loạn tinh thần vậy điên cuồng cắn xé ra lão già cổ sư, lộ ra rất nhiều thịt, thậm chí có vài bộ phận, vết thương rất sâu, để lộ ra khớp xương màu xanh đen, tôi lập tức hít một hơi lạnh, màu này rõ ràng là biểu hiện của chúng kịch độc mà. Dù tôi nhận ra những con rết này có độc nhưng cũng không ngờ độc tố của chúng lại ác liệt đến vậy, mặc dù là lão già cổ sư, bây giờ cũng bị cắn chỉ còn nước dãy rủa dù ông ta nhìn thấy tôi đến, ánh mắt cũng chỉ có thể lộ vẻ tuyệt vọng đến ý nghĩ phản kháng cũng không có tôi vốn muốn tìm một cây gậy nào đó đánh mất lão cổ sư nhưng bây giờ nhìn thấy tình trạng thảm hại của lão cổ sư tôi lại không dám lại gần năm con rết đó đúng là ác ma giết người không chớp mắt trong đầu tôi hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là mau chạy thôi cách lũ rết này càng xa càng tốt nhưng tôi đã dùng toàn bộ sức lực để có thể chạy đến chỗ lão già cổ sư rồi bây giờ làm gì còn sức mà chạy nữa mặc dù tôi gấp lắm rồi nhưng chân đã mềm nhũn ngồi xuống mặt đất cách chỗ lão cổ sư bị cắn xé chưa tới một mét lão già cổ sư vẫn kêu gào thảm thiết nhưng dường như ông ta đã cam chịu số phận hơn một chút mặc kệ mấy con rết cắn xé người lão đầu lão lại hướng về phía tôi mắt mờ trừng trừng nhìn tôi ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn là ông già tôi khinh địch hôm nay chết trong tay một con nhóc như cô nhưng cô cũng đừng vui mừng quá sớm môn phái cổ sư của chúng tôi huyết mạch truyền từ đời này sang đời khác hôm nay cô giết tôi sau này đợi môn phái chúng tôi báo thù đến chết đi nói xong lão cười ha hả giọng điệu chói tay chẳng khác gì tiếng cưa điện sau khi cười lớn xong lão trực tiếp cắn nát ngón tay trong chớp mắt máu đen ở ngón giữa bắn ra sau đó lão làm vài động tác kỳ lạ bằng tay trực tiếp bắn máu đen ở ngón tay giữa về phía tôi không đợi tôi né tránh đống máu đen đó rơi xuống cánh tay trái của tôi tiến thẳng vào da tôi màu đỏ tím giống hệt thủ công sa sao thời cổ đại thủ công sa được biết đến trong truyền thuyết trung quốc là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết cùng với sự hoàn thành dấu ấn thủ công sa chốt sức lực cuối cùng của lão cổ sư dường như đã tận nằm dạp trên mặt đất thờ hồn hình tôi trực tiếp ngơ người trong lòng trống rỗng lão nói môn phái của lão có huyết mạch truyền từ đời này qua đời khác vừa rồi lão in một dấu ấn lên cánh tay mình chắc là muốn để lại đầu mối cho các cổ sư khác đây mà. Tôi liều mạc lau dấu ấn màu đỏ trên cánh tay đi, nhưng dấu ấn màu đỏ đó đã thấm vào da tôi, tựa như hòa cùng một thể với tôi vậy, hoàn toàn không lau sạch được. Trong nháy mắt tôi chẳng thèm quan tâm đến chuyện ban nãy lão không chê mấy con rết cắn mình nữa. Mềm giọng nói, đại sư, có thể ông hiểu lầm gì tôi rồi, tôi hoàn toàn không quen ông, sao có thể làm hỏng chuyện tốt của ông được chứ? huống hồ tay chân tôi đến chói gà còn không chặt hoàn toàn không thể điều khiển lũ cổ trùng này làm sao giết ông được chứ có phải đám cổ trùng của ông có vấn đề gì đó nên mới tấn công ông như vậy không không liên quan gì đến tôi đâu ông thu lại dấu ấn này đi vừa nói tôi thậm chí còn lo lắng đến bật khóc cảm giác oan ức vô cùng tôi hoàn toàn không quen lão già này lão còn bị chính cổ trùng của mình làm bị thương nữa bây giờ sắp chết rồi lại vu cáo chuyện này cho tôi thiên lý ở đâu? Lão già cổ sư kia thấy tôi mềm giọng cầu xin, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì, gì đến tôi, khóe miệng chỉ lộ ra nụ cười lạnh lùng, mà lão vẫn giữ nụ cười lạnh ấy trên mặt một lúc lâu, không hề có một chút thay đổi, ánh mắt cũng dần ảm đạm hẳn đi. Lão chết thật rồi, nước mắt tôi trào ra như mưa, không phải vì lão cổ sư đã chết, mà tôi đang khóc vì bản thân mình, lão vô duyên vô cớ tìm đến, bắt lục nhĩ và đường dũng đi. Còn điều khiển đám giết cắn tôi bị thương, bây giờ lão chết rồi, tội danh của tôi cũng cứ thế thành lập, sau đó đợi những cổ sư khác thuộc môn phái ông ta nhận được tin tức, nhất định sẽ lần theo dấu ấn để đuổi giết tôi. Dựa vào cái gì chứ? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tâm trạng của tôi suy sụp hẳn đi, cũng may cùng với sự tuôn trào của nước mắt, độc tố trên người tôi cũng giảm nhẹ đi đôi chút cẳng chân vốn tê dại đến mất đi cảm giác cũng dần bớt tê đi, khôi phục lại một chút sức lực, trịnh lâm vẫn không nói với tôi một lời. Tôi khóc một lúc cũng mệt lắm rồi, liền bảo trịnh lâm tìm giúp mình một cây gậy, cố gắng chống gậy đứng lên, lúc tôi đang đứng dậy rời đi, liền nghĩ đến mấy con rết đen kia, trên người lão già cổ sư đột nhiên truyền tới một giọng nói, đợi đã, ông nội thường lùng tiên của cô còn chưa ăn no, làm gì mà đi gấp thế, là giọng của rắn đen, tôi sững người cúi đầu nhìn cánh tay theo bản năng lúc này mới phát hiện hình xăm rắn đen trên cổ tay đã không còn nữa mà bây giờ rắn đen lại đang ngoài người về phía xác chết của lão cổ sư nhai ngấu nghiến là ông người vừa cứu tôi là ông sao trong nháy mắt hai mắt tôi trợn tròn lên thời khắc nguy cấp ban nãy mọi ý nghĩ cầu cứu của tôi đều đặt trên người tô mộc đương nhiên quên mất còn có một con rắn đen ở nhờ trên người mình không đúng là thuồng luồng tiên là thuồng luồng tiên sức mạnh siêu phàm phí lời nếu không cô tưởng đám rết cổ này thực sự sẽ rối loạn tinh thần tấn công lại chủ nhân của chúng chắc đó là sinh mệnh do lão già này dùng máu ở tim để nuôi cho dù chúng có thực sự hoảng loạn tinh thần chúng cũng tuyệt đối không động đến chủ nhân của mình đâu rắn đen nói xong trực tiếp nuốt hết những thứ trong miệng xuống sau đó lại há to miệng ra trực tiếp cho con rết đen cuối cùng trên người lão già kia vào miệng nhai ngấu nghiến một cách ngon lành, vẻ tôi không nhịn được mà có chút buồn nôn, cũng may sau khi rắn đen cắn vài miếng xong, cũng không còn tâm trạng từ từ thưởng thức nữa, ăn tươi nuốt sống luôn đám rết, sau đó vẫy đuôi, nhảy một phát lên cổ tay tôi, nói, đi thôi, đi đâu, tôi hỏi, ban nãy tôi vốn muốn đi là vì sợ đám rết đen kia, những bây giờ đám rết đó bị rắn đen ăn sạch rồi, tôi cũng chẳng còn gì phải sợ nữa dứt khoát tìm một vị trí cách xa cái xác của lão cổ sư kia ra rồi ngồi xuống hỏi rắn đen nếu ông có thể ăn sạch đống rết đen đó vậy có cách nào giải độc rết không sau khi tôi bị rết cắn liền cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào đương nhiên rồi ông nội tuồng luồng tiên của cô là ai chứ rắn đen kiêu ngạo liếc mắt nhìn tôi đợi tôi trả lời ớ là ai cơ tôi bị rắn đen hỏi đến đau cả đầu nó ngoại trừ thân phận thuồng luồng tiên ra lẽ nào còn giấu thân phận nào khác, ông đây là tuồng luồng tiên thần thông quảng đại đấy, tương lai sẽ là rồng chân chính, giải có chút độc rết còn con này không thành vấn đề. Gián đen thấy tôi không trả lời được liền liếc mắt nhìn tôi, sau đó nó nhanh chóng quét qua người tôi, quét đến nỗi tôi nổi cả da gà, cuối cùng nó dừng lại trước miệng vết thương ở cẳng chân tôi, trực tiếp thè lưỡi ra, nhét vào bên trong vết thương của tôi, ông... Ông làm gì thế? Tôi sợ xanh mắt mèo trước tiên chưa nhắc đến người nó có sạch hay không, có mang theo loại virus gì không, chỉ nói đến chuyện nó nhét lưỡi mình vào trong vết thương của tôi. Tôi đã đau gần chết rồi, nhưng vẫn chưa đau đến mức như tôi dự đoán, chân của tôi vẫn trong giai đoạn nửa tê nửa dại, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ lưỡi của nó xuyên qua vết thương của tôi, đến vị trí khớp xương liền nhẹ nhàng l iota xương của tôi, cảm giác đó kỳ quái đến mức nói không thành lời. Có điều khi nó l iota cảm giác tê dại, xương tấy ở cẳng chân nhanh chóng mất đi không ít, hơn nữa phần khớp xương còn hơi ngứa, dường như có cảm giác vết thương đang lên da non vậy, rắn đen nhanh chóng l yêu ta hết vết thương, chuyển đến nơi cánh tay trái, nó vẫn đưa lưỡi vào bên trong vết thương, tựa như phương pháp cạo xương trị thương vậy, đợi nó xử lý vết thương xong, nó lại ngần người ra nhìn rất rõ ràng, thường lùng tiên, lòng tôi chìm xuống. Chẳng lẽ vết thương nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của nó? đến nó cũng không có cách sao, thường luồng tiên cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Cái đầu rắn nhỏ bé trực tiếp hướng về dấu ấn thủ cung sa màu đỏ trên cổ tay tôi, rất nhanh, cơ thể rắn đen co quắp lại, kịch liệt run rẩy tôi trực tiếp bị dọa đến giật mình, lo lắng gọi thường luồng tiên, sợ nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, ha ha, dấu ấn huyết mạch. Ông đây còn tưởng ông ta nói đùa, không ngờ ông ta thực sự để lại dấu ấn huyết mạch trên người cô rắn đen run cầm cập một lúc lâu đột nhiên lại phá lên cười dữ dội tôi cũng ngơ luôn nó run rẩy lâu như vậy lại là vì nó quá vui sao tốn công vừa rồi tôi còn lo nó xảy ra chuyện gì rắn đen cảm nhận được tâm trạng của tôi lập tức quẫy đuôi phủi hai cái trên cổ tay tôi dường như đang vỗ về tôi vậy nói cô còn lo cho ông đây nữa ông đây là ai chứ lần này tôi có kinh nghiệm hơn rồi không đợi nó nói xong trực tiếp tiếp lời đáp là tuồng luồng tiên thần thông quảng đại. Tương lai sẽ là rồng chân chính, rắn đen không ngờ đột nhiên tôi lại ngắt lời nó, chừng mắt liếc tôi, nhưng cũng rất hưởng thụ mấy câu nịnh bợ của tôi, nói, vậy mới đúng chứ. Sau này ông đây sẽ là rồng chân chính, đó là chân long cổ, cô có biết cổ vương của giới cổ độc là gì không? Thấy nó nói một cách vui vẻ như vậy, lo nghĩ trong lòng tôi về dấu ấn huyết mạch kia cũng bớt đi, phối hợp nói là kim tầm cổ trước đây tôi từng xem tiểu thuyết điện ảnh về cổ trùng đều nói về kim tầm cổ bởi vậy tôi chỉ biết mỗi loại kim tầm cổ trong đám cổ trùng này rắn đen nghe vậy ánh mắt sắc bén phóng thẳng đến chỗ tôi cả người nó đều thấy khó chịu tức giận nói biết nói chuyện không thế ông đây đã nói rồi mẹ kiếp sau này ta là chân long cổ cô nói xem cổ vương là ai thật không ngờ đột nhiên nó lại tức giận như vậy tôi lại càng hoảng sợ vội vàng nói là chân long cổ chắc chắn là chân long cổ rồi. Rắn đèn liếc nhìn tôi chằm chằm, lúc này mới hài lòng gật đầu, lầm bầm, sao ta lại tìm một con nhóc ngu ngốc như cô làm người trợ tiên chứ? Kim tầm cổ kia đúng là được gọi là cổ vương, nhưng cùng lắm cũng chỉ xem như một tên cổ vương nhỏ nhoi thôi, tung hoành ngang dọc ở trần gian thì còn được, đợi đến khi thực sự gặp phải đại cổ vương là chân long cổ ta đây, còn không mau né tránh ông đây mà chạy, chương 53, huy hiệu hoa sen trắng nhưng ông đã phải rồng chân chính đâu, hẳn vẫn chưa được tính là chân long cổ nhỉ, nó chém gió ngày càng hăng. Tôi không kìm được mà hỏi một câu đưa nó về thực tại, đương nhiên rắn đen bị câu hỏi của tôi làm mất hứng, lại căm giận trợn mắt nhìn tôi, bĩu môi nói, tuy bây giờ chưa phải, nhưng tương lai sẽ là như vậy. Hơn nữa bây giờ ông nội đây của cô cũng là tuồng lùng tiên rồi, đối phó với mấy loại cổ trùng thông thường này, dễ như trở bàn tay vậy đấy, chẳng kẻ nào dám lỗ mãng vậy kim tầm cổ thì sao? Tôi vội vàng hỏi, bây giờ lão già cổ sư kia đã lưu dấu ấn trên người tôi rồi, chứng tỏ cả môn phái cổ độc sẽ đổi giết tôi. Có rắn đen bên cạnh, những loại cổ trùng khác đương nhiên tôi chẳng sợ, nhưng môn phái bọn họ chuyên nghiên cứu cổ trùng, kim tầm cổ tuy hiếm mà rất lợi hại, dốc hết sức lực toàn môn phái chắc cũng có chứ nhỉ, quả nhiên, sắc mặt rắn đen cứng đờ, toàn bộ âm điệu đều giảm xuống, cúi đầu nói nếu như gặp phải kim tầm cổ. Vậy thì chạy đi, dù sao quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đợi ông đây tu luyện thành chân long cổ, sẽ quay lại giết chúng khiến chúng sợ tẻ ra quần, nó nhiệt huyết sôi trào nói, nhưng tôi lại không khỏi lạnh sống lưng, nói cho cùng, nếu bây giờ gặp phải kim tầm cổ, tôi đành ngồi chờ chết vậy, nhưng lúc này dấu ấn huyết mạch đã có rồi, dù tôi có lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể giúp đỡ rắn đen sớm ngày thành rồng chân chính tôi. nghĩ vậy tôi không kìm được mà hỏi rắn đen, ông cần một tháng mới tiêu hóa hết một con ma à? Nếu cung cấp cho ông nhiều quỷ vật hơn, tốc độ tu luyện của ông có thể tăng lên không? Đương nhiên, nếu mỗi ngày cô đều có thể cung cấp cho ta một con quỷ, không đến hai năm là ta có thể hóa thân thành rồng chân chính rồi. Rắn đen trao mày lại, phấn khởi nói, tôi lại thất vọng đến cực độ, dù một ngày được một con ma, vẫn còn cần đến hai năm nữa. Các cổ sư khác liệu có đợi tôi những hai năm không? hơn nữa mỗi ngày một con ma tôi đi đâu tìm nhiều ma cho nó thế tôi thở dài chuyện gì phải đến thì khó mà tránh giờ có lo lắng cũng phí công cứ đưa rắn đen trở lại tay mình đã tôi và trịnh lâm tiếp tục đợi tin tức của tô mộc nào ngờ rắn đen lại quay đầu lại đôi mắt rắn u ám nhìn thẳng về phía trịnh lâm sau đó nhếch miệng cười trầm giọng nói thằng nhóc này nhìn cũng ngon miệng vết là cháu trai của thẩm mai chi à chi bằng cho nó vào trong bụng đi đoàn tụ với bà nội của nó, nó lại dám nhỏ ngó Trịnh Lâm. Tôi trực tiếp chắn trước người Trịnh Lâm, nói với rắn đen là không được. Nó là tiểu quỷ tôi đang nuôi, ây dô, cô nuôi ông đây còn chưa xong, còn có tâm trạng nuôi thằng tiểu quỷ này, thôi, cô cứ nuôi nó trước đi, đợi đến ngày nuôi thành một con quỷ lợi hại rồi, ông đây ăn nó cũng chưa muộn, rắn đen cười lạnh nói, sau đó thân hình nó trực tiếp lóe lên, một lần nữa trở lại trên cổ tay tôi hóa thành hình xăm chủ nhân thẩm mai chi nó vừa nhắc tới là ai vậy cái tên này sao nghe quen thế trịnh lâm rõ ràng rất sợ rắn đen vừa rồi lúc rắn đen ở đây nó luôn trốn sau lưng tôi không dám lên tiếng đợi rắn đen đi rồi mới hỏi tôi ừm tôi do dự một chút không biết nên giải thích về thẩm mai chi thế nào đây dứt khoát nói là một bà lão yêu cháu trai của mình hơn mọi thứ trên đời này ồ trịnh lâm gật đầu đương nhiên không hài lòng với câu trả lời của tôi cặp chân mày thanh tú nhíu lại, nhưng nó suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra rốt cuộc thẩm mai chi là ai, vì vậy không nghĩ nữa, lại cười nói, chủ nhân, bây giờ trên người chị có vết thương rồi, em đưa chị lên xe nghỉ ngơi nhé, xe. Xe gì, tôi bị câu nói của nó làm sừng sốt, lúc đến vội vã như thế, tô mục lại hoàn toàn không lái xe đến, mà ôm tôi chạy một mạch đến đây. Vì vậy anh ta mới bảo tôi và Trịnh Lâm đợi anh ta trong rừng cây trước khi đi lệ quỷ đại nhân dặn em phải tìm một chiếc xe để chị nghỉ ngơi. Nhưng em còn chưa kịp hành động cổ sư đã đến rồi. Ban nãy nhân lúc chị nói chuyện với thùng luồng tiên, em đã đi quanh đây kiếm thử rồi mượn mang về đây rồi. Trịnh Lâm nói, nói xong nó còn làm động tác ra hiệu mời. Ý bảo tôi đi theo nó, tôi không khỏi tò mò, hỏi nó một nơi hoang vu hẻo lánh như vậy nó đi đâu mượn xe chứ. Hơn nữa nó không phải quỷ sao, ngoài tôi ra, còn có người khác nhìn thấy nó sao. Trịnh Lâm bị tôi hỏi như vậy có chút trột dạ, gật đầu qua quýt cho xong, sau đó tăng tốc về phía trước, chúng tôi nhanh chóng đi đến đường ngoài núi, phát hiện quả đúng có một chiếc xe thể thao Việt giã rừng trên mặt đường gồ ghề kia, hơn nữa còn là chiếc Jeep Wrangler nữa, tôi lại càng tò mò hơn, xe này không rẻ đâu nha, dù nơi hang cùng ngõ hẻm này thực sự có người mua chiếc Jeep Wrangler này, cũng chẳng vô duyên vô cớ cho một thằng nhóc mượn con xe này, tôi cũng không tùy tiện lên xe mà túm trịnh lâm lại, nghiêm túc hỏi nó, cậu nói thật đi, chiếc xe này rốt cuộc là từ đâu mà có, là, là em, mượn, trịnh lâm bị tôi hỏi càng trột dạ hơn, nói lắp bắp cả, có phải cậu trộm được nó không? Tôi trực tiếp ngắt lời nó, nghiêm nghị nói, trịnh lâm bị tôi dọa đến hoảng sợ, cả người run rẩy sau đó khum núng nói, không phải là trộm được, đây là một chiếc xe không có chủ, chủ xe chết rồi lời nó nói nhanh chóng thu hút được sự tò mò của tôi tôi hỏi nó sao cậu biết chủ xe đã chết xe này được phát hiện ở đâu ở chân núi âm khi lệ quỷ đại nhân nói với em em cũng không tin nhưng em thực sự đã phát hiện thấy mùi chết chóc trên chiếc xe này chứng tỏ chủ xe thực sự đã chết chủ nhân chị tin em đi thực sự không phải em trộm đâu trịnh lâm vội vàng nói tôi thấy biểu cảm của nó cũng không giống một kẻ nói dối liền gật đầu sau đó tôi vô cùng kinh ngạc chiếc xe này là do tô mộc dặn dò trịnh lâm mang tới chứng tỏ anh ta sớm đã cảm nhận được có người chết ở chân núi âm không biết chừng còn cảm nhận được hồn vía của chủ nhân chiếc xe nữa nhưng anh ta vào núi âm lâu như vậy sao vẫn chưa thấy ra hơn nữa lão già của sư trói đường dũng mang đi cũng chết rồi lẽ ra chỗ núi âm này phải không có người mới phải lẽ nào lão già của sư kia còn đồng bọn sao hay là tô mộc gặp nguy hiểm gì rồi tôi vô cùng nôn nóng vội vàng bảo trịnh lâm liên hệ với tô mộc xem tình huống bây giờ của anh ta như thế nào giữa quỷ vật có một phương pháp liên lạc đặc biệt với nhau chỉ cần biết tên của đối phương thì có thể liên lạc với nhau giống như người sống chúng ta gọi điện cho nhau vậy chẳng qua sự liên hệ giữa họ có chút hạn chế đó là quỷ cấp cao có thể tùy ý liên lạc với quỷ cấp thấp nhưng quỷ cấp thấp chưa chắc có thể liên lạc được với quỷ cấp cao dù là như vậy tôi vẫn bắt trịnh lâm thử một lần Trịnh Lâm gật đầu, trong miệng bắt đầu lầm bầm thứ ngôn ngữ kỳ quái kia, chắc là ngôn ngữ của quỷ. Sau đó miệng Trịnh Lâm kêu tên Tô Mộc, không lâu sau, tôi liền nghe thấy giọng nói của Tô Mộc truyền tới, không đợi nổi à, anh sao rồi, có gặp nguy hiểm gì không, sao còn chưa ra đây, cứu được người chưa vậy, nghe thấy giọng nói của Tô Mộc, tôi mới nhẹ nhõm trong lòng, nhưng vẫn lo lắng hỏi một chàng, không đợi Tô Mộc trả lời, bàn tay hơi lạnh trực tiếp đặt trên đỉnh đầu tôi, xoa đầu nói chẳng phải anh ra rồi đây sao nói xong giọng tô mộc bỗng ấp gáp hỏi tôi em bị thương sao tôi nhào thẳng vào trong lòng anh ôm anh thật chặt gật đầu lia lịa không biết tại sao khi đối mặt với lão già cổ xưa kia mặc dù tôi sợ chết đi được nhưng vẫn luôn kiên cường lúc này gặp lại tô mộc tất cả sự kiên cường bên ngoài ấy bỗng chốc bị lột sạch nhưng uất ức sợ hãi lại hiện về trong lòng chỉ lo ban nãy chết thật sẽ chẳng được gặp lại tô mộc nữa trên mặt tô mộc vốn còn vương nụ cười lúc này thấy tôi như vậy cặp chân mày xinh đẹp lập tức nhíu lại lo lắng kiểm tra cơ thể của tôi tên cổ sư đó tìm em em bị cổ trùng cắn sao vừa nói khuôn mặt anh vừa như được phủ một lớp băng trực tiếp ném đường dũng trên vai xuống một tay ôm lấy tôi miệng anh trực tiếp tiến lại gần vết thương của tôi hơi lạnh ngứa dường như có một luồng điện yếu ớt xẹt qua cơ thể tôi không nhịn được mà run rẩy trực tiếp bị anh hôn đến nóng cả người. Tô Mục, em không trúng độc, không sao nữa rồi, thật đấy, tôi xấu hổ chết đi được. Vội vã đẩy anh ta ra, trước mặt đám nhỏ như vậy, Trịnh Lâm và Diệu Diệu đều đang trợn tròn mắt nhìn hai chúng tôi. Sao anh lại không thèm để ý chút nào vậy chứ? Nụ hôn của anh rơi trên vết thương của tôi. Sau nhiều lần xác nhận, anh mới ngẩng đầu lên, hỏi tôi, em bị cổ trùng cắn, sao lại không trúng độc được? đứa mặt dày như tôi đã xấu đổ đến đỏ bừng lên rồi vội vàng thêm mắm thêm muối nói hết chuyện rắn đen dũng mãnh vô địch ra lúc này mới giảm được sự xấu hổ của tôi đương nhiên tôi không nhắc đến chuyện mình cố gắng vùng vẫy trong vô vọng trước khi rắn đen ra sợ tô mộc lo lắng chờ tôi nói xong diệu diệu lập tức kéo tay tôi nói chị à chị có thể giải độc của cổ trùng sao vậy chị mau cứu đại ca của em đi anh ấy bị cổ trùng cắn đến thảm đây này lúc này tôi mới nhìn về phía đường dũng phát hiện toàn thân anh ta đều là vết thương sắc mặt cũng chuyển sang màu xanh đen cả rồi sức mạnh của anh ta siêu phàm đến vậy mà còn bị thương nặng như vậy xem ra cổ sư thực sự rất khó đối phó trong lòng tôi thầm cảm thán đồng thời gọi rắn đen ra hỏi xem nó có thể hút độc tố trên người đường dũng đi được không vốn còn tưởng rắn đen sẽ không đồng ý nào ngờ nó vừa nghe thấy độc tố liền nhào thẳng lên người đường dũng giúp đường dũng trị thương, nhân lúc rắn đen trị thương, tôi đến bên tô mục, hỏi anh ta tình hình trong núi âm, có gặp phải nguy hiểm gì đó không, sao lâu vậy mới ra ngoài, tô mục lắc đầu, nói thoạt nhìn núi âm này âm khí nồng nặc, thực ra thì cũng bởi nơi đây từng là địa đạo chôn sống 10.000 người trong thời kháng chiến. Tất cả những cô hồn dã quỷ đều tụ tập ở đây, bởi vậy âm khí mới nồng đậm như vậy, bên trong ngoại trừ mấy con cổ trùng trông giữ đường dũng và lục nhĩ ra hoàn toàn không còn ai khác. Nói xong, tô mục móc từ trong túi ra một viên sắt hình tròn nho nhỏ, nhìn qua giống như huy hiệu vậy. Chuyển đến trước mặt tôi, nói, anh mất thời gian là vì cái này. Tôi nhận lấy huy hiệu xem xét, phát hiện trên đó ngoài hoa văn khắc hình một đóa hoa sen ra, không còn chỗ nào đặc biệt nữa, nếu miễn cưỡng mà nói. Cũng chỉ có thể nói đóa hoa sen này vô cùng tinh xảo, rất sống động, giống như hàng thật vậy, ngoài cái đó ra tôi xem mà đầu óc mê muội không biết rốt cuộc tô mộc có ý gì. Trên đó là hoa văn hình hoa sen trắng, là hoa văn lâm yến Nhi thường dùng nhất khi còn sống. Quần áo của cô ấy theo hình đóa sen trắng quanh năm. Tô Mộc giải thích, Lâm Yến Nhi, nghe thấy cái tên này, trái tim tôi lập tức thắt lại. Chẳng trách anh ta trễ giờ lâu như vậy, thì ra là phát hiện ra đồ có liên quan đến Lâm Yến Nhi. Trong khoảng khắc yên lặng ấy, tôi trả lại huy hiệu cho Tô Mộc, hỏi anh, Lâm Yến Nhi đẹp không? cái gì cơ tô mộc sửng sốt sau đó nghiêm túc suy nghĩ một chút nói đẹp lắm nói nhan sắc của cô ấy đẹp nghiêm nước nhưng thành cũng không hề khoa trương vì vậy xác của cô ấy bị trộm mất anh mới vội vã tìm cô ấy đúng không lòng tôi nặng trĩu hỏi anh ta tô mộc im lặng nhìn tôi sau đó đột nhiên nhếch môi cười lại gần tôi hỏi ghen à tôi lại đỏ mặt mạnh miệng nói còn lâu nhé chỉ là anh có thể tìm thấy hoa văn liên quan đến cô ấy ở núi âm này, có phải đồng nghĩa với việc xác của cô ấy bị giấu trong núi âm này không? Vì vậy anh tìm kỹ một lượt, không tìm ra mới ra ngoài này, đúng vậy. Tô Mộc gật đầu, sau đó anh ôm tôi, nói, đáng tiếc ngoài huy hiệu này ra, anh lại không phát hiện ra đầu mối nào khác. mươi 54, rời khỏi Tô Mộc, ừm, um, tôi gật đầu, sau đó thấy độc của đường dũng đã được rắn đen giải trừ hết liền gọi tô mộc về nhà bởi vì mối quan hệ với lâm yến nhi trên đường về nhà tô mộc đều im lặng đường dũng do bị thương đến giờ vẫn chưa tỉnh nên cả xe đều chìm trong yên lặng khi xe sắp về đến nội thành tiếng chuông điện thoại ầm ĩ pha vỡ không gian tĩnh lặng trong xe alo tôi giận dữ nhận điện thoại nói bây giờ là 5 giờ hơn sáng hơn nữa người gọi đến lại là người lạ tôi không nén nổi chút khó chịu trong lòng xin hỏi có phải lộc dương không ạ à? Tôi là bạn của Vi Vi, hai người mau đến bệnh viện đi, không thấy Vi Vi đâu rồi. Giọng nói ở đầu dây bên kia rất lo lắng, là một người phụ nữ, Vi Vi là ai? Tôi nén giận hỏi, có điều tôi lập tức nhớ lại, Vi Vi chính là tên cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ kia, chỉ là chân cô ta vừa mới làm phẫu thuật, đầu cũng bị thương không nhẹ, trời lại tối thế này, sao lại không thấy cô ta được? chuyện này liên quan đến 35 triệu của tôi nên tôi liền vội vã hỏi người phụ nữ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi hai người đi, tôi vẫn luôn ở bên Vi Vi, cũng không dám chợp mắt phút nào. Cô ấy luôn ngủ rất ngon, không có biểu hiện khác thường nào cả. Chỉ là tôi thức đến nửa đêm quả thực không chịu nổi nữa, mới chợp mắt một lát, nào ngờ tỉnh lại đã không thấy Vi Vi đâu rồi. Đồ đạc của cô ấy vẫn ở đây, thậm chí quần áo còn chưa thay mặc quần áo bệnh nhân chạy đi đâu mất rồi. Hiện tại chúng tôi đã tìm khắp cái bệnh viện này một lượt rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô ấy. Cô ấy không bỏ chạy vì muốn xù tiền đấy chứ. Tôi cho mày nói. Người phụ nữ kia nghe thấy lập tức nổi nóng. Nói, không đâu. Nhà Vi Vi rất có tiền. Không thể trốn chạy vì thiếu nợ được. Hơn nữa thuốc tê của cô ấy vừa hết. Chân lại vừa phẫu thuật xong không thể đi lại được. Bản thân cô ấy không thể đi đâu được đâu. Nhất định bị người ta đưa đi rồi hiện tại tôi đã báo cảnh sát hai người cũng qua đây đi cảnh sát muốn tìm hai người để tìm hiểu thêm tình hình thật không ngờ cảnh sát lại tìm chúng tôi nếu không phải cảnh sát bây giờ người mất tích rồi cũng không một ai thông báo đến chúng tôi một lời hà một cảm giác không vui dâng lên trong lòng tôi lạnh lùng nói biết rồi nói xong liền dập máy đương nhiên tô mộc cũng nghe thấy nội dung cuộc điện thoại đợi tôi cúp máy xong bèn nói để tôi cùng đám rượu rượu trở về nghỉ ngơi chuyện ở bệnh viện để anh ta giải quyết là được rồi. nghe tô mộc nói vậy, trong lòng tôi bỗng hiện lên một tia ấm áp. giày vò cả đêm như vậy, tô mộc vẫn rất thương tôi. hơn nữa dù độc trong người tôi đã được giải, nhưng vết thương vẫn còn. dù vết thương ấy không đến mức quá nặng, nhưng nếu động vào một cái cũng có thể khiến tôi đau như kim châm muối sát. tôi gật đầu, ngầm chấp thuận ý kiến của tô mộc. tô mộc không đưa chúng tôi về công ty, mà lái xe về nhà tô đoàn để chúng tôi ở nhà tô đoàn nghỉ ngơi, một khoảng thời gian không gặp. Vết thương của tô đoàn đã khá hơn nhiều, lần này gặp lại chúng tôi cậu ta rất vui. Sau khi nghe nói lát nữa tô mộc phải đến bệnh viện gặp cảnh sát, cậu ta lập tức tỏ ý muốn đi. Hơn nữa cậu ta cũng có quen biết với cảnh sát, nếu có chuyện gì cũng tiện giải thích, có cậu ta đi cùng là chuyện vô cùng tốt. Sau khi tô mộc sắp xếp tôi xong liền rời đi, tôi sớm đã mệt mỏi dã rời, lúc trên đường không để lộ ra bây giờ nằm trên giường rồi hai mắt lập tức zip lại trực tiếp mê man không biết gì nữa giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa khi tôi tỉnh lại mặt trời đã lên cao khuôn mặt trịnh lâm chắn trước mặt tôi hai mắt trống rỗng nhìn tôi làm tôi giật cả mình chủ nhân em đói rồi thấy tôi tỉnh lại nét mặt trịnh lâm cuối cùng cũng có chút thay đổi vui vẻ nói đói rồi cậu ăn gì tôi vội hỏi lúc này tôi mới nhớ ra trịnh lâm là tiểu quỷ của tôi tôi phải có trách nhiệm nuôi nó em cũng không biết nữa vừa rồi em nếm thử rồi thức ăn trần thế dương khí quá nặng em nuốt không trôi trên mặt trịnh lâm xẹt qua một tia ai oán dáng vẻ dường như rất không vui tôi đành đi đánh răng rửa mặt đưa trịnh lâm đi tìm đường dũng xem anh ta tỉnh chưa nhưng chúng tôi còn chưa đến phòng đường dũng đã đụng phải tô thịnh ông ta dường như đặc biệt đến tìm tôi thấy tôi đã tỉnh lập tức nở nụ cười nói chào thím cháu đến tìm thím là có chút chuyện không biết có tiện không ừm tiện sao vậy tôi có chút xấu hổ thấy tên tô thịnh này không tự chủ được mà dùng giọng điệu như nói chuyện với bề trên vậy nhưng ông ta cứ coi tôi là bề trên như vậy đấy mặc dù không để ông ta gọi tôi là thím hai nhưng ông ta nói chuyện với tôi khách khí chết đi được khiến tôi không được tự nhiên cho lắm thậm chí còn không dễ chịu bằng tô đoàn sao trên tay thím lại có dấu ấn kia tô thịnh hỏi tôi đành kể hết đầu đuôi câu chuyện gặp phải cổ sư cho tô thịnh nghe dường như tô thịnh đã sớm đoán được cũng không có biểu hiện kinh ngạc gì nhiều mà hỏi tôi thật kỹ về mặt mũi của lão già cổ sư kia bề ngoài của lão già cổ sư kia cũng rất đặc biệt gầy nhom mặt nhăn lại như vỏ cây vậy còn quân bím tóc đã sờn trên đầu tôi nhanh chóng miêu tả rõ khuôn mặt của lão già cổ sư kia không ngờ sắc mặt tô thịnh nặng nề thêm vài phần nói dựa vào những gì thím miêu tả Người tím gặp là trưởng lão chuyên dùng giết của môn phái nuôi cổ, lão nắm địa vị rất cao trong môn phái, rất có thực lực, lần này lão chết, trên cổ tay tím còn lưu lại dấu ấn huyết mạch, e là không dễ đối phó. Bị ông ta nói như vậy, tôi vốn đã lo lắng trong lòng nay lại càng sợ hãi. Do dự nói, không thể nào, lão ta là trưởng lão của môn phái nuôi cổ, sao lại chết dễ dàng như vậy được? Có lầm hay không vậy? Lão già đó cũng không giống một kẻ có sức mạnh cho lắm nụ cười trên môi tô thịnh có chút khổ sở nói thím đừng xem thường lão ta lão ta từng đạt đến trình cổ sư thất trùng chỉ là sau đó gặp biến cố lớn nên tu vi mới giảm xuống như vậy mặc dù sức mạnh bây giờ của lão không cao lắm nhưng lão có một cô con gái tính tình ương bướng hơn nữa sức mạnh của con gái lão cũng đạt đến cảnh giới cổ sư ngũ trùng rồi sau khi con gái lão nhận được tin tức của dấu ấn huyết mạch nhất định sẽ báo thù cho bố mình Mặc dù hậu quả ông ta nói rất nghiêm trọng, nhưng tôi nghe lại chả hiểu gì, bèn hỏi ông ta, cổ sư ngũ trùng là cái gì, cổ sư thất trùng là cái gì, cổ sư mới học thông thường chỉ có thể nuôi một loại cổ trùng, dần dần tu luyện, cổ sư có thể nuôi càng nhiều cổ trùng hơn, sức mạnh cũng ngày càng lớn, nói thế này đi, thực lực của cổ sư ngũ trùng cũng chỉ thấp hơn lệ quỷ của chú hai một chút xíu, nếu liều sống liều chết, dù là chú hai cũng chưa chắc đã đánh thắng Hả, tôi kinh ngạc trong lòng, vốn tưởng lão già cổ xưa kia dễ dàng bị rắn đen đánh chết như thế. Con gái lão cũng chẳng có gì lợi hại cơ. Nào ngờ con gái lão lại ngang tài ngang sức với tô mục như vậy. Há chẳng phải mình gặp nguy rồi sao? Không đợi tôi lấy lại tinh thần sau cơn kinh hoàng. Trên mặt tô thịnh liền xẹt qua một tia áy náy. Nói, thím hai, đúng ra thím đã gả cho chú hai. Vậy cũng coi như người nhà họ tô rồi nhà họ tô chúng cháu sẽ cùng thím vượt qua tất cả, nhưng chú hai của cháu không dễ dàng gì mới lên được đây. Trên người chú ấy còn gánh vác sứ mệnh quan trọng, không thể rơi vào cảnh nguy hiểm chỉ vì bảo vệ thím được. Vậy nên, nói, xong, sự ấy náy càng hiện rõ trên mặt ông ta, hai mắt nhìn tôi chằm chằm nói, xin thím tạm thời rời ra chú hai, đừng ở lại bên cạnh chú ấy nữa, đừng ở bên cạnh tô mộc nữa. Yêu cầu này quả thực quá đột ngột rồi, tôi ngần cả người ra khi xưa tô mộc đột nhiên đến bên tôi tôi kháng cự lắm chứ nhưng trong quãng thời gian tiếp xúc với anh tôi đã quen với việc có anh ở bên tự lúc nào rồi bây giờ đột nhiên bảo tôi rời xa tô mộc tôi thậm chí còn không biết mình nên đi theo ai hơn nữa không phải anh ta lên vì tìm kiếm xác lâm yến nhi sao đây chính là sứ mệnh quan trọng anh phải gánh trên vai thấy tôi không nói gì tô thịnh liên tục thở dài dường như ông ta cũng rất khó xử sau khi nhìn thẳng vào hai mắt tôi lại nói, đương nhiên, thím là thím hai của cháu, cháu đương nhiên sẽ không bỏ mặc thím, sau đó cháu có thể đưa thím đến một nơi an toàn. Còn có người đặc biệt chăm sóc chuyện sinh hoạt thường ngày của thím, chỉ cần thím không tùy tiện ra ngoài, tuyệt đối sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Thịnh nói xong, hai mắt nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi cũng nhìn ông ta, trong đầu như hồ dán vậy, có điều quả thực Tô Thịnh nói không sai nếu sức mạnh của cổ sư ngũ trùng thực sự ngang tài ngang sức với tô mộc tôi ở lại bên cạnh anh cũng chỉ mang đến nguy hiểm cho anh mặc dù tôi đã quen với sự bảo vệ của anh nhưng không có nghĩa phải liên lụy đến mạng sống của anh chỉ vì bảo vệ tôi được hơn nữa tôi cũng không nỡ để tô mộc bị thương vì cứu mình thậm chí rơi vào tình cảnh hồn vía tiêu tan im lặng một hồi tôi gật đầu chấp nhận yêu cầu của tô thịnh nét mặt căng thẳng của Tô Thịnh giãn ra hơn, nhưng ông ta vẫn mang dáng vẻ có điều gì đó muốn nói. Trần trừ một lúc, ông ta mới lên tiếng một lần nữa, chuyện này, là một chuyện vô cùng quan trọng, cháu mong thím đừng nói với chú hai, tình cách của chú hai thím cũng biết rồi đấy, nếu chú ấy biết lý do thím đi, nhất tính sẽ mang thím về lại bên mình, như vậy, tâm huyết của cháu uổng phí mất rồi, yên tâm, tôi sẽ không nói với anh ấy đâu, tôi gật đầu mặc dù đã đồng ý yêu cầu của tô thịnh nhưng không hiểu sao tim tôi đau lắm như đột nhiên làm vỡ một thứ gì đó mình rất yêu quý vậy không biết từ khi nào hốc mắt tôi đã ướt đẫm tô thịnh có được sự bảo đảm của tôi lại liên tục xin lỗi tôi cuối cùng ông ta hỏi tôi còn muốn dặn dò gì nữa không nếu không còn chuyện gì nữa một giờ sau ông ta sẽ cho xe đến đón tôi trong lòng tôi lại kinh ngạc dù đã quyết tâm rời đi nhưng tôi không ngờ tô thịnh lại sốt ruột đến vậy một giờ sau đã phải đi rồi. Đến cả thời gian gặp mặt Tô Mộc lần cuối cũng không kịp nữa, lòng tôi chua xót vô cùng, tựa như máu bị kìm nén trong tim không tài nào chảy đi được vậy, nghẹn đắng đến mức khó chịu vô cùng. Nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại trạng thái bình thường, nếu đã phải đi, vậy cần gì phải quan tâm sớm hay muộn, dù có thể nhìn anh nhiều hơn một cái thì có thể làm gì được nữa đâu, dù có nhìn thế nào, đều không bao giờ là đủ cả. Sau khi nghĩ thông, Tôi lau sạch nước mắt rồi gật đầu. Hẹn Tô Thịnh một giờ sau sẽ đợi ông ở cửa. Sau đó liền cất bước vào phòng đường Dũng. Trước khi vào phòng, tôi tự kiểm tra lại mình trước ánh sáng phản chiếu trên thủy tinh. Sau khi chắc chắn trên mặt không còn nước mắt mới đẩy cửa vào. Vừa bước vào, một bóng dáng màu đen nhỏ nhắn nhào về phía tôi. Ôm chặt lấy tôi, bàn tay nhỏ bé bay nhanh về phía ngực tôi. Nói, chị sân bay cả sáng không gặp đại ca kêu em kiểm tra một chút xem chỉ có dậy thì lại không, diệu diệu. Tôi kinh hãi kêu lên, hai tay nhanh chóng chắn trước ngực, có điều bị diệu diệu giờ cho như vậy. Tâm trạng bi thương lúc trước của tôi chợt tiêu tan không ít, đừng đổ những thứ không sạch sẽ lên người anh. Anh bảo em kiểm tra cô ấy bao giờ. Cô ấy từng này tuổi rồi, sớm đã qua thời gian dậy thì lần thứ hai rồi chứ. Thường thì con gái dậy thì lần thứ hai sẽ vào khoảng 13 đến 18 tuổi cô ấy đã 20 tuổi rồi, lép là cái chắc rồi. Đường Dũng đang cởi trần bôi thuốc mỡ màu xanh lên người, mỗi lần tiếp xúc với vết thương, anh ta đều đau đến mức nhe răng há miệng. Dù vậy, cái miệng anh ta vẫn không biết tích chút công đức, dìm tôi dã man như vậy, tôi lép thì sao, liên quan quái gì đến anh, sau này anh cũng chẳng phải chồng tôi. Tôi tức giận nói, vừa thờ phì phò vừa xoay người đi không nhìn anh ta, qua thời gian dậy thì thứ hai thì có sao, lớn muộn không được chắc. Ha ha, sao em biết sau này anh sẽ không trở thành chồng em? Dương Dương em yên tâm đi, dù em có lép anh cũng không chê em đâu, bởi vì anh có một tài nghệ tuyệt vời do tổ tiên truyền lại, thần công làm ngực to. Chỉ cần anh giúp em xoa bóp một chút, vòng ngực của em nhất định sẽ tăng lên rất nhanh, muốn phanh cũng không phanh lại được. Đường Dũng háo sắc nói, mươi 55, bỏ cái mang thai, tránh sang một bên, tôi tới tìm anh có việc, anh mặc quần áo vào đi không muốn lại bị đường dũng đùa giỡn tôi trực tiếp ngắt lời ngực to chính là việc cần bàn con gì còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện ngực của con gái chứ đường dũng thô thiển nói nhưng tôi vẫn nghe được tiếng sột soạt phía sau chắc là anh ta mặc quần áo vào rồi được rồi hiếm khi em chủ động đến tìm anh như vậy nói đi lần này lại có chuyện gì mặc quần áo xong anh ta đi tới trước mặt tôi cuối cùng cũng thu lại điệu bộ đùa cợt, trịnh lâm đói rồi, tôi phải làm gì đây, đút cho nó ăn, đường, dũng nói, nói xong dường như đột nhiên anh ta nhớ ra điều gì, xoay người lục tìm trong túi, sau một hồi tìm kiếm, anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp làm bằng ngọc, nói, tuy trịnh lâm tu luyện xong sẽ thành ác quỷ, nhưng cơ thể nó quá yếu, tùy tiện ăn đồ ăn ở cõi dương sẽ bị đả thương, cho nên phải phối hợp với việc đốt hương phủ âm này chỉ cần thắp hương để phủ âm lúc ăn cơm sau đó cho khói xông qua thức ăn của trịnh lâm là được có điều cần phải chú ý thức ăn đã bị hương phủ âm xông qua cô tuyệt đối không được ăn tôi gật đầu cảm ơn đường dũng nhận chiếc hộp xong định rời đi luôn ai ngờ đường dũng lại không buông tay đưa chiếc hộp cho tôi giật chiếc hộp về nhìn tôi với vẻ không hài lòng dương dương em thật sự xem anh như người ngoài thế sao cũng chỉ là một hộp hương phủ âm thôi mà Cần gì phải cảm ơn, đợi sau này hai ta kết hôn, mọi thứ của anh đều là của em." Thấy anh ta lại bắt đầu lên cơn, tôi vội vàng đoạt lấy chiếc hộp rồi đi ra ngoài. Khi đi gần đến cửa, Diệu Diệu lặng lẽ kéo tay tôi nói, "Chị ơi, chị biết vì sao đại ca lại luyện Trịnh Lâm thành tiểu quỷ của chị không? Chính vì để có cơ hội tiếp xúc với chị nhiều hơn, đại ca em có lòng như thế, chị cũng nên suy nghĩ cho anh ấy một chút." Trịnh Lâm thành tiểu quỷ của chị thì liên quan gì đến việc tiếp cận chị? Tôi không kiềm chế được mà dừng bước, hỏi diệu diệu, diệu diệu với dáng vẻ của một tiểu tinh linh, nhìn tôi mỉm cười sâu xa, nói: chị biết cách nuôi tiểu quỷ không? Chị có kinh nghiệm nuôi tiểu quỷ không? Không biết những thứ này, chị chỉ có thể hỏi đại ca em. Cơ hội tiếp xúc lại nhiều hơn, sớm muộn chị cũng sẽ yêu đại ca. Em tin chuyện này sẽ xảy ra nói xong khuôn mặt rượu rượu toát lên vẻ hãnh diện, nói thêm, dù sao các chị trước đây đều vì thế mà yêu đại ca, rượu rượu, không, để rượu rượu nói hết, đường dũng như bị dẫm phải đuôi, lấy tay bịt chặt miệng rượu rượu lại, tôi bật cười, thì ra đường dũng đưa trịnh lâm cho tôi là có ý này, nhưng anh ta không biết tôi sắp phải đi rồi, bị tô thịnh nhốt lại, đến một nơi không ai có thể tìm thấy tôi, nghĩ vậy, trong lòng tôi lại thấy chua xót nụ cười trên môi cũng dần biến mất. Đường Dũng, dù thế nào, tôi cũng phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã tặng Trịnh Lâm cho tôi. Tôi nghiêm túc nói, Đường Dũng thấy tôi đột nhiên nghiêm túc như vậy, lại xấu hổ, lúng túng gãi đầu nói không có gì, chuyện nên làm mà. Tôi gật đầu, rồi cầm tay Trịnh Lâm rời khỏi phòng Đường Dũng. Ở chung lâu như vậy, tôi quả thực đã coi Đường Dũng là bạn, nhất là Diệu Diệu, một đứa trẻ đáng yêu như thế, tôi rất muốn nói lời từ biệt tử tế với họ, nhưng tôi không dám sợ không khống chế được cảm xúc của mình. Nếu họ nhìn ra, sợ rằng Tô Mộc cũng sẽ biết. Bây giờ nghĩ lại, Tô Thịnh không cho tôi gặp Tô Mộc lần cuối cũng đúng. Ngay cả đường dũng và diệu diệu tôi còn chẳng nỡ. Nếu đổi thành Tô Mộc tôi sẽ chỉ thêm đau lòng mà thôi. Hiểu rõ điều ấy, tôi cầm hương phủ âm đưa Trịnh Lâm đi ăn chút thức ăn rồi đi ra cổng. Tài xế Tô Thịnh Cử đến đã chờ ở cửa từ sớm, thấy chúng tôi đi ra, cung kính gật đầu với tôi. Sau đó giúp tôi mở cửa xe, cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi. Trong lòng tôi thật sự rất khó chịu, quay đầu nhìn biệt thự nhà họ Tô một lượt, lưu luyến bước lên xe. Lên xe tôi mới phát hiện, trên xe còn có một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi ngồi đó, nhìn khá hiền lành, khuôn mặt tròn nở một nụ cười tươi, vừa gặp đã thấy rất thân thiện, chỉ là không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy bà ta, tự nhiên tôi lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Giống như người trước mặt tôi không phải người mà là ma vậy, có điều khí lạnh trên người bà ta cũng không nặng bằng trịnh lâm, tôi không kìm được mà chăm chú quan sát bà ta vài lần. Muốn phân biệt rõ bà ta là người hay ma, căn cứ theo phương pháp tô mục dạy tôi, con người có ba linh hồn là thiên, địa và nhân, còn ma quỷ chỉ có hai linh hồn là địa và nhân thôi. Thiên hồn tiêu tán, còn lại địa hồn và nhân hồn không đủ để chống lại uy lực của trời, cho nên chúng rất sợ ánh mặt trời, lửa sấm chớp, kể cả mưa tuyết bình thường cũng đủ để khiến chúng bị trọng thương, nhưng phương pháp giám định này cũng không chính xác 100%, giống như dạng tiểu quỷ như Diệu Diệu và Trịnh Lâm, do có chủ nhân nuôi dưỡng, thiên hồn của chủ nhân cũng sẽ phù hộ chúng, nên thường ngày chúng vẫn có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, mà Tô Mộc nắm quyền lực của lệ quỷ, sức mạnh siêu phàm đã tu luyện đủ để đạt tới trình độ ngang với uy lực của trời, vì vậy kể cả anh có xuất hiện dưới ánh mặt trời cũng không nói lên điều gì nhưng tôi vẫn còn có một loại phương pháp phân biệt khác quỷ vật vô cùng nhạy cảm với hơi thở của đồng loại khoảnh khắc tôi bước vào xe tôi phát hiện ra không biết do vô tình hay cố ý bà ta đã đưa mắt nhìn trịnh lâm phía sau lưng tôi nếu bà ta chỉ là rú em của nhà họ tô chắc chắn sẽ không được học phong thủy huyền học hơn nữa kể cả bà ta từng học rồi đến tô đoàn con trai nhà họ tô cũng chỉ đạt mức bình thường Vậy mà một người làm như bà ta lại có thể nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Trịnh Lâm, chỉ có thể nói bà ta vô cùng lợi hại, hoặc là bà ta chính là ma quỷ. Tôi âm thầm cẩn thận hơn, Tô Thịnh Cử một người phụ nữ thần bí như thế này đến với tôi rốt cuộc có mục đích gì? Lẽ nào ông ta sợ tôi liên lụy đến Tô Mộc, muốn giết người diệt khẩu? Nhưng Tô Mộc đã nói, tôi là con đường giúp anh ta trở lại cõi dương, tôi sống thì anh ta sống tôi chết thì anh ta cũng không thể ở lại cõi xương này dù tô thịnh có sợ tôi làm liên lụy đến tô mộc cũng sẽ không giết tôi mới đúng nghĩ vậy tôi có phần yên tâm hơn nghe bà ta giới thiệu câu được câu không theo như bà ta giới thiệu bà ta tên là trần á lan là người hầu của nhà họ tô cũng sẽ theo hầu tôi tôi khách khí gật đầu muốn hàn huyên cùng bà ta một chút nhưng hiện tại tâm trạng không tốt lắm cũng chưa tin tưởng trần á lan định nói nhưng lại thôi trần á lan cũng không để ý bà ta dường như rất thích nói chuyện thấy tôi không nói lời nào cười tươi tự giới thiệu thật kỹ về bản thân lúc này tôi mới biết thì ra bà ta không chỉ là rú em được nhà họ tô trả tiền mời đến mà là người hầu thực sự của nhà họ tô giống như người hầu phục dịch trong xã hội cũ thậm chí ngay cả tô đoàn cũng là do bà ta nuôi từ nhỏ đến lớn theo như bà ta kể trước đây khi bà ta chưa được sinh ra gia đình bà ta có mở một lò giết mổ Mỗi ngày bố bà ta đều phải giết mổ động vật, vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì. Có điều một tháng trước khi sinh bà ta, bố bà ta đã phạm phải sai lầm lớn, khiến cả bố lẫn mẹ bà ta đều chết thảm. Nói đến đây bà ta dừng một chút, dáng vẻ rất đau xót. Tôi kinh hãi trong lòng, quả nhiên bà ta là ma quỷ, bà ta còn chưa ra đời thì bố mẹ đã chết, vậy thì chẳng phải bà ta là bào thai quỷ hay sao? Chỉ là hiện tại rõ ràng nhìn bà ta đã ngoài 40 tuổi, không thể nào là bào thai quỷ được nếu như quỷ còn có thể tiếp tục lớn lên thì tô mộc hiện tại đã tuổi già sức yếu lắm rồi thấy khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc của tôi trần á lan lập tức nở nụ cười hỏi tôi có phải cô cho rằng tôi đã chết bây giờ là quỷ không không phải sao tôi do dự nói ha ha tôi vốn đã chết trong bụng mẹ biến thành bảo thai quỷ có điều nhờ cơ duyên tôi đã gặp bố của ông chủ tô chuyện kể ra thì dài lắm nếu như cô muốn nghe tôi sẽ kể cặn kẽ cho cô nghe, vừa nói bà ta lại liếc mắt nhìn Trịnh Lâm, lần này cũng không kiêng dè gì nữa, trực tiếp nhắc đến Trịnh Lâm, nói, chính ra, thân thế của tôi với cậu ta ít nhiều có chút quan hệ, có liên quan với Trịnh Lâm, tôi nghe Trần Á Lan nói xong trong đầu hoàn toàn mơ hồ, năm ngoái Trịnh Lâm chẳng may chết thảm, lại vừa mới trở thành tiểu quỷ của tôi, cơ thế Trần Á Lan sao có thể liên quan đến Trịnh Lâm, tôi rất tò mò bảo Trần Á Lan nói rõ xem đã xảy ra chuyện gì, chắc cô cũng biết, làm nghề giết mổ trước nay có một quy định, đó là không được giết động vật đang mang thai, nhất là khi trong bụng đã hình thành con, có điều khi tôi sắp được sinh ra, bố tôi đã giết một con bò cái sắp sinh, chính vì chuyện này, nhà tôi mới gặp họa, con bò đó do một người lạ đưa tới, nói là mẹ hắn bị bệnh, đang rất cần tim bò để bồi bổ sức khỏe. Lúc đó bố tôi thấy bụng con bò đã lớn còn đặc biệt hỏi xem có phải nó đang mang thai hay không. Người kia nói không phải, chỉ là do bò ăn rất tốt, nên mập hơn mấy con bò bình thường một chút thôi. Bố, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng dao cắt tiết, lúc lấy nội tạng, mới phát hiện trong bụng bò đã có con, hơn nữa cũng sắp sinh, lúc đó bố tôi mới ý thức được đã xảy ra chuyện, đi khắp nơi tìm đại sư hóa giải, sau lại tìm được bố của ông chủ tô. Trần Á Lan nói, sau đó thì sao? chuyện này có liên quan gì đến tiểu quỷ tôi đang nuôi tôi hỏi cô cứ bình tĩnh nghe tôi kể rõ cho bố của ông chủ tôi rất có bản lĩnh chỉ liếc mắt nhìn bố tôi một cái cũng biết nhà tôi sắp xảy ra chuyện còn biết mẹ tôi sắp sinh ông ấy chỉ nói một câu với bố tôi đó là cả nhà tôi đã bị người ta phù phép rồi tôi kinh hãi phù phép là phù thủy người thái lan làm sao trần á lan liếc mắt nhìn tôi gật đầu nói là phù phép mẹ con tính theo thời gian bỏ mẹ mang thai vừa đúng thời gian mẹ tôi mang thai cho nên dường như mẹ tôi và bò cái đã thiết lập mối quan hệ nào đó. Sau khi bố tôi giết bò cái, mẹ tôi đã không bình thường rồi. Buổi tối thường đứng ngủ chốc chốc lại cất tiếng như tiếng bò kêu. Hơn nữa không hề ăn cơm chỉ ăn cỏ xanh. Cuối cùng sau một tuần một đêm bố tôi nằm mơ giết bò đã giết chết mẹ tôi. Còn bố tôi sau khi tỉnh lại. Không chịu nổi đả kích lớn này, cũng tự sát, sau đó tăng nhân Thái Lan đưa bò đến nhà tôi ngày đó đào xác lên, muốn khoét tôi ra khỏi bụng mẹ, đúng lúc này ông cụ tôi chạy tới đã cứu tôi, mới có tôi của ngày hôm nay." Đợi bà ta nói xong, đột nhiên tôi nhớ lại Tô Mộc từng nhắc đến một từ, thiên thai, khi anh giới thiệu cấp bậc vật quỷ với tôi đã từng nhắc đến thiên thai, chính là đợi đứa bé trong cơ thể người mẹ được đủ 9 tháng, sau khi đã có thể độc lập tự chủ sinh mệnh thông thường một đứa trẻ 9 tháng tuổi khi sinh ra, cũng đều có thể sống, chỉ là hơi sinh non một chút, mà theo huyền học lúc này em bé đã có thiên hồn, đầy đủ cả tam hồn, nếu chết trước khi sinh, sinh khí sẽ ở mức mạnh nhất, biết che đi hơi thở chết chóc trên người, từ đó giữ lại thiên hồn, hình thành vật quỷ đầy đủ tam hồn, tên là thiên thai, cũng vì có thiên hồn, nên dù thiên thai là vật quỷ. Nhưng nó vẫn có thể lớn lên một cách bình thường sống như một con người bình thường, không sợ ánh mặt trời và mưa gió sấm chớp, lực sát thương cực lớn, đó là lựa chọn tốt nhất để luyện tiểu quỷ, chính vì muốn đoạt được thiên thai. Tăng nhân Thái Lan đã dày công thiết kế một cái bẫy như vậy, lợi dụng sự giống nhau giữa chu kỳ mang thai của mẹ Trần Á Lan và bỏ cái để ra tay với nhà bà, thật là ác độc. Chương 56, cổ sư ngũ trùng, tôi cây ếch yêu ta sợ trong lòng, có điều dù là như vậy, Tôi vẫn không hiểu chuyện của bà ấy có liên quan gì đến Trịnh Lâm. Trần Á Lan biết tôi nghi ngờ, trên gương mặt tươi cười xẹt qua một tia u áng. nói: "Mỗi khi tăng nhân Thái Lan tu luyện tiểu quỷ, đều sẽ để lại dấu ấn của mình. Khi nãy tôi đã nhìn tiểu quỷ của cô rồi, người tu luyện nó chính là người mang bỏ đến nhà tôi năm ấy." Nói xong, âm khí trên người bà ta chợt tăng vọt, nồng độ âm khí lại vượt qua cả Trịnh Lâm, tôi hoang mang sợ hãi trốn vào sát cửa gần ghế ngồi hoảng sợ nhìn bà ấy a lan cô ấy là em dâu ông cụ tô cô đừng làm càn trong thời khắc nguy cấp tài xế luôn im lặng lái xe suốt dọc đường lên tiếng trách mắng bị tài xế mắng nét mặt trần Á lan giật giật cuối cùng thu lại âm khí lại trở về vẻ mặt tươi cười nói bây giờ cô biết tôi với tiểu quỷ của cô có gì liên quan rồi chứ cô là em dâu của ông cụ tô cũng chính là người thân của ân nhân cứu mạng tôi rồi tôi sẽ không làm khó cô đâu, chỉ hy vọng cô có thể nói cho tôi biết người giúp cô tu luyện tiểu quỷ này là ai, người đó hiện tại ở đâu, thấy bà ta thu lại âm khí, sự sợ hãi trong tôi cũng giảm bớt, có điều tôi lập tức nhíu mày, có nhầm không, người giúp tôi tu luyện tiểu quỷ hơn 40 năm trước không thể nào xuất hiện ở nhà bà được đâu, đường dũng chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi, bây giờ cùng lắm mới chỉ 23 tuổi, hơn 40 năm trước anh ta còn chưa sinh ra sao có thể vì muốn có được thiên thai mà ra tay với gia đình bà ta được thấy tôi đưa ra nghi vấn nét mặt trần á lan vừa mới hỏa nhã một chút lại lộ vẻ độc ác đưa thẳng tay ra nắm lấy cổ áo trịnh lâm dùng sức xé một cái xoạt một tiếng áo bị xé rách sau gáy trịnh lâm quả nhiên lộ ra một hình xăm một hình xăm có hình con rắn đen quấn quanh hoa sen sau đó trần á lan cũng xé cổ áo của mình lộ ra hình xăm sau gáy quả nhiên giống hệt hình xăm của trịnh lâm đây là chuyện gì vậy tôi đột nhiên chấn động không dám tin nhìn trần á lan bà chắc chắn hình xăm này là có một không hai có phải là trùng hợp thôi không tôi nói không thể mỗi tăng nhân đều có dấu ấn đặc biệt của riêng mình tăng nhân thái lan hoạt động ở trung quốc không nhiều sao có thể trùng hợp như vậy được hai tăng nhân cùng có dấu ấn giống hệt nhau sao trần á lan nói vậy lúc này tôi cũng không thể giải thích nổi nữa có điều tôi có niềm tin chắc chắn người hại Trần Á Lan không phải đường dũng, kể cả anh ta có tồn tại từ 40 năm trước, với tính cách của anh ta, cũng sẽ không vì một cái thiên thai mà giết hại mạng người, thấy tôi im lặng, trên mặt Trần Á Lan nở nụ cười lạnh lùng, nói, cô không chịu nói, có phải là vì cô có quan hệ với tăng nhân đó không? Cô đã là người nhà họ tô rồi, mọi chuyện cũng nên nghĩ cho quyền lợi nhà họ tô trước, nói xong bà ta cũng không gặng hỏi tôi về chuyện của đường dũng nữa vẫn tươi cười như trước, sau đó kể chuyện sau khi ông cụ tô cứu bà ta, trong lòng tôi suy nghĩ về đường dũng, hơn nữa hình xăm con rắn đen quấn quanh hoa sen đó có liên quan đến đường dũng, chỉ là câu được câu không lấy lệ với Trần Á Lan, không biết có phải trùng hợp hay không, hoa sen trong hình xăm, bỗng khiến tôi nhớ đến huy hiệu hoa sen trắng của Lâm Yến Nhi, mặc dù đóa hoa sen bị rắn đen quấn quanh là nụ hoa sắp nở còn huy hiệu hoa sen trắng của Lâm Yến Nhi là đóa hoa sen trắng đã nở rộ. Nhưng giữa hai người này, tôi luôn cảm thấy có gì đó mơ hồ mà lại rất giống nhau. Lẽ nào Đường Dũng cũng có liên quan đến Lâm Yến Nhi, ý nghĩ này vừa xuất hiện. Tôi càng giật mình hoảng sợ, liên tục lắc đầu, dù Đường Dũng có hơi côn đồ. Nhưng về mặt phẩm chất anh ta cũng không có tật xấu nào quá đáng. Hơn nữa anh ta giúp tôi nhiều như vậy, sao tôi có thể hoài nghi anh ta được chứ? cố gắng loại bỏ ý nghĩ nghi hoặc trong lòng đi. Tôi không muốn suy nghĩ linh tinh nữa, tập trung tinh thần nghe Trần Á Lan tán gẫu, ngồi đợi trên xe hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng xe cũng dừng lại, đây là thành phố Thần Sơn Giáp Giang Minh, một thành phố duyên hải nhỏ với nền kinh tế giàu có. Tốc độ phát triển nhanh chóng đạt danh hiệu quê hương kiều bào số một thế giới. Nghe nói tổng dân số toàn thành phố có hơn 2 triệu người, thì có đến một triệu 200 nghìn người cư trú tại nước ngoài vì vậy kinh tế nơi này hết sức phồn hoa người nước ngoài cũng tập trung đông đức mà lúc này xe chúng tôi đang dừng trước cổng cửa hàng lớn nhất thành phố thần sơn phía trên là khu trung cư hoa lệ trần á lan đưa tôi xuống xe đi về phía thang máy theo ý bà ta nói tô thịnh đã sắp xếp cho tôi căn phòng ở trên trung cư này điều này khiến tôi có chút ngạc nhiên nếu muốn tránh con gái lão già cổ sư chẳng phải nên tìm nơi vắng vẻ hơn sao trốn phồn hoa này kể cả không cần lần theo dấu ấn huyết mạch trên tay tôi, cũng dễ dàng tìm được, mang theo sự nghi ngờ này. Tôi hỏi Trần Á Lan tại sao Tô Thịnh lại chọn nơi này, Trần Á Lan vẫn tươi cười, quay đầu nhìn tôi, nói, bởi vì đối phương yêu cầu, đối phương. Còn người khác sao, tôi bị câu nói của Trần Á Lan làm cho sừng sốt, có điều tôi còn chưa kịp phản ứng, trong lòng đột nhiên thắt lại, dường như có thứ gì đó tiến vào tim tôi, bắt đầu gặm nhấm tôi, không, sai. Trần Á Lan gật đầu, sau đó kéo tôi lại, xài bước về phía con đường đi vào khu chung cư. Lúc này ngay cả Trịnh Lâm cũng thấy có vẻ không bình thường. Bàn tay bé nhỏ nhanh chóng biến thành móng vuốt, tung lấy Trần Á Lan. Nhưng Trần Á Lan là thiên thai, sức mạnh bẩm sinh mạnh hơn Trịnh Lâm nhiều. Nét mặt bà ta nghiêm nghị, toàn thân nhanh chóng tỏa ta lượng âm khí khổng lồ, trực tiếp hình thành một bức tường màu đen ngay trước mặt bà ta, ngăn Trịnh Lâm ở ngoài, mặc cho Trịnh Lâm ra sức cào cấu đều không tiến vào được dù là nửa bước tôi hoàn toàn đánh không lại trần á lan mắt thấy bà ta sắp lôi tôi vào trong căn hộ rồi thời khắc nguy cấp tôi đột nhiên nghĩ tới một món đồ trong tay mình ngọc bội trước đây tô mộc tặng tôi miếng ngọc bội có thể khắc chế lệ quỷ tôi lập tức niệm thần chú tô mộc đã dậy sau khi niệm thần chú xong miếng ngọc bội trên người tôi vốn lạnh lẽo nay lập tức tỏa ra một luồng khí ấm áp chậm rãi chảy vào trong cơ thể tôi còn bàn tay Trần Á Lan đang lôi tôi cũng phát ra âm thanh xì xì, tựa như con cá mực bị dán trên chảo vậy. Trần Á Lan nhanh chóng buông tôi ra, hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó khuôn mặt tươi cười của bà ta cứng lại, giống như bị tôi chọc giận, gào, lên một tiếng nhào về phía tôi. Bà đừng tới đây, đến gần chút nữa tôi sẽ không khách khí đâu. Tôi lập tức đưa miếng ngọc bội trên người về phía bà ta, lúc này sức nóng trên ngọc bội đã sớm làm tôi phòng tay, phát ra luồng sáng màu vàng óng sáng đến mức Trần Á Lan không mở mắt nổi, bà ta thấy miếng ngọc bội trong tay tôi liền kinh hãi, cả người muốn xông tới lập tức chững lại, không dám lại gần nửa bước, nhưng biểu cảm bà ta nhìn tôi vô cùng hung ác dường như đang tìm thời cơ xông lên vậy, tôi mừng thầm trong lòng, chí ít miếng ngọc bội kia vẫn có tác dụng với thiên thai, thừa dịp Trần Á Lan kiêng rè miếng ngọc bội, tôi nhanh chóng lui về phía sau, muốn quay lại đoạn đường đi vào thang máy ban nãy, dù có thế nào cũng phải chạy khỏi nơi này trước rồi tính tiếp, nào ngờ khi tôi đang nhanh chóng lui về phía sau, một bàn tay vươn đến từ sau lưng tôi, bóp lấy cổ tôi, kéo thẳng đến căn phòng, quỳ xuống, người ở sau lưng bắt tôi đến trước ghế sofa, gào lên một tiếng, chân đá thẳng vào đầu gối của tôi, đầu gối của tôi đau điếng, lập tức quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên mới thấy kẻ ngồi trên ghế sofa đối diện, tôi là một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm, bộ Âu phục màu đen tuyệt mỹ, ôm lấy cơ thể cô ta để lộ thân hình gợi cảm, đôi môi đỏ thắm, hờ hững ngậm điếu thuốc lá, hít nhẹ một hơi, phả ra từng vòng khói trắng, mà phía sau cô ta, còn có một người phụ nữ gầy đến khô quắt cả đi, khoác trên người bộ quần áo sặc sỡ sắc màu, chẳng cần nói cũng biết, họ chính là người của môn phái nuôi cổ cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng tôi, đồng thời cũng tức giận. Tô Thịnh là cháu trai của Tô Mộc, là người nhà của Tô Mộc, vậy mà ông ta lại lấy cớ là bảo vệ tôi rồi bán đứng tôi cho người của môn phái nuôi cổ. Lúc này tôi cũng chẳng thèm che giấu, bắt đầu lớn tiếng đọc thần chú của Ngọc Bội, hy vọng miếng Ngọc Bội này có thể uy hát yêu ta bọn họ, mặc cho Ngọc Bội phát ra ánh sáng mãnh liệt. Họ vẫn ung dung nhìn tôi, nhất là người phụ nữ xinh đẹp ngồi giữa kia khóe miệng nở nụ cười quyến rũ vô cùng lạnh lùng nói không ngờ cô chỉ có chút bản lĩnh này lẽ nào cô không biết sức mạnh của miếng ngọc bội này chỉ có tác dụng với linh hồn thôi sao quả thực tôi càng niệm chú ánh sáng trên ngọc bội càng rực rỡ nhưng trong phòng chỉ có duy nhất trần á lan đau đớn mà thôi hai người phụ nữ đối diện chỉ mang nét mặt diễu cợt nhìn tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào tôi đành ngừng niệm chú thu miếng ngọc bội lại ngẩng đầu nhìn họ cô chính là con gái lão già cổ sư, cổ sư ngũ trùng đúng không? Mặc dù biết rõ đáp án, nhưng tôi vẫn hỏi, bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian. Trong lòng liều mạng gào thét gọi thuồng luồng tiên ra, ngọc bội không có tác dụng, hiện tại tôi chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào thuồng luồng tiên trên người. Nhưng tôi gọi mãi, lại không thấy thuồng luồng tiên đáp lại nửa lời, tựa như nó không có trong cơ thể tôi vậy, không biết chán tôi đã lã trả mồ hôi từ bao giờ thận trọng liếc nhìn cổ tay, hình xăm rắn đen vẫn còn, chắc chắn thuồng luồng tiên vẫn ở trong cơ thể của tôi, nhưng sao không thấy nó có động tĩnh gì, đã biết thân phận của tôi rồi, mà cô còn có thể bình tĩnh như vậy, cũng có chút bản lĩnh đấy, yêu, nữ kia nở nụ cười tươi hơn, vẻ đẹp như hoa anh túc chợt nở, phả ra vòng khói thuốc nói, cô làm hỏng chuyện của bố tôi, còn giết bố tôi, lại đoạt cổ trùng gắn với mạng của ông ấy. Cô có biết hành động của cô? sẽ phải chịu hình phạt gì không?" Nói xong, cô ta đứng dậy, đôi giày cao gót sắc nhọn như đinh gõ xuống sàn nhà, cộc cộc bước về phía tôi, cao ngạo nhìn xuống như nhìn một con côn trùng nhỏ bé đang dậy chết. Nỗi đau của muôn trùng cắn nuốt, cô ta thốt ra những từ lạnh lẽo này, trái tim tôi như thắt lại, cơn đau tột cùng bất ngờ truyền đến, cả trái tim tựa như đang bị côn trùng bao vây, lục phủ ngũ tạng nóng như bị lửa đốt. Tôi đau đến quằn quại, ngã xuống mặt đất đau đến mức thậm chí không nói thành lời đến hô hấp cũng khó khăn khác thường thuồng luồng tiên thuồng luồng tiên tôi đau đến mức hai mắt hẳn tiêm máu đỏ cảm giác thời khắc này như sắp chết đến nơi trong lòng chỉ còn lại mấy chữ này nhưng dường như thuồng luồng tiên đang ngủ không hề đáp lại nửa lời tôi nhanh chóng đau đến mất đi chi giác chết ngất trên mặt đất nhưng bọn họ lại nhanh chóng đổ một thùng nước đá lên trên người tôi bắt tôi tỉnh lại cơn đau tột cùng như chiếm lấy cơ thể tôi chỉ cảm thấy nội tạng của mình như sắp bị gặm nhấm sạch sẽ giờ khắc này tôi chỉ hận không thể đập đầu tự tử chết quách đi cho rồi nhưng đến sức lực tự tử tôi cũng chẳng có chỉ có thể co rúm người trên mặt đất không ngừng xoay vòng không ngừng động đậy bọt mép sủi ra ong ọc muốn chết à bây giờ chắc cô đang rất muốn cầu xin tôi để tôi giết chết cô luôn đúng không khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia vẫn nở nụ cười khát máu Ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi chằm chằm, dịu dàng nói, "Chỉ là thời khắc này, tôi thấy cô ta chẳng khác gì ác ma, chết." "Giết chết tôi đi, tôi sắp mất đi ý chí muốn sống rồi, dù bây giờ cô ta là ác ma, nhưng tôi vẫn bị quy phục trước mặt cô ta." cầu khẩn nói, "Chết dễ lắm, nhưng tôi sẽ không cho cô toại nguyện đâu." Chương 57, Ác mộng, yêu nữ cười lạnh một tiếng, ngón tay thon dài trực tiếp bóp chặt cầm tôi buộc tôi phải ngẩng đầu nhìn cô ta chỗ dựa lớn nhất của cô là con rắn kia phải không tuy lợi hại đấy nhưng trước mặt tôi nó chẳng đáng để nhắc đến yêu nói giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ lại như nặng ngàn cân đè lên tâm trí tôi không hiểu vì sao cơ thể tôi bắt đầu run lên nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng xâm chiếm toàn thân tôi dứt lời tay cô ta di chuyển từ cằm xuống cổ tay tôi nhìn hình xăm rắn đen trên đó cười lạnh lùng rồi dứt khoát nói lấy dao ra đây toàn thân tôi run lên dù lúc này tôi đang đau muốn chết nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng hơn lại là cảm giác sợ hãi mà cô ta mang đến cô ta muốn làm gì trong phút chốc nghi hoặc đó thôi bọn tay chân của yêu nữ đã đưa con dao nhỏ vô cùng sắc bén cho cô ta yêu nữ như đang cố ý hù dọa tôi cô ta nhận lấy con dao cố ý lia qua lia lại trước mắt tôi ánh sáng phản chiếu của con dao khiến tôi chẳng thể mờ nổi mắt Cùng lúc đó, cơn đau đớn tột độ kia bỗng dưng chấm dứt, cứ như tất cả những đau đớn kịch liệt ấy chỉ là một giấc mộng, và như vậy, mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào con dao trong tay yêu nữ, tinh thần lại càng căng thẳng hơn, "Con, rắn này chắc là bùa hộ mệnh của cô nhỉ, nó sống trong cổ tay cô, chỉ cần tôi rạch chỗ da này trên cổ tay cô xuống, mối liên hệ giữa cô và nó sẽ bị cắt đứt, tới lúc đó, để tôi xem cô còn có thể dựa vào đâu?" nói, đoạn cổ tay yêu nữ lập tức di chuyển, lưỡi dao cứ thế cứ vào tay tôi, máu tươi lập tức tràn ra, tôi đau đớn đến hết lên, không nhịn được mà há hốc miệng thở hổn hển. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu của sự giày vò yêu nữ dành cho tôi mà thôi. Sau khi lưỡi dao cắt rách lớp da, nó lại thay đổi góc độ, nằm ngang áp sát lớp thịt của tôi, từ từ di chuyển về phía trước. Tôi có thể tận mắt nhìn thấy từng lớp da của mình bị tách ra, hiện giờ rắn đen là chỗ dựa lớn nhất của tôi nếu nó bị cưỡng ép lôi ra, thì tôi hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Nghĩ tới đây, tôi lập tức vực dậy tinh thần, dồn toàn bộ sức lực vào cổ tay, nâng cổ tay lên, để cho lưỡi dao cắt vào động mạch của mình. Dù sao không giữ được rắn đen cũng bị cô ta dày vò đến chết thả rằng dứt khoát chịu đau một lần, quyết chiến một trận, chưa biết chừng lại có cơ hội sống. Hơn nữa tôi cũng thầm nghĩ, dù cuối cùng không thể giữ được rắn đen, hoặc là không tránh khỏi cây chết, thì chết sớm vẫn hơn chết muộn, ít nhất cũng không phải chịu sự giày vò này nữa. Trong chớp mắt, máu tươi tuôn tràn, nhuộm đỏ đôi mắt tôi, yêu nữ cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cô ta không thể ngờ đột nhiên tôi lại tự tìm đường chết như thế. Ngây người ra một lúc, sau đó cô ta đứng dậy, ra lệnh cho bọn tay chân cầm máu cho tôi. Trần Á Lan người đứng xem náo nhiệt suốt từ đầu tới giờ xa sầm mặt mày, cất giọng lạnh lùng, đau minh. Cô đã đồng ý với chủ nhân sẽ không để chết người là cô ta tự tìm tới cái chết Đào minh nói dứt lời cô ta cũng không có ý định giày vò tôi nữa quăng con dao đi sai bảo bọn tay chân nhốt tôi vào phòng vệ sinh lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm dù thế nào đi nữa tôi cũng xem như giữ được rắn đen trong chốc lát bọn tay chân đã băng bó xong vết thương cho tôi lôi tôi như lôi một chó đã chết ném vào nhà vệ sinh sau đó đóng cửa dầm một tiếng chẳng có động tĩnh gì nữa tôi nằm bệt trên sàn nhà vệ sinh hơi thở nặng nề sau khi trải qua bao nhiêu giày vò lúc này tôi đã không còn chút sức lực nào sức để ngáp ngủ cũng không còn trong mơ màng tôi thấy tô mộc tới anh hơi bất ngờ khi thấy tôi nằm dưới đất hỏi tôi tại sao chưa từ mà biệt lại còn chạy tới tận nơi xa xôi này để ngủ tôi đã nói tôi bị tô thịnh bán đứng ông ta đưa tôi cho cổ sư ngũ trùng là đao minh để cho đao minh giày vò tôi nhưng không để tôi nói với anh không ngờ tô mộc tự nhiên nổi giận nói rằng tô thịnh là cháu anh không thể nào bán đứng tôi được sắc mặt anh trở nên lạnh lùng bóp lấy cổ tôi truy hỏi tôi tại sao lại muốn chia rẽ tình cảm gia đình anh tôi làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì tôi hoảng sợ vừa khóc vừa giải thích tôi không lừa anh nhưng dù tôi có giải thích bao nhiêu anh cũng không chịu tin sau cùng anh còn nói tôi chẳng biết gì cả đi theo chỉ khiến anh gặp rắc rối giờ anh đã tìm được lâm yến nhi rồi không cần đến tôi nữa bảo tôi hãy rời khỏi anh đi tôi ngẩn người ra sợ hãi hỏi anh tìm ra Lâm Yến Nhi bằng cách nào. Tìm thấy khi nào, chính vào khoảng thời gian em biến mất Tô Mộc nói, nói đoạn anh còn mở cửa, để Lâm Yến Nhi vào, ngay sau đó có một cô gái bước vào, cô ấy đi một đôi giày cao gót vừa cao vừa mảnh, toàn thân mặc đồ đen, thực sự đẹp vô cùng, nhưng người đó lại là Đao Minh, tôi hoàn toàn ngây ngốc, ngẩn ngơ nhìn Đao Minh, tôi hỏi Tô Mộc chuyện này là thế nào, rõ ràng cô ta là Đao Minh sao lại nói là Lâm Yến Nhi? Tô Mục quay đầu nhìn Đao Minh cười âu yếm, anh nói Đao Minh chính là Lâm Yến Nhi, Lâm Yến Nhi chính là Đao Minh, dứt lời Đao Minh nép vào người Tô Mục, cười ngọt ngào, sau đó Đao Minh xoay đầu nhìn tôi, vẫn là cái điệu bộ cao ngạo ấy, cô ta nói, cô ta giết bố em, chồng yêu anh phải giết cô ta báo thù cho em được không? Ừ, Tô Mục cưng chiều vuốt ve mái tóc dài của cô ta, dứt khoát đồng ý, rồi sau đó đi về phía tôi thật anh giơ móng vuốt lên, đừng mà. Tìm tôi tan nát, hét lên một tiếng, sau đó tôi ngồi bật dậy, cả người đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi, thì ra chỉ là mơ, tôi vẫn ở trong nhà vệ sinh, khắp cổ tay toàn là thương tích, nhưng người cùng ở nhà vệ sinh với tôi không phải Tô Thịnh mà là Trịnh Lâm, lúc này nó cũng bị thương rất nặng, cả người co quắp nằm gọn một góc, toàn thân run lên bần bật, nó mong manh như có thể biến mất bất cứ lúc nào nhưng khi thấy tôi tỉnh dậy sắc mặt cậu ta đã thoải mái hơn, vội vã bò tới cạnh chỗ tôi, nói, chủ nhân, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, chị bị yêu nữ kia mê hoặc thần chí, nếu vừa nãy chị không tỉnh lại, chị sẽ bị à không chế, luyện thành nhân cổ, nhân cổ, nhân cổ là cái gì? Tôi giật mình, những tưởng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng bình thường, không ngờ lại bị mê hoặc tâm trí, chẳng trách trong mơ lâm yến nhi lại là yêu nữ, giống kiểu xác không hồn. Sau khi biến thành nhân cổ, chị sẽ bị à khống chế hoàn toàn, em chỉ nghe lén được có thế. Cụ thể em cũng không rõ." Trịnh Lâm nói, nói xong, nó hít mạnh một hơi, gương mặt nhỏ mệt mỏi đến nhợt nhạt, chỉ nói mấy câu mà như đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhìn thấy Trịnh Lâm như vậy, tôi thấy chua xót lắm, vội vã bịt miệng nó rồi nói, "Đừng nói nữa. Hồn vía cậu đang run rẩy mạnh lắm đấy, cứ như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Rốt cuộc ai đã khiến cậu ra nông nỗi này?" Trần Á Lan, Trịnh Lâm lắc đầu, là đao minh, nỗi căm phẫn trong lòng dần dâng lên. Tôi hỏi, Trịnh Lâm lại lắc đầu, tôi khẽ run lên trong lòng. Vậy, có phải vì cứu tôi mà cậu ra nông nỗi này không? Vừa rồi cậu đã gọi tôi tình phải không? Cơ thể Trịnh Lâm khẽ run, nhìn tôi dây lát, nhưng lần này cậu ta không lắc đầu. Quan hệ giữa tiểu quỷ và chủ nhân vô cùng thân thiết, nghe lời chủ nhân giam giáp, tuyệt đối thành thật với chủ nhân thế nên không lắc đầu phủ nhận có nghĩa là tôi đã đoán đúng tôi đột nhiên vô cùng không nỡ đứa nhỏ trịnh lâm này sống bên tôi không lâu nhưng bây giờ trông nó như tờ giấy trắng vậy y nghĩ trong đầu lúc nào cũng vì tôi bây giờ lại bị thương thành ra như vậy chỉ vì cứu tôi thậm chí tiêu tan cả hồn vía cũng không tiếc thằng bé ngốc nghếch này nước mắt tôi cứ thế tràn ra tôi vòng tay ôm chặt trịnh lâm vừa khóc vừa nói nói cho tôi biết giờ tôi nên làm gì phải làm gì mới cứu được cậu Trinh. lâm không nói gì cả chỉ lắc lắc đầu nhìn tôi nở nụ cười yếu ớt không ngờ nó lại từ chối để tôi cứu tôi sợ hãi càng ôm chặt nó hơn truy hỏi cách để cứu nó nhưng nó nhất quyết sống chết không chịu nói gì chỉ cần nó chịu lên tiếng thì nhất định tôi sẽ có đáp án mình muốn vì tiểu quỷ tuyệt đối nghe lời chủ nhân tôi hoảng sợ tột độ lúc này tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực mãi đến bây giờ tôi mới phát hiện thì ra mình lại vô dụng như vậy không nói đến việc đi theo tô mộc chỉ là gánh nặng cho anh ta mà ngay đến người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được thậm chí phải nhờ trịnh lâm dùng hết âm khí của mình mới gọi dậy được tôi đau lòng đến mức không thể thừa nổi nữa nhẹ nhàng buông trịnh lâm ra cười trong đau đớn nếu cậu không muốn tôi cứu vậy tôi sẽ chết cùng cậu dù sao tôi cũng chỉ là một chủ nhân vô dụng sau khi nhận nuôi cậu mới chỉ cho cậu ăn được một bữa toàn để cậu chịu khổ cùng tôi chủ nhân chị không thể chết, chưa đợi tôi nói hết. Trịnh Lâm ngắt lời tôi và nói, cơ thể gần như trong suốt kia ngày càng run mạnh hơn, ánh mắt phức tạp nhìn tôi, lúc này tôi rất kiên định, nghiêm túc nhìn nó, nó run rẩy, có lẽ nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong mắt tôi, cuối cùng cũng nhận thua, thở dài, nói, được rồi, thực ra dùng máu trong tim của chị sẽ nhanh chóng giúp em ổn định hồn vía, khôi phục âm khí, cơ thể tôi run lên, máu trong tim, máu trong tim con người chính là nơi tinh túy nhất của con người, nếu muốn lấy máu trong tim, buộc phải rạch rách tim, mới có thể lấy được, dù tôi đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nghĩ tới việc phải rạch rách tim ra, vẫn không nén nổi nỗi sợ hãi, chủ nhân, anh chỉ là một tiểu quỷ được chị nuôi thôi, dù cho hồn vía tiêu tan, đại ca đường vẫn có thể luyện một con khác cho chị, không cần vì em phải lấy máu trong tim đâu, như vậy quá nguy hiểm. Thấy tôi sợ, Trịnh Lâm lập tức khuyên tôi muốn tôi thay đổi ý nghĩ, tay cậu có thể biến thành móng vuốt, rạch rách tim tôi đi, cậu hãy tự tới lấy máu trong tim tôi đi. Tôi lắc lắc đầu, cười rạng rỡ nói, chủ nhân. Trịnh Lạc vẫn muốn khuyên tôi, tôi không để cho nó nói tiếp, dõng dạc ra lệnh, không nói nhiều, mau qua lấy máu. Nhận được lệnh của tôi, Trịnh Lâm dù không muốn cũng không cách nào từ chối, nó chỉ có thể từng bước tiến sát tôi. Dùng chút sức lực cuối cùng hóa ra móng vuốt, tiến gần tới tim tôi nhưng sau khi chạm vào tim, nó bắt đầu run rẩy. dù thế nào cũng không chịu tiếp tục được nữa, tôi vốn đang sợ hãi, cắn răng để trịnh lâm rạch vào tim, giờ móng vuốt của nó cứ run rẩy trước ngực ngược lại càng làm tôi thêm sợ hãi, quả thực tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Thúc giục nó, nghệt ra đó làm gì, ra tay đi, em, không ra tay được. Trịnh lâm bị tôi quát cũng luống cuống, cố phản bác, dứt lời, âm một tiếng cửa bị đẩy ra âm thanh lạnh lẽo của tô mộc từ ngoài cửa truyền tới ngực vợ anh sao nhóc dám động vào lục dương em muốn chết đúng không dám cắm sừng anh nói xong anh bước nhanh vào mặt xị ra còn dài hơn mặt lừa khi đứng trước mặt tôi ánh mắt tràn đầy âm khí quét qua trịnh lâm chớp mắt đá bay trịnh lâm ra ngoài tôi giật mình lập tức kinh hãi hết lên nhưng tô mộc không để tôi có cơ hội nhìn trịnh lâm nhanh gọn bế tôi lên hai mắt như hai đống lửa lườm tôi lạnh lùng lên tiếng, tại sao không từ mà biết, tôi, sợ tới run người, sao tình tiết giống cơn ác mộng thế, đáng sợ hơn, bây giờ tô mộc thậm chí còn giận dữ hơn so với cơn ác mộng ban nãy, anh không chỉ đá bay trịnh lâm, ánh mắt anh còn như muốn nghiền nát tôi, lẽ nào đây là một cơn ác mộng khác. Tô mộc vốn không hề tới, chương 58, bắt cá trong giỏ, trong nháy mắt tôi hoảng loạn, giơ tay lên tự véo vào mặt mình một cái, đau quá. Đây không phải giấc mơ, Tô Mộc thực sự đến rồi. Hơn nữa cảnh tượng giống hệt giấc mộng của tôi. Tôi sợ đến run rẩy cả người. Hai mắt không tự chủ được mà hướng ra phía cửa. Giọng nói mang sự căng thẳng. Đúng là anh sao? Lâm Yến Nhi, cũng đến à? Hàng chân mày xinh đẹp của Tô Mộc nhíu chặt lại. Mặt đen lại căm hận vô cùng. Tức giận nói, đừng nhắc đến Lâm Yến Nhi với anh. Anh đang hỏi tại sao em lại không từ mà biệt. Anh không đủ tốt với em sao? Sao em lại muốn rời xa anh như vậy? dù chết cũng không sợ sao nói xong cơn giận dữ anh cố gắng đè nén cuối cùng cũng bộc phát hai mắt hung dữ nhìn tôi chằm chằm ngọn lửa giận dữ bập bùng nơi đáy mắt em có từng nghĩ nếu vừa rồi anh đến muốn một bước sẽ dẫn đến kết quả gì không trong chớp mắt người anh tỏa ra một luồng sức mạnh đầy tính uy hát yêu ta tôi bị anh gào đến mức không dám mở mắt yêu ớt nói xin lỗi em không muốn tự tìm đường chết chỉ là muốn lấy máu ở tìm cứu trịnh lâm thôi máu ở tim đâu dễ lấy như thế. Ngộ nhỡ không cẩn thận xuyên thủng tim em thì sao? Em không có não à? Thấy tôi không dám giải thích rõ, tô mộc càng tức giận, nhìn vào mắt tôi mà như hận không thể đánh tôi vậy. Chẳng lẽ anh thật sự muốn đánh tôi sao? Tôi sợ đến rụt cổ lại, nhắm chặt mắt không dám nhìn anh. Nhưng trong lúc tôi nhắm mắt lại, tôi còn thấy anh giận dữ vung tay lên. Đau, trong chớp mắt mùi máu tươi tràn ngập trong miệng tôi. Anh không đánh tôi mà trực tiếp giữ chặt gáy tôi, miệng anh tiến lại gần, sau đó anh khẽ nhếch miệng, dám cắn một cái vào môi tôi, tôi ngây người không hiểu, anh dám cắn tôi, còn cắn ác như vậy nữa, tôi đau đến mức nước mắt trực tràn bờ mi, trong miệng còn phát ra tiếng ư ư cầu xin nữa, nhưng anh đang tức giận, hoàn toàn không buông tha cho tôi, hàm răng hung hăng cắn xé môi tôi, tôi đau đến toàn thân run rẩy, run rẩy trong lòng anh, dùng sức ở tay đẩy anh ra có lẽ nếm phải mùi máu tanh trong miệng tôi khiến anh bừng tỉnh thoát khỏi cơn giận dữ hàm răng buông lỏng đẩy tôi ra xin lỗi tôi mộc nói nói xong ngọn lửa giận dữ trong mắt anh dịu dần đôi mắt nhuốm chút đau xót sau khi trở về không thấy em đâu em có biết anh lo lắng thế nào không xa như vậy đã vượt quá phạm vi cảm nhận của anh may mà anh đến đúng lúc tình cảnh vừa rồi bây giờ nghĩ lại anh còn thấy sợ tô mộc ôm tôi thật chặt ánh mắt anh chứa đựng đầy sự lo lâu và luyến tiếc bàn tay anh khẽ đặt lên mặt tôi quét qua vết thương trên miệng tôi giữa các ngón tay tỏa ra chút hơi lạnh trong chớp mắt mùi máu tanh trong miệng tôi đã giảm đi rất nhiều cơn sợ hãi qua đi nhìn dáng vẻ đau lòng của anh những sợ hãi và uất ức ban nãy chớp mắt bộc lộ hết ra ngoài tôi gọi một tiếng tô mộc rồi nhào người vào lòng anh lớn tiếng khóc tô mộc cũng ôm chặt lấy tôi mặc tôi lau hết nước mắt nước mũi trên người anh khóc đủ 5 phút đồng hồ, những bất ức trong lòng tôi mới thổ lộ hết, khóc xong, tôi chợt nhớ đến Trịnh Lâm bị Tô Mộc đánh bay ra ngoài, nó vì cứu tôi mà hồn vía không còn ổn định nữa, bây giờ lại bị Tô Mộc dùng một quyền đánh bay, vậy nó, trong lòng tôi bỗng rất lo lắng, đẩy Tô Mộc ra, lúc này bóng dáng Trịnh Lâm đã không còn trong nhà vệ sinh nữa, tôi nôn nóng trong lòng, không có thời gian mà gọi Tô Mộc, trực tiếp đẩy cửa chạy ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà vệ sinh, tôi đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho cây ết yêu ta sợ. Căn phòng bên ngoài lúc này sớm đã thành một đống hỗn độn, dường như vừa bị một đại đội phá rỡ ảo qua vậy. Căn phòng vốn được bày trí thiết bị hiện tại đồ dùng tinh xảo nay đã bị nghiêng lệch, siêu vẹo, đao minh và trần á lan cũng không thấy tâm hơi. Cũng may tôi nhìn thấy trịnh lâm trong đống hoang tàn ấy, nó đang ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt lại điều trị thân thể, hơn nữa rất nhanh, sắc mặt nhợt nhạt của nó cũng hồi phục nhiều rồi hồn vía cũng không run rẩy nữa lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm trợn chừng mắt nhìn tô mộc may mà trịnh lâm không sao nếu không tôi tuyệt đối không tha cho anh tô mộc thấy tôi chừng anh bĩu môi hư lạnh nói lần này anh chỉ giáo huấn nó một chút không ra tay giết chết nó lần sau tốt nhất nó nên nhớ kỹ dù có là hồn vía tiêu tan cũng không được tơ tưởng đến chuyện lấy máu ở tim của vợ anh là em chủ động cứu nó hơn nữa nó cũng vì cứu em nên mới bị thương như vậy. Nếu không có nó, bây giờ chắc em đã bị đao minh luyện thành nhân cổ rồi. Tôi giải thích, nó là tiểu quỷ của em. Bảo vệ chủ nhân là thiên chức của bản thân nó. Cứu em là chuyện phải làm. Tô Mục lạnh nhạt nói. Nói xong anh xài bước về phía trước. Đi thẳng đến phía sau cái tủ bị lật. Xách một người ra. Lúc này tôi mới phát hiện ra. Trong căn phòng đó ngoài chúng tôi ra còn có một người khác. Cô ta chính là người hầu đi sau đao minh. Lúc này khắp người cô ta là vết thương, khuôn mặt bao phủ một tầng âm khí đen đặc, dường như đã phải chịu đựng một cơn sợ hãi kịch liệt vậy, tinh thần hoảng hốt, người chạy đi đâu rồi? Anh lôi cô ta như lôi một con chó chết đến giữa phòng khách, ném một phát xuống đất, hỏi, "Không, không biết." Cô ta run rẩy kịch liệt, nhưng cô ta vẫn cắn răng, chết sống không chịu tiết lộ hành tung của Đao Minh. Tô Mộc cười lạnh một tiếng, cũng không ép cô ta làm gì mà trực tiếp ngưng tụ một sợi dây màu đen bằng âm khí trên tay trói chặt cô ta lại sau đó nói đi thôi về nhà cơ thể tôi lại run lên nói đến về nhà tôi không khỏi run sợ nhà tô mộc nói đến đương nhiên chính là biệt thư nhà họ tô nhưng rõ ràng tôi bị tô thịnh lừa đi bây giờ tô mộc lại muốn đưa tôi trở về tôi phải làm thế nào đây thấy sắc mặt khác thường của tôi tô mộc dừng bước hỏi tôi bị sao vậy không em không muốn về biệt thự nhà họ tô nữa tôi run rẩy nói không dám nói ra sự thật dù sao tô mộc và tô thịnh cũng là người một nhà mặc dù tô mộc sẽ không giống trong mơ tin lời tô thịnh mà nghi ngờ tôi nhưng tôi cũng không muốn khiến tô mộc lâm vào thế khó xử khi đứng giữa hai bên huống hồ tính tình tô mộc lại cố chấp giận một cái là chẳng ngó ngàng tới chuyện gì cả thậm chí đến tôi anh còn cắn nếu biết tô thịnh đuổi tôi ra khỏi nhà họ tô còn giao tôi cho đao minh báo thù. Tôi thực không dám tưởng tượng Tô Mộc sẽ phản ứng như thế nào. Tại sao? Em vẫn muốn rời xa anh sao? Sắc mặt Tô Mộc sầm lại, cho mày nhìn tôi. Không phải. Chỉ là em, trong nháy mắt tôi lo lắng đến toát mồ hôi lạnh. Tôi thực sự không dám đến nhà họ Tô nữa. Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh mình gặp lại Tô Thịnh sẽ như thế nào. Nhưng tôi không biết mình có nên nói với Tô Mộc những chuyện Tô Thịnh đã làm với mình không? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi dứt khoát nói em không muốn ở nhà người khác nữa em muốn ở nhà của hai chúng ta tô mộc sửng sốt anh lập tức nhếch miệng cười nhạt cả người cũng dịu dàng hơn nói chuyện này không thành vấn đề bây giờ không phải trong tay em đang có tiền sao chúng ta mua một căn là được rồi mua tôi kinh ngạc nói nói muốn ở nhà của mình chẳng qua chỉ là muốn từ chối về nhà họ tô thôi dù ở khách sạn hay thuê một căn nhà đều được anh lại đòi mua hẳn một căn chỉ vì câu nói này của tôi. Sao nào, không đủ sao, nếu không đủ tiền, anh có thể đi kiếm thêm. Tô Mộc thấy tôi phản ứng mạnh như vậy, bèn nói thẳng, không phải, đủ rồi đủ rồi, chỉ là không cần mua hẳn một căn đâu, thuê là được rồi. Tôi toát mồ hôi hột, trong tiềm thức của mình, mặc dù tôi không muốn Tô Mộc có thể tìm được Lâm Yến Nhi, nhưng trốn Giang Minh này rộng lớn như vậy, chỉ cần Lâm Yến Nhi vẫn còn ở Giang Minh, sớm muộn gì tô mộc cũng có thể tìm thấy cô ấy đến lúc đó gia đình người ta đoàn tụ với nhau rồi tôi phải làm sao đây em là người phụ nữ của anh sao anh có thể để người phụ nữ của mình ở nhà thuê được tô mộc trực tiếp ôm lấy tôi ngang ngược nói nói xong anh vung tay lên ném sợi dây thừng đen trong tay cho trịnh lâm bắt trịnh lâm dắt cô ta đi theo sau còn anh khoác vai tôi đi về phía thang máy trên đường lái ô tô trở về tôi chăm chú nhìn tô mộc đang nghiêm túc lái xe mà không khỏi cảm thán trong lòng khi đến đây tôi như đứt từng khúc ruột nghĩ rằng từ nay về sau sẽ rời xa tô mộc còn không biết có thể gặp lại nhau nữa không không ngờ mới được một ngày tôi đã gặp lại tô mộc rồi hơn nữa anh còn cứu tôi thoát khỏi miệng cọp có điều sao anh biết tôi ở đây nhỉ ban nãy thấy tô mộc kích động như thế tôi quên không hỏi anh nói tôi đã thoát khỏi phạm vi anh có thể tìm được sao bây giờ lại ở đây tôi hỏi anh điểm nghi vấn này, Tô Mộc liếc nhìn tôi một cái, nói, đồ ngốc này, bởi vì trên người em đang đeo tấm ngọc bội của anh, tôi không khỏi móc miếng ngọc bội ra nhìn trước nhìn sau, nói, nó có chức năng báo tin cho anh nữa à, cứ coi thế đi, miếng ngọc bội này là thứ anh luôn đeo bên mình kiếp trước, cũng là thứ anh cẩn thận chăm sóc nuôi dưỡng. Coi như pháp khí của anh khi làm pháp sư đi. Vậy nên khi em khua miếng ngọc bội này để đổi quỷ anh liền nhận được tin em gặp nguy hiểm lần theo hơi thở của miếng ngọc bội tìm đến đấy tô mộc nói nói xong anh lại hỏi tôi nói đến ngọc bội em không định giải thích với anh à đàng yên đang lành không ở nhà mà nghỉ ngơi một mình chạy xa thế làm gì còn bị cổ sư ngũ trùng bắt nữa não em là não heo hả à? em bị người trước mặt mắng là não heo tôi lập tức khó chịu muốn nói chẳng ai rảnh rỗi mà chạy xa thế còn không phải người nhà họ tô các người hại à có điều ngoại trừ việc suy nghĩ cho tô mộc người tôi suy nghĩ đến nhiều hơn lại là tô đoàn tôi và cậu ta cũng được coi là quen biết cậu ta còn bị thương vì cứu tôi nữa bây giờ bố cậu ta làm chuyện có lỗi với tôi coi như tôi trả ơn cho họ đi cũng không uổng công tô đoàn cứu tôi một lần em cái gì mà em cổ sư ngũ trùng trừ việc muốn luyện em thành nhân cổ ra còn hạ cổ độc gì với em không tô mộc liếc mắt nhìn tôi tức giận nói hình như gọi là cái gì mà muôn trùng cắn nuốt tôi chột dạ nói dù sao lần này đúng là tôi ngu thật còn tưởng tô thịnh muốn tốt cho tô mộc nên mới đưa tôi đi kết quả lại mắc bẫy sau khi tô mộc nghe thấy muôn trùng cắn nuốt chân mày lập tức co lại giật nảy mình nhưng anh không nhìn tôi cũng không nói gì nữa chỉ lái xe phóng như bay rất nhanh chúng tôi về đến giang minh anh thực sự không đưa tôi về nhà họ tô mà dừng xe ở trong một khu trung cư cũ nát tôi biết khu trung cư này chính là trung cư đường Dũng đang ở, hơn nữa dường như Diệu Diệu đã sớm nhận được tin tức này, đang đứng dưới tầng sốt ruột những cổ nhìn xung quanh, sau khi thấy tôi, Diệu Diệu lập tức phấn khởi xông đến, một tay ôm lấy tôi nói, chị à, chị bỏ lại chúng em một mình mà đi như thế, đúng là không nghĩa khí gì cả, uổng công chúng em lo cho chị như thế, xin lỗi, chị cũng không phải cố ý. Tôi cười khẽ nheo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu, sau đó tôi thấy có chút kỳ lạ, quay đầu nhìn về phía Tô Mộc, không biết anh đưa tôi đến nhà đường Dũng là có ý gì, trời cũng không còn sớm nữa. Nếu em đã không muốn nhà họ Tô, vậy đêm nay chúng ta ở lại đây gì, ngày mai anh đưa em đi xem nhà, chuyện này không tiện lắm. Nhà anh ta cũng không lớn, sao chúng ta không trực tiếp thuê khách sạn đi? Tôi có chút khó xử, dù sao nhà đường Dũng tôi cũng từng đến rồi, nhà anh ta chỉ có một chiếc giường, mọi người không thể chỉ ngủ trên một chiếc giường được sợ là đêm nay cổ sư ngũ trùng sẽ lại đến tìm em. Bây giờ trên người em có cổ trùng, chúng ta còn bắt một tên thuộc hạ của cô ta nữa. Cô ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Vì vậy anh bảo đường dũng yểm bùa khắp khu trung cư này rồi. Chỉ đợi cô ta tìm đến cửa chui đầu vào dọ thôi. Tô Mộc nhếch miệng cười lạnh lùng, nói. mươi 59, mua nhà xem phòng. Hả, cô ta còn tới nữa sao? hình ảnh đao minh khống chế cổ trùng dày vò tôi hiện ra rõ mồn một trước mắt đừng thấy trên tay tôi chỉ có một vết đao quét qua vết thương nhìn không nghiêm trọng nhưng những chuyện gặp phải giữa ban ngày ban mặt hôm nay thực sự không khác gì địa ngục trần gian với tôi cả còn khó chịu hơn cả bị giết vì vậy trong lòng tôi sự tồn tại của đao minh chính là sự tồn tại của nữ ma đầu nhất là khi tô thịnh nói sức mạnh của đao minh tương đương với tô mục tôi lại càng lo lắng yên tâm đêm nay em sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Anh ở bên trông chừng em, Tô Mộc thấy tôi sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cả đi. Đau lòng kéo tay tôi nói, tôi đành gật đầu, dù gì đây cũng là nhà của Đường Dũng. Có Đường Dũng và Tô Mộc ở đây, Đào minh đến cũng không có gì phải sợ, kéo tay rượu rượu lên tầng, rất nhanh tìm đến nhà của Đường Dũng. Nhưng cửa phòng nhà Đường Dũng vừa mở, bên trong lại trống không, đại ca em đâu? Tôi hỏi rượu rượu, đại ca đang tắm, sau khi anh ấy nghe nói đêm nay phải canh cho chị ngủ, phấn khích vô cùng, cũng tắm gội ba lần rồi đấy. Diệu diệu nói, lắc đầu nói anh ta lớn rồi mà như trẻ con vậy, lại lầm bầm, cũng chẳng phải lần đầu ngủ cùng phụ nữ, sao anh ấy lại phấn khích vậy chứ? Đúng là khó hiểu mà, vừa dứt lời, phòng tắm truyền đến tiếng thét giận dữ của đường dũng, đường diệu diệu, hả, diệu diệu rụt cổ lại, cảm nhận được sự tức giận của đường dũng nhanh chóng nhận thức ra mình vừa nói sai cái gì. Bàn tay bé nhỏ che miệng, chạy thẳng ra phía sau tìm Trịnh Lâm. Trịnh Lâm cũng là tiêu quỷ như Diệu Diệu, cũng đều là tiêu quỷ đường dũng luyện ra. Quan hệ giữa hai người rất tốt. Thậm chí Diệu Diệu thấy âm khí của Trịnh Lâm yếu ớt, bèn lấy một phần âm khí của mình chia cho Trịnh Lâm, có sự bổ sung âm khí từ Diệu Diệu xong, hồn vía Trịnh Lâm lại ngưng tụ rõ hơn nhiều. Lúc này tôi mới phát hiện ra, âm khí có rất nhiều tác dụng, chỉ cần không hóa âm khí thành lệ khí để tấn công những quỷ vật khác, cũng không tổn hại đến quỷ vật, thậm chí còn tăng hình dáng cho quỷ vật, vừa rồi Tô Mộc đánh Trịnh Lâm một quyền như vậy, mặc dù đánh bay Trịnh Lâm đi, nhưng cũng không gây tổn thương cho Trịnh Lâm, ngược lại còn giúp Trịnh Lâm ngưng tụ đám hồn vía sắp tiêu tán kia, anh đang cứu Trịnh Lâm, phát hiện ra điều này, tôi lập tức nhìn về phía Tô Mộc, ánh mắt có chút cảm kích, Tô Mộc phát hiện ra tôi đang nhìn anh, khóe môi cong lên nở nụ cười giơ tay vuốt ve mái tóc rối bời của tôi, mắng, coi như em cũng không mốc đến hết thuốc chữa. Em đương nhiên không mốc rồi, chỉ là rõ ràng anh đang cứu Trịnh Lâm, sao còn đánh nó một quyền, dường như đang tấn công nó vậy. Tôi nói, anh nói rồi, chẳng qua anh cho nó một bài học thôi, nhắc nó sau này không được phép mộng tưởng đến máu trong tim của bà xã anh. Tô Mộc nói, dứt lời anh còn nghiêm túc nâng khuôn mặt của tôi lên, nhìn tôi nói, còn em nữa máu ở tim là thứ quý giá nhất trên cơ thể người sống các em thậm chí còn quan trọng hơn cả thận không có máu ở tim tức là em mất đi nửa cái mạng rồi sau này em cứ giữ máu ở tim cho tốt vào đừng dễ dàng dâng tặng kẻ khác em biết rồi tôi gật đầu mặc dù anh đang giáo huấn tôi nhưng sau khi biết anh đã vì tôi mà âm thầm làm biết bao chuyện cảm giác ngọt ngào lại dâng lên trong lòng tôi đột nhiên tôi thấy mình thật ngốc ông trời ban cho tôi một ông chồng tốt như vậy ấy thế mà tôi lại được voi đòi tiên, dù lần này anh xuất hiện không phải vì tôi, mà là vì tìm kiếm Lâm Yến Nhi, nhưng thế thì đã sao, ít nhất bây giờ vẫn chưa có đầu mối về Lâm Yến Nhi, tô mộc chính là của tôi rồi, cho dù tương lai anh có tìm được Lâm Yến Nhi đi chăng nữa, tô mộc cũng từng thuộc về tôi rồi, bây giờ tôi nên trân trọng từng giây từng phút có được tô mộc mới phải, nghĩ vậy, đột nhiên tôi muốn ôm tô mộc thật chặt. Liền gọi anh một tiếng, chui vào lồng ngực của anh, Tô Mộc có chút bất ngờ với sự nhiệt tình bất ngờ của tôi, nhưng anh lập tức mỉm cười, cũng vòng tay ôm lấy tôi, hỏi tôi sao thế, có phải mệt rồi không? Tôi tùy ý gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, hỏi Tô Mộc có mệt không? Có muốn ngủ chung với tôi không? Được đấy, Tô Mộc rất thẳng thắn đồng ý, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa, vòng tay ôm lấy tôi, nói, em chắc muốn mời anh ngủ cùng chứ? Xảy ra chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu anh đừng suy nghĩ lung tung em chỉ nói là ngủ chung một cách đơn thuần thôi mặt tôi càng đỏ kinh khủng hơn nhấn mạnh nói em cũng đừng suy nghĩ lung tung anh cũng chỉ muốn nói là ngủ chung một cách đơn thuần thôi tô mộc càng cười xấu xa hơn ôm tôi tiến thẳng vào phòng ngủ vừa mới thoát chết lúc này tôi nằm trên giường nhìn tô mộc bên cạnh mà an tâm vô cùng cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng nhưng tôi còn chưa hạnh phúc được mấy giây cửa phòng ngủ đột nhiên bị đạp ra Đường Dũng đang tức giận đứng trước cửa, đến tóc còn chưa kịp lau khô, đầu còn ướt nhẹp, ánh mắt cam giận nhìn chằm chằm tô mộc bên cạnh tôi, gần từng chữ nói, cút khỏi giường ông ngay, nói rồi anh ta xài bước lại gần, nắm lấy cánh tay tô mộc mà lôi xuống, nhưng tô mộc vẫn thoải mái nằm trên giường, mặc đường Dũng lôi kéo anh, nói, đêm nay anh ngủ ở ghế sofa đi, dựa vào cái quái gì chứ, đây là giường của ông, ngoài ông đây ra chỉ có Dương Dương được ngủ trên này thôi, anh cút xuống cho tôi. Đường Dũng bị Tô Mộc chọc giận, càng giận dữ hơn, dứt lời anh ta dùng sức, muốn ép buộc mà kéo Tô Mộc xuống, nhưng anh ta lôi liên tục mấy lần, Tô Mộc vẫn không nhúc nhích, đêm nay tôi muốn ngủ ở đây. Thấy Đường Dũng làm thật, nụ cười trên mặt Tô Mộc cũng dần biến mất, nghiêm túc nói, đáng tiếc Đường Dũng hoàn toàn không chấp nhận chuyện này, cũng bày ra vẻ mặt cố chấp chừng mắt nhìn Tô Mộc đêm nay ông cũng muốn ngủ ở đây. Rút lời, trên người hai người họ đều tỏa ra luồng sức mạnh uy hát yêu ta đối phương. Chẳng ai phục ai, hai mắt nhìn nhau không nói lời nào mà cứ như sắp đánh nhau đến nơi. Tôi vội vàng bật dậy từ trên giường, khuyên nhủ, bình tĩnh nào, hay là hai người cùng ngủ trên ghế sofa cả đi. Đừng ai tranh giành gì nữa, đêm nay tôi phải ngủ trên giường này, đêm nay anh phải ngủ trên giường này. Hai giọng nói đồng loạt vang lên hai người kia lại như sắp đánh nhau đến nơi, chẳng ai chịu ai, không ai chịu nhượng bộ, thoáng chốc tôi đau hết cả đầu, thấy hai người họ không thể thỏa hiệp, tôi liền dứt khoát xoay người đi ra ngoài, nói, vậy được, đêm nay hai người ngủ trên giường đi, tôi ra sofa ngủ, nói, đoạn, tôi ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên ghế sofa bên ngoài, lập tức không thấy động tĩnh gì trong phòng. Đường Dũng xông đến như một cơn gió, cũng ngồi trên ghế sofa, nhìn tôi mỉm cười, dương dương, đêm nay anh sẽ là thần hộ mệnh của em, canh giữ bên cạnh em, dù em ở đâu tôi cũng ở bên cạnh em, Lục Dương, em dám ngủ ngoài đấy, em chết chắc rồi, giọng nói u ám của Tô Mộc từ phòng ngủ truyền tới, quả thực tôi sắp suy sụp đến nơi rồi, diện tích nhà đường dũng rất nhỏ, không đủ để ngủ, sớm biết phải đối mặt với tình hình này, tôi không nên lên đây, tôi quay đầu tìm bóng dáng rượu rượu. Thầm nghĩ nếu không được vậy tốt nhất tôi nên ngủ với rượu rượu dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ, nhưng rất nhanh tôi lại phát hiện ra Diệu Diệu và Trịnh Lâm đã trở về căn phòng nhỏ u tối của chúng từ lâu. Hai cái đầu nhỏ còn kẹp ở khe cửa hóng chuyện hay của chúng tôi nữa, dáng vẻ không liên quan đến chúng em, đừng để ý đến chúng em làm gì. Trong phút chốc, giọng nói thúc giục của Tô Mộc trong phòng ngủ lại vang lên, hơn nữa ngữ điệu còn lạnh lẽo hơn ban nãy, tôi thực sự hết cách đành ngoan ngoãn quay lại phòng ngủ. Đường Dũng đương nhiên không chịu thua kém, hai người lại câu véo nhau một trận tôi đứng một bên nhìn theo mà thấy nhọc lòng mặc kệ hai người họ tôi tìm một góc trên giường nằm ngủ ngày hôm sau khi tỉnh lại trên giường có ba người đang nằm tôi nằm trong góc tô mộc nằm giữa đường dũng nằm ở rìa ngoài mà trên mặt hai người này chỗ xanh chỗ tím trợn mắt nhìn nhau tôi căng thẳng trong lòng vội vàng gọi họ dậy hỏi xem có phải tối qua đao minh tới hay không không phải đã yểm bùa cả khu trung cư này rồi sao chỉ cần đao minh đến, sẽ trúng bùa. Thế sao hai người họ còn bị thương nặng vậy? Hai người nghe xong đều không nói gì. Trên mặt không rõ là biểu cảm gì nữa. Tôi thấy tình trạng này càng nôn nóng hơn. Vội vã hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đao minh kia thực sự lợi hại như vậy? Đến hai người họ cũng bị đao minh đánh bại. Dương Dương. Đường Dũng bị tôi hỏi đến suốt ruột. Gọi tôi một tiếng. Đêm qua đao minh không tới. Tôi mộc nói. Nói xong anh từ trên giường bật dậy đi thẳng đến phòng tắm, đứng trước gương vận âm khí, chữa trị vết thương trên mặt, tôi sửng sốt, không dám tin nhìn hai người họ, đao minh không tới. Vậy vết thương trên mặt hai người, là đánh nhau à? Hai người không ai đáp lại, xem như ngầm thừa nhận, trời ạ. À, tôi đúng là không còn gì để nói nữa, dù gì hai người này cũng trưởng thành cả rồi. Đặc biệt là Tô Mộc, nói thế nào thì anh cũng là con ma già được hơn trăm năm rồi, bình thường nhìn đáng tin như thế sao lại ghen thế không biết, lại còn đánh nhau như một thằng nhóc nữa chứ. Khi Tô Mộc bước ra từ phòng tắm, vết thương trên mặt đã biến mất toàn bộ, lại lấy lại khuôn mặt đẹp trai dạng người không ai sánh bằng. Khi bước đến bên cạnh đường dũng, anh còn cười lạnh như cố ý nguyện cớ gây chuyện, sau đó kéo tay tôi đi, nói muốn đưa tôi đi ăn sáng. Tôi liên tục gật đầu, cảm giác khi cùng ở bên đường dũng và Tô Mộc đúng là kinh dị thật đặc biệt là khi thấy chỗ xanh chỗ tím cùng với vết máu ứ động trên mặt đường dũng tôi có chút xấu hổ vội vội vàng vàng nói xin lỗi đường dũng rồi mang theo trịnh lâm cùng tô mộc rời đi không khác gì chạy trốn ăn sáng xong tô mộc lái xe đưa tôi và trịnh lâm đi thẳng đến trung tâm bất động sản lúc ăn cơm anh đã bắt trịnh lâm tìm kiếm không ít tin tức về nhà cửa cuối cùng sàng lọc ra một tòa nhà tên là phùng đông đó là một doanh nghiệp kinh doanh nhà ở có quy mô khắp cả nước, dù là ở đâu trên đất nước này cũng có nhà ở của họ, nổi tiếng có khu cảnh quan lâm viên và khu vực đất xanh, là một trong 500 doanh nghiệp lớn mạnh nhất thế giới. Trước đây khi cậu, tôi muốn đổi nhà từng cân nhắc tòa phùng đông này, đáng tiếc tòa nhà này mọi thứ đều tốt, nhưng giá bán quá đắt, khoảng mười mấy tỷ, lại không có ưu đãi gì. Cuối cùng cậu tôi vì áp lực kinh tế đành từ bỏ nơi đó. Khi cậu tôi đi xem nhà mẹ tôi cũng đi theo, vô cùng thích nhà ở phùng đông, không biết bao lần từng nói rằng nếu đời này được sống ở đó, vậy cũng không uổng công sống trên đời này. Vì vậy, sau khi quyết định đi xem phòng ở phùng đông, tôi vô cùng phấn khởi, tuy trong túi tôi hiện giờ chỉ có 3 tỷ rưỡi, nhưng phùng đông cũng có những căn hộ nhỏ, 3 tỷ rưỡi chắc cũng đủ mua một căn 40, 50 mét vuông. Hơn nữa, nếu chỉ có tôi và tô mộc ở thì như vậy cũng đủ rồi. Thậm chí, tôi còn có thể mời mẹ qua ở cùng, càng nghĩ tôi càng phấn khởi. Tô Mộc thấy tôi vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng khá lên nhiều, khóe miệng khẽ mỉm cười. Rất nhanh chúng tôi đi qua khuôn viên tuyệt mỹ của khu trung cư để đến bộ phận kinh doanh nhà. Tiếp đón chúng tôi là một người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi, nhìn có vẻ rất thông minh. Đầu tiên anh ta hỏi yêu cầu mua nhà của chúng tôi là gì, lại hỏi dự tính của chúng tôi, sau đó rất nghiêm túc giới thiệu cho chúng tôi. Tô Mộc ngồi một bên không nói gì, đôi mắt nhàn nhã đánh giá chung quanh, khi người cố vấn giới thiệu tất cả các căn cho tôi xong, muốn đưa tôi đi đến gian mẫu để xem nhà, đột nhiên Tô Mộc ngắt lời, căn nhà anh vừa nói, chúng tôi không đi, tại sao? Tôi và người cố vấn đều thấy kỳ lạ hỏi, căn nhà đó quá nhỏ, ở hướng tây nam trong tòa nhà của các anh, còn có một căn hơn 300 mét vuông, chúng tôi muốn đi xem căn đó. Tô Mộc nói, chương 60, căn nhà thần bí, tôi cây ếch yêu ta sợ há hốc miệng, vội vàng giật giật góc áo tô mục, ý bảo anh đừng nói nữa, anh ngủ dưới lòng đất hàng trăm năm nay, nên vẫn chưa hiểu hết về tình hình xã hội hiện tại, giá nhà hiện giờ với giá 100 năm về trước sao có thể giống nhau chứ, 300 mét vuông, vậy mà anh cũng dám mở miệng, quả nhiên. Khuôn mặt của nhà tư vấn bất động sản cũng trở nên cứng ngắc vẻ mặt cây ếch yêu ta sợ nhìn tô mục, nhưng anh ta không hề nghi ngờ sức mua của tô mục ngược lại trên khuôn mặt hiện rõ sự thấp thỏm lo sợ một hồi lâu sau anh ta mới bình tĩnh lại từ trong sợ hãi vẻ mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng nói cho tôi hỏi tại sao anh lại biết đến căn nhà phía tây nam đó vậy chuyện này anh không cần quan tâm chúng tôi muốn mua căn nhà kia giờ anh dẫn chúng tôi đến đó xem nhà đi tô mộc nói tôi cảm thấy mơ hồ với những việc làm của tô mộc chúng tôi đến đây cùng nhau tô mộc chắc chắn chưa từng tới đây bao giờ Sao anh biết hướng Tây Nam có một căn rộng 300 mét vuông chứ? Hơn nữa nhìn vẻ mặt của nhân viên tư vấn lạ lùng như vậy, trong căn nhà kia nhất định có chuyện gì đó. Quả nhiên, nhân viên tư vấn bán hàng trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn chúng tôi ngày càng sâu sắc khó hiểu, sau đó lễ phép nói với Tô Mộc, anh muốn xem nhà cũng được, nhưng tôi phải đi xin phép giám đốc trước đã. Tô Mộc khoát khoát tay, ý bảo anh ta đi đi, đợi đến khi nhân viên tư vấn bán hàng rời đi tôi lập tức tò mò hỏi tô mộc tại sao anh lại biết căn nhà đó hơn nữa căn nhà đó rốt cuộc bị làm sao mà đến xem cũng phải xin phép giám đốc hiện giờ anh vẫn chưa thể nói cho em biết tô mộc nở nụ cười bí ẩn cố ý muốn tôi sốt ruột đây mà tôi thì tò mò chết đi được trực tiếp nắm lấy cánh tay tô mộc năn nỉ anh nói cho tôi biết hơn nữa căn nhà của phùng đông giá cũng phải mấy chục triệu một mét vuông nhân viên tư vấn bán hàng rõ ràng biết chúng tôi chỉ có hơn ba tỷ tại sao vẫn dẫn chúng tôi đến xem căn nhà 300 mét vuông làm gì, muốn biết thật sao? Vậy em hôn anh một cái đi, Tô Mộc vừa cười vừa nói, nói xong còn chỉ chỉ vào đôi môi gợi cảm của mình, khuôn mặt của tôi lập tức ửng đỏ, tôi tất nhiên sẽ đồng ý hôn người đàn ông đẹp trai như Tô Mộc, hơn nữa đôi môi của anh khi hôn vô cùng mềm mại, lại còn thoải mái, nhưng đây là văn phòng nhà đất. da mặt tôi đâu dày đến nỗi dám làm chuyện đó trước mặt nhiều người như vậy, ngại hà hay sợ người khác nhìn thấy anh có thể dùng âm khí che mắt của bọn họ lại tô mộc cười càng tươi hơn nói xong anh đã giơ tay lên tạo một bức tường âm khí xung quanh chúng tôi ngăn cách tất cả mọi người ở bên ngoài ngay cả trịnh lâm cũng bị ngăn ở bên ngoài thấy tô mộc nghiêm túc như vậy tôi cũng không tiện từ chối nữa liền ngẩng đầu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh ai biết anh vẫn chưa thấy hài lòng bàn tay to ôm chặt lấy thắt lưng kéo tôi vào trong ngực rồi hung hăng hôn lên môi tôi thời gian dường như dừng lại trong nháy mắt một dòng điện yếu ớt từ môi anh truyền vào trong cơ thể tôi khiến toàn thân tôi tê dại đầu óc cũng giống như bị chập điện liên tiếp hôn mấy lần liền khóe miệng tô mộc mới cười sâu xa hài lòng buông tha cho tôi lúc này tôi mới phát hiện nhân viên tư vấn bất động sản rời đi ban nãy không biết đã quay lại từ lúc nào hơn nữa phía sau anh ta còn có một người đàn ông trung niên đầu hói nhìn có vẻ như là giám đốc Lúc này hai người họ đều nhìn chằm chằm chúng tôi, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Anh có thể nhìn thấy chúng tôi sao? Sắc mặt của tôi cứng đờ, lúng túng nhìn bọn họ, dò xét hỏi, "Ơ? Không thấy gì hết, hai người tiếp tục đi." Nhân viên tư vấn phản ứng rất nhanh, thấy tôi hỏi vậy anh ta lập tức che mắt lại, trên mặt nở nụ cười mập mờ nhanh chóng xoay người lại, càng như vậy, tôi lại càng xấu hổ, anh ta rõ ràng đã thấy hết rồi. Tôi tức giận quay đầu nhìn Tô mục tô mộc vẫn như cũ nở nụ cười xấu xa thấy tôi nhìn anh lập tức nói vừa nãy hôn quá nhập tâm nên anh không cẩn thận thu lại bức tường âm khí đó rồi rõ ràng là anh cố ý tôi tức giận chừng mắt nhìn anh nhưng bây giờ bị người khác nhìn thấy cả rồi tôi có nói gì cũng không được chỉ có thể lúng túng đi theo sau lưng tô mộc dứt khoát không nói gì nữa thấy chúng tôi không hôn nhau nữa giám đốc đầu chọc lập tức cười ha ha đi tới bắt tay với tô mộc sau đó tự giới thiệu chào cậu, tôi là Tổng Giám Đốc Phùng Đông, nghe nói cậu muốn xem căn nhà phía tây nam của chúng tôi đúng không? Đúng vậy, Tô Mộc lên tiếng trả lời, nghe thấy lời đáp của Tô Mộc, vị giám đốc kia lập tức mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên tư vấn đứng sau lưng ông ta đi làm việc đi, ông ta sẽ đích thân dẫn chúng tôi đến xem nhà, trong lòng tôi lại càng cảm thấy kinh ngạc, căn nhà kia rốt cuộc cô lai lịch như thế nào, mà khiến cho Tổng Giám Đốc phải đích thân ra mặt như vậy đang chìm trong suy nghĩ thì có người mang một cuốn album ảnh đến, đưa cho tôi và Tô Mộc xem, đó chính là ảnh chụp của căn nhà hướng Tây Nam kia. Nhận lấy cuốn ảnh, tôi lại bị kinh ngạc lần nữa, mặc dù đã biết căn nhà kia rộng khoảng 300 mét vuông, nhưng căn nhà trong ảnh chụp rõ ràng là một căn biệt thự mini thiết kế vô cùng tinh xảo mà, mặc dù diện tích không lớn bằng biệt thự của nhà họ Tô, nhưng thiết kế của căn nhà này vô cùng tinh tế. Đẹp như ảnh chụp mấy ngôi nhà trên tạp chí vậy, mới chỉ nhìn qua ảnh chụp mà tôi đã thấy thích nơi này rồi, điều này lại khiến tôi càng tò mò hơn, một căn nhà tuyệt đẹp như vậy, lại còn là thiết kế của Phùng Đông, ở Giang Minh chắc chắn phải bán với giá hơn 35 tỷ, nhưng số tiền tôi có chưa chắc đã đủ để lắp đặt thiết bị trong nhà ấy chứ. Giám đốc cầm ảnh chụp của căn nhà, vừa dẫn chúng tôi đi về hướng Tây Nam, vừa giải thích mô hình của căn nhà với chúng tôi, tôi nghe câu được câu mất. Trong đầu đều là hình ảnh căn nhà đó, hận không thể nhìn thấy nó ngay lập tức, dù gì thì căn nhà kia cũng đẹp thực sự, ngoài vấn đề về giá cả ra thì tôi nghĩ cô gái nào nhìn thấy cũng khó chống cự lại sức hấp dẫn của nó. Vị trí của căn nhà kia cũng rất tốt, cách văn phòng nhà đất không xa lắm. Từ khu nhà ở của Phùng Đông, chúng tôi đi khoảng mười mấy phút đã tới trước một chiếc cổng lớn, cánh cổng lớn duy nhất kia nối liền với một cái sân, phía trong sân chính là một căn biệt thự nhỏ, cậu xem toàn bộ ngôi biệt thự đã được thiết kế xong hết rồi hai chỗ đậu xe cùng với một chỗ đậu xe ngoài trời vườn hoa công viên nước bể bơi đều có đủ đồ nội thất và đồ gia dụng đều là sản phẩm có thương hiệu hàng đầu thế giới căn nhà này vốn dĩ là của chủ tịch chúng tôi đặc biệt xây dựng cho con gái ngài ấy không phải để bán đáng tiếc con gái của chủ tịch lại không thích nơi đây cho nên mới để đó không dùng tới cậu biết đến căn nhà này chứng tỏ cậu rất có bản lĩnh cho nên nếu cậu thích ngôi nhà này thì tôi khuyên cậu nên đặt trước đi, bởi vì mua căn nhà này sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí, toàn bộ đồ nội thất, thiết bị điện tử và đồ dùng trong căn nhà đều tặng tất cho cậu, thật hay giả vậy? Tặng hết toàn bộ đồ nội thất, thiết bị điện tử và đồ dùng trong nhà sao? Vậy căn nhà này giá bao nhiêu? Tôi trợn trừng mắt, dù sao thì Giang Minh cũng là một thành phố phát triển, nên giá nhà rất đắt, trung tâm thành phố hình như còn không có khu biệt thự căn nhà này được xây ở trung tâm thành phố, lại còn trang trí xa hoa như vậy, nhất định phải bán với giá trên trời. Thậm chí cái giá tôi đoán khoảng 35 tỷ vẫn còn rẻ chán, ai biết tổng giám đốc trực tiếp giơ tay lên, nói, 17 tỷ 500 triệu, 17 tỷ 500 triệu. Tôi kinh ngạc hô thành tiếng, ngôi nhà này bán với 17 tỷ 500 triệu, đây chắc chắn là một món hời lớn nhất ở Giang Minh. Nhưng ngay sau đó tôi liền suy sụp tinh thần, cho dù có rẻ hơn nữa thì 17 tỷ 500 triệu đối với tôi mà nói vẫn là cây giá trên trời. Thế nào, thích không? Tô Mộc hình như không hề suy nghĩ đến vấn đề tiền nong. Đôi mắt chỉ thở ơ quét một vòng nhìn quanh biệt thự, cười hỏi tôi, ừm. Um, không thích tôi trầm ngâm một lát, rồi đau lòng nói, nói không thích là giả, căn nhà xa xoa mà đẹp như vậy, tôi có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến, nhưng chúng tôi không có đủ tiền, nhất là trước mặt tổng giám đốc tôi không muốn tô mộc cảm thấy khó xử sau khi nói với tổng giám đốc chúng tôi muốn đi xung quanh xem một lát tôi liền kéo tô mộc đến nơi tổng giám đốc không nhìn thấy thấp giọng nói tô mộc hay là chúng mình về đi sao vậy rõ ràng em rất thích nơi này mà tại sao lúc nãy lại nói không thích tô mộc nhíu mày hỏi tôi nơi này đắt quá tôi vội vàng nói nói xong liền kéo tô mộc định rời đi bởi vì nơi đây quả thực rất đẹp tôi sợ nếu tiếp tục ở lại nữa, tôi sẽ lưu luyến không muốn đi mất. Dương, Dương, em không cần quan tâm đến vấn đề tiền nong, em chỉ cần nói cho anh biết, em có muốn sống ở đây với anh không? Tay Tô Mộc đặt lên gò má của tôi, nghiêm túc hỏi, tôi lập tức gật đầu lia lịa. tất nhiên là muốn chứ, chỉ cần được ở bên cạnh Tô Mộc, cho dù phải ở trong căn phòng hai ba chục mét vuông tôi cũng đồng ý, chứ đừng nói đến căn nhà đẹp như này. Nếu thật sự có thể ở đây thì ngay cả nằm mơ tôi cũng bật cười tỉnh lại, vậy mua căn này đi. Tô Mộc nhếch miệng nở nụ cười yếu ớt, cúi đầu hôn lên trán tôi, sau đó anh để tôi tự đi tham quan xung quanh, còn anh thì đi tìm tổng giám đốc để bàn bạc về vấn đề giá cả. Nói đến vấn đề giá nhà, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi Tô Mộc, đừng nói là anh muốn mê hoặc tổng giám đốc để ông ta bán cho anh với giá 3 tỷ 500 triệu đấy nhá. Ma quỷ có khả năng mê hoặc tâm trí của con người, nhất là một con ma lợi hại như tô mộc, chắc sẽ có năng lực khống chế suy nghĩ của người sống. Chẳng trách anh lại bình tĩnh như vậy, căn bản không hề quan tâm đến giá cả. Thì ra anh muốn gài bẫy người khác, thay bộ dáng vội vã hấp tấp của tôi, tô mộc lập tức nở nụ cười, vò rối mái tóc của tôi nói: Em nghĩ linh tinh gì vậy? Nếu anh định làm như vậy, thì cần gì phải trả tiền? trực tiếp làm cho ông ta tặng không căn nhà này cho anh chẳng phải được rồi sao yên tâm đi lợi nhuận của căn nhà này rất lớn anh chỉ gặp ông ta để mặc cả giá mà thôi tô mộc nói xong liền đẩy tôi ra ngoài biệt thự để tôi đi dạo trong sân tôi không nhịn được bĩu bĩu môi có quỷ mới tin lời nói của tô mộc lợi nhuận của căn nhà này có lớn hơn nữa thì họ cũng không thể giảm giá để bán cho chúng tôi chắc chắn anh định lừa vị tổng giám đốc kia chẳng qua là không muốn bị tôi nhìn thấy mà thôi, nghĩ vậy, tôi cũng không để ý đến tô mục nữa, dù sao thì anh cũng không làm hại đến tính mạng của vị tổng giám đốc kia. Còn căn nhà đó, nếu thật sự mua lại được với giá 3 tỷ 500 triệu, tôi cảm giác như sảng khoái chết mất, tôi đi bộ một mình trong sân, sau đó mới nhớ hình như không thấy trịnh lâm đâu, liền lên tiếng gọi trịnh lâm, trịnh lâm nghe thấy tiếng tôi gọi cái đầu nhỏ lập tức nhô ra từ phía sau một cái cây lớn khuôn mặt nhỏ nhắn bí ẩn vẫy vẫy tay về phía tôi cậu ta đang làm gì thế tôi không nén nổi tính tò mò cẩn thận đi tới sau khi đi đến nơi tôi mới phát hiện trịnh lâm đang nghe trộm người khác nói chuyện người đang nói chuyện là hai cô lao công dọn vệ sinh chắc họ phụ trách việc dọn vệ sinh trong khuôn viên lúc này hai người bọn họ đang ở ngoài cửa hàng rào biệt thự hai người đứng cùng một chỗ lén lút nhìn về phía biệt thự nói người đến xem nhà lần này là một đôi tình nhân. Nghe nói vẫn còn trẻ, đúng vậy, lúc bọn họ đi vào tôi có liếc nhìn qua, cậu thanh niên kia rất đẹp trai, trông như diễn viên trong phim vậy, còn cô gái đi cùng cậu ấy trông cũng ngoan ngoãn, hai đứa nó tốt như vậy, không ngờ lại chọn chúng căn nhà này, đúng là nghiệp chướng mà, nghiệp chướng, tôi lập tức sững sờ, trước đó bọn họ khen tôi với tô mộc đẹp, trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy ngọt ngào, sau lại nghe thấy cô ấy nói nghiệp chướng. Tôi liền thấy mơ hồ không hiểu, căn nhà này rốt cuộc bị sao vậy? Hy vọng bọn họ không đủ tiền mua, nhất định đừng mua căn nhà này, nếu không sẽ có kết cục như cặp vợ chồng trước." Cô lao công than thở nói, tôi lại càng tò mò hơn, ngứa ngáy trong lòng như bị mèo cào vậy. Cặp vợ chồng trước? Kết cục gì? Căn nhà này chẳng phải là xây riêng cho con gái chủ tịch sao? Đang muốn nghe tiếp, thì cô lao công kia lại thở dài một tiếng, cắt ngang lời nói của bạn mình, "Đừng nói nữa." đứng gần căn nhà này như vậy sợ lắm. mươi 61, nhà có ma, nói rồi hai người vẫn lắc đầu, đẩy xe đầy của Bình Khanh đi, mới nghe được một nửa, sau đó tôi cảm thấy khó chịu, vội vàng kéo tay Trịnh Lâm đuổi theo, hai người vẫn còn đang nói chuyện phiếm, tôi đi cách đó không xa, nhanh chóng đuổi theo hai người họ, mở miệng nói, gì à, gì đợi chút. Gì, Bình Khanh nghe thấy có người gọi lập tức dừng bước, quay đầu, sau khi nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức kinh ngạc, Nghi ngờ hỏi, sao thế, lời mọi người nói ban nãy cháu đều đã nghe thấy rồi, có thể kể lại chi tiết chuyện căn nhà đó cho cháu nghe được không ạ? À? Tôi nói, hai gì này một người mập, một người gầy, người vừa nói chuyện chính là gì gầy, rõ ràng bà ấy đã nhìn thấy tôi và tô mộc vào căn biệt thự kia rồi, thấy tôi hỏi, sắc mặt bà ấy trắng bệch, miệng lắp bắp nói, ban nãy tôi nói gì chứ? Chuyện căn nhà đó chúng tôi không rõ đâu, đều là nói chuyện phiếm thôi các người đi hỏi người khác đi, nói, xong bà ấy như sợ bị rước họa vào thân, kéo dì mập định đi, nhưng dì mập kia, sau khi quan sát tôi từ trên xuống dưới, trên mặt hiện lên chút không đành lòng, do dự nói, chị Trương à, nếu con bé đã nghe thấy rồi thì chúng ta cứ nói cho nó nghe đi, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp bảy tầng mà, huống hồ con bé trông có vẻ cũng lớn ngang con gái chúng ta, dì gầy kia nhìn tôi sắc mặt cũng rất khó xử, thấy dì mập mở miệng xin giúp lập tức nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý đến chúng tôi, lập tức nhỏ giọng nói, vậy chúng ta tìm một chỗ kín đáo, đừng để cấp trên biết, nói, rồi quay đầu đi về phía trước, tôi mừng rỡ trong lòng, lập tức đi theo phía sau hai người, họ vô cùng quen thuộc với tiểu khu này, dẫn tôi rẽ trái rồi lại rẽ phải trên đường mòn, rất nhanh đã đi vòng đến một hang đá trong ngọn núi giả, gì gầy lại kêu gì béo đi ra ngoài canh chừng. Rồi mới dẫn tôi tiến vào trong động, cô, gái à. Không phải gì không muốn nói cho cháu biết. Thật sự là lãnh đạo cấp cao đã phong tỏa kín căn nhà đó. Nếu để người ta nhìn thấy gì nói chuyện căn nhà đó cho cháu, công việc của gì sẽ không giữ được mất. Dì gửi nói, nói rồi sắc mặt của bà ấy thận trọng thêm vài phần. Nói giám đốc của bọn dì chắc cũng đã nói với cháu rồi. Ngôi biệt thự này là nhà chủ tịch của bọn dì để lại cho con gái làm nhà cưới. Tôi gật đầu, nói quả thực con nói, ông ta gạt chúng cháu đúng không? Gì, lắc đầu cũng không tính là lừa gạt căn biệt thự đó đúng là nhà cưới được để lại cho con gái cưng của chủ tịch có điều ông ta chưa nói hết một tuần lễ trước khi con gái cưng của chủ tịch kết hôn cô dâu phát hiện ra chú rể tương lai ngoại tình đối tượng ngoại tình lại là bạn thân của cô dâu nghe thấy thế tôi lập tức thấy căng thẳng trong lòng mơ hồ đã có thể đoán được chuyện xảy ra tiếp theo cũng không biết nên nói cô dâu mốc hay là nhà nhiều tiền quá cho nên không cảm thấy căn nhà này đáng giá trước khi kết hôn chú rể đã lừa cô dâu truyền nhà cưới sang tên hắn sau đó chú rể lại giao căn nhà cho cô bạn thân kia đợi đến khi cô dâu phát hiện chuyện này thì nhà cưới đã chuyển sang tên của người khác rồi cháu nói thử xem họ đã làm ra chuyện gì không biết chẳng trách cô dâu tức điên lên sau đó trong cơn nóng giận cô dâu giết chết chú rể bản thân cũng tự sát từ đó về sau, căn biệt thự đó trở thành nhà có ma, ngay cả ấy nhân viên vệ sinh như bọn gì đây cũng chỉ dám dọn dẹp ở ngoài sân, không dám vào trong nhà, vậy sau đó thì sao? Giám đốc của các dì không biết chuyện này ư, tôi hỏi, dì gầy trừng mắt, thần bí nói, sao lại không biết chứ, căn nhà đó là gánh nặng canh cánh trong lòng ông ta, ông ta rất muốn nhanh chóng bán căn nhà đó đi, không có lương tâm, nhưng sao ông ta dám vào trong nhà. Hơn nữa, chẳng phải căn nhà này đã trở thành nhà của bạn thân cô dâu sao? Sao bây giờ Phùng Đông lại bán nó? Tôi không hiểu nói, sau khi xảy ra chuyện đó, lãnh đạo cấp cao bọn họ đã tìm không ít người cao tay đến làm phép cho căn nhà, nhưng đều không có kết quả gì. Sau đó, thực sự không còn cách nào khác, người cao tay làm cho mỗi lãnh đạo cấp cao một tấm bùa hộ mệnh, chỉ cần mang theo tấm bùa vào trong thì sẽ không có chuyện gì nữa. Dì gầy nói, nói xong bà ấy lại thở dài nói nói đến cô bạn thân mới càng khiến người ta lạnh người sau khi xảy ra chuyện cảnh sát điều tra tình tiết vụ án nên phong tỏa nhà một tháng sau đó sau khi kết án cô bạn thân kia lại như người vô can vô cùng vui mừng mà chuyển vào ở còn dẫn theo một tên thư sinh kết quả thì sao nào ở không đến một tuần tên thư sinh kia giết cô ta trong đêm bản thân cũng bị cảnh sát bắt lại bây giờ còn đang ở tù đó sau đó mọi người đều nói là hồn ma cô con gái cưng của chủ tịch hiện về báo thù người nhà của cô bạn thân đã chết kia biết đây là nhà có ma cũng không dám đòi nữa lập tức giao nhà cho phùng đông luôn nói cũng thấy kỳ lạ kể từ sau khi căn nhà được trả lại cho phùng đông chủ tịch phùng đông hàng năm đều gặp chuyện không may lúc này mới sốt ruột kêu giám đốc bán căn nhà đi có điều căn nhà này hung khí quá nặng năm ngoái có một cặp vợ chồng trẻ ham rẻ muốn mua lại căn nhà này chỉ chuyển vào ở thử một đêm hôm sau còn chưa kịp giao tiền hai vợ chồng đã bị chết vì tai nạn xe nhà lại về tay phùng đông đã một năm rồi mới đợi được các cháu đến nói xong gì gầy thành khẩn nhìn tôi khuyên ngủ, cô gái à trên đời này lấy đâu ra chuyện rẻ như vậy nhà này cho dù có tốt hơn nữa thì cũng đừng mua hơn nữa cháu và người yêu của cháu vừa rồi cũng đã vào trong nhà rồi lát nữa ra ngoài cũng đừng đi nữa. Lập tức tìm một ngôi chùa đèn nhang thịnh vượng để đuổi khí xui trên người đi, sau đó mua hẳn một căn nhà khác đi. Tôi gật đầu, trong lòng đầy cảm kích, nói, cảm ơn gì ạ, à? không có gì, gì gầy khoát tay, sau đó kêu tôi ra khỏi hang động trước, tách bà ấy ra, tránh để người khác nhìn thấy, trong lòng cảm kích. Sau khi tạm biệt gì, tôi liền kéo Trịnh Lâm rời đi, trên đường trở về, tôi hỏi Trịnh Lâm có cảm ứng được linh hồn người chết hay thứ gì đó ở trong biệt thự không?" Trịnh Lâm lắc đầu, nói, "Căn nhà kia quả thực âm khí rất nặng, nhưng không hề cảm ứng được linh hồn người chết, hơn nữa vừa rồi em bước vào căn nhà đó thì cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, vô cùng thư thái." "Cũng đúng, vật quỳ lưu lại nơi có âm khí nặng, đối với bản thân chúng mà nói mới có lợi, chẳng trách Tô Mộc lại chỉ đích danh căn nhà đó, nhưng nếu nói như vậy, giám đốc kia ra giá 20 tỷ thì đúng là lừa người rồi." rõ ràng ông ta đang dở trò đây mà cũng may tô mộc là ma đổi lại nếu hai người bình thường mà chọn chúng căn nhà này chẳng phải lại là hai mạng người nữa sao nghĩ vậy tôi không kiềm nổi tức giận tức anh ách dẫn trịnh lâm trở lại biệt thự lúc này tô mộc hình như không còn bàn bạc với tổng giám đốc kia nữa hai người đang nói chuyện gì đó thấy tôi trở về sự chú ý của tô mộc lập tức chuyển qua người tôi hỏi tôi vừa rồi em đi đâu vậy có đi đâu đâu chỉ đi xung quanh biệt thự xem kỹ mọi thứ chút thôi tôi nói dối nói xong tôi giả bộ vô ý liếc nhìn tổng giám đốc ôm lấy hai cánh tay nói không hiểu tại sao tôi cứ cảm giác trong căn phòng này hơi lạnh bây giờ cũng có phải mùa đông đâu sao nhiệt độ bên trong lại thấp vậy chứ nói xong con mắt của tôi vẫn rơi trên người tổng giám đốc quan sát phản ứng của ông ta quả nhiên nghe xong lời của tôi sắc mặt ông ta cứng đờ nụ cười trên mặt ban đầu bỗng gượng lại nhưng ông ta dù sao cũng đã làm tổng giám đốc nhiều năm rồi tinh quái như cáo giả vậy sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại bình thường cười nói cô gái này có mắt nhìn đấy đây chính là ưu điểm của căn biệt thự này của chúng tôi dù khí trời bên ngoài có nóng đến đâu thì trong phòng nhiệt độ cũng vừa phải mát mẻ khiến người ta thoải mái vậy đến mùa đông thì lạnh lắm nhỉ tôi thầm cười nhạt trên mặt vẫn giả bộ dáng vẻ em bé hiếu kỳ đương nhiên là không rồi lúc trang trí chúng tôi đã lắp đặt toàn bộ điều hòa trung ương tốt nhất hơn nữa lúc thiết kế chúng tôi cũng đã nghiên cứu tỉ mỉ loại hình nhà này rồi tuyệt đối đông ấm hạ mát không cần lo lắng thấy tổng giám đốc nói khẳng định như vậy trong lòng tôi lại càng thêm căm phẫn cố ý trêu chọc ông ta nói đây là ông nói đấy nhé nếu đến mùa đông mà vẫn đầy âm hàn khí như vậy ông sẽ cho tôi trả nhà chứ nghe thấy ba chữ âm hàn khí này đến tên cáo giả như tổng giám đốc cuối cùng cũng không kiềm được nữa trên mặt rõ ràng có vài phần hoảng hốt sau đó ông ta cười xấu hổ nói cô gái của tôi ơi nhà này bán đi rồi cũng sẽ sang tên luôn sao có thể nói trả là trả được cũng đâu phải mua quần áo cô yên tâm tôi lấy nhân cách ra để đảm bảo nhà này tuyệt đối cực kỳ đáng giá mọi người mua về rồi sau này đến ở là được không có vấn đề gì đâu nói xong ông ta bày ra bộ mặt bất đắc dĩ nhìn tô mộc cười khổ nói hai vợ chồng son cô cậu nhìn thì có vẻ ít tuổi nhưng trên thực tế lại rất tinh tường bản thân căn nhà này cực kỳ đáng giá còn bị hai người mặc cả giá giảm xuống nhiều như vậy nếu còn tiếp tục tôi sẽ phải bồi thường đến hộp máu mất thế nào nếu hai người cảm thấy không có vấn đề gì thì chúng ta đi quẹt thẻ ký hợp đồng nhé nhanh vậy sao tôi sửng sốt tôi mới chỉ ra ngoài có một lát mà bọn họ đã nói tới chuyện quẹt thẻ ký hợp đồng rồi rốt cuộc căn nhà này bao nhiêu tiền? Tôi vội hỏi tổng giám đốc, ông ta lại tỏ vẻ nhức nhối, nói, lại giảm một tỷ rưỡi nữa, nhà lớn như vậy, cộng thêm lắp đặt thiết bị và toàn bộ đồ điện đồ gia dụng trong nhà, chỉ cần 15 tỷ, hơn nữa lại có thể trả trước một khoản, khoản vay còn lại cứ trả từ từ là được, làm thịt người, làm thịt người một cách trắng trợn mà, nghe thì có vẻ như chúng tôi được lợi, nhưng trên thực tế căn nhà này là nhà có ma rất có khả năng chúng tôi vừa mua xong liền chết oan chết uổng ông ta nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn sang tên căn nhà cho chúng tôi ước chừng bọn họ vì chủ tịch của mình cho không chúng tôi căn nhà này có khi họ cũng bằng lòng tôi không thèm nhìn sắc mặt giám đốc kia nữa đưa tay kéo tô mộc nhỏ giọng nói tin tức vừa nghe được cho anh ta tô mộc nghe vậy nhíu mày kinh ngạc nhìn tôi tôi sợ anh ta không tin vội nói lời em nói đều là sự thật anh không tin thì hỏi trịnh lâm đi cậu ấy cũng nghe thấy đó tô mộc lắc đầu thở dài nói anh tin chẳng qua anh không muốn em biết chuyện căn nhà này mà thôi nói xong anh ta nhẹ nhàng kéo tay tôi hỏi tôi bây giờ em biết đây là nhà có ma rồi có sợ không sợ tôi sửng sốt quay đầu lại nhìn căn biệt thự nhỏ tuyệt đẹp có một lệ quỷ như tô mộc ở bên cạnh cho dù căn nhà này không phải nhà không may mắn thì cũng là nhà có ma tôi có gì mà phải sợ hơn nữa hồn ma con gái cưng của chủ tịch kia có hung tợn hơn nữa thì cũng không thể lợi hại hơn tô mục đâu nhỉ. Chỉ là tôi không ngờ, lúc tôi hỏi anh ta về chuyện liên quan đến căn nhà, anh ta lại bày ra dáng vẻ đầy thần bí, không chịu nói bất kỳ điều gì với tôi. Chỉ vì sợ tôi biết đây là nhà có ma rồi thì sẽ sợ ư, khinh thường người quá mà, tôi có chút tức giận. Lập tức ưỡn lồng ngực bé nhỏ, nói, có anh ở đây, em có gì mà phải sợ chứ anh yên tâm cứ mua đi là được em tin cậy anh vậy sao tô mộc nhìn bộ dạng của tôi chớp mắt nở nụ cười bàn tay cưng chiều nựng hai má của tôi như thể rất hài lòng về phản ứng của tôi tô mộc đáng ghét biết rõ đây là nhà có ma mà còn không nói cho tôi sao tôi có thể để cho anh ta được thỏa mãn chứ lập tức cười nói không phải tin cậy anh chẳng qua làm gì có ai có thể dọa người hơn anh được nữa chứ chỉ cần có anh ở đây Ước chừng thật sự có con ma nào khác thì cũng bị anh dọa cho không dám xuất đầu lộ diện rồi. Vừa dứt lời, Tô Mộc nghe ra ý chế nhạo anh ta của tôi, ánh mắt lạnh lẽo, Tô Mộc lạnh lùng nói, "Lục Dương, em có giỏi thì nói lại lần nữa." Chương 62, trùng hợp, em không giỏi, không nói đấy, lêu lêu lêu. Tôi thấy đủ rồi liền thôi, lập tức lao thẳng vào lòng anh ta, anh ta vốn đã bị tôi chọc tức điên lên, nhưng thấy tôi không biết xấu hổ như vậy, lập tức lại bị tôi chọc cười cũng chờ tay ôm lấy tôi, mắng, không biết xấu hổ, tôi cũng không giận nữa, vẫn dán vào trong ngực anh ta, nhưng nghĩ đến mua căn nhà này, bọn tôi sẽ phải gánh nợ nần trồng chất, tôi liền thấy khó chịu, nghiêm mặt nói, anh đã biết đây là nhà có ma rồi, còn đồng ý với ông ta mua giá 15 tỷ, không thấy bị thiệt sao, ông ta rõ ràng đang làm thịt chúng ta mà, ai làm thịt ai còn chưa chắc đâu, tô mộc cười. Nói xong anh ta lập tức ôm tôi đi đến bên người tổng giám đốc nói chúng tôi thương lượng xong rồi bây giờ sẽ giao tiền ký hợp đồng và sang tên tổng giám đốc lập tức gật đầu lia lịa ngay cả cơ thể cũng run rẩy tôi có thể cảm nhận rõ ràng thấy ông ta đang rất vui mừng biết rõ là đang hại người vẫn còn vui mừng tột độ như vậy đúng là một chút lương tâm cũng không có mà tôi lạnh lùng nhìn ông ta trong lòng căm phẫn một hồi cũng may lúc này ông ta đã bị niềm vui to lớn làm cho choáng váng đầu óc không thèm bận tâm đến nét mặt của tôi Tô Mộc ôm tôi đi theo Tổng Giám Đốc cùng nhau trở lại bộ phận bán cao ốc, ký hợp đồng mua nhà, nhưng đến khi cần phải quẹt thẻ, Tô Mộc lại nói chúng tôi không quẹt thẻ, muốn trả tiền mặt, tôi lập tức lại bị Tô Mộc làm cho ngơ người, không biết anh ta đang giờ trò quỷ gì, có điều anh ta vừa nói ai làm thịt ai còn chưa chắc, tôi cũng biết trong lòng anh ta đã có chủ ý rồi, lập tức, tôi đột nhiên vô cùng vui mừng, muốn biết rốt cuộc Tô Mộc có kế hoạch gì. Tô Mộc bảo Tổng Giám Đốc kêu mấy bảo vệ đến, cùng anh ta đi chuyển tiền. Tổng Giám Đốc sừng sốt một lát do dự hợp với Tô Mộc chẳng lẽ mấy tỷ đều trả bằng tiền mặt sao? Tô Mộc cười gật đầu, sau đó lại nói, không chỉ có mấy tỷ, mà cả 15 tỷ đều trả bằng tiền mặt. Tổng Giám Đốc lập tức trợn tròn mắt, nhưng ông ta hiển nhiên lại hoan nghênh trả toàn bộ tiền mua nhà luôn trong một lần. Dù sao thì nhà kia cũng là nhà có ma, nếu chỉ trả trước chẳng phải rất có khả năng chúng tôi vừa truyền vào được mấy ngày đã chết rồi sao? Cho nên lúc này ông ta coi chúng tôi như thượng đế, lập tức nghe lời điều năm vệ sĩ đến, tôi lúc này vừa kích động lại vui sướng, không thể chờ đợi xem kịch hay, ai ngờ tô mộc lại rất bình tĩnh. Ôm tôi dẫn theo bảo vệ và tổng giám đốc đi về phía xe của chúng tôi, nhiễm nhiên bộ dạng anh chàng đẹp trai nhà giàu, sau khi đi tới bên cạnh xe, anh ta lập tức mở cốp sau xe ra, để lộ rất nhiều sắp tiền 500 nghìn sắp xếp vô cùng chỉnh tề, mẹ tiếp tôi thực sự không nhịn được, cảm thán lên thành tiếng, lập tức buông tô mộc ra đi tới trước cốp sau xe, không dám tin vào mắt mình, đúng là toàn sắp tiền 500.000, giống y như mới, mỗi sắp là 10 triệu, được bọc rất cẩn thận, toàn bộ cốp sau đều nhét đầy đống tiền 500.000, tôi thậm chí cũng đưa mắt đếm thử xem trong cốp sau xe rốt cuộc có bao nhiêu tiền hiện trường không chỉ có tôi, ngay cả mấy bảo vệ kia cũng mở mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm đống tiền mặt kia, đáy mắt lộ ra sự nóng rực và hưng phấn. Biểu hiện của Tổng Giám Đốc thì khá hơn một chút, ông ta chắc đã gặp qua không ít chuyện đời rồi, thấy cốp sau thực sự chất đầy tiền, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười, vui sướng xoa tay, chỉ huy mấy bảo vệ kia chuyển tiền xuống. Sau khi kinh ngạc trong phút chốc tôi cũng tỉnh táo lại, lập tức xông đến bên người Tô Mộc ôm chặt anh ta, tiến đến bên tai anh ta nhỏ giọng hỏi đây là chuyện gì vậy, lúc đầu tôi cho rằng khi Tô Mộc nói muốn trả bằng tiền mặt, là dùng phương pháp gì đó dẫn họ vào kho bảo hiểm ngân hàng lấy tiền, hoặc là làm mê mẩn tâm trí của bọn họ, dẫn bọn họ vào kho tài vụ lấy tiền gì đó, không ngờ anh ta lại chuẩn bị nhiều tiền như vậy trong cốp sau xe. Hơn nữa số tiền này ở đâu ra chứ? Vừa rồi lúc ký hợp đồng đã kêu Trịnh Lâm chuyển đến. Tô Mộc nói, anh kêu Trịnh Lâm đi cướp ngân hàng ư? tôi giật mình nói mà lại có chức năng này sao đương nhiên không phải rồi tiền ở dương gian nhiễm quá nhiều hơi người tùy tiện đụng vào sẽ tổn thương đến vật quỷ anh chẳng qua là kêu trịnh lâm đến tiệm quan tài gần đây đem hết tiền giấy có thể mang đến được qua sau đó lại thi triển trương nhãn pháp chính là tiền mà mọi người nhìn thấy đó tôi có hơi giật mình trương nhãn pháp nghe có vẻ không đáng tin cho lắm lát nữa lúc đưa qua máy kiểm tra tiền có khi nào bị lộ tẩy không thấy tôi không yên tâm lắm tô mộc lại cười một tiếng nói yên tâm tiền giấy này cũng là tiền được dùng ở dưới âm giới trên đó có tài vận hơn nữa vừa rồi lúc trịnh lâm chuyển qua tiền cũng đã bị nhiễm âm khí đã trở thành tiền của cõi âm rồi lát nữa khi qua máy móc dương gian của bọn em anh chỉ cần dùng âm khí bao phủ máy móc là không có sai sót gì đâu mới nói chuyện được một lát mấy bảo vệ kia đã dỡ hết tiền xuống rồi sau khi khiêng trở về bộ phận bán cao ốc toàn bộ nhân viên làm việc trong bộ phận bán cao ốc đều dừng công việc còn giang dở lại, tới giúp kiểm tiền. Lúc số tiền đó được đưa qua máy kiểm tra tiền, tôi quả thực căng thẳng đến không dám thở mạnh. Cũng may sự thực đúng như Tô Mộc nói, tất cả tiền đều thuận lợi qua máy kiểm tra. Đợi đến khi tất cả tiền được đếm xong xuôi thì đã dày vò hết một ngày, Tổng Giám Đốc đã sớm vui không ngậm miệng nổi, liền giao chìa khóa biệt thự lại cho bọn tôi, còn nói muốn mời bọn tôi ăn cơm sau một ngày đầy dày vò, tôi cũng đã sớm thấy đói bụng. thấy ông ta mời ăn cơm, tôi lập tức nhìn về phía tô mộc. tô mộc mới mua nhà xong, tâm trạng rất tốt, cũng vui vẻ đồng ý. bọn tôi lái xe đi theo phía sau tổng giám đốc, đi thẳng đến một nhà hàng năm sao. đến nơi, tôi mới phát hiện ở cửa nhà hàng còn có một người quen đang đứng đó, lại là người đàn bà phẫu thuật thẩm mỹ tranh giành bộ tóc giả với tôi ở trung tâm thương mại mấy ngày trước. hình như tên là gì vi vi ấy nhỉ? chẳng phải cô ta bị thương rất nặng ư, đến đi cũng đi không nổi cơ mà, sao bây giờ đang yên đang lành lại đứng ở đây, hơn nữa tôi còn chú ý tới một chi tiết lúc này trên đầu cô ta vẫn đội tóc giả, chính là bộ tóc giả bị vật quỷ ký thân, tôi không khỏi kêu tô mộc nhìn cô ta, tô mộc nhìn cô ta cũng có chút bất ngờ, tôi hỏi tô mộc đây là chuyện gì, lần trước người yêu của Vi Vi gọi điện thoại đến nói cô ta xảy ra chuyện rồi, chỉ có mình tô mộc đi xử lý lúc đó bản thân tôi cũng đang trong hiểm cảnh đợi sau khi tô mộc đưa tôi về tôi vốn không kịp hỏi anh ta tình hình của vivi bây giờ nhìn bộ tóc giả vẫn đang ở trên đầu vivi có lẽ không phải là hiện tượng gì tốt biểu cảm trên mặt tô mộc cũng có chút phức tạp chuyện này nói đôi ba câu cũng không rõ được đợi về nhà sẽ kể tường tận lại cho tôi tuyệt hơn chính là bọn tôi vừa nói chuyện một lát thì xe của tổng giám đốc đã dừng ở trước mặt vivi rồi sau khi dừng xe, tôi nhìn thấy tổng giám đốc bước xuống từ trên xe, ôm người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ kia một cái, mẹ kiếp, sao có thể trùng hợp vậy, bọn họ không phải một cặp đấy chứ, mắt tôi nhìn không chớp, lập tức có cảm giác thế giới này thật nhỏ bé, trên mặt tô mộc cũng hiếm khi lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ và tổng giám đốc, dừng xe bên cạnh xe của tổng giám đốc, bọn tôi xuống xe. Sau khi Vivi thấy tô mộc cũng sừng sốt, sau đó đôi mắt lại sáng lên lập tức kéo tổng giám đốc đi tới chào hỏi ân nhân trùng hợp vậy anh cũng đến đây ăn cơm sao trên mặt tô mộc xoẹt qua một nụ cười khổ liếc mắt nhìn tổng giám đốc tổng giám đốc lập tức phản ứng lại hỏi vi vi mọi người quen nhau ư trùng hợp vậy bọn họ là khách hàng hôm nay của anh lần đầu gặp gỡ đã mua đứt một căn biệt thự em nói xem có đúng là duyên phận không dựa vào sự tín nhiệm mà họ dành cho anh anh cũng nên mời bọn họ ăn bữa cơm lại thêm quan hệ của em với bọn họ sau này mọi người đều là bạn bè rồi lời ông ta nói đúng là rất chân chu có điều nhìn quan hệ giữa ông ta và vi vi có lẽ họ đúng là một đôi rồi nhưng không biết vì sao từ sau khi nhìn thấy vi vi trên mặt tô mộc vẫn mang biểu cảm đang suy nghĩ gì đó hơn nữa bề ngoài anh ta làm bộ không thèm để ý nhưng trên thực tế luôn nhìn về phía vi vi như thể vô tình tôi lập tức không vui. Tuy cô ta mang trên mình một khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ, tôi cảm thấy không hề đẹp. Nhưng bộ tóc giả trên đầu cô ta đích thực khiến cô ta nhìn có vẻ đẹp hơn rất nhiều. Cộng thêm Tô Mộc đã từng đơn độc gặp qua cô ta một lần. Hơn nữa vừa rồi tôi hỏi Tô Mộc chuyện của Vi Vi. Anh ta còn ấp úng không nói cho tôi biết. Điều này không khỏi khiến tôi có chút suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ Tô Mộc cũng bị bộ tóc giả kia hấp dẫn? Thích Vi Vi rồi. Nghĩ đến vấn đề này, hứng thú ăn cơm của tôi lập tức biến mất hơn một nửa còn tô mộc thì cả bữa ăn đều nói chuyện với vi vi và tổng giám đốc dường như đang có ý tìm hiểu quan hệ giữa bọn họ thậm chí còn nói dưỡng hỏi bọn họ bây giờ đã tiến triển đến mức độ nào rồi đây không phải là phong cách của tô mộc từ khi nào anh ta trở nên lắm chuyện đến vậy bây giờ lại quan tâm đến chuyện của vi vi như vậy càng khiến lòng tôi dấy lên sự ghen tuông cả buổi tối tôi đều chỉ nhìn vi vi và tô mộc vốn chỉ ăn có mấy miếng, thật muốn lập tức kết thúc bữa ăn này rồi về nhà. Nhưng Tô Mộc bình thường tỉ mỉ như vậy, bây giờ lại không thèm chú ý tới nét mặt của tôi. Vẫn cứ trò chuyện với Tổng Giám Đốc và Vi Vi mãi, bữa cơm ăn đến 12 giờ đêm, Tô Mộc mới thỏa mãn đứng lên, nói thời gian không còn sớm, bọn tôi cần phải trở về, tôi lúc này đã sớm tức lắm rồi. Thấy Tô Mộc chịu rời đi, liền đứng dậy, cũng không thèm đợi Tô Mộc, đi ngay ra ngoài, Tô Mộc sừng sốt, lúc này mới phát hiện tâm trạng của tôi không đúng lắm bước nhanh đuổi theo đưa tay túm lấy tay tôi hỏi sao thế ăn chưa no à không có gì tôi buồn bực nói nói xong tôi còn cố ý hất tay tô mộc ra đi thẳng tới bên cạnh xe đợi sau khi tô mộc mở khóa xe thì ngồi cùng trịnh lâm ở ghế phía sau vi vi đi theo ngay sau bọn tôi nhìn tô mộc bằng vẻ mặt đầy mập mờ thấy tôi ngồi ở ghế sau rồi liền chạy lại cười hì hì hỏi tô mộc ân nhân anh đồng tên của tổng giám đốc không cùng đường với em anh tiện thể đưa em về một đoạn được không tô mộc liếc mắt nhìn tôi có lẽ nhìn ra tôi không vui thái độ đối với vi vi của anh ta lập tức trở nên lạnh lùng hơn vài phần nói không tiện vi vi sửng sốt có vẻ như không ngờ tô mộc lại đột nhiên trả lời như vậy dù sao thì cả buổi tối cô ta cứ quấn lấy tô mộc nhân cái cớ muốn cảm ơn và báo ân cứ quấn lấy tô mộc uống rượu tô mộc tối nay cũng phối hợp ân nhân anh nhìn xem trời tối vậy rồi. Em một cô gái về nhà một mình cũng không tiện, biểu cảm của Vi Vi lại thêm kiều diễm hơn vài phần, dịu dàng nói. Tổng giám đốc ở phía sau cô ta hiển nhiên không trấn áp được Vi Vi, cứ đứng phía sau nói không sao. Ông ta có thể đưa Vi Vi về kiểu vậy, nhưng sau khi Vi Vi gặp Tô Mộc, vốn không để ông ta vào trong mắt, cô kêu bạn trai cô đưa cô về đi. Tôi muốn dẫn vợ tôi về nhà, sắc mặt Tô Mộc trầm xuống, trên mặt xẹt qua sự không nhẫn nại nói ông ta không phải bạn trai em. Vì vì vẫn không hết hy vọng, khiêu khích liếc mắt nhìn tôi, còn muốn rào biện cái gì, nhưng cô ta còn chưa dứt lời. Tô Mộc đóng cửa sổ xe, nổ máy rời đi, trên đường trở về, Tô Mộc không nói lấy một câu, chỉ chuyên tâm lái xe. Trong lòng tôi tức giận Tô Mộc cũng cố ý không lên tiếng, nhưng đi được một lát, tôi phát hiện Tô Mộc không đi về phía biệt thự của Phùng Đông, cũng không đi về hướng nhà của đường Dũng cuối cùng lại dừng xe trước một tiệm cháo bán hàng suốt 24 giờ, không phải về nhà sao? Tôi cuối cùng cũng không kiềm được, lạnh lùng nói, tối nay em chưa ăn cơm, không đói bụng sao? Tô Mục lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, nói, mươi 63, trong xe có ma, không đói, tôi cũng giả vờ lạnh lùng, nhưng tôi vừa dứt lời, bụng liền hăng hái chuyển đến tiếng ọc ọc liên hồi, vô cùng mất mặt, Tô Mục thấy thế nhếch miệng mỉm cười, cũng không nghiêm mặt nữa trực tiếp mở cửa sau xe, đưa tay kéo tôi từ trên xe xuống nói, em giận như vậy, có phải đang ghen không? Em thích anh ư, nói, thừa, ngày nào anh cũng nói em là vợ anh, thích anh không phải rất bình thường sao? Tôi tức giận nói, ban đầu với tính cách của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận thích anh ta, ít nhất sẽ không thừa nhận tôi đang ghen, nhưng lúc này tôi thật sự rất giận. Đặc biệt là anh ta lại liếc mắt đưa tình với cái cô Vivi kia ở ngay trước mặt tôi chuyện này thì tôi không chịu nổi dựa vào đâu mà ngày nào anh ta cũng nói tôi là vợ của anh ta yêu cầu tôi chỉ có thể quan tâm một người đàn ông duy nhất là anh ta anh ta thì đi quyến rũ người phụ nữ khác hành vi này của anh ta cũng đáng bị cạo đầu bôi vôi thả bè chuối trôi sông thấy tôi thừa nhận tô mộc có hơi bất ngờ nhưng anh ta lập tức vui mừng lập tức ôm tôi vào tiệm bán cháo sau đó không nói lời nào mà mua cho tôi một suất cháo lại gọi thêm ít đồ ăn và bánh điểm tâm tôi quả thực cũng đói bụng nhìn bát cháo thơm phương phức được bưng lên lúc này cũng không thèm rụt rè trực tiếp lấy thìa múc cháo đưa lên miệng đồng thời con mắt vẫn không quên nhìn tô mộc chờ anh ta giải thích cho tôi khóe miệng tô mộc vẫn mỉm cười thấy bộ dạng oán phụ của tôi cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói thực ra vừa rồi anh nhìn chằm chằm cô gái đó chỉ là muốn chắc chắn xem cơ thể cô ta đã bị âm hồn chiếm cứ mấy phần rồi hôm đó cô ta mất tích chính là bởi vì âm hồn ký túc trong bộ tóc giả bắt đầu xâm chiếm cơ thể cô ta sau khi tìm được cô ta anh đã thử hút âm khí trong người cô ta ra ngoài có điều con ma trong bộ tóc giả đó đã hút huyết khí hung tính cực mạnh đã hoàn toàn ì lại vào cô ta nếu anh mạnh mẽ cắt đứt mối liên hệ giữa cô ta và con ma tóc giả sẽ chỉ khiến cô ta tinh thần bấn loạn thần kinh thất thường cho nên sau khi hút âm khí trên người cô ta ra anh còn tạm thời phong ấn con ma tóc giả trong bộ tóc giả chỉ cần cô gái đó chịu nghe lời của anh đi thiêu hủy bộ tóc giả kia thì chuyện này đã kết thúc rồi nhưng cô ta hiển nhiên không thiêu hủy tóc giả hiện giờ thậm chí còn đội bộ tóc giả đó lên đầu hơn nữa vết thương trên người cô ta hình như cũng khỏi rồi đây là chuyện gì vậy tôi không kiềm được tò mò hỏi khóe môi tô mộc xẹt qua một nụ cười lạnh lùng nói bây giờ bộ tóc giả đó đã không thể gọi là tóc giả bởi vì tóc giả bây giờ đã mọc lên da đầu cô ta, trở thành tóc của cô ta rồi. Hơn nữa qua một buổi tối anh quan sát, lúc này cơ thể cô gái đó đã bị âm khí chiếm khoảng 80% rồi, vốn đã không còn khả năng cứu chữa. Nói xong anh ta không kiềm được mà thở dài, ngước mắt chăm chú nhìn tôi, nhưng đáng tiếc, đơn hàng này, anh không những không giúp em kiếm được tiền, còn làm em bị thiệt hại một ít. Tôi nghe mà sửng sốt vừa rồi còn cho là anh ta thở dài bởi vì không thể cứu Vi Vi, thì ra điều anh ta bận tâm chẳng qua chỉ là không giúp tôi kiếm được tiền, tôi bỗng không biết nên nói gì cho phải, muốn khiển trách anh ta không có lòng đồng cảm, nhưng trên thực tế, trong lòng tôi lại vui như điên vậy, cô gái đó, không giúp em kiếm được tiền. Còn làm em bị thiệt hại một ít, chi vẻn vẹn từ xưng hô và câu nói phía sau kia là có thể nhìn ra, cái cô vi vi kia không hề có chút trọng lượng nào trong lòng tô mục thậm chí Tô Mộc còn chẳng có chút đồng cảm nào với cô ta, cũng đúng, bản thân Tô Mộc là quỷ, lại còn là một con lệ quỷ, không giống với tình cảm của con người. Dựa vào đâu mà muốn anh ta đồng tình với một người phụ nữ chẳng có tí ti quan hệ nào với mình chứ, trong lòng tôi vui vẻ, sự ghen tuông còn sót lại khi nãy lúc này đã biến mất gần hết. Sau đó tôi hỏi Tô Mộc vì sao Vi Vi không tiêu hủy bộ tóc giả, sau khi bị thương, rõ ràng cô ta biết bộ tóc giả đó rất tà ma. Có lẽ là vì đẹp đó, chẳng phải phụ nữ các em vì đẹp, chuyện gì cũng có thể làm được ư?" Ừ, tô Mộc nói, nói xong anh ta còn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường trong tiệm, bộ dạng hình như rất gấp gáp, hiện giờ đã hơn 12 giờ, quả thực thời gian không còn sớm nữa. Tôi cho rằng Tô Mộc đi qua đi lại một ngày cũng mệt rồi, liền tăng tốc, ăn nhanh chóng cho no cái bụng, rồi nói với Tô Mộc tôi ăn no rồi, có thể trở về nhà. Tô Mộc gật đầu sau đó dẫn tôi quay lại xe chậm rãi lái xe trở về lúc này tôi lại không hiểu tôi hỏi tô mộc chẳng phải đang rất gấp sao vừa rồi còn vội vàng về nhà bây giờ lại không vội nữa ư ừ, nói rồi cả người tôi đột nhiên khượng lại một chút chiếc xe đang đi hẳn hoi đột nhiên phanh gấp em ngoan ngoãn đợi ở trên xe đừng động đậy đừng mở cửa sổ cũng đừng xuống xe anh ra ngoài một chút tô mộc dừng xe xong nói với tôi tôi mới phát hiện ra trước mặt chúng tôi có một chiếc xe màu đen bị tai nạn chiếc xe có lẽ đã đâm vào một gốc cây lớn với tốc độ rất nhanh, cả chiếc xe đều lật ngược lại, nóc xe dính sát lên cây, cửa xe và khung xe đều bị phủ bởi thứ gì đó màu đen, hình như là bị thứ màu đen kia buộc vào cây, tóc, mẹ kiếp, trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện chữ này, hơn nữa sau khi có ý nghĩ đó, tôi càng nhìn càng thấy chiếc xe kia quen mắt, cuối cùng nhìn nhãn hiệu của chiếc xe, lại phát hiện chiếc xe màu đen đó là xe của Tổng Giám Đốc, trong lòng tôi kinh ngạc vừa ăn cơm với bọn họ xong bọn họ lại xảy ra tai nạn hơn nữa trên xe còn có vi vi hiện tại tô mộc cũng xuống xe rồi anh ta dường như đã sớm đoán ra tổng giám đốc sẽ gặp tai nạn xe cố ý lái xe chậm như vậy chờ sau khi tổng giám đốc xảy ra tai nạn xe rồi mới xuất hiện sau khi nhận ra chiếc xe trước mặt không phải là trùng hợp tôi vô cùng hiếu kỳ muốn xuống kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng trước khi xuống xe Tô Mộc đã nói rõ ràng tôi không được xuống xe, khiến tôi chỉ có thể ở trên xe lo lắng xuông. Đúng lúc tôi đang hết sức chăm chú nhìn về phía trước thì xe của tôi đột nhiên phát một tiếng rầm kỳ lạ, giống như có ai đó đang cố ý dùng tay vỗ lên cốp sau xe của tôi vậy. Tôi hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn, nhưng bây giờ đang là đêm khuya, ven đường cũng không có đèn, phía sau tối om om, vốn không có bóng người. Tôi có chút căng thẳng, lập tức quay đầu lại định tìm bóng dáng của Tô Mộc nhưng trong giây phút quay đầu lại tôi đột nhiên thấy trên cửa sổ xe bên cạnh tôi bám đầy tóc màu đen trên tấm kính thủy tinh còn dán chặt một khuôn mặt người xanh lè khuôn mặt kia lúc này giống như lớp da mặt dính lên tấm kính thủy tinh đôi mắt không chút sinh khí nhìn chằm chằm vào tôi chỉ cách tôi có một tấm thủy tinh khoảng cách cực gần á à, có ma tôi sợ đến gần mất mật lao như điên về phía ghế lái muốn tránh xa khuôn mặt đó một chút nhưng tôi vừa chuyển đến ghế lái thì phát hiện gương mặt đó vẫn đang dán lên cửa sổ, lướt qua đây giống như chiếc rẻ lau, lại xuất hiện bên cạnh tôi một lần nữa, vẫn thất thần nhìn tôi, thậm chí còn ngoác miệng cười với tôi, chắc chắn là con ma tóc kia, tôi bị dọa đến sắp điên lên rồi, liều mạng gọi tên Tô Mộc, nhưng lúc này tôi bị nhốt ở trong xe, toàn bộ xe đều bị mái tóc dài của con ma tóc kia bao vây, âm thanh vốn không thể truyền ra ngoài được, hơn nữa cô ta thấy tôi sợ liền nhếch miệng tạo lên một nụ cười ma quái, tóc trên đầu lập tức mọc như điên, giống như những con rắn đen, dương nanh mua vuốt chui vào trong kẽ hở của tấm thủy tinh, như đang muốn chui vào xe thông qua kẽ hở, đây coi như lần đầu tiên gặp ma một cách đúng đắn, lúc này trên xe chỉ có một mình tôi, quả thực còn kinh khủng hơn lúc bị đám huyết thi bao vậy nhiều, trong cơn hốt hoảng, tôi đưa tay lấy ngọc bội treo trên cổ ra, ấn mạnh trên cửa sổ, run run nói cô đừng tới đây tôi có pháp khí chuyên dùng để giết ma cô mau đi đi ngọc bội nhanh chóng phát huy tác dụng con ma tóc kia nhìn thấy ngọc bội lập tức thu mái tóc dài lại đám tóc dài sắp lần theo kẽ hở trên tấm thủy tinh chui vào bên trong lập tức bị thu về trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng tôi còn chưa kịp mừng con ma tóc kia liền nổi giận gầm lên một tiếng áp sát lên thủy tinh thêm lần nữa hơn nữa dường như cô ta bị ngọc bội chọc giận tất cả tóc đều trở nên điên loạn lập tức nện đùng đùng lên tấm thủy tinh trên cửa sổ. Không lâu sau, tấm kính chắn gió trước mặt tôi xoẹt một tiếng, xuất hiện một kẽ hở, có khe hở, tất cả tóc lập tức như tìm được trung điểm, toàn bộ tràn sang, bắt đầu tấn công vào lỗ hổng kia. Bên ngoài cũng vang lên tiếng cười man dở của con ma tóc kia như thể thủy tinh có thể bị đập vỡ bất cứ lúc nào. Trong lòng tôi quả thực căng thẳng tới cực điểm, đôi mắt nhìn trong chọc vào tấm thủy tinh kia, tay nắm chặt ngọc bội trong lòng thầm mặc niệm pháp quyết kích hoạt ngọc bội nhưng trong tình huống như vậy tôi vốn không thể tập trung nổi cũng đã quên sạch lời niệm của pháp quyết tôi càng lo lắng thì trong đầu lại càng trống rỗng con ma tóc kia hiển nhiên cũng phát hiện tôi không có cách nào kích hoạt ngọc bội nữa rồi thấy tôi gặp thảm cảnh lại cười càng điên cuồng hơn tóc gõ cũng mãnh liệt hơn ra ngoài đi chúng ta là một giao dịch không phải cô rất thích tóc của tôi sao chỗ tóc này tất cả đều cho cô cô chỉ cần đi ra là được. Còn ma nữ kia gần như dán mặt lên tấm thủy tinh, cười nói, tôi lập tức nắm chặt lấy dây đai an toàn, gắt gao khóa mình lên ghế ngồi. Trước khi đi tô mộc, cô nói, không cho phép tôi xuống xe, cũng không cho tôi mở cửa sổ. Còn ma nữ này đang dụ dỗ tôi xuống xe, chắc chắn là muốn giết tôi, thấy tôi không hề động lòng. Còn ma nữ tức điên lên, lúc trước còn dụ dỗ, sau đó thì dứt khoát gằn giọng uy hát yêu ta tôi, tôi sắp bị dọa chết rồi nhưng nghĩ đến tô mộc chắc vẫn đang ở gần mình tôi mạnh mẽ nhắm mắt bịt lỗ tai lại không nghe không nghĩ đến những lời của cô ta cứ như vậy chỉ cần tô mộc phát hiện ra động tĩnh bên chỗ tôi tôi sẽ được an toàn tôi thầm liều mạng gọi tên tô mộc hiện giờ âm thanh không thể truyền ra ngoài tôi chỉ đành gửi hy vọng vào linh cảm giữa tôi và tô mộc có điều hy vọng này cũng vô cùng xa vời thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng không tin thật sự có chuyện tâm linh tương thông này cũng may hai chữ tô mộc này thật sự như có ma lực thần kỳ. Sau khi tôi gọi một lát, tiếng đập cửa sổ thật sự đã dừng lại. Tô mộc trong lòng tôi vui mừng. Lập tức mở mắt ra nhìn xem có phải tô mộc thật sự đã được tôi gọi đến hay không. Nhưng vừa mới mở mắt, tôi liền thấy có một khuôn mặt xanh lẻ đang áp sát mặt tôi. Cách tôi không đến một bàn tay, đang nhìn tôi cười nhạt, á. À, tôi sợ hãi hét lên một tiếng, giây phút này không còn hy vọng vào tô mộc được nữa rồi tay nắm ngọc bội lao đến tát con ma tóc kia, phụt một tiếng kêu nhỏ vang lên, con ma tóc kia phun ra một ngụm máu đen, sau đó trước mắt tôi biến thành một đường màu đen, lúc khôi phục lại thị lực, khuôn mặt trước mặt tôi lại biến thành tô mục, lúc này sắc mặt anh có chút tái nhợt, khóe miệng còn đọng lại một vết máu màu đen, lo lắng nhìn tôi, nói, dương dương, em không sao chứ, ma. Có ma, tôi đẩy tô mộc ra, sợ hãi ôm ngọc bội trước ngực, vừa rồi rõ ràng tôi đập trúng con ma tóc kia, bây giờ sao lại biến thành tô mục rồi, tôi đề phòng trừng mắt nhìn tô mục, rất sợ anh ta là con ma tóc biến thành, nói, anh tránh xa em một chút, vừa rồi anh đi đâu vậy, anh đi ra đằng trước xem tai nạn xe thế nào, vừa rồi có phải em bị cái gì dọa sợ không, sao lại còn đánh anh, nói rồi anh ta tiến lại gần ôm tôi, tay còn len lén lau vết máu trên khóe miệng của mình, trong xe này có ma. Tôi hoảng sợ nói. Nói rồi tôi nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, nói, may mà anh đến rồi, tô mộc, mau đưa em về nhà đi, em sợ, ừ, chúng ta đi ngay. Tô mộc gật đầu, sau đó mở cửa xe, ý bảo tôi xuống xe, trong xe này có ma, đã không an toàn nữa rồi, anh ôm em bay về, mươi 64, chiếc xe màu đen quái gì, ôm tôi bay về, tôi nhướng mày, tô mộc vốn là quỷ, lại còn là lệ quỷ, dù trong xe có con ma khác bắt nó là được cần gì phải vứt xe lại mà chạy trốn chứ đây không phải phong cách của tô mộc hơn nữa tô mộc trước khi rời đi rõ ràng có nói không cho tôi tùy tiện xuống xe chồng à trước hết chúng ta có thể không về nhà được không vừa rồi lúc anh ăn cơm với cái cô vi kia em không ăn nổi gì hết bây giờ cũng sắp chết đói rồi chúng ta tìm nơi nào đó ăn cơm đã có được không nghĩ vậy tôi bèn hỏi tô mộc quả nhiên tô mộc sốt ruột gật đầu nói tôi muốn ăn cái gì cũng được bây giờ xuống xe trước sau khi xuống xe anh ta sẽ dẫn tôi đi tìm đồ ăn tô mộc vừa dẫn tôi đi ăn xong bây giờ anh ta lại nói dẫn tôi đi tìm đồ ăn anh ta vốn không phải tô mộc sau khi chắc chắn điều này tôi quả thực lo lắng muốn chết nhưng bây giờ mặc dù anh ta đã mở cửa xe nhưng lại không hề tiến vào vẫn đứng bên ngoài cửa xe thúc giục tôi xuống xe điều này nói rõ bên trong xe chắc chắn đã bị tô mộc hạ cấm chú nào đó anh ta vốn không thể vào được nghĩ thông suốt điều này tôi bèn ây ra một cái, làm bộ chân đau, nói với tô mộc giả là chân tôi bị thương. Không ra được kêu tô mộc vào trong ôm tôi, tô mộc giả thấy vậy liền hiện lên chút sốt ruột, không hề tiến vào ôm tôi, mà lại gấp gáp vỗ trần xe, kêu tôi xuống xe trước, còn nói trong xe không gian nhỏ, anh ta ôm tôi không tiện, chờ sau khi tôi xuống xe, anh ta nhất định sẽ ôm tôi, trong lòng tôi cười nhạt, xem ra suy đoán của tôi không sai biết anh ta không thể vào trong, trong lòng tôi lập tức cũng không còn lo lắng nữa, trực tiếp nhắm mắt lại, tỉ mỉ nhớ lại chu ngữ kích hoạt ngọc bội, thủy thanh phù mệnh, động uyên chính hình, kim việt tiền đạo, lôi cổ hậu oanh, cùng với từng câu chu ngữ, ngọc bội cuối cùng cũng đã được tôi kích hoạt, tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, tô mộc giả thấy thế kinh hãi, lập tức định chạy, nhưng anh ta sao có thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng, anh ta chưa kịp chạy thoát. Ánh sáng vàng đã bao phủ toàn thân anh ta gào, tô mộc giả lập tức kêu lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người đều vặn vẹo, như thể khớp xương bị đánh vỡ vậy, ngã thành một đống trên mặt đất, cùng lúc đó, bộ mặt của anh ta cũng bắt đầu thay đổi, khuôn mặt đẹp trai biến thành nước thịt nhão chảy xuống, lộ ra khuôn mặt màu xanh lè ban đầu, tôi thấy có hiệu quả, lại đọc chu ngữ trong miệng nhanh hơn, lúc tôi đang huyên thiên đọc chu ngữ trong xe, một cánh tay đột nhiên ôm lấy thắt lưng tôi, lồi tôi ra khỏi xe, hỏi. Dương Dương, Em không sao chứ, giọng nói bị ổi, bên cạnh còn xuất hiện bóng người nhỏ bé của Diệu Diệu, không cần nghĩ cũng biết là ai, trong lòng tôi thả lòng, lập tức trôi ra khỏi vòng tay ở phía sau người, hỏi Đường Dũng, sao mọi người lại tới đây vậy, anh còn không tới, em bị ma ăn thịt rồi có khi cũng chẳng ai hay. Đường Dũng tức giận chừng mắt nhìn tôi, sau đó anh ta dường như tức giận, khuôn mặt thâm trầm nhìn bốn phía, hỏi tôi, lão quỷ kia đâu, anh ta đang hỏi tô mục. Tôi lắc đầu, nói, không biết, anh ấy vừa đi ra ngoài, tôi cũng không biết anh ấy đi làm gì nữa, nói, xong tôi cũng lo lắng, lẽ ra tình huống vừa rồi nguy hiểm như vậy, nếu ở cạnh tôi, Tô Mộc nhất định sẽ chạy đến cứu tôi, nhưng anh ta không hề tới, tới tận bây giờ cũng không xuất hiện, hơn nữa cũng không biết Trịnh Lâm đã chạy đi đâu rồi, anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ, có đường dũng ở bên. Con ma tóc kia đương nhiên sẽ không cần tôi đọc chú ngữ thêm nữa. Anh ta kêu rượu rượu dẫn tôi qua một bên, sau đó lấy ra một nắm bột màu xám ở trong cái lon màu đỏ, ném lên người con ma tóc. Con ma tóc kia lập tức kêu lên tiếng thét chói tai, thậm chí ngay cả cuộn mình cũng không được, trực tiếp té trên mặt đất, toàn thân run dữ rồi. Sau khi khống chế hoàn toàn con ma tóc kia, đường dũng lại lấy ra một chiếc bình nhỏ màu vàng, trực tiếp hướng miệng bình về phía con ma tóc kia miệng đọc mấy câu tiếng thái, mà tóc liền biến thành một luồng khói đen, bị hút vào trong bình, đẩy nắp bình lại. Đường Dũng trực tiếp ném chiếc bình vào trong ba lô luôn mang theo người của anh ta như ném rác, sau đó nói với tôi, đi thôi, nhưng Tô Mộc còn chưa quay lại. Trong lòng tôi hoảng hốt, nói, anh ta đã vứt em ở đây rồi, em còn quan tâm đến anh ta làm gì, nếu không phải anh đây tới kịp thời, chỉ dựa vào việc em còn chưa luyện thành thục kỹ năng kích hoạt ngọc bội, em cho rằng em có thể khống chế cô ta được bao lâu đường dũng tức giận nói nói xong anh ta còn kéo tay của tôi lại nhét tôi vào trong xe muốn đưa tôi đi tôi lập tức lo lắng trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống từ trong xe nói vậy thì tôi cũng phải đợi tô mộc hơn nữa cho dù anh không ra tay thì vừa nãy tôi cũng đã áp chế được con ma kia rồi nói rồi trong lòng tôi càng thêm lo lắng thậm chí còn đi tới phía chiếc xe bị tai nạn của tổng giám đốc vừa rồi tô mộc đến chỗ đó kiểm tra tình hình không lý nào lại đột nhiên mất tích nhưng tôi vừa đi chưa được mấy bước đường dũng phía sau liền đuổi theo thậm chí anh ta còn vác thẳng tôi lên vai như vác bao tải còn không thèm ngồi xe về định vác tôi đi về tôi lập tức rằng co đấm đá đường dũng liên tục làm cho anh ta thả tôi xuống im lặng đi nơi đây còn chưa an toàn giọng nói của anh ta nghiêm túc đến lạ thường sau đó thấy tôi không nghe lời anh ta còn đưa tay đánh lên mông tôi một cái tôi bị đường dũng đánh cho ngần người lập tức im lặng đường dũng hiển nhiên không ngờ tôi lại đột nhiên im lặng như vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi nói dương dương tôi im lặng không lên tiếng trong lòng ấm ức đến lạ thường anh ta dám đánh mông tôi ngay cả tô mộc cũng không dám đánh mông tôi anh ta dám đánh mông tôi hơn nữa tôi cũng không có cố ý gây sự vô lý tôi thật sự rất lo lắng cho tô mộc mà thấy tôi không lên tiếng đường dũng có hơi luống cuống nói cái đó anh không cố ý đánh mông em đâu có phải anh đánh em đau không nói rồi anh ta còn ngẩng đầu nhìn tôi thêm lần nữa sau đó anh ta lại còn giơ tay lên đặt lên mông của tôi xoa xoa cho tôi tôi lập tức hết ầm lên đưa chân đá văng đường dũng mạnh mẽ tuột xuống khỏi người anh ta ngã nặng nề trên mặt đất sau đó tôi hoảng sợ nhìn đường dũng mắng đổ dê xồm anh không có ý ăn hát, yêu ta em đâu, đây chẳng phải là đánh em đâu, muốn xoa cho em sao, đường dũng nghiêm túc nhìn tôi, như thể anh ta là chính nhân quân tử vậy, ngay cả diệu diệu cũng chạy tới đỡ tôi, nói giúp cho đường dũng, chị à, đại ca của em không cố ý đâu, chị có biết là vừa nhận được tin chị gặp nguy hiểm, anh ấy đã lo lắng đến giường nào, có, diệu diệu ở đây, sự ấm ức trong lòng tôi bỗng giảm nhẹ đi một chút, liếc nhìn bộ mặt đầy vô tội của đường dũng hỏi Diệu Diệu, đại ca của em nhận được tin tức chị gặp nguy hiểm ư? Ai gửi tin cho anh ta chứ? Đương nhiên là tiểu quỷ trịnh lâm của em rồi, tiểu quỷ trời sinh hộ chủ. Ngay cả cậu ta cũng không kịp đến bảo vệ em, chỉ đành thông báo anh đến tìm em, đủ để chứng minh tình huống vừa rồi nguy hiểm cỡ nào. Đường Dũng nói, nói rồi sự nghiêm túc trên mặt anh ta đột nhiên biến mất, không biết xấu hổ lại gần thêm lần nữa, đưa tay tung lấy tay tôi nói, nhìn đi đến cuối cùng vẫn là anh quan tâm em nhất. Thời khắc nguy hiểm, em luôn cần phải biết ai mới là người thật sự tốt với em. Nhưng, còn Trịnh Lâm thì sao? Hiện giờ ngay cả Trịnh Lâm cũng không thấy. Cậu ta đi đâu rồi? Không phải anh am hiểu việc nuôi tiểu quỷ nhất sao? Có thể cảm ứng được vị trí của Trịnh Lâm không? Tôi lo lắng nói. Hiện tại Trịnh Lâm và Tô Mục đồng thời biến mất. Đường Dũng còn nói chắc chắn chiếc xe gặp tai nạn không an toàn. Sống chết không chịu cho tôi tới gần vừa nãy lúc ăn cơm còn rất bình thường, sao đột nhiên lại trở thành như vậy, tìm vị trí của tiểu quỷ đương nhiên không khó, có điều trịnh lâm là tiểu quỷ của em, muốn tìm xem bây giờ cậu ta đang ở đâu thì còn phải dựa vào em, đường dũng nói, nói rồi anh ta giơ tay lau khóe miệng của mình rồi nói, có điều, dương dương, tăng nhân Thái Lan bọn anh rất chú trọng quy định, pháp thuật của tăng nhân trước nay không truyền ra ngoài. Nếu em muốn anh dạy học pháp thuật của tăng nhân, phải hôn anh một cái làm vợ của anh mới được. Tôi lại ngẩn người, im lặng nhìn đường dũng, ngón tay của đường dũng đã chỉ lên môi của anh ta, thấy tôi không có phản ứng, trên mặt xẹt qua vẻ lúng túng, này, ít nhất thì cũng cho nhau chút thể diện, đáp lại đi chứ. Cứ như vậy em sẽ mất anh đó, nhưng tôi cũng không muốn học pháp thật của tăng nhân, chỉ muốn tìm Trịnh Lâm và Tô Mộc đang ở đâu thôi. Huống hồ tôi đã là người có chồng, tôi trầm ngâm nói, vốn không muốn nói thẳng những lời này ra như vậy nhưng bây giờ tôi đã thích tô mộc rồi đương nhiên muốn giữ khoảng cách với những người đàn ông khác cho dù sẽ khiến đường dũng đau lòng hơn nữa cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách sớm muộn cũng phải nói rõ ràng với đường dũng chồng em đang chỉ lão quỷ kia đó hả anh ta chẳng qua là đang lợi dụng em mà thôi huống hồ anh ta là quỷ em là người hai người sao có thể bên nhau được sau này chờ đến khi anh ta phải quay về em sẽ làm thế nào đây làm quả phụ ư, hay là đi cùng anh ta? Đường Dũng có chút tổn thương, nhưng anh ta vẫn buông tay cửa tôi ra, thở dài, nói, có điều không hôn thì thôi vậy, bây giờ vẫn còn sớm, dù sao sớm muộn gì thì em cũng sẽ yêu anh thôi, không tin em cứ đợi mà xem." Nói xong anh ta lại cười, như đang giảm bớt sự bối rối của bản thân, lấy ra một thứ giống như cây nhang muỗi từ trong túi, đặt trên mặt đất châm lửa, sau đó nói anh ta đọc cái gì thì tôi đọc theo cái đó. Lần này không tính là dạy tôi pháp thuật của tăng nhân, chỉ là thực tập trước một chút, chuẩn bị để sau này tôi gả cho anh ta, anh ta rõ ràng lại đang lấy lại mặt mũi cho bản thân. Tôi gật đầu, cũng không vạch trần anh ta, sau đó sắc mặt anh ta nghiêm túc, ngồi xếp bằng trước vòng nhang, tay tạo thủ quyết, đọc lên một câu tiếng Thái, tôi cũng học theo bộ dạng của anh ta đến ngồi trước vòng nhang, đọc tiếng Thái có phát âm cổ quái theo anh ta, mỗi một câu anh ta đều dạy rất nghiêm túc. Phát âm tiếng Thái cũng rất rõ ràng, nhưng tôi từ nhỏ đã không có năng khiếu ngôn ngữ, tiếng Thái trong mắt tôi không khác gì sách trời, mặc dù tôi đã cố gắng bắt chước phát âm của anh ta rồi, nhưng vẫn đọc thành một mớ hỗn độn, trong lòng tôi không khỏi lo lắng, nhưng chuyện như học chu ngữ này tôi cũng đã biết, càng sốt ruột càng không được, đành cố gắng ổn định tinh thần, hết sức chăm chú đọc theo đường Dũng, vài câu tiếng thay ngắn ngủi, tôi đọc đi đọc lại theo đường Dũng, chớp mắt đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ trời cũng sắp sáng rồi, có điều sau khi niệm cả đêm, lúc bầu trời hiện lên sắc bạc, trong lòng tôi bỗng run lên, đột nhiên như xuất hiện một sợi dây nối thẳng về một nơi nào đó, nơi nào đó kia chính là chỗ xảy ra tai nạn xe. Sau đó vòng nhang trước mặt tôi cũng có phản ứng, khói hương ban đầu vốn bay thẳng lên trên lại bay thẳng đến chỗ chiếc xe của Tổng Giám Đốc, là ở đó. Tô Mục đang ở trong chiếc xe kia, tôi không khỏi kinh hãi nói, nhưng sau đó tôi nhíu chân mày xe của tổng giám đốc ở gần chỗ bọn tôi như vậy nếu tô mộc và trịnh lâm thực sự còn ở trên xe sao lâu như vậy rồi vẫn chưa ra ngoài chứ diệu diệu còn không cảm ứng được anh ta không chỉ mình tôi cảm thấy kỳ lạ ngay cả đường dũng sắc mặt cũng trầm ngâm hơn nói thẳng chiếc xe kia hơi kỳ lạ em đừng đi theo anh qua đó xem trước đã tôi tôi ngập ngừng một chút cũng muốn cùng qua đó xem thử nhưng tôi biết bản thân không có bản lĩnh gì đi theo sẽ liên lụy đến đường dũng chỉ đành nén xuống ý nghĩ trong đầu. Sau khi đường dũng kêu rượu rượu để mắt đến tôi, bản thân anh ta thì đi đến chỗ chiếc xe màu đen, mắt tôi nhìn thấy anh ta dần lại gần chiếc xe màu đen, khi anh ta đi đến bên cạnh chiếc xe. Sau khi mở cửa, chiếc xe màu đen đột nhiên động đậy một chút, sau đó, đường dũng cũng không thấy tâm hơi đâu. mươi 65, quái vật hình vượn, trong nháy mắt, tôi và rượu rượu đều có chút ngơ ngác, hai người quay mặt nhìn nhau nhưng căn bản không biết nên làm gì bây giờ hay là em cũng đi xem thử nhé đứng với tôi một lúc rượu diệu, diệu vẫn không cảm ứng được hơi thở của đường dũng không khỏi bắt đầu nôn nóng tôi vội vàng đưa tay níu rượu rượu lại hiện giờ chiếc xe màu đen kia quả nhiên có vấn đề ngay cả tô mộc và đường dũng cũng vào mà không ra được hiện giờ bọn tôi đi vào chắc chắn cũng là chuyện vô bổ tôi cũng rất lo lắng nhưng dù sao thì tôi cũng là một người lớn phải có lý trí hơn rượu rượu lúc tôi đang cố gắng khuyên Diệu Diệu không nên đi qua đó. Diệu Diệu đột nhiên ngừng tranh cãi, chỉ vào phía chiếc xe màu đến kia, run rẩy nói. Chị ơi, chị xem kia là cái gì vậy? Trong giọng nói của thằng bé tràn ngập nỗi sợ hãi, tôi lập tức cũng lo lắng, nhìn về hướng ngón tay Diệu Diệu chỉ, nhưng bên kia đen thùi lùi, vốn không có gì cả. Diệu, Diệu, em đừng làm chị sợ, bên kia có cái gì? Giọng nói của tôi cũng run rẩy. Diệu Diệu nghe vậy hoảng hốt nhìn tôi, hỏi chị không nhìn thấy sao có quái vật nói rồi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé lại càng thêm hoảng sợ lập tức kéo tôi chạy tốc độ của tôi sao có thể nhanh hơn thằng bé rất nhanh tôi cũng cảm giác được phía sau có một mùi máu tanh nồng nặc truyền đến theo sát đó là một sự uy hát iota kỳ lạ lan tỏa khắp toàn thân tôi tất cả tóc gáy của tôi đều dựng hết lên rượu diệu, diệu đã sợ đến bắt đầu run rẩy thằng bé vừa chạy như điên vừa quay đầu nhìn con quái vật phía sau tôi theo ánh mắt của thằng bé, tôi cảm giác con quái vật kia chắc hẳn đang ở đằng sau tôi, cách tôi rất gần, diệu diệu lo lắng muốn chết, hô to kêu tôi chạy mau, vào thời khắc nguy hiểm cuối cùng, khuôn mặt nhỏ của thằng bé tối sầm, lập tức buông tay tôi ra, xoay người lao về phía người tôi, trên người mắt lạnh, dường như cơ thể bỗng có thêm một người nữa, tay chân cũng không nghe tôi sai khiến nữa, quan trọng hơn chính là, lúc này trước mắt tôi lạnh lẽo cả thế giới đều biến thành một mảng xám trắng. Chỉ có thể nhìn thấy ba màu trắng đen sáng mà tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy con quái vật mà Diệu Diệu nói. Vật kia có lẽ là vườn khỉ hay thứ gì đó giống như tinh tinh. Toàn thân đầy lông màu xám đậm, cơ thể to lớn, cao chừng hơn 2 mét, mặt xanh nanh vàng, chốc chốc lại chảy nước bọt. Trên người đầy bắp thịt, lúc này nó đang ở đằng sau tôi, cách tôi không đến một mét móng vuốt to lớn vừa đuổi theo vừa vồ về phía tôi có thể tóm được tôi bất cứ lúc nào tôi lập tức có thể xác định chỉ cần nó bắt được tôi nhất định sẽ xé tôi thành trăm mảnh tôi bị dọa đến nỗi đôi chân mềm nhũn may mà lúc này rượu rượu đang khống chế đôi chân của tôi chỉ cảm thấy đôi chân của tôi chạy rất nhanh như thể đang bay vậy lao nhanh về phía trước cảnh vật hai bên lui về phía sau một cách kỳ lạ không bao lâu sau chúng tôi đã bỏ xa con quái vật kia một khoảng cách nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng thấy Diệu Diệu lúc này đang rất căng thẳng. Quả nhiên, chạy chưa được bao lâu, phía trước đã không còn đường nữa. Trước mặt chúng tôi là sông bảo vệ thành phố Giang Minh, mà tốc độ của con quái vật kia cũng rất nhanh. Tuy chúng tôi vừa bỏ xa nó một quãng, nhưng sau khi chúng tôi dừng lại, quái vật kia lập tức cũng đã đuổi đến gần trước mặt tôi rồi. Chị, chị biết bơi không? Tôi mở miệng nói, trong họng lại phát ra giọng nói của Diệu Diệu. Không, tôi lo lắng nói nhưng quái vật kia đã đuổi tới trước mắt, diệu diệu cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức khống chế cơ thể tôi nhảy vào trong nước, nước lạnh như băng lập tức bao phủ lấy tôi, tôi liền uống vào mấy ngụm nước, cũng may sau khi quái vật kia vọt đến bên bờ, cũng không đuổi theo nữa, chỉ hướng về phía tôi điên cuồng ngầm thét một hồi rồi mới giận dữ rời đi, mà lúc này toàn thân tôi đã sớm lạnh như băng, không ngừng run rẩy dưới nước. Mãi cho đến sau khi quái vật kia hoàn toàn biến mất. Diệu Diệu mới dò dẫm đưa tôi quay lại bờ, vát ra khỏi cơ thể của tôi. Chị, an toàn rồi. Khuôn mặt nhỏ bé vốn xanh đen của Diệu Diệu lúc này bị dọa đến trắng bệch. Chiếc đầu nhỏ bé ướt nhẹp vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, rất sợ quái vật kia lại đến giết. Lúc này tôi đã uống đầy một bụng nước, lại bị Diệu Diệu nhập vào. Cả người trở nên lạnh buốt, lạnh như một khối đá bị đóng băng. Nhưng ngọc bội trước ngực dường như đã cảm ứng được sự biến đổi trên cơ thể tôi, liền tự tỏa nhiệt lượng ra ngoài có nhiệt lượng ngọc bội tỏa ra, tôi miễn cưỡng có thể kiềm chế sự run rẩy của cơ thể, cũng kiểm tra xung quanh theo diệu diệu, quái vật kia xuất hiện rất lạ kỳ, bây giờ biến mất cũng rất kỳ lạ, như thể trước giờ chưa từng xuất hiện, đã không còn chút tung tích nào nữa, nhưng sát khí nó để lại còn rất đậm đặc, nhắc nhở chúng tôi khi nãy nó thật sự có tồn tại, đây là cái gì, lúc đang tìm kiếm xung quanh. Một thứ gì đó nho nhỏ có màu đỏ sẫm bên bờ sông đã thu hút sự chú ý của tôi thứ này hình như bị con quái vật để lại, diệu diệu nghe thấy tiếng của tôi, lập tức vụt qua, chạy tới nhặt vật đó lên, đưa tới trước mặt tôi, là một chiếc lông vũ, lông vũ, tôi căng thẳng trong lòng, lập tức đón lấy chiếc lông diệu diệu đưa tới, quả nhiên, đây là chiếc lông đuôi gà trống màu đỏ sẫm, giống hệt chiếc lông dán trên cửa khi đó của quả phù họ vương, đây không phải là sự trùng hợp. Vừa rồi tôi cũng nhìn thấy rõ con quái vật kia, rõ ràng là thứ giống như khỉ vườn, trên người tuy cũng mọc lông nhưng tuyệt đối không phải lông vũ, mà bây giờ nơi nó đi qua để lại lông vũ. Lẽ nào việc này có liên quan đến quả phụ họ vương ư, nghĩ đến quả phụ họ vương, tim tôi đột nhiên đập mạnh, dáng vẻ già nua của bà ta lại hiện lên trong đầu tôi, đặc biệt là bóng lưng may ra người của bà ta, hơn nữa lần trước sau khi bà ta được một nữ lệ quỷ cứu đi thì không còn xuất hiện nữa, hiện tại tự nhiên lại xuất hiện, nhất định đã có chuẩn bị, muốn tìm tô mục báo thù, nghĩ vậy tôi lập tức hoàng sợ, quả phụ họ vương thần bí khó lường, còn có liên hệ với nữ lệ quỷ kia, hiện giờ lại mọc ra con quái vật như vậy, rốt cuộc bà ta có bản lĩnh lớn đến đâu đây, tô mộc có lẽ đã bị bà ta bắt rồi, diệu, diệu, đám người anh em và trịnh lâm chắc đã bị quả phụ họ vương bắt lại rồi, bây giờ rất nguy hiểm, em còn quen tăng nhân Thái Lan nào khác không, chúng ta phải tìm người giúp, cứu anh em ra, tôi vội vàng nói. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ dựa vào hai người là tôi và Diệu Diệu cũng không phải đối thủ của quả phù họ Vương. Nếu bản thân đi cứu Tô Mộc chỉ có thể đi chịu chết, tôi chỉ có thể ký thác hy vọng lên người Diệu Diệu. Diệu Diệu nghe vậy khuôn mặt nhỏ cũng trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một lát nói, em còn quen sư phụ của đại ca, ông ấy là một tăng nhân Thái Lan rất lợi hại, ông ấy ở đâu? Chúng ta sẽ đi tìm ông ấy ngay bây giờ. Tôi nói, lúc này sắp trời đã sáng hẳn, trên đường cũng có mấy nhân viên bảo vệ môi trường đang dọn vệ sinh. Đoán chừng chuyện chiếc xe màu đen xảy ra tai nạn cũng đã bị người ta phát hiện báo cảnh sát rồi. Tôi phải tăng tốc, tranh thủ tìm ra tô mộc trước khi chiếc xe màu đen đó bị rời đi. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu lập tức sụp xuống rồi. Nói, nhưng em không thể liên lạc được với lão tăng nhân Thái Lan. Ông ấy cũng là quỷ, đẳng cấp lợi hại hơn em nhiều lắm. Thuật triệu hoàn của tiểu quỷ trước giờ đều là cấp cao triệu hoàn cấp thấp trừ khi ông ấy chủ động tìm em nếu không em vốn không thể tìm ra ông ấy làm sao bây giờ hả tôi lập tức như bị một chậu nước đá dội lên đầu làm sao bây giờ người ở phương diện này tôi biết chỉ có đường dũng và tô mộc hai người bọn họ bây giờ đều bị giam lại rồi tôi còn có thể tìm ai chứ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tôi cũng nhớ tới một người tô thịnh ông ta là cháu trai của tô mộc mặc dù đã từng bán đứng tôi nhưng bây giờ tô mộc xảy ra chuyện ông ta sẽ không đến mức mặc kệ đâu nhỉ như chết chìm bắt được một tấm ván tôi không chốt do dự lôi rượu rượu đi về phía chiếc xe sau đó lái xe chạy thẳng đến nhà họ tô khi đến nhà họ tô thì đã là hơn 7 giờ sáng rồi ta trực tiếp lái xe xông vào dừng xe ở cửa sau đó chạy thẳng đến phòng của tô thịnh nhưng tôi còn chưa thấy tô thịnh thì đã đụng phải người một người ơ ừ, bà hai sao bà lại tới đây ông hai đâu rồi giọng nói của tô đoàn truyền từ trên đỉnh đầu xuống, ngạc nhiên nhìn tôi, lúc này tôi không có thì giờ mà hàn huyên với cậu ta, lập tức nói chuyện tô mục mất tích, có thể là bị quả phù họ vương bắt đi cho cậu ta biết, cậu ta nghe thấy tô mục gặp chuyện không may, nụ cười trên mặt cũng ngưng lại, không nói hai lời trở về phòng lấy một chiếc dương ra, nói, đi, dẫn cháu đến chỗ xảy ra chuyện, không đợi bố cậu sao? Tôi hỏi, bản lĩnh của tô đoàn tôi cũng đã thấy. Nói thật cũng không ra gì cho lắm không thể bì với Tô Thịnh được, nhưng ít nhất về mặt tâm kế, cậu ta cũng chỉ kém Tô Thịnh một bậc mà thôi. Bố cháu đang không ở Giang Minh, không kịp nữa rồi. Tô đoàn rất gấp gáp, lập tức lôi tôi ra ngoài, sau đó đặt chiếc dương lên ghế sau, nhét tôi vào ghế phụ lái. Tô Thịnh không ở Giang Minh, vậy thì tôi cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói địa điểm tai nạn xe cho Tô đoàn, không còn cách nào khác. Hiện giờ con người dù sao cũng hơn là không có ai. Cậu ta sinh ra trong gia đình huyền học, bản lĩnh ít nhất cũng hơn tôi và Diệu Diệu, dưới sự chỉ dẫn của tôi, bọn tôi đi thẳng đến địa điểm chiếc xe màu đen bị tai nạn, nhưng vừa lái đến con đường kia, chúng tôi lập tức bị ép dừng xe, lúc này cả con đường đã bị cảnh sát dán băng giới hạn và phong tỏa rồi, tất cả mọi người đều không được đi vào trong, tôi không khỏi nhíu mày, mặc dù tai nạn rất thảm khốc, nhưng đây cũng chỉ là tai nạn giao thông mà thôi, sao lại phải phong tỏa cả con đường này chứ? Nhưng cũng may Tô Đoàn có quen thân với phía cảnh sát, cậu ta trực tiếp nói vài câu với anh cảnh sát giữ ở bên ngoài, cảnh sát đó liền cho đi qua, chuyện được ấp trên áp mê tình chuyện mỗi ngày, chúng tôi đi dọc theo con đường đến chỗ chiếc xe màu đen, phát hiện chiếc xe màu đen đã bị mang đi, mà gốc cây xảy ra tai nạn ở trước mặt lại bị cảnh sát vây thành một vòng, đang túm năm tụm ba bàn luận với nhau bằng mật ngữ, hình như đang bàn luận về chuyện gì kỳ lạ lắm, Tô Đoàn kéo tôi tiến lên trước chen vào giữa đám cảnh sát hỏi xem có chuyện gì chỗ này có một cảnh sát nhiều tuổi hiển nhiên là chỗ quen biết cũ với tô đoàn sau khi thấy tô đoàn lập tức kéo cậu ta qua nói tô đoàn cậu tới thật đúng lúc tôi đang định báo cho cậu cậu xem đi nhiều tóc như vậy xung quanh còn vứt đầy xác động vật có phải có gì đó kỳ lạ không ông ta nói như vậy tôi mới phát hiện trên cây cây đêm qua chiếc xe màu đen đâm vào toàn bộ thân cây đều bị đám tóc dày cục kia cuốn chặt không nhìn thấy vỏ cây mà chỗ đất trên phần rễ cây lần lượt ở mỗi nơi trong bốn phương vị lại vứt một xác động vật lần lượt là chim sẻ rùa mèo rắn bốn xác động vật này vừa nhìn là biết có người cố ý để đó cộng thêm đám tóc tà ma này đoán ra ngay là đang bày trận pháp nào đó tôi nhìn không hiểu chỉ lo lắng nhìn tô đoàn quả nhiên tô đoàn vừa nhìn thấy đám xác động vật này sắc mặt lập tức tối sầm lại nhìn một hồi lâu cậu ta mới có do dự nói, cái này hình như là trận tứ phương thu chân áp thì phải. Thứ, cậu ta nói là câu hỏi, nhưng trong đám người chúng tôi đâu có ai hiểu biết nhiều bằng cậu ta. Cuối cùng vẫn là cậu ta lắc đầu, dường như khẳng định nói, không sai, chính là trận tứ phương thu chân áp, chương 66, trận tứ phương thu chân áp, sau đó tôi cầm dao găm đứng ở bên cây, tô đoàn đã ngồi xếp bằng chiếc rắn xanh, trước mặt đặt một lư hương, đốt hương sau đó lại kêu rượu rượu đặt bốn ly rượu trước bốn xác động vật rót rượu trắng sau khi chuẩn bị xong tất cả tô đoàn nghiêm túc nhắm mắt lại miệng bắt đầu lẩm bẩm rượu rượu cũng lo lắng trở lại bên cạnh tôi thấy tôi định ra tay cắt tóc trên cây lập tức kêu tôi chờ một lát nói bây giờ còn chưa phải lúc nói rồi thằng bé nhìn theo động tác của tô đoàn giải thích cho tôi giai đoạn hiện tại là đang mời linh hồn của bốn con động vật uống rượu ý đang tạo quan hệ với linh hồn của bốn con động vật kia, mua chuộc chúng nó, bởi vì chúng nó là linh thú chấn thủ. Nếu tinh khí của chúng nó tốt dễ nói chuyện thì sau đó phá vỡ trận tứ phương thu chân áp sẽ rất đơn giản, nhưng nếu không may chúng nó khó tính thì sao? Tôi lo lắng nói, nếu khó tính, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn với chúng thôi, dù sao cũng chỉ là linh hồn của động vật mới thành hình, mặc dù chúng có sức mạnh của trận pháp giúp đỡ nhưng chắc cũng không lợi hại lắm đâu. Diệu diệu nói, nói rồi ánh mắt của thằng bé chăm chú nhìn cục diện dưới tảng cây, chỉ thấy theo chu ngữ tô mục, khói hương trước mặt cậu ta chia thành bốn dòng màu trắng, lần lượt bay tới trước xác của bốn con vật kia, bao phủ lên người chúng, theo đó, đất dưới cơ thể chúng như xảy ra động đất, bốn ly rượu đều lắc kịch liệt. Ánh mắt rượu rượu căng thẳng, sắc mặt không tốt cho lắm, trong lòng tôi cũng hơi lo sợ, vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì thì ly rượu đặt trước mặt mèo trắng đột nhiên bị lật đổ rượu bên trong vương vãi đầy mặt đất sau đó giống như bị lan truyền vậy ba ly rượu trước mặt những động vật khác cũng nhao nhao đổ xuống đất khuôn mặt tô đoàn lập tức nhăn nhó dáng vẻ dường như rất đau đớn trên trán cũng dịn ra một lớp mồ hôi tiếng chu ngữ trong miệng bất giác lớn hơn tốc độ niệm cũng càng lúc càng nhanh trong lòng tôi lo lắng mặc dù rượu rượu không giải thích nhưng tôi cũng nhìn ra chuyện đang có biến linh hồn của những động vật này không chịu chấp nhận lời đàm phán của tô đoàn lúc tôi đang thầm lo lắng rượu rượu đột nhiên đẩy tôi ra giọng gấp gáp nói mau cắt đứt tóc trên cây tôi lại càng hoảng sợ nhưng tôi phản ứng cũng mau lập tức đi tới trước cây mạnh mẽ dùng dao găm cắt tóc bên trên nhưng đám tóc kia nhìn có vẻ mảnh và mềm nhưng trên thực tế lại không khác gì dây thép mảnh vô cùng cứng mặc dù tôi đã dùng hết sức bình sinh rồi nhưng cũng chỉ có thể cắt được một nhúng nhỏ, biểu cảm trên mặt Tô Đoàn ngày càng đau đớn, chu ngữ trong miệng đã sắp không nghe rõ rồi, trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, đã làm ướt nhẹp quần áo, Diệu Diệu thấy thế không khỏi sốt ruột, cũng lao lên đến giúp đỡ, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng cầm lấy tay của tôi, ra sức cắt đám sợi tóc kia, có sự trợ giúp của Diệu Diệu, hiệu suất của tôi rốt cuộc cũng cao hơn một chút, rất nhanh cắt được một cái động to gần bằng một người lúc này giọng của tô đoàn đã vô cùng gấp gáp như sắp không chịu được nữa. Lúc tôi đang cố cắt thành một cái lỗ to hơn, tô đoàn đột nhiên hô to một tiếng, phá, theo tiếng la, cậu ta phun ra một ngụm máu tươi, lập tức mắt cũng mở ra, mau chuyển xác rượu rượu gấp gáp nói, nói rồi thằng bé buông tay của tôi ra, lôi tôi chạy đến chỗ xác con rùa ở gần nhất, thằng bé rõ ràng có chút kiêng kỵ đối với những xác này, đến trước xác con rùa thằng bé không tự tay nhặt lên mà lại không ngừng dục tôi nhặt xác lên. Tôi lập tức không chút do dự tóm lấy xác con rùa, nhưng giây phút chạm vào nó, mặt tôi biến sắc, một con rùa chỉ to bằng bàn tay mà thôi, lại như một hòn đá lớn, gắt gao mọc trên mặt đất, mặc cho tôi dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không thể nhấc lên. Lúc này tô đoàn cũng ngả nghiêm đi tới, sau khi cậu ta phun ra một ngụm máu, sắc mặt tệ hơn hẳn, sau khi đi tới liền hỏi tôi, sao thế, tôi không nhấc lên được con rùa này nặng muốn chết tôi lo lắng nói, nói xong tôi cũng không thèm so tài cùng con rùa nữa, lập tức chuyển sang bên con chim sẻ, đưa hai tay ra nhấc lên, nhưng con chim sẻ cũng như bị đóng đinh trên mặt đất vậy, cho dù hai tay tôi đã dùng hết sức, nhưng con chim sẻ vẫn không chút sứt mẻ, chết rồi, không phá nổi trận tứ phương, đại ca của em sẽ không chết ở trong đó chứ, diệu diệu đã lo lắng muốn chết, nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nên vẫn nín. Bây giờ thấy như vậy, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa lập tức khóc giống lên nhưng thằng bé là quỷ tiếng hu hu trong miệng khóc vô cùng thương tâm trên mặt lại không có chút nước mắt nào tôi thấy thằng bé khóc trong lòng càng thêm hoảng sợ tô mộc đường dũng và trịnh lâm đều ở bên trong nếu bọn họ đều bị nhốt ở bên trong còn lại tôi và diệu diệu thì biết làm sao bây giờ nước mắt của tôi lập tức cũng tràn bờ mi nhưng tôi không phát ra chút âm thanh nào hết so với diệu diệu thất thanh khóc giống ở bên cạnh hai người bọn tôi giống tôi như kết hợp thành một người thằng bé phụ trách hô hào tôi phụ trách rơi nước mắt nhưng tôi không cam tâm vừa rồi tôi đoàn nói đơn giản nhẹ nhõm như vậy chỉ cần làm theo quy trình mà cậu ta nói chắc sẽ có thể phá được trận pháp nhỉ rốt cuộc xảy ra sai sót ở chỗ nào tôi vẫn chưa từ bỏ ý định không chuyển được chim sẻ tôi chuyển sang mèo trắng mèo trắng không được thì tôi chuyển sang con rắn xanh lúc tôi như nổi điên lên di chuyển con rắn xanh trong lòng đã dần tuyệt vọng, tay tôi run lên, con rắn xanh bỗng bị tôi xê dịch một chút, tôi lập tức ngần người, thậm chí có chút không dám tin, có nhưng con rắn xanh quả thực đã động đậy, trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, lớn tiếng kêu rắn xanh vừa động rồi, vừa hô vừa dốc hết toàn bộ sức mạnh di chuyển con rắn xanh, giống như gang thép được đúc chặt bị tôi cậy ra từng chút một, con rắn xanh trong tay tôi di chuyển một chút, cuối cùng ngày càng nhẹ, sau đó bị tôi nhấc hẳn lên tôi vứt con rắn xanh qua cho tô đoàn nhìn, sau đó tinh thần thêm hăng hái, lại ra tay với con mèo trắng một lần nữa, không còn con rắn xanh chấn trận tứ phương. Lúc đến mèo trắng cũng dễ di chuyển hơn nhiều, tô đoàn thấy tôi có thể di chuyển mèo trắng, sự tuyệt vọng vốn dĩ trên mặt lập tức biết thành sự vui mừng, cũng nhanh chóng đi tới một bên, nhấc con chim sẻ và rùa lên, vứt sang một bên, chờ sau khi bọn tôi chuyển hết xác bốn con vật cây đại thụ to lớn vốn thẳng đứng bỗng nhiên phát ra tiếng nổ, đổ sang một bên, sau đó lộ ra rễ cây mục nát dưới mặt đất. Ở giữa rễ cây đã bị đục rỗng rồi, chính là một cây hang lớn đen ngòm, đám cảnh sát vây quanh nghe thấy động tĩnh lại vây lại một lần nữa, nhìn cây hang lớn đen ngòm nhao nhao lấy làm kỳ lạ. Sau đó có mấy viên cảnh sát trẻ tuổi nghi ngờ rằng người chết trong vụ tai nạn xe bị chôn ở bên dưới, chủ động xin chỉ thị được xuống dưới tìm kiếm cảnh sát lớn tuổi dẫn đầu kia không khỏi nhìn về phía tô đoàn. Lúc này tô đoàn bởi vì vừa mới bị thương nên sắc mặt trắng bệch, cậu ta có chút do dự, nói, xác người chết chắc đúng là ở bên dưới. Nhưng tình hình dưới đó ra sao thì tôi cũng không biết, không thể loại trừ khả năng có nguy hiểm, không sao, trên người tôi có súng, nếu xác thật sự ở dưới hang cây này, chúng tôi nhất định sẽ kéo xác lên, nếu không, không thể nào kết án. Cảnh sát trẻ tuổi nóng lòng muốn thử, nói. Tô đoàn lại ho hai tiếng, phun ra một chút máu, nói, nếu mọi người đã muốn xuống phía dưới, vậy được rồi, có dương khí trên người mọi người chấn rồi, ít nhất cũng sẽ đỡ hơn một chút, nói. Xong tô đoàn quay đầu nhìn về phía tôi, hỏi trên người tôi có vật gì phòng thân không? Nếu như không có, cũng đừng xuống theo, ở trên này chờ cậu ta là được, tô mộc và đường dũng bọn họ đều ở phía dưới, hơn nữa tô đoàn hiện giờ lại đang bị thương, hơn nữa nhìn bộ dạng có vẻ khá nghiêm trọng. Sao tôi có thể yên tâm, liền lấy ngọc bội trước ngực ra, hỏi cậu ta cái này có tính là vật phòng thân không? Tô Đoàn nhìn thấy miếng ngọc bội kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sắc mặt của cậu ta hiển nhiên khá hơn một chút, gật đầu nói được, tôi lập tức nói muốn theo chân bọn họ xuống phía dưới. Sau khi chắc chắn muốn xuống dưới, Tô Đoàn lượm một cục đá, ném vào trong hang cây, một hồi lâu, trong động mới vang lên tiếng hòn đá rơi xuống đất, cái hang này rất sâu cảnh sát nhanh chóng tìm đến thang dây đặt ở trong hốc cây sau đó hai viên cảnh sát trẻ tuổi tiên phong dẫn đầu đi xuống dưới chuyện được áp trên áp mê tình chuyện mỗi ngày tô đoàn theo sát phía sau sau đó là tôi và diệu diệu cuối cùng là viên cảnh sát lớn tuổi kia yểm hộ phía sau trong hang cây rất tối xung quanh âm khí âm u dường như có một lớp khí lạnh toát ra ngoài từ vách đá trên động rất nhanh hai viên cảnh sát dưới cùng nói lạnh quá nhưng trong tay họ đều cầm đèn pin sáng choang leo xuống được gần 10 phút, chúng tôi xuống được đến đáy động, lúc này tôi mới phát hiện, nơi này kỳ thực không thể gọi là hang cây, nhìn không gian bên dưới, nơi đây vốn giống một cây giếng hơn, bên trong hang y như một mật thất, ít nhất hơn 10 mét vuông, nhưng ban nãy khi xuống dưới này vách hang rất trơn bóng, nếu không nhìn lầm thì nơi này vốn là giếng nước, nhưng sau đó bị đậy lại, rồi trồng cây, mới biến thành như vậy, sau khi xuống dưới, tôi đoàn quan sát địa thế hiển nhiên cũng phát hiện đây là giếng nước. Chợt nói, bảo sao không thể phá được trận pháp, thì ra đây vốn là trận pháp trong trận pháp, có ý gì vậy? Cảnh sát lớn tuổi hỏi, giếng này vốn dùng để chứa nước, nước thuộc về âm, giếng lại có tạo hình chật hẹp, dẫn đến âm khí trong nước không thể phát ra được. Mặc dù bây giờ chỗ này đã là giếng cạn nhưng âm khí cuồn cuộn tích tụ trước đây vẫn còn, miệng giếng bị đậy lại trồng cây hòe, cây hòe bản thân nhiều âm, hơn nữa phía dưới là giếng điều này hình thành nên trận trùng âm, cuối cùng bốn phía xung quanh cây lại bị bầy trận tứ phương thu chân áp, cho dù chỉ là xác chết mèo rắn thông thường, nhưng lại được trận trùng âm trợ giúp, công lực của trận tứ phương thu chân áp cũng không còn giống bình thường nữa, xem ra người mở trận lần này cố ý nhắm đến ông hai, chương 67, xác chết vùng dậy, tôi than thở một hồi, lúc tôi đang buồn bực, cảnh sát trong hang đột nhiên la toáng lên, tìm được xác rồi. Nhưng lời của anh ta còn chưa dứt, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, sau đó toàn bộ hang động bỗng trở lên hỗn loạn, sắc mặt tô đoàn căng thẳng, cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa, vội chạy về phía đám cảnh sát, tất cả cảnh sát đều đã loạn như ong vỡ tổ, nhào nhào chạy lại chỗ miệng giếng, lôi thang dây liều mạng leo lên, trong miệng còn không ngừng hô mấy chữ như, xác chết vùng dậy, cương thi, diệu diệu cũng lập tức chạy đến trước mặt tôi, đưa tay kéo tôi chạy vào sâu bên trong, trong động quá tối trong tay tôi không có đèn pin vốn không nhìn thấy rõ tình hình bên phía cảnh sát nhưng tiếng kêu thảm thiết của bọn họ lại dọa tôi sợ đến nỗi tim đập loạn rất nhanh tôi đã nhìn thấy một bóng người mơ hồ đung đưa đứng dậy đi về phái chúng tôi rượu rượu tôi bất giác nắm chặt tay rượu rượu bóng dáng kia bước đi khập khễnh vốn không giống người bình thường chẳng lẽ thật sự là xác chết sống dậy ư tôi lo sợ tới cực điểm tim như sắp nhảy ra ngoài rồi tuy tôi đã gặp không ít ma nhưng nhìn thấy xác thì mới là lần đầu hơn nữa ma có thần trí dù có sợ đến đâu đi chăng nữa thì cũng có thể giao lưu nhưng xác hoàn toàn không giống như vậy trong ấn tượng của tôi xác chính là công cụ tàn sát không có ý thức gặp người cắn người thấy vật sống thì lao vào chớp mắt bóng dáng kia đã chạy đến trước mặt bọn tôi nguyện ánh sáng yếu ớt xa xa tôi mơ hồ nhìn ra hắn là nam hắn không ngừng tiến đến gần tôi có thể nhìn rõ trên mặt hắn dính đầy máu tươi mà trên người hắn còn mặc cảnh phục, thì ra là một cảnh sát, cứu tôi, hắn lảo đảo đi tới, trên đùi hình như có thương tích, vươn tay về phía tôi, tôi lập tức đưa tay ra, định kéo hắn ta lại gần, nhưng cánh tay vẫn còn chưa đưa ra thì rượu rượu đã hất tay tôi, ngăn tôi lại, rượu, tôi giận dữ nói, đang định trách cứ rượu rượu thì phía sau viên cảnh sát kia đột nhiên nhô lên một gương mặt, dương cái miệng to như chậu máu trực tiếp cắn lên vai viên cảnh sát kia, đầu nhếch lên một tảng thịt lớn cứ như vậy mà bị xé xuống, máu tươi nóng hổi lập tức bắn đầy lên người tôi, tôi sợ đến ngẩn người, cũng không biết nên làm gì bây giờ, cứ đứng chơ chơ ở đó, nhìn viên cảnh sát bị người ở phía sau cắn xé hết miếng này đến miếng khác, phát ra tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, không đến 10 phút, viên cảnh sát kia đã bị cắn xé rách mướp, cơ thể sụi lơ rơi xuống đất, mà lúc này rốt cuộc tôi cũng đã thấy rõ người phía sau viên cảnh sát, là Vi Vi. Lúc này sắc mặt cô ta tái nhợt trên đầu nhẵn bóng, đã không còn tóc giả, mà mặt cô ta đầy là máu tươi, khóe miệng còn dính chút thịt nát, ánh mắt đờ đẫn đi thẳng về phía tôi, đừng nói chuyện, đừng thở, cố gắng đừng nhúc nhích, em dùng âm khí bọc chị lại, xem có thể lừa được cô ta hay không, diệu diệu như nhìn thấy kẻ địch lớn, thân thể nhỏ bé khẽ run, hiển nhiên hiện giờ thằng bé đang rất sợ, nhưng vẫn quay đầu lại dặn dò tôi. Nói xong khuôn mặt nhỏ bé của thằng bé nhăn lại, hình như đang tụ khí trên tay lập tức thoát ra một khối khí đen, lao thẳng đến người tôi. Cái này cũng không khác với âm khí mà tô mục làm ra là mấy, chẳng qua nồng độ âm khí thấp hơn rất nhiều, diện tích cũng rất nhỏ, vẹn vẹn có thể miễn cưỡng bao phủ cơ thể của tôi. Nhưng đôi chân của tôi vẫn lộ ra ngoài, lúc này tôi không màng được đến đôi chân nữa, rượu rượu không cho tôi thở, tôi liền bịt chặt miệng mũi, không cho hơi thở của mình lọt ra ngoài, đồng thời liều mạng ngưng thần tĩnh khí, không nhúc nhích, điều hòa nhịp tim như vậy tranh thủ có thể khiến vi vi cũng nhận định tôi là ma cho dù không coi tôi là ma thì chí ít cũng không thể để cô ta biết tôi là vật sống quả nhiên sự cố gắng của tôi và rượu rượu cũng đã có hiệu quả tốc độ đi đến chỗ tôi của cô ta đã chậm hơn rất nhiều giống như bỗng chốc mất đi mục tiêu mũi hít hít tìm kiếm xung quanh sau một hồi lâu cô ta không tìm được đầu mối gì chậm rãi xoay người định trở lại tìm viên cảnh sát khác tôi cuối cũng cũng thở phào nhẹ nhõm, nín thở lâu như vậy phổi cũng sắp nổ tung đến nơi rồi. Lúc tôi đang định len lén há miệng hít thở, cơ thể vi vi đột nhiên di chuyển, nhanh chóng quay đầu, mũi lập tức thả lỏng, trực tiếp lao đến chỗ hai chân của tôi. Tôi mới vừa thư giãn tinh thần được một chút lập tức căng thẳng thêm lần nữa. Cô ta đi tới bên cạnh hai chân của tôi, quỳ dạp trên mặt đất, như muốn ngửi hai chân của tôi vậy, ngay cả rượu rượu cũng không dám thở, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt âm khí trên ngón tay không ngừng hướng về phía tôi cố gắng bao phủ lên đôi chân của tôi nhưng vi vi đã sớm tìm ra được manh mối đôi chân của tôi móng vuốt sắc bén đưa ra trực tiếp bắt lấy cổ chân của tôi kéo ra như nhổ hành vậy a à, cứu mạng tâm trạng của tôi căng thẳng tới cực điểm đến thời khắc này cuối cùng cũng không kiềm nén được nữa mở miệng hét lên rượu rượu cách tôi gần nhất lập tức xông tới nắm đấm nhỏ trực tiếp dáng lên mặt của Vivi nhưng vi vi sớm đã là xác toàn thân đều cứng đờ một đấm bị rượu rượu đánh chỉ phát ra tiếng như thể sau khi gõ vào kim loại tạo ra vậy không có thay đổi gì chớp mắt cô ta đã lôi tôi đi hai bước chiếc miệng mang theo thịt nát lập tức lao đến cắn bắp chân của tôi a à, tôi hét lên một tiếng sợ đến nỗi nhắm luôn mắt lại không dám nhìn nữa chuyện được cập nhật mỗi ngày trên ứng dụng mê tình chuyện một tiếng dầm khó chịu vang lên lại một đấm dáng lên người vi vi tôi cho rằng vẫn là rượu rượu đánh nhưng nắm đấm này lại không giống với tiếng của nắm đấm ban nãy giống như tiếng đấm vào thịt vậy sau đó cánh tay tóm lấy tôi lắc lư tôi cũng lắc lư mạnh mẽ theo ngã nhào xuống đất tôi lập tức trợn mắt nhìn xem có phải là tô đoàn đến cứu tôi không nhưng tôi vừa mở mắt ra đôi mắt vẫn chưa thích ứng được với bóng tối trước mắt thì có một khuôn mặt lớn nhào đến áp sát tôi tôi quả thực bị dọa đến sắp chết liều mạc định bỏ chạy sợ là vi vi muốn xé rách ra trên mặt tôi nhưng sau khi khuôn mặt đó nhào đến cũng không cắn tôi mà đôi môi lạnh như băng trực tiếp phủ lên môi tôi khí lạnh lập tức tràn từ miệng đối phương sang miệng tôi trong nháy mắt cánh tay tóm lấy chân tôi liền thả lỏng ra sau đó tôi được ôm trong một vòng tay quen thuộc âm khí nồng nặc tạo thành một bức bình phong kiên cố xung quanh người tôi cho dù vi vi có ở ngay trước người tôi cũng không thể lao vào trong được ai cho em xuống đây Em có biết chỗ này nguy hiểm đến đâu không?" Một giọng nói lạnh như băng xen lẫn sự đau lòng vang lên bên tai tôi. Chương 68. Tất cả đều nhờ may mắn, nhưng còn chưa đi được hai bước, trước mặt đã có một cơn gió thổi qua, móng vuốt sắc bén của Vivi suýt chút nữa cào lên mặt tôi. Người tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh, may mà Tô Mộc nhanh tay, thấy Vivi lao tới, bèn kéo tôi vào lòng, đồng thời đánh mạnh lên đầu Vivi, lại một âm thanh vang lên. Vi vi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ít nhất cũng bay xa khoảng 2, 3 mét, trước mặt Cương Thi mà còn dám cãi nhau với anh, không muốn sống nữa sao? Tô Mộc ôm chặt tôi, mắng, thật là phục hai người đó, trước mặt Cương Thi mà vẫn còn tâm trạng liếc mắt đưa tình, qua đây giúp một tay được không? Tôi sắp không cầm cự nổi rồi, giọng của Đường Dũng cũng đột nhiên vang lên bên cạnh, chỗ này quá tối, vừa rồi tôi vốn không chú ý đến nơi đây vẫn còn những người khác bây giờ đường dũng lên tiếng tôi mới phát hiện ra anh ta cũng đang ở gần đây phía đối diện còn có một xác chết nam đang dương nanh múa vuốt định cắn xé anh ta nhìn dáng vẻ có lẽ chính là tổng giám đốc kia tô mộc liếc mắt nhìn anh ta nhưng cũng không có ý định đến giúp đỡ ngược lại hỏi tôi em có thể xuống đến đây vậy trận tư phương thu chân áp ở bên ngoài là ai phá vậy tô đoàn đó tôi nói tô mộc này thật gan giả đến thời khắc cấp bách như vậy rồi mà anh ta vẫn còn có tâm trạng hỏi tôi câu hỏi vô dụng như thế. Ngoại trừ tô đoàn, trong đám chúng tôi ai có thể phá trận pháp đó chứ? Tô mộc lại lắc đầu, nói, không thể nào. Thực lực của thằng nhóc kia anh biết, nếu là trận tứ phương thu chân áp thông thường thì nó còn có thể phá vỡ. Nhưng trận pháp này không bình thường, chỉ dựa một mình nó. Tuyệt đối không thể di chuyển xác của bốn con tứ phương thú kia. Nói rồi anh ta nhìn tôi chằm chằm. Nói có phải em đã rời xác của bốn con tứ phương thú kia không thuồng luồng tiên trên tay em đã tỉnh rồi ư ê em không biết nhé con thuồng luồng tiên đó kể từ sau khi em gặp đao minh thì không hề có động tĩnh nữa em cũng không biết bây giờ nó đã tỉnh hay chưa nhưng mà xác của con rắn xanh đó đúng là do em chuyển đi sau khi con rắn xanh đó động đậy xác của những con khác cũng dễ dàng di chuyển hơn tôi nói tôi mộc ừ một tiếng sau đó trầm ngâm một lát nói Đào Minh sớm đã biết trên người em có tuồng luồng tiên, cho nên đã muốn hạ cổ độc khắc chế tuồng luồng tiên lên người em, khiến nó hôn mê không tỉnh lại, cho nên mới không có phản hồi, nhưng bây giờ xem ra, chắc nó đã có dấu hiệu thức tỉnh rồi. Tuồng luồng tiên là vua của mọi loài rắn, cho nên rắn xanh dù đã chết và biến thành linh hồn rắn rồi thì khi cảm nhận được hơi thở của tuồng luồng tiên, vẫn sẽ phục tùng em, cho nên em mới có thể phá trận pháp này. Ồ thì ra là vậy, tôi hiểu ra nói, đồng thời cảm thấy may mắn, may mà trên người tôi có thùng luồng tiên, may mà thùng luồng tiên sắp tỉnh lại. Nếu không hiện giờ tôi vốn không thể gặp lại tô mục, xem ra con thùng luồng tiên này bình thường khiến người ta thấy rất phiền, nhưng đến thời khắc quan trọng vẫn thật sự có thể có ích đấy chứ, trong lòng tôi đang cảm thán. Đường Dũng ở bên kia đã sắp điên rồi, anh ta là tăng nhân Thái Lan, vô cùng tinh thông việc nuôi quỷ nhưng hình như không có cách nào đối phó với xác chết, chỉ có thể dùng sức mạnh xác thịt kháng cự lại, nhưng dù sao thì anh ta cũng là một thân xác thịt, cho dù anh ta có sở hữu thực lực có thể sánh ngang với tô mộc nhưng đối phó với cương thi, anh ta vẫn mông lung, nhìn bộ dạng ra sức lạ thương của anh ta, ngay cả tôi cũng không đành lòng, khuyên tô mộc nói, hay anh qua giúp anh ta đi, dù sao thì anh ta cũng đã từng cứu anh mấy lần, không đợi tôi nói xong. Tô Mộc đã nhíu đôi mày anh Tuấn, khó chịu nói em lo lắng cho anh ta, ừ, không, tuyệt đối không nhé. Lúc đầu tôi định gật đầu, nhưng rất nhanh cảm nhận được sát khí chuyển tới từ trên người tô mộc, lập tức lắc đầu phủ nhận. Tô mộc lập tức lườm tôi như đang nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của tôi vậy. Nhưng anh vẫn giao tôi lại cho diệu diệu, kêu diệu rượu bảo vệ tôi. Bản thân thì đi đến chỗ đường dũng lúc này cương thi nam đã bị đường dũng tóm gọn cương thi nữ cũng bị tô mộc đấm một cú ngây người vẫn không đứng dậy được đám người tô đoàn sớm đã không cần phải ra tay dìu dắt nhau đi đến chỗ tôi lúc này tôi mới thật sự nhìn thấy bộ dạng thảm thương của họ trong lòng không khỏi quặn thắt theo chúng tôi xuống tổng cộng có ba viên cảnh sát một cảnh sát trẻ tuổi đã bị vi vi xé xác ngay trước mặt tôi một cảnh sát trẻ tuổi khác cũng bị thương nặng đến thê thảm toàn thân nhuốm đầy máu tươi quần áo đã bị xé nát tan tành da thịt lộ hết ra bên ngoài chỉ có tình trạng của viên cảnh sát nhiều tuổi còn lại là đỡ hơn một chút tay ông ta cầm súng trên miệng súng còn mọc thêm một con mắt xem ra ông ta chắc là đã nổ súng rồi nhưng vừa rồi tôi đối mặt với vi vi tinh thần quá căng thẳng nên không hề nghe thấy cũng may tuy sắc mặt tô đoàn trắng bệch dáng vẻ gầy yếu nhưng cậu ta không hề bị thương trên người đến một vết thương cũng không có xem ra sinh ra trong âm dương thế gia quả đúng là khác hẳn, mặc dù trình độ của cậu ta chẳng ra sao, nhưng năng lực tự bảo vệ mình đúng là vẫn có, cậu ta hiển nhiên cũng rất lo lắng cho tôi. Sau khi qua đây lập tức gọi bà hai, sau đó ánh sáng đèn pin cầm tay nhanh chóng chiếu thành một vòm trên người tôi, sau khi thấy tôi cũng không bị thương, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này tô mộc đang giúp đường dũng đánh cương thi nam, tôi thấy cảnh sát trẻ tuổi bị thương nặng liền hỏi Diệu Diệu có biết chiêu kia của Tô Mục, dùng âm khí chữa bệnh cho người khác. Ai ngờ Diệu Diệu lắc đầu, khuôn mặt nhỏ bé của thằng bé có chút suy nhược, nói âm khí của thằng bé hiện giờ đã không thể cầm cự để chữa trị cho người khác nữa rồi. Trong lòng tôi cảm thấy áy náy, cũng vì bảo vệ tôi, thằng bé mới tiêu hao nhiều âm khí đến vậy, nghĩ vậy. Tôi liền nghĩ đến một chuyện khác, Trịnh Lâm đâu rồi, Đường Dũng và Tô Mộc đều xuất hiện, duy chỉ có trịnh lâm không thấy đâu rõ ràng cậu ta mất tích cùng tô mộc mà chẳng lẽ cậu ta không ở cùng tô mộc sao nghĩ tới vấn đề này tôi lập tức không còn nghĩ đến chuyện chữa trị cho viên cảnh sát trẻ tuổi lo lắng muốn gọi tô mộc hỏi xem tình trạng của trịnh lâm nhưng tô mộc đang đánh nhau với cương thi nam tôi sợ lúc này gọi sẽ làm anh phân tâm không thể làm gì khác hơn là thương lượng với viên cảnh sát lớn tuổi kia kêu ông ta đưa viên cảnh sát trẻ tuổi lên trên chữa trị tránh để thời gian lâu sẽ lỡ mất việc chữa trị dù sao thì có thể cứu người nào hay người ấy viên cảnh sát lớn tuổi lần đầu thấy cảnh tượng máu me tàn nhẫn đến vậy sớm đã bị dọa đến ngây người lúc này thấy tôi nói như vậy mới hoàn hồn vội vàng gật đầu bọn tôi dùng dây lưng buộc viên cảnh sát trẻ tuổi lên người viên cảnh sát lớn tuổi sau khi buộc chặt lại đi vòng qua đám cương thi hộ tống viên cảnh sát trẻ tuổi trở lại miệng giếng leo lên thang dây rồi mới yên tâm Lúc này tô đoàn khuyên tôi cũng lên theo. Cậu ta nói phía dưới tình hình còn nguy hiểm hơn so với cậu ta nghĩ. Hiện giờ tình hình đã ổn định. Kêu tôi mau rời đi. Dù sao cũng đã tìm thấy ông hai rồi. Bọn họ sẽ lên ngay. Nói thật thì lúc này tôi cũng đã bắt đầu muốn rút lui rồi. Dù sao lát nữa quay lại sẽ đụng phải thứ đáng sợ như cương thi kia. Hơn nữa tôi còn bị cương thi bắt rồi. Cho dù cô ta không cắn xé tôi. Nhưng cổ chân tôi lúc này vẫn đau nhức không cần nhìn cũng biết hiện giờ trên cổ chân chắc chắn đã tím bầm rồi, nhưng Trịnh Lâm vẫn chưa tìm thấy, hơn nữa khó khăn lắm gặp được Tô Mộc nói thế nào thì tôi cũng không chịu theo cậu ta rời đi, ai biết được khi tôi lên trước, Tô Mộc ở phía sau có gặp nguy hiểm hay không chứ, bị anh làm phiền như vậy, tôi thậm chí muốn mọi giây phút đều ở bên cạnh anh, huống hồ vừa rồi Tô Mộc cũng nói. May mà trên người tôi có thùng luồng tiên mới có thể phá được trận tứ phương thu chân áp. Điều này chứng tỏ tôi vẫn có tác dụng, nhỡ lát nữa có nguy hiểm gì thì sao? Có tôi đi theo, dù sao cũng hơn là không có nhỉ? Hơn nữa Trịnh Lâm là tiểu quỷ của tôi, trước khi tìm được cậu ta, tôi vốn không thể nào yên tâm mà rút lui được. Sau khi nói những lý do này cho Tô Đoàn, cuối cùng cậu ta cũng im lặng, không khuyên tôi đi lên nữa, chỉ căn dặn tôi giữ cẩn thận miếng ngọc bội được Tô Mộc tặng, lúc nào cũng phải nhớ lại Chu Ngữ kích hoạt ngọc bội đừng để đến thời khắc nguy cấp lại không kích hoạt được sức mạnh của Ngọc Bội, chuyện được cập nhật mỗi ngày trên app mê tình chuyện được cậu ta nhắc nhở. Tôi lập tức xấu hổ toát mồ hôi lạnh liên tục, xem ra nhìn bề ngoài của tôi rất ngây ngô nhỉ. Cậu ta tiếp xúc với tôi không nhiều lắm, vậy mà có thể đoán được tôi sẽ gặp phải tình huống này, nghiêm túc gật đầu. Tôi lấy Ngọc Bội từ trên cổ xuống, siết chặt trong tay, đề phòng lúc cần thiết. Lúc này Tô Mộc đã chiếm thế thượng phong, liên thủ với Đường Dũng. Hai cương thi kia đều đã bị họ dồn vào chỗ chết, nhưng sau đó, hình như bọn họ cũng không còn cách nào nữa, cũng không biết nên giết cương thi như thế nào, chỉ có thể dùng thân thể mà ngăn chặn bọn họ, không cho họ tiến gần đến chỗ chúng tôi, nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách. Tôi hỏi, Tô Đoàn có cách gì có thể khắc chế cương thi không? Ví dụ cậu ta có thể vẽ một lá bùa dán lên người cương thi không? Hoặc mấy cách tương tự gì đó. Tô Đoàn cười khổ, nói, "Bà hai, có phải bà xem tivi nhiều quá rồi không? Cương thi này vốn không có ý thức, hoàn toàn là vì nơi này âm khí quá nồng đặc mới dẫn tới xác chết vùng dậy, cho dù có bùa chú có thể khắc phục cương thi, đó cũng là chuyện mà các đạo sĩ làm, pháp sư bọn cháu thông thường không vẽ bùa, hơn nữa bây giờ trong tình huống này, cho dù có đạo sĩ ở đây cũng chưa chắc đã có cách, vì sao? Tôi không khỏi hỏi, nguyên nhân hình thành cương thi thì cháu vừa nói rồi là do lượng lớn âm khí tràn vào xác chết, nên mới hình thành xác chết vùng dậy. Nếu muốn khắc chế cương thi, dù dán bùa hay niệm chú đi chăng nữa, trừ khi dùng dương khí chặt đứt âm khí trên người cương thi, chặt đứt khởi nguồn năng lượng của chúng, cương thi tự nhiên cũng sẽ không sù lông nữa. Vậy chúng ta cũng chặt đứt âm khí trên người chúng không được sao? Cách tập hợp dương khí chặt đứt âm khí pháp sư mấy người kiểu gì chả có nhỉ? Tôi nói, tô đoàn càng cười khổ hơn, nói, cách có thì có nhưng bản thân nơi này chính là trận trùng âm đâu đâu cũng là âm khí ở một nơi tràn đầy âm khí mà muốn tập hợp dương khí chặt đứt âm khí không khác xuống đáy biển rồi mà còn muốn ăn thịt dê nướng bà vốn không có nguồn lửa cũng không có điều kiện tất yếu để sản sinh ra lửa lúc này thì tôi cũng không khỏi thấy khó khăn tuyệt vọng nói vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ tiếp tục rằng co như vậy ai cũng không lùi bước sao tôi vừa hỏi tôi đoàn liền im lặng chân mày sáng sủa nhíu chặt nhìn về phía tô mục một lát sau cậu ta mới thở dài nặng nề dường như hạ quyết tâm mà nói thực ra nói đến cách thì cũng không phải là không có nhưng có thành công hay không toàn bộ phải nhờ vận may rồi sao lại là nhờ vận may thấy cậu ta nói vẫn còn cách tôi ngạc nhiên nói phải nhờ vận may trước đây tôi không dám nói nhưng bây giờ thì đâu ai có thể may hơn tôi nữa đâu ai có thể có vận may tốt hơn tôi được chứ cơ duyên trùng hợp quen được người chồng tốt như tô mộc, kết giao được với người bạn giỏi như đường dũng, thu nhận được tiểu quỷ trung thành như trịnh lâm, còn nuôi con rắn đen ngầu như thuồng lùng tiên nữa. mươi 69, thiếu niên mất tích, tôi kêu đường dũng và tô mộc cố gắng ngượng một lát, bản thân thì chăm chú tìm tất cả những món đồ khả nghi trên mặt đất, tìm khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao sắc mặt của tô đoàn lại khổ sở như vậy, bởi vì ngoài hai con cương thi đang xù lông ra thì nơi đây vốn rất sạch sẽ, không có gì cả. Dù cho có thể nhìn thấy cục đá, có khi tôi cũng rất vui mừng. Chuyện được cập nhật mỗi ngày trên áp mê tình chuyện quả nhiên, vẫn là tôi nghĩ đơn giản quá rồi. Tôi hơi ủ rũ, hỏi tô đoàn tại sao lại như vậy chứ? Ở đây không có gì cả, kể cả trên vách đá bên cạnh, tôi cũng đã nghiêm túc tìm rồi. Nhưng không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì khác thường cả, có khi nào cậu ta đoán sai rồi không? Hay đây vốn là trận trùng âm tiên thiên, vốn không có khả năng phá giải." Tô Đoàn thở dài nói, "Cho nên vừa rồi cháu mới nói là phải xem vận may. Trận trùng âm này chắc chắn là hậu thiên, nhưng có vật chứa dương khí hay không thì chưa chắc. Cho dù thật sự có đi chăng nữa thì có thể bày ra trận pháp cao thâm như trận trùng âm, lại còn có khả năng nghĩ đến dùng trận trùng âm tăng cường cho trận tứ phương thú chân áp, nhất định là người rất giỏi dùng trận pháp. Nếu đã giỏi dùng trận pháp bày thêm một trận nhỏ dấu vật chứa dương khí đối với hắn mà nói dễ như chờ bàn tay nghe tô đoàn nói như vậy tôi thật sự sắp suy sụp đến nơi rồi nói thật thì hiện giờ bọn tôi hoàn toàn có thể rút lui dù sao thì trận tứ phương thu chấn áp phía trên cũng đã bị tôi phá rồi nhân lúc tô mục và đường dũng đang giữ chân đám cương thi bọn tôi hoàn toàn có thể rút lui sau đó tô mục và đường dũng rời khỏi tiếp với tốc độ của bọn họ, bỏ rơi đám cương thi chạy thoát thân chắc sẽ không có vấn đề, nhưng nếu nói như vậy thì tương đương với việc vứt Trịnh Lâm ở lại nơi này, hơn nữa đến giờ cậu ta vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn là bị vật gì đó cầm chân, nếu bọn tôi bỏ mặc cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ không thể tự mình thoát ra được, còn một điều nữa, trận phía trên đã bị phá, như vậy không chỉ Tô Mộc có thể đi ra ngoài, ngay cả hai cương thi này cũng có thể chạy lên, bộ dạng của bọn họ nếu chạy lên trên tiến vào xã hội, tình cảnh kia tôi căn bản không dám nghĩ. Ngay cả Tô Mộc và Đường Dũng cũng không làm gì được bọn họ. Cảnh sát và phòng cháy chữa cháy phía trên có thể bắt được bọn họ chắc, nhất định sẽ gây nên khủng hoảng xã hội. Hơn nữa có khi sẽ giống như phim zombie của Mỹ, cả thành phố sẽ chìm trong một mớ hỗn độn, lòng tôi vô cùng sao động, mạnh mẽ hít sâu vài hơi. Tôi mới miễn cưỡng không chế được tâm trạng của mình, khuyến khích Tô Đoàn nói. Cậu vừa mới nói trận trùng âm này là hậu thiên bày ra mà, nếu đã là người làm, vậy sao lại không có vật chứa dương khí chứ? Chỉ cần có vật chứa dương khí, chúng ta sẽ có hy vọng tìm được nó, cùng lắm thì chúng ta lại tìm cẩn thận hơn thôi. Chăm chú tìm kiểu gì cũng tìm được." Nói xong, tôi miễn cưỡng mỉm cười, vỗ vỗ vai của Tô Đoàn, ý bảo Tô Đoàn tiếp tục tìm, nhưng Tô Đoàn lại chăm chú nhìn tôi, nói: "Bà hai, vật chứa dương khí mà cháu nói nếu toàn bộ đều do quả phụ họ vương bày ra trận pháp này thì sẽ ở trên người bà ta nhưng nếu trận pháp này vốn không phải do quả phụ họ vương bày ra mà là một con quỷ cậu ta nói đến đây thì im miệng không đành lòng nói tiếp nhưng câu tiếp theo thì chẳng cần nói tôi cũng hiểu tuy trận pháp này là hậu thiên bày ra nhưng nếu người mở trận không phải người sống mà là quỷ thì căn bản không cần giấu dương khí trên người mình càng không cần vật chứa dương khí gì đó bởi vì quỷ vốn không có dương khí, tuyệt vọng, đào núi lấp bể dội lên người tôi, nội tâm tôi tranh chấp không gì sánh được, thì ra tất cả hy vọng đều là giả, xem vận may cũng chỉ là tô đoàn đang an ủi tôi mà thôi, trong lòng tôi kỳ thực cũng giống tô đoàn, vốn cũng không cho rằng quả phụ họ vương có thực lực có thể bày ra trận pháp như thế này, dù sao mới chỉ là hai trận pháp mà đã nhốt được tô mộc và đường dũng. Trịnh Lâm cũng bị hành cho đến nỗi không biết tung tích. Nếu quả phụ họ Vương thật sự có bản lĩnh này thì trước kia bà ta đã không bị bọn tôi vây bắt được rồi. Hiện giờ xem ra, trận pháp này 80, 90% là do nữ lệ quỷ cứu quả phụ họ Vương đi bày ra rồi. Nếu là cô ta bày ra, bọn tôi dường như sẽ không còn khả năng trở mình, nội tâm tôi vô cùng dày vò, ngực cũng như bị khối đá lớn chèn lên, đè khiến tôi không thở nổi, mặc dù có Tô Mộc ở bên, tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nếu tôi bỏ rơi Trịnh Lâm, chạy trốn để tìm đường sống cùng bọn tô mộc vậy thì đồng nghĩa với việc tôi đẩy tai họa lên người nhân dân cả thành phố giang minh thậm chí là người trên toàn tỉnh toàn đất nước mặc dù tôi không phải là thánh mẫu gặp phải nguy hiểm trước tiên phải giữ lại tính mạng của mình nhưng đối mặt với chuyện lớn như vậy tôi rất khó có thể đảm bảo bản thân chỉ lo thân mình dù sao bố mẹ tôi cũng sống ở giang minh phần lớn tất cả bạn bè của tôi đều sống ở giang minh cho dù tôi có thể bảo toàn cho bản thân thậm chí bảo vệ được bố mẹ nhưng tôi đâu thể truyền hết bạn bè người thân đi khỏi đây được chứ nghĩ tới nghĩ lui mặc dù tôi vô cùng sợ chết nhưng cũng rất khó đưa ra quyết định chạy trốn trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một ý nghĩ nếu nhất định phải có người chết ở đây vậy thì tôi sẽ chết đường dũng và tô đoàn dẫn rượu rượu ra ngoài nghĩ cách phong ấn nơi này thêm lần nữa còn tôi và tô mộc nhân lúc bọn họ phong ấn nơi này Cầm chân hai tên cương thi, nghĩ vậy, tôi không khỏi đi tới chỗ Tô Mộc. Tôi biết ý nghĩ của tôi có chút ích kỷ, Tô Mộc tuy là quỷ, sẽ không chết một lần nữa, nhưng vất vả lắm anh mới tìm được tôi lên nhân gian, có chuyện anh phải làm, nhưng chỉ bởi vì anh là quỷ, tôi lại một lần nữa đưa anh về cõi âm. Đối với anh vốn cũng không công bằng, điều này khác gì khiến anh chết thêm một lần nữa đâu? Đi tới bên người Tô Mộc, hai tay anh vẫn đang gắt gao bóp cổ cương thi nam tôi không thể làm gì khác hơn đưa hai tay vòng qua ôm lấy sau lưng anh khuôn mặt áp lên cơ thịt rắn chắc trên lưng anh buồn rầu nói tô mộc anh yêu em không em lên cơn gì vậy ở đây nguy hiểm em mau tránh xa một chút tô mộc bỗng nhiên bị tôi đến hành lập tức mắng tôi nói nói rồi trước mặt tôi có một cơn gió âm thổi qua nam cương thi kia ngửi được hơi thở của tôi lần nữa phát điên móng vuốt điên cuồng vù về phía tôi tôi không khỏi trốn về sau nhưng vẫn không buông tô mộc ra, vẫn ôm anh nói, anh yêu em nhiều hơn, hay là yêu Lâm Yến Nhi nhiều hơn, câu hỏi này trong chớp mắt, tôi rõ ràng cảm nhận được sự chấn động trên người tô mộc, sau đó anh ta không hề có động tĩnh, cũng không trả lời câu hỏi của tôi, hai tay chỉ gắt gao bóp cổ cương thi nam. Tô đoàn và Diệu Diệu thấy thế vội vàng lại gần, kéo tôi ra phía sau, nói đó là phạm vi công kích của cương thi, tôi ở đó không an toàn nhưng tôi đã quyết tâm ở lại đây. Đây là cách thoát thân duy nhất mà tôi nghĩ ra được. Chỉ cần tôi và Tô Mộc ở lại đây cầm chân đám cương thi, Tô Đoàn ra ngoài nghĩ cách bày lại trận tứ phương thu chân áp một lần nữa. Bọn tôi có thể cùng chôn dưới này với đám cương thi rồi, không thấy ánh mặt trời, cũng sẽ không gây tai họa cho người khác, dẫn cô ấy đi đi. Tô Mộc nhịn hồi lâu, chỉ nói ra một câu như vậy, giọng nói của anh rất trầm, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Tô Đoàn vốn chính là cháu trai của anh, vô cùng tôn kính anh, sau khi nghe thấy lời nói đầy uy nghiêm của anh, lập tức đưa tay kéo ép tôi rời đi, đồng thời không ngừng khuyên tôi, nói cục diện bây giờ đã có bọn họ nghĩ cách rồi, kiểu gì cũng có thể ra, trước hết đừng bi quan như vậy, cậu ta mặc dù đang khuyên tôi, nhưng giọng nói lại tràn đầy tuyệt vọng, hiển nhiên là đang an ủi tôi, cậu ta hiểu rõ tình cảnh hiện tại, cho nên cậu ta càng tuyệt vọng hơn tôi, trong sự giàn vặt. Sự tuyệt vọng trong lòng tôi lên tới cực điểm, nhưng vào lúc này, trong lòng tôi khẽ chấn động, dường như có một dây thừng nhỏ đang liên hệ với tôi, một ý thức mơ hồ không rõ hiện lên trong đầu tôi, dẫn tôi đến một phương hướng nào đó, ý thức đó dường như đang không ngừng thôi miên tôi, nói với tôi, đi vào trong đó. Chính là ở chỗ đó, phương hướng kia chính là hướng cương thi nam đang bị tô mộc siết cổ, tôi bị ý thức kia dẫn dắt, không tự chủ mà đi về phía tô mộc kêu tô mộc chuyển cương thi nam kia sang một bên tô mộc thấy tôi liều mạc lao đến đó lập tức phát hỏa lớn tiếng nói nếu tôi còn đến gần hơn nữa thì anh sẽ không khách khí với tôi nữa đâu nhưng tôi không bận tâm những thứ này ý thức kia đã hoàn toàn chiếm giữ đầu óc của tôi mạnh mẽ yêu cầu tôi đi về phía cương thi nam kia tôi không thèm để ý đến tô mộc thấy tô mộc không nghe lời mình tôi lao thẳng đến chỗ cương thi nam kia tô mộc đã tức đến đỏ mắt mắng tôi như điên ngay cả diệu diệu và tô đoàn cũng túm lấy tôi từ phía sau nhưng tôi không biết mình lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy lập tức kéo bọn họ đi theo luôn mắt nhìn thấy tôi chạy tới trước mặt cương thi nam ông ta dãy giụa như điên muốn cắn tôi nhưng tôi cũng không có ý định dừng lại mặc dù đang tức giận nhưng tô mộc cũng không có cách nào lập tức mắng tôi một câu sau đó đành rời cương thi nam kia đến chỗ khác sau khi cương thi nam kia rời đi tôi lập tức đi đến vách đá lúc này ông ta dựa vào ý thức vẫn còn đang dẫn dắt tôi kêu tôi đẩy vách đá đi vào tôi thử vươn tay sờ lên vách đá vừa sờ liền phát hiện vách đá hóa ra là ảo ảnh tay của tôi trực tiếp xuyên qua vách đá với vào trong sau đó tôi mừng rỡ trong lòng chui cả người vào tôi mộc quả thực sắp điên đến nơi rồi thấy tôi đi vào trong vách đá cũng ném cương thi nam kia sang một bên định đi vào theo tôi nhưng khi anh đến trước vách đá lại vang lên một tiếng, rầm, đầy khó chịu, đụng phải vách đá, bị chặn ở ngoài, bên trong vách đá có một con đường nhỏ rộng bằng một người đi, ý chí đó vẫn kêu tôi đi sâu vào trong, tôi cũng không cự tuyệt, trực tiếp làm theo chỉ đạo của ý chí, đi men theo đường nhỏ, đi được khoảng 10 mét. Phía cuối đường nhỏ lại xuất hiện một hang đá, cây hang đá này còn lớn hơn so với hang đá ban nãy, ít nhất cũng phải hơn 20 mét vuông, mà tôi vừa bước vào hang đá. Bên trong đã truyền tới một giọng nói kinh ngạc, đầy vui mừng, "Chủ nhân, chị thực sự cảm ứng được em sao?" Nói, rồi một thiếu niên thanh tú khoảng 14-15 tuổi đã đi đến trước mặt tôi, vui mừng tóm lấy tay của tôi, nói, "Mau đến đây xem xem em phát hiện được cái gì này." Thiếu niên nói chuyện, chính là Trịnh Lâm mất tích đã lâu. Chương 70, dòng âm khí kia, sau đó tay cậu ta không ngừng ma sát, miệng lẩm bẩm không hiểu đang nói cái gì. Không lâu sau, trong hang đá tối om bỗng hiện lên những quả cầu lửa có ánh sáng xanh, nổi bồng bềnh giữa không trung, chiêu sáng cả hang đá. Mà chơi, tôi kinh hãi hô lên một tiếng, bị dọa không nhẹ, nhưng Trịnh Lâm lại có bộ dạng rất đắc ý, vẻ mặt đầy khoe khoang gọi tôi lại, nói, chủ nhân đừng sợ, đốm lửa này là em đốt đó, tôi sửng sốt, thật hay giả vậy, cậu mới thành quỷ chưa được bao lâu, sao lại biết chiêu này chứ? Tôi cũng không dạy cậu tu luyện pháp thuật gì mà nhỉ đúng vậy cho nên em mới gọi chị qua đây chị nhìn thứ này đi em chỉ tiếp xúc một chút đã học được cách điều động âm khí hơn nữa còn có thể đốt đống lửa ma chơi này trịnh lâm nói điều lửa ma chơi xuống dưới rọi sáng mọi thứ bên dưới lúc này tôi mới chú ý tới dưới đất còn có một thứ gì đó hình dài nhìn đường nét giống như dao găm nhưng trên mặt lại dính một lớp bụi dày xem ra đã nhiều tuổi lắm rồi tôi liếc nhìn trịnh lâm hỏi tôi có thể cầm thứ này lên được không? Trịnh Lâm liên tục gật đầu, vui mừng nói thứ này rất thần kỳ. Đợi sau khi cầm lên thì tôi sẽ biết, cậu ta nói khoa trương như vậy, lại còn vui sướng như thế. Tôi không khỏi nổi hứng tò mò, thổi bay bụi tích tụ phía trên, lộ ra vật bên trong, đây đúng là một con dao găm, bề ngoài dì xét loang lổ, mặt trên còn điêu khắc hoa văn hình con cá. Nhìn không khác những văn vật được đào lên từ đất ở bảo tàng là mấy tô mộc không ở bên cạnh tôi ít nhiều tôi cũng có chút sợ nhưng dưới sự cổ vũ của trịnh lâm tôi thận trọng cầm dao găm lên đưa lên mắt nhìn chuyện được cập nhật mỗi ngày trên áp mê tình chuyện trịnh lâm ở bên cạnh đã vui như một con chó nhỏ chỉ thiếu nước vẫy đuôi với tôi không chờ đợi được mà hỏi tôi thế nào có cảm giác gì không có cảm giác gì mà tôi không khỏi nhíu mày tỉ mỉ nhìn chằm chằm con dao găm này nếu nói cảm giác chính là con dao găm này thật sự rất nặng, nhìn không lớn lắm, nhưng cầm lên ít nhất cũng nặng khoảng 3 cân, hiển nhiên không phải được chế từ vàng bình thường, trừ cái đó ra, dao găm này vốn không có gì bất thường hết, sao lại thế chứ, âm khí dày đặc thuận khiết trên đó đều đã sắp ngưng tụ thành xương rồi, sao lại không thấy gì chứ. Trịnh Lâm không khỏi nhíu mày, bộ dạng như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi thấy cậu ta nói khẳng định không thể làm gì khác hơn là nghiên cứu lại một lần nữa nhưng tôi có nghiên cứu thế nào thì thứ này ở trên tay tôi vẫn không có gì đặc biệt không có nhiệt độ âm khí dày đặc mà trịnh lâm nói tôi vốn không thể cảm nhận được rằng co một hồi không nghiên cứu ra cái gì tôi bèn hỏi trịnh lâm nơi đây ngoại trừ vật này còn có những vật khác nào không ví dụ như đồ đạc gì đó có mang theo dương khí không cho dương khí đó thoát ra ngoài bị giấu ở quanh đây không kết quả trịnh lâm mờ mịt lắc đầu nói cậu ta đã đi khắp cái động này rồi chỉ phát hiện con dao găm này không có gì khác biệt hơn nữa cậu ta cũng không ra được nữa rồi nghe thấy bên ngoài có giọng của tôi bèn thử ngưng tụ âm khí trên người truyền ra ngoài kéo tôi vào đây tôi gật đầu nếu huyệt động này đã không có vật chứa dương khí vậy thì chúng ta cũng sẽ không nhiều lời nữa tôi nói sẽ dẫn trịnh lâm ra ngoài cậu ta mừng lắm bọn tôi đi dọc theo con đường đến để ra ngoài lúc đi tới chỗ cuối vách đá tôi dựa vào phương hướng đến mà đưa tay ra nhưng lần này tay tôi lại không xuyên qua như lúc đến chỉ sờ thấy vách dày cộm lạnh lẽo cứng rắn như thể ban đầu nó chính là như vậy tôi lập tức cảm thấy mông lung nhìn vách đá trước mặt vách đá không sai đường nhỏ dưới chân cũng không sai chính ở nơi đây tôi đã đi vào bên trong hiện giờ sao lại không ra ngoài được trịnh lâm ở bên cạnh vẻ mặt vui sướng chờ tôi dẫn cậu ta ra ngoài thấy cảnh tượng hiện giờ nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng lại nhìn tôi, chủ nhân, chị cũng không ra được ư, ừ, ừ, tôi trầm giọng nói, trịnh lâm nghe vậy sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vẻ mặt áy náy nhìn tôi nói, xin lỗi chủ nhân, em nghĩ chị có thể đi vào thì cũng có thể đi ra, sớm biết như vậy, em đã không liên lạc với chị, cậu ta càng nói càng đau lòng, càng nói càng tự trách. Nói đến nỗi giọng nói về sau còn mang theo chút nức nở, tôi đau cả đầu, vội vàng nói chuyện không liên quan tới cậu ta, khuyên cậu ta cả buổi cuối cùng tôi nói bây giờ còn chưa phải là thời điểm tự trách tìm cách ra ngoài quan trọng hơn cậu ta mới khống chế được cảm xúc sau khi giải quyết được trịnh lâm tôi lại phiền muộn lúc trước còn có cảm giác vận may của mình tốt nhưng bây giờ xem ra vận may của tôi dường như đều đã dùng hết rồi không tìm được vật chứa dương khí còn bị nhốt lại trong hang động chim ỉa không tới quan trọng nhất là hiện giờ tô mộc không ở bên cạnh tôi sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy Tôi đã vô cùng thiếu cảm giác an toàn, chỉ khi ở cùng với Tô Mục, tôi mới thấy an tâm, hiện giờ cách duy nhất chính là liên hệ với Tô Mục, nhưng Tô Mục ban nãy khi đi vào đã đụng phải vách đá rồi. Muốn anh vào trong này cứu chúng tôi vốn không có khả năng, nhưng tôi vẫn có thể hét vài tiếng qua vách đá với Tô Mục, mặc dù không có được sự cứu viện của anh, chí ít sau khi liên lạc với anh, xác suất chúng tôi có thể ra ngoài sẽ lớn hơn chút, liên tiếp gọi 7-8 tiếng đầu bên kia vách đá vẫn yên tĩnh không có lời đáp lại tô mộc chắc không nghe thấy tiếng của tôi đâu tôi lập tức kêu trịnh lâm liên lạc lại với tô mộc thử xem vừa rồi cậu ta có thể liên lạc với tôi liên lạc với tô mộc chắc cũng không thành vấn đề nhưng trịnh lâm trực tiếp cự tuyệt tôi cậu ta nói vừa rồi cậu ta có thể liên lạc với tôi không hoàn toàn dựa vào âm khí mà là dựa vào tâm điện cảm ứng nhưng chỉ có thể sử dụng với người mình thân cận cho nên vừa rồi mọi người bên ngoài đều không phát hiện chỉ có nội tâm tôi khát vọng muốn tìm đến Trịnh Lâm, tôi lập tức đau đầu. Thế này không được thế kia cũng không xong, lẽ nào tôi và Trịnh Lâm sẽ bị nhốt chết ở nơi này sao? Cho dù tôi có kiên cường đến đâu thì hiện tại cũng hơi muốn khóc rồi. Cho dù chết, tôi cũng muốn chết cùng chỗ với Tô Mộc. Chết cùng Trịnh Lâm trong hang động này thì coi là cái quỷ gì chứ? Thế mắt tôi hiện lên hơi nước. Trịnh Lâm lập tức luống cuống, càng thêm tự trách, liên tục nhận sai, nói tôi là người thân cận nhất của cậu ta bản thân cậu ta bị nhốt ở đây đã đủ rồi, không nên làm liên lụy đến tôi. Hơn nữa cậu ta muốn tôi vào đây là vì cho tôi xem vật báo kia, ai ngờ vật báo kia lại vô dụng đối với tôi, cậu thiếu niên trước đây rất hay ngại, bây giờ lại trở nên dài dòng như vậy, nói lại nhải không ngừng bên tai tôi như niệm chú vậy, tôi sắp điên rồi. Nhưng khi cậu ta nói tôi là người thân thiết nhất với cậu ta, tâm tư của tôi bỗng rung động, đột nhiên hiện lên một ý nghĩ trong đầu, trình, lâm, cậu đừng vội, cách cậu thử liên hệ với tôi ban nãy có thể dạy tôi được không tôi hỏi trịnh lâm cậu ta dùng pháp thuật có thể liên lạc với tôi bởi vì cậu ta là tiểu quỷ của tôi thân cận với tôi nhất cũng giống như vậy tô mộc là người hấp thụ máu kinh của tôi nên mới lên đây được cũng là người thân cận với tôi nhất cho nên cùng là pháp thuật đó trịnh lâm không thể liên hệ với tô mộc tôi có thể làm được nghĩ vậy tôi lập tức vui lên trịnh lâm thấy tôi vui vẻ cũng hào hứng hơn nói có thể nhưng chị là người sống. Trước tiên phải thử cảm thụ âm khí, học sẽ chậm hơn chút. Tôi liên tục gật đầu, tốc độ không thành vấn đề, chỉ cần có thể đi ra ngoài, thế nào cũng được. Nói xong trịnh lâm kêu tôi ngồi xuống, cơ thể dán chặt lên vách đá sau lưng, sau đó ngón tay của cậu ta điểm lên chán tôi một cái. Một sợi dây nhỏ mảnh màu đen bỗng hiện lên trong đầu tôi, một cảm giác trong lành, đầu óc của tôi bỗng thanh thản, tôi bất giác nhắm mắt lại tập trung toàn bộ ý thức trong đầu, nghiêm túc cảm nhận biến hóa trong đầu, tập trung cảm nhận, có tìm thấy dòng âm khí tồn tại trong đan điền trên của chị không? Giọng nói của Trịnh Lâm vang lên bên tai tôi, sau khi tập trung cảm nhận một hồi, tôi lắc đầu, hỏi Trịnh Lâm, đan điền trên ở đâu? Trịnh Lâm không còn gì để nói, nhưng cậu ta vẫn nói cho tôi biết, ở vị trí giữa hai lông mày, có nhắc nhở của cậu ta. Tôi lập tức chuyển sự chú ý của mình lên ấn đường giữa hai lông mày tỉ mỉ cảm nhận không biết đã qua bao lâu cuối cùng ấn đường cảm nhận được sự lành lạnh dường như trước mắt có một sợi dây màu đen treo trên không có rồi sau khi cảm nhận được sợi dây màu đen tôi bỗng nhiên vui mừng nói ai ngờ trịnh lâm nói lúc này mới chỉ là bước đầu tiên về sau có thể cảm nhận được sợi dây màu đen sẽ có thể nhét âm khí xung quanh vào đan điền trên lời nói thì đơn giản nhưng âm khí đó hư vô mờ mịt cũng không phải thức ăn sao có thể nói nhét vào là nhét vào được trịnh lâm mặc dù bây giờ đảm nhiệm làm sư phụ của tôi nhưng bản thân cậu ta là quỷ cảm nhận âm khí có thể nói là bản tính hiện giờ có nói với tôi thì cũng không nói rõ được chỉ nói để tôi tự mình cảm nhận dù sao thì chỉ cần nhét âm khí vào trong đan điền trên là được rồi chỉ cần nhét đầy âm khí vào trong đan điền trên bước tiếp theo sẽ dễ làm rồi có thể nói là nước chảy ra bể lời này nói giống như không nói vậy. Sau khi tôi cố gắng thử mấy lần, vẫn không có cách nào nhét âm khí vào trong đan điền. Cuối cùng thật sự không chịu đựng được nữa rồi. Thẳng thắn hỏi Trịnh Lâm có thể để cậu ta nhét vào được không? Dù sao thì cậu ta có thể khống chế âm khí. Tôi chỉ cần nhắm mắt lại, lúc cậu ta nhét âm khí vào đan điền, tôi không kháng cự lại là được. Trịnh Lâm thở dài, nói chuyện này người khác không giúp được tôi, phải chính mình lĩnh ngộ, nếu cậu ta cố nhét âm khí vào trong người tôi không chỉ làm tổn hại đến cơ thể của tôi, tôi vẫn không thể nào thao túng âm khí, càng không thể truyền tin tức đến cho Tô Mục, nói xong cậu ta lại khuyến khích tôi, nói nếu tôi muốn học khống chế âm khí, đó là cơ hội ngàn năm hiếm có, dù sao tôi là người sống, người bình thường muốn nhìn thấy âm khí, thấy ma sẽ phải tu luyện nhiều năm mới có thể mở thiên nhãn, mà tôi bởi vì có Tô Mục, trực tiếp có thể thấy âm khí, hơn nữa quanh đây âm khí tràn ngập có lượng lớn âm khí cho tôi tiêu xài, nếu bây giờ lĩnh ngộ không được, đi ra ngoài mà muốn học lại, muốn tìm nhiều âm khí như vậy cũng đủ mệt cho tôi rồi. Cậu ta vừa nói như vậy, tôi hiện giờ ngược lại lại thấy môi trường ở đây cũng được đó, ít nhất đối với những pháp sư tu luyện âm khí, nơi này tuyệt đối có thể coi là bảo địa phong thủy. Được cậu ta cổ vũ một phen, tôi lấy lại tinh thần, nỗ lực cảm nhận dòng âm khí màu đen trong đan điền kia, nếu thử tạo quan hệ với nó, quả nhiên, theo ý nghĩ của tôi, dòng âm khí màu đen kia khẽ động đậy một chút, dòng âm khí đó là do âm khí nồng đậm ép lại mà thành, tôi có thể khống chế dòng âm khí, có khi nào sẽ có thể dùng nó như nước chảy không nhỉ? Ngưng tụ âm khí bên ngoài lại, rót nó vào trong đan điền của tôi. Chương 71, cá âm nhỏ, nhanh vậy sao? Trịnh Lâm mới vừa học khống chế âm khí, cũng ngồi tu luyện bên cạnh tôi, thấy tôi mở mắt thì giật mình, chủ nhân rất lâu sau khi tôi biến thành quỷ mới học được điều khiển âm khí mà chị lại có thể cất âm khí vào đan điền trên nhanh như vậy tôi hết sức hài lòng với sự kinh ngạc của cậu ta đồng thời cũng có chút đắc ý gật đầu chính xác thì ra điều khiển âm khí đơn giản như vậy vậy chị nhìn lại con dao găm này xem có phát hiện gì khác lạ hay không trịnh lâm vẫn canh cánh với món đồ mình tìm được lập tức nói tôi nghe theo trịnh lâm phóng âm khí ra trước mắt rồi nhìn xuyên qua con dao găm kia thực sự có thay đổi, lúc này con dao găm không phải là thứ đồ cổ vứt đi mà tôi vừa thấy lúc nãy nữa. Nó tỏa ra ánh sáng tím đồng lạnh lẽo, sắc bén lạ thường, điều kỳ lạ hơn chính là hình vẽ cá mờ ảo dì xét lại là tô tầm được khắc trên chuôi dao. Hơn nữa không chỉ là một con, mà là hai con cá một đen một trắng, phần đầu dính vào nhau thành một khối. Hình vẽ kia nhìn khá quen mắt nhưng lại không nói ra được đã thấy ở đâu, dù sao cũng cảm thấy rất thân thuộc, tôi kinh ngạc thốt lên. Quả là con dao găm tinh xảo, nói rồi tôi cẩn thận cầm dao găm lên, lúc chạm vào dao găm, một luồng âm khí nồng nặc lập tức vọt tới phía tôi, thuận theo cánh tay chui thẳng vào đan điền trên của tôi, hơn nữa dưới sự dao động của âm khí trong dao găm, âm khí ngưng tụ trong huyệt của tôi cũng chui vào đan điền trên của tôi như làn gió, không cần tôi phải cố gắng, đan điền trên của tôi tràn đầy âm khí trong chớp mắt, khiến đầu óc tôi đông cứng, tay không ngừng ong ong, hồi lâu âm khí trên dao găm mới dừng lại đợi đến khi tôi quen với cảm giác lạnh lẽo trong đầu không biết đã trôi qua bao lâu ngay lúc này cả đan điền trên của tôi tràn đầy âm khí âm khí khổng lồ cuồn cuộn gầm thét trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại có điều cùng với sự lặp lại ấy cảm giác bức bối muốn nổ tung trong đan điền của tôi đã dịu đi nhiều âm khí dường như đang không ngừng giảm bớt nhưng tôi lại không có cảm giác âm khí đang thất thoát ngược lại âm khí vẫn vô cùng tràn đầy chẳng qua dưới sự xoay chuyển thể tích âm khí không ngừng nén lại cuối cùng co lại thành một quả cầu nhỏ màu đen chứa âm khí vô cùng nồng nặc hơi giống giọt nước màu đen đợi sau khi hình dáng giọt nước ổn định tôi lại nhìn thấy con cá nhỏ màu đen trong bóng tối hình dáng con cá nhỏ đó giống y đúc con cá đen trên dao găm lúc này nó lại sống lắc đầu vẫy đuôi coi đan điền trên của tôi như hồ cá thỏa sức bơi lội trị đại giọng của trịnh lâm hơi run run vẻ mặt cây ếch yêu ta sợ nhìn chán của tôi, nói, cá âm, chị Đại lại luyện được cá âm, cậu có thể thấy cá trong đầu tôi. Tôi khá bất ngờ, tuy tôi không biết con cá nhỏ này thể hiện cho điều gì, nhưng nhìn phản ứng của Trịnh Lâm thì hẳn không phải là chuyện xấu. Chuyện được cập nhật trên áp mê tình chuyện, hơn nữa sau khi có con cá nhỏ này, tôi cảm nhận rõ cơ thể của tôi có thay đổi, cảm quan càng thêm bén nhạy. Vừa rồi trong hang động này tôi chỉ thấy run cầm cập. Trong không khí bao phủ một lớp âm khí mờ ảo, mà lúc này tôi thậm chí có thể nhận thấy được âm khí quanh tôi trôi như dòng nước, di chuyển chậm chậm quanh tôi, cá âm do tinh hoa âm khí ngưng tụ thành, muốn luyện được cá âm hết sức khó khăn, dù là lệ quỷ cũng chưa từng luyện được cá âm. Nhìn đi, em đã nói đây là vật bóng, chỉ tiếc ba nãy em cũng có chạm vào nhưng không luyện ra được cá âm." Trịnh Lâm nói, vẻ mặt xẹt qua chút tiếc nuối, sự tiếc nuối nhanh chóng biến mất cậu ta hào hứng trở lại, không ngừng thúc giục tôi ngưng tụ âm khí thành nhánh đen truyền tới tường bên kia, vừa rồi mải vui. Nghe cậu ta nhắc mới nhớ ra việc chính, tôi lập tức thử biến âm khí trong đan điền trên của mình thành dòng, cá âm rất hoạt bát. Tôi mới vừa thử ngưng tụ âm khí, cá âm bèn vẫy đuôi nhỏ bơi về phía tôi, trong bóng tối, tôi dường như vươn tay, ngón tay chạm vào nó, sau đó nó vẫy đuôi, một nhánh dài đen nhánh chớp mắt bay ra từ giữa ngón tay tôi. Không đúng, đây không thể gọi là nhánh, mà là dây thừng, dây thừng đen to cỡ ngón chân tôi, trực tiếp xuyên qua vách đá đến phía bên kia, gần như trong nháy mắt, tôi vừa lẩm bẩm trong lòng đã cảm nhận được Tô Mộc, lúc này, toàn thân anh tràn đầy sự lạnh lẽo, như muốn nhấn chìm cả hang động bằng âm khí. Có điều, sau khi anh cảm nhận được dòng âm khí của tôi, toàn thân run lên, âm khí trên người chớp mắt tiêu tan, dương dương. Là em sao? Tô Mộc hỏi, "Vâng, em lợi hại không?" em đã biết ngưng tụ âm khí, sau khi nghe Tô Mộc đáp lời, tôi chớp mắt hiểu được tâm trạng vừa nãy của Trịnh Lâm, sự kinh ngạc cực lớn thậm chí khiến tôi quên mất mình vẫn đang bị nhốt trong động đá, chỉ muốn chia sẻ với Tô Mộc niềm vui sướng này, nhưng Tô Mộc lại không hề ngạc nhiên vui mừng, anh nắm lấy dây thừng âm khí của tôi, trực tiếp lao về phía vách đá, muốn tới tìm tôi, nhưng vách đá rung chuyển vẫn không lộ ra khe hở nào, Tô Mộc lập tức nóng nảy. Hỏi tôi ở bên này thế nào, tại sao lại đột nhiên biết khống chế âm khí có phải bên này có người khác nữa hay không tôi cảm giác tô mộc gần như phát điên sự hào hứng nhanh chóng biến mất đành nói cho anh biết bên này không có ai khác chỉ có trịnh lâm hơn nữa tôi rất an toàn sở dĩ có thể học khống chế âm khí nhanh như vậy là vì nơi này có một con dao găm phía trên vẽ hai con cá hai con cá hình dạng thế nào tô mộc nghe thấy dao găm khắc hai con cá hơi thở căng thẳng vội hỏi tôi tôi bèn miêu tả dáng vẻ con dao găm trong tay cho tô mục nghe, theo sự miêu tả của tôi, tiếng hít thở của tô mục ngày càng gấp rút, đợi tôi nói hết, tô mục thốt lên, thiên địa kích, em đã lấy được thiên địa kích của nhà họ tô, em đã lĩnh ngộ được lực cực âm của nó, còn lực cực dương thì sao? Có cảm ngộ được không? Chỉ cần em có thể phóng xuất được lực cực dương trên thiên địa kích, trận trùng âm sẽ tự nhiên được phá, tôi nghe tô mộc nói đến mơ hồ, mới vừa luyện ra cá âm nhỏ, anh lại nói với tôi lực cực âm cực dương gì đó còn thiên địa kích này là cái quỷ gì đây vốn là đồ của nhà họ tô xuất hiện ở nơi này có lẽ nào người bày trận trùng âm là người nhà họ tô đầu óc tôi hoàn toàn không đủ dùng nữa ở bên kia tô mộc còn gấp gáp nói gì đó với tôi nhưng tôi căn bản không nghe rõ chỉ nhớ sau cùng anh thở dài nói tôi đợi anh anh sẽ nghĩ cách cứu tôi tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm nếu anh có thể nghĩ cách qua đây tôi không cần phí tâm tốn sức tìm cách ra ngoài rồi lúc đợi tô mộc tới tôi kể cho trịnh lâm những lời tô mộc nói với tôi hỏi cậu ta có biết thiên địa kích lực cực âm cực dương gì đó hay không tôi vừa hỏi vẻ mặt của trịnh lâm cũng mơ hồ hiển nhiên chưa từng nghe nói đến những thứ này có điều cậu ta hiểu lực cực âm cậu ta nói lực cực âm chắc là tên của con cá âm nhỏ này còn về lực cực dương cậu ta mơ hồ hỏi tôi chủ nhân có phải trên vật báu này còn có một con cá nhỏ khác, cậu ta vừa nói thì tôi cũng thấy lạ, bèn đưa dao găm cho cậu ta, hỏi, cậu có nhìn thấy con cá trắng nhỏ trên này không, trịnh, lầm lắc đầu, có điều cậu ta lại nhanh chóng cười ngây ngô, nói mình là quỷ, không thấy cá trắng nhỏ đại diện cho dương khí là việc rất bình thường, hơn nữa bản thân ở trong trận trùng âm, cá trắng nhỏ nhất định đã bị thứ gì đó áp chế, cho nên chỉ có thể cảm nhận được âm khí phía trên, nói xong khuôn mặt trịnh lâm còn xẹt qua một chút sợ hãi, lầm bầm, may mà bị phong ấn. Nếu trên vật báo này có dương khí ngang hàng với cá âm nhỏ, em sờ vào nhất định sẽ hồn bay phách tán, nghiêm trọng vậy sao? Tôi kinh ngạc trong lòng, tuy cá âm nhỏ có vẻ rất lợi hại, nhưng cá trắng nhỏ chỉ là một con cá nhỏ mà thôi, không hề có chút dương khí lộ ra, hẳn là bị cá âm nhỏ áp chế, tôi nghĩ vậy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cá trắng nhỏ nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở nó truyền ra mặc kệ tôi chăm chú thế nào cá trắng nhỏ vẫn không có bất kỳ thay đổi gì vẫn lạnh buốt cuộn tròn dưới cá âm nhỏ hoàn toàn là vật chết trong lòng tôi có chút mất mát tô mộc nói nếu có thể phóng ra dương khí trên người cá trắng nhỏ thì sẽ triệt tiêu trận trùng âm nhưng trên người cá trắng nhỏ không có bất kỳ hơi thở nào có phải chúng ta vẫn bị vây trong trận trùng âm nghĩ vậy trong lòng tôi sốt ruột càng nghiêm túc cảm nhận sự thay đổi của cá trắng nhỏ, nhưng lúc nãy cảm nhận cá âm nhỏ là có trịnh lâm hỗ trợ, tôi mới cảm ngộ được âm khí, bây giờ không có người hỗ trợ cảm ngộ dương khí, hơn nữa bản thân lại ở nơi âm khí dày đặc, muốn cảm ngộ dương khí vô cùng gian nan, lúc tôi đang thầm lo lắng, mắng mình ngốc vách đá phía sau tôi đột nhiên chấn động ung ung, sắc mặt trịnh lâm vui vẻ, túm lấy tôi chạy về phía sau. Sau khi vách đá ầm ầm vài tiếng rồi bắt đầu đổ sập, vài tảng đá lớn bên cạnh tôi nhanh chóng nện xuống khi tôi đang điên cuồng chạy về phía trước đỉnh đầu tôi tối sầm một tảng đá lớn đã ở trên đỉnh đầu tôi hung hãn rơi xuống trịnh lâm cậu chạy trước đi tôi thấy không chạy thoát được vội vàng đẩy trịnh lâm ra có điều tôi còn chưa nói hết một cánh tay có lực ôm lấy tôi bóng người lóe lên tôi đã được chuyển đến khu vực an toàn lộc dương quả thực anh chưa từng thấy cô gái nào mốc như em trịnh lâm là quỷ Tảng đá căn bản sẽ không tiếp xúc được cơ thể của cậu ta. Em không chạy trước mà đẩy cậu ta làm gì? Tô Mộc sầm mặt, âm khí trên khuôn mặt gần như có thể nhỏ ra nước. Tôi lập tức rời sự chú ý, ồ lên một tiếng, sau đó chạm vào cằm của Tô Mộc, đợi âm khí ngưng tụ thành nước nhỏ xuống, còn nói: "Tô Mộc, trong cơ thể anh cũng có cá âm nhỏ sao?" Âm khí nồng nặc quá. Chương 72, Tô Mộc sao vậy? Vách đá đổ nát, hai hang động đã nối liền với nhau vừa ra ngoài diệu diệu đã nhào tới ôm đùi tôi nói cảm ơn trời đất cuối cùng cũng đã ra ngoài không ngờ trận pháp của tên nhóc tô đoàn kia khá tốt làm sập cả vách đá mà tình hình của đường dũng khá lúng túng lúc đầu anh ta và tô mộc mỗi người khống chế một cương thi bây giờ tô mộc đi cứu tôi chỉ còn lại đường dũng một mình túm lấy hai cương thi cả người đều nằm trên đất rồi trong lòng ôm vi vi chân kẹp ông giám đốc đã đến nước này tôi thấy tay của đường dũng đặt trên ngực vi vi, siết chặt người ta, dương dương, sao em lại khóc, bên kia đáng sợ lắm hả, à? đường dũng nằm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn tôi, nói rồi, chân mày anh ta đột nhiên nhíu lại như phát hiện bí mật gì long trời lở đất vậy, lập tức xù lông, tức giận nói, lão quỷ, buông móng vuốt của anh ra, sao lại sờ mông dương dương, đã đến lúc này rồi mà anh còn có ý xấu với dương dương của tôi. Mông sắp bị anh bóp sưng rồi kìa. Chuyện được cập nhật trên áp mê tình truyền. Giọng của anh ta rất lớn, đây lại là hang động, bốn phía đều có tiếng vọng, cả hang động đều văng vẳng câu nói bóp sưng lên, sưng lên, mặt của tôi thoát cái đỏ bừng, vừa nãy còn ấm ức muốn khóc, bây giờ hận đến mức muốn giết người, kêu cái gì kêu, nhiều người vậy mà, tôi đẩy tô mộc ra, lại hung dữ trợn mắt nhìn đường dũng, người và quỷ đều nghe thấy, không riêng gì rượu rượu ngay cả trịnh lâm và tô đoàn đều cười nhạo nhìn tôi và tô mộc nói tình cảm của ông hai và bà hai rất tốt đẹp ngay cả cháu cũng không nhịn được ngưỡng mộ ghen tị đó ghen tị cái sợi lông tôi tức giận nói sau đó vội vàng móc thiên địa kích mà tô mộc nói đưa cho tô đoàn lảng sang chuyện khác cậu nhìn thử xem là trịnh lâm phát hiện được ở trong động tô mộc nói là thiên địa kích gì đó của nhà họ tô sự chú ý của tô đoàn quả nhiên tập trung vào thiên địa kích cẩn thận đón lấy dao găm, nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc nói, đúng là thiên địa kích, vật này đã thất truyền hơn 50 năm rồi, không ngờ lại tìm được ở đây, nói, xong cậu ta cẩn thận trả thiên địa kích lại cho tôi, nghiêm túc nói, thiên địa kích là vật tùy thân của ông cháu lúc còn sống, luôn mang theo người, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, xem ra trận trùng âm này là do ông cháu bày ra, nói, xong chân mày cậu ta vẫn nhíu chặt. Dường như còn có điều gì đó chưa nghĩ thông tôi cũng cảm thấy kỳ lạ tuy đã sớm đoán được trận pháp này có liên quan đến nhà họ tô nhưng tôi thực sự không ngờ là ông của tô đoàn bày ra ông của cậu ta không phải là anh trai của tô mộc tô nam sao lúc còn sống sao lại mở trận pháp như vậy còn để lại thiên địa kích luôn mang theo người ở đây lẽ nào nơi đây có điều gì khác huyền diệu hơn nữa nơi này bí mật như thế nhìn từ phía trên chỉ là một cây hòe đơn giản mà thôi bây giờ bị quả phụ họ vương lợi dụng lẽ nào giữa tô nam và quả phụ họ vương có quan hệ gì tuy tôi rất không muốn nghi ngờ anh trai của tô mục như vậy nhưng tô nam là bố của tô thịnh vì bảo vệ tô mục tô thịnh đã từng giao tôi cho đao minh cứ như vậy con theo bố hai bố con bọn họ rất có thể giống nhau nhìn tô đoàn như mặt trời trước mắt tôi đầu óc của tôi quả thực hỗn loạn tô đoàn suy nghĩ thật lâu dường như cũng không nghĩ thông bèn nói cũng may có thiên địa kích có nguồn dương khí bây giờ cháu bày trận, phá trận trùng âm này, sau đó chúng ta có thể ra ngoài, nói. Xong cậu ta ngồi xếp bằng trước mặt tôi, lấy chu sa đậu nành trong túi ra đặt trước mặt, cuối cùng cậu ta móc ra một chiếc bình nhỏ đưa cho tôi, để tôi tưới chất lỏng trong bình lên thiên địa kích, tôi gật đầu, định đặt thiên địa kích trước mặt cậu ta, dù sao cậu ta cần thiên địa kích mở trận, ở càng gần trận pháp càng dễ thành công ai ngờ cậu ta trực tiếp từ chối tôi nói thiên địa kích là pháp khí vốn có linh lực mạnh mẽ nếu nó có thể hướng dẫn tôi luyện được lực cực âm đã nói lên tôi và nó có duyên ở trong tay tôi nó mới có thể phát huy thực lực thật sự những điều mơ hồ cậu ta nói tôi cũng không cưỡng cầu đành cầm thiên địa kích đợi tô đoàn nhắm mắt lại niệm chú tôi bèn tưới chất lỏng trong bình lên thiên địa kích theo lời cậu ta sau khi tưới lên cả hang động tràn ngập mùi rượu mùi rượu nước thứ hai hóa ra là rượu cùng với mùi rượu bốc hơi trên thiên địa kích tôi có thể cảm nhận rõ âm khí xung quanh bắt đầu sụp sôi cứ như bị mùi rượu hòa tan vậy cùng với đó cá trắng nhỏ trên dao găm như được đánh thức một luồng ánh sáng trắng trầm chậm tỏa ra trên dao găm dung hòa với âm khí xung quanh khoảng mấy phút sau trong động đá lạnh lẽo xuất hiện luồng hơi ấm tôi đã sớm lạnh quen rồi lúc này cảm nhận được hơi ấm lập tức không tự chủ hướng về phía ánh sáng trắng. Tôi vừa động đẩy, tô mộc sau lưng kéo tôi lại, ôm chặt tôi trong lòng anh, sau đó anh cúi đầu xuống, đặt chán của anh lên chán tôi, nhẹ nhàng ma sát, tôi bỗng đỏ mặt khi nhìn khuôn mặt anh. Một từ ngữ xuất hiện trong đầu tôi trong tích tắc, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lúc này dùng từ ngữ đó để hình dung động tác giữa chúng tôi thì rất thích hợp, chỉ là anh mới đánh tôi, còn bị đường dũng thét to khiến tôi mất hết mặt mũi lúc này anh kề sát vào tôi như thế, tuy tôi thấy thoải mái, sợ đường dũng lại như con thiêu thân. tôi bền đẩy tô mộc ra, giả bộ giận nói, anh làm gì thế, uống lộn thuốc hả? nói xong, tôi đã thấy tô mộc nhíu mày, dường như rất khó chịu, da thịt vốn dị trăng nõn bây giờ đỏ bừng. hơn nữa đáng sợ hơn chính là cơ thể anh nóng lên. tôi lập tức luống cuống, cũng không để ý đến việc mất mặt, trực tiếp chui vào lòng anh, dùng cơ thể đỡ anh, hỏi, tô mộc anh làm sao vậy, có phải bị thương hay không? Khi nói chuyện, tôi cảm nhận rõ cơ thể anh ngày càng nặng, trọng lượng đều đặt trên người tôi, dường như đôi chân không có sức, mà cơ thể anh cũng ngày càng nóng, thậm chí cao hơn cả nhiệt độ trên người tôi, mà ý thức của anh cũng bắt đầu trở nên mờ hồ, nói chuyện với anh cũng không để ý, chỉ ôm chặt tôi vào lòng. Cơ thể nóng hừng hực không ngừng dựa vào tôi, dính thật sát vào làn da lộ ra bên ngoài của tôi, dựa vào tôi để giảm nhiệt, tôi sợ đến choáng váng. Kinh hoàng hỏi tô đoàn chuyện gì xảy ra. Anh chính là quỷ, trời sinh cơ thể lạnh lẽo. Mặc dù anh luôn duy trì cơ thể khoảng hơn 20 độ để không đông cứng tôi. Nhưng sờ tay anh vẫn mát lạnh, không thể cùng một mức nhiệt với tôi. Càng không thể nào nóng như thế, toàn thân quỷ nóng lên, không lâu sau sẽ hồn bay phách tán. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy tô mục, tay chân dán vào người tô mục, khuôn mặt cũng dính sát vào mặt của tô mục. Nhưng bây giờ, Tô Đoàn vẫn đang tập trung niệm chú, căn bản không nghe thấy tình hình của tôi bên này, Đường Dũng bên kia cắn răng khống chế hai cương thi, không thể nhìn sang xem chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại Trịnh Lâm và Diệu Diệu, Trịnh Lâm biến thành tiểu quỷ chưa lâu, mặc dù là ác quỷ nhưng không có kiến thức, chỉ có thể sốt ruột đứng cạnh, còn lại Diệu Diệu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc vây quanh Tô Mộc, cái tay nhỏ bé hưa hưa sờ tay Tô Mộc, từ trước đến nay thằng bé sợ Tô Mộc có điều bây giờ tình hình khẩn cấp thằng bé cũng không chú ý nhiều như vậy sau khi chạm vào tay tô mộc tay rượu rượu lập tức phát ra tiếng xì nhẹ một làn khói trắng bốc lên rượu rượu rút tay về như điện giật khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hơn cảm thông nhìn tôi thấp giọng nói chị ơi xem ra chị là một cặp trời sinh với đại ca của em rồi là ý gì trong lòng tôi hoảng hốt tay nắm lấy rượu rượu hỏi thằng bé anh ấy có thể vật kia phóng ra dương khí quá nặng, khiến anh ấy bị thương mới như vậy. Bây giờ toàn thân anh ấy nóng rực, tình hình thật không ổn. Diệu diệu vâng dạ nói, không thể nào, dương khí có nồng nặc thế nào đi nữa thì cũng chỉ trung hòa âm khí mà thôi. Anh ấy đi dưới ánh nắng mặt trời cũng không vấn đề gì, sao lại vì chút dương khí này mà trở thành như vậy? Hơn nữa trong ba người, thực lực của anh ấy cao nhất, em và Trịnh Lâm cũng không bị tổn thương vì dương khí này, sao anh ấy lại không đối phó được tôi như hét lên nước mắt tràn mi ôm chặt lấy tô mục cố gắng dán ra mình lên người anh hai chúng tôi sát nhau lúc này anh đã sắp hôn mê trong mơ hồ cảm nhận được tôi lập tức cúi đầu chạm vào môi tôi muốn hôn tôi mặt tôi đầy nước mắt cũng không để ý bị người khác thấy lập tức nhón chân lên chạm môi anh đồng thời điều động cá âm nhỏ trong đan điền trên của tôi phóng âm khí về phía anh mặc kệ tôi cố gắng thế nào âm khí dạo quanh người anh một vòng cũng không được anh hấp thụ mà lại rẽ hướng quay lại đan điền trên của tôi mắt thấy cơ thể anh ngày càng nặng sắp nằm trên đất rượu rượu nhỏ giọng nói có phải vì em và trịnh lâm đều là tiểu quỷ đều có chủ nhân nên mới có thể chống đỡ được dương khí này mà đại ma tô mộc anh ấy không phải tiểu quỷ nên không đối phó được chuyện được đăng free không đâu anh ấy sẽ không sao anh ấy nhất định sẽ không sao tôi vội hét lên lúc này tôi không chú ý nhiều như vậy liều mạc điều động cá âm nhỏ hấp thu âm khí xung quanh truyền vào cơ thể tô mục. anh được âm khí bao phủ nên nhiệt độ có giảm bớt nhưng vẫn rất nóng anh bị thiêu đốt rất khó chịu thở gấp hơi thở rất nặng ôm tôi va chạm vào vách đá xung quanh dường như làm vậy mới có thể khiến anh thoải mái hơn một chút tôi bị va chạm hoa mắt choáng đầu mặc dù có tô mộc đỡ nhưng va chạm mạnh như vậy đối với tôi mà nói vẫn quá nghiêm trọng khi tôi đang cố gắng không chế phương hướng, muốn ngăn cản tô mộc đâm vào tường, cơ thể của tôi đột nhiên trống rỗng, trực tiếp bị tô mộc ôm văng ra ngoài, cảnh sắc trước mắt biến đổi, rốt cuộc lại xuất hiện một con đường nhỏ, tôi và tô mộc lại ngã vào một hang đá khác, kết cấu không khác lắm cái hang lúc nãy bị nhốt với trịnh lâm, sau khi anh rơi vào đây, dường như ý thức khôi phục được một chút, cái tay nóng rực trực tiếp vén quần áo của tôi lên, chui vào. Trường 73 quan tài đá hai người tôi muốn ngăn cản anh theo bản năng xấu hổ đến mức không tả nổi nhưng anh vốn không cho tôi cơ hội ngăn cản thắt lưng cứng nhắc được thả lỏng điên cuồng dao động theo quy luật tôi vốn đang tràn ngập cảm giác xấu hổ ở nơi hoang vu này bên ngoài còn có người nhiều như vậy dưới sự dẫn dắt của anh tôi không thể nghĩ đến những thứ khác nữa cơ thể theo nhịp của anh cố gắng phối hợp điên cuồng đến khi tôi kiệt sức không biết hưng phấn bao nhiêu lần thế tiến công của Tô mộc mới dần dần trì hoãn, lúc này cơ thể anh đã không còn nóng nữa, từ từ khôi phục bình thường, mà thần trí của anh cũng tỉnh táo lại theo sự giải phóng tinh lực, chuyện được cập nhật trên áp mê tình chuyện, thấy anh tỉnh lại, khuôn mặt đỏ ửng của tôi càng nóng rực, trực tiếp chui vào lòng anh, sống chết không chịu để anh nhìn khuôn mặt của tôi, tôi nghe thấy anh cười khẽ một tiếng, miệng vùi bên tai của tôi, hôn vành tai tôi. Sau đó anh cười xấu xa nói, cô nhóc, biểu hiện lần này tốt hơn lần trước rất nhiều. Có phải đối diện với gương mặt của anh thì phát huy tốt hơn bình thường không? Cái gì mà phát huy tốt hơn bình thường? Anh nói bậy bạ gì đó, tôi quả thực hận không thể đào cây lỗ để chui xuống. Nhỏ giọng phản đối, nói xong tôi càng thêm xấu hổ. Ngay cả tôi cũng có thể nghe ra sự nũng nịu, thỏa mãn và hơi thở gấp gáp của mình. Quả nhiên, anh nhanh chóng cười rộ lên, cánh tay mát lạnh nâng cằm của tôi lên, ép tôi ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ấy. Cười nói, "Em thích anh không?" Tôi muốn nói không thích, nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt đẹp của anh, sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng quyến rũ, tôi lại chìm đắm trong sự đẹp trai của anh, gật đầu nói, "Thích." "Vậy em có thích anh đối xử với em như vậy không?" Anh lại hỏi. Tôi lập tức xấu hổ và giận dữ đứng lên, "Làm cũng đã làm rồi, còn hỏi tôi làm gì? Ép tôi phải nói ra sao?" Nhưng anh dường như rất thích nhìn dáng vẻ của tôi bây giờ, mắt cười cong cong nhìn tôi đợi câu trả lời của tôi tôi đành thành thật gật đầu nói thích ha ha anh hài lòng cười to cúi đầu hôn chán tôi một cái sau đó cầm quần áo lên giúp tôi mặc vào mặt tôi đã đỏ đến tận mang tai thấy anh còn muốn giúp tôi mặc quần áo tôi vội vàng giựt quần áo lại bảo anh quay lưng đi tôi tự mặc anh cười phì nói khách sáo cái gì đã là vợ chồng rồi nên nhìn hay không nên nhìn thì anh cũng nhìn rồi vậy anh cũng phải xoay người sang chỗ khác tôi kiên trì nói tình hình lúc nãy là vì tôi sợ anh gặp chuyện không may nên mới phối hợp với anh ai ngờ anh muốn xong lại không sao đây là tình huống gì tôi có cảm giác bị lừa gạt trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận khăng khăng bắt anh xoay người sang chỗ khác nếu không tôi sẽ em sẽ cái gì không mặc nữa thực ra em như vậy càng đẹp hơn tôi mộc cười xấu xa sự yếu ớt và đau đớn lúc nãy đã sớm không cánh mà bay tuy anh chọc tức tôi nhưng thấy tôi kiên trì. Anh vẫn đứng lên, xoay người sang chỗ khác, giờ tôi mới phát hiện vóc người anh thật đẹp, cơ bắp rắn chắc, chân tay đẹp thon dài như được photoshop. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi quả thực khó mà tin được trên thế giới này lại có người đàn ông hoàn hảo như vậy. Anh chắc chắn chính là con cưng của trời. Mỗi một phần mỗi một tấc đều rất hợp với thẩm mỹ của tôi. Tôi bất giấc nhìn ngây cả người. Thậm chí ngay cả khi anh quay lại cũng không phát hiện ra. Mà lúc này tôi còn chưa kịp mặc quần áo, thấy anh quay đầu nhìn, tôi lập tức hét lên, chỉ là lần này anh không đợi tôi bắt anh xoay người, trực tiếp đi tới, đoạt lấy quần áo, cẩn thận giúp tôi mặc vào, anh. Lúc nãy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vì sao cơ thể của anh lại nóng như vậy? Ngay cả ý thức cũng mơ hồ. Sau khi được Tô Mộc mặc quần áo xong, tôi vội vàng hỏi để giảm bớt sự xấu hổ của mình, Tô Mộc vẫn cười híp mắt nhìn tôi, hỏi tôi em lo lắng như vậy có phải sợ anh hồn bay phách tán không tôi thành thật gật đầu anh thấy thế lại kéo tôi vào lòng rất vừa ý với câu trả lời của tôi hời hợt nói vừa nãy uống nhiều nên say hả tôi sửng sốt ngừng đầu nhìn anh uống nhiều nhưng vừa nãy anh không uống rượu sao lại say trước đây khi còn sống anh không thể uống rượu dị ứng với cồn chỉ cần nồng độ cồn đạt mức nhất định cho dù trộn lẫn trong không khí anh cũng sẽ say Ai ngờ sau khi chết thành quỷ, nhược điểm này cũng không thể biến mất, cho nên lúc nãy anh ngửi được mùi rượu nước thứ hai em tưới nên mới say. Toàn thân còn nóng lên, làm em sợ muốn chết, sau khi tôi biết anh chỉ say rượu, tinh thần lập tức thả lỏng, có chút tức giận đấm anh một cú, anh cũng không tức giận, vẫn cười hì hì nhìn tôi, nói, bí mật này anh chưa từng nói với ai, bây giờ trong những người sống, cũng chỉ có em biết. Em biết bí mật của anh thì phải chịu trách nhiệm với anh tôi gật đầu có điều tôi nhanh chóng nhớ ra một chi tiết nghi ngờ nói không đúng khi vi vi kia ăn cơm với anh quấn quýt với anh uống rất nhiều rượu lúc đó sao anh không say lúc đó anh uống nước với thân thủ của ta đổi rượu thành nước trước mặt bọn em đều là chuyện nhỏ tô mộc nói lúc này tôi mới vỡ lẽ sau đó sự chú ý của tôi lại tập trung vào hang đá trước mắt vừa rồi không chú ý bây giờ mới phát hiện hang động trước mắt phức tạp hơn so với cái hang của trịnh lâm Tôi bèn hỏi Tô Mộc sao lại biết nơi đây có một hang động, còn đưa tôi tới đây. Sau khi em phát hiện ra thiên địa kích, anh mới ý thức được đây có thể là trận pháp do người nhà họ Tô bày ra. Có thể bày trận trùng âm xuân sẻ nhất định là do dùng âm khí nuôi dưỡng vật gì đó. Mà hang động vừa rồi em phát hiện có thiên địa kích thuộc về hang dương. Tương ứng sẽ có một hang âm, thứ mà anh trai của anh nuôi dưỡng cũng ở trong cái hang này. Trong hang động này còn có vật khác. Tôi lập tức kinh ngạc thốt lên đồng thời nghiêm khắc đánh vào ngực tô mộc một cái anh biết rõ trong hang động này còn có thứ khác vậy mà lúc nãy còn làm chuyện đó bị người khác thấy thì phải làm sao tô mộc biết ý nghĩ của tôi cười nắc nẻ nói cho dù có những vật khác thì cũng không phải là người em lo gì là quỷ cũng không được tôi không vui lầm bầm nói rồi anh kéo tay tôi đi men theo con đường nhỏ quanh co tiến về phía trước sau khi tôi biết khống chế âm khí có chút đắc ý dựa theo cách trịnh lâm dạy cho tôi nhóm lên đỉnh đầu một đống lửa ma chơi dọi sáng con đường phía trước, đi theo anh. Hàng âm này có lẽ sẽ đối xứng với hang dương dựa theo phong thủy. Kết cục lớn nhỏ bên trong hang động không khác hang dương là bao. Có điều sau khi thực sự bước vào hang âm, tôi vẫn không nhịn được lạnh cả sống lưng. Âm khí nơi đây thực sự quá nồng đậm. Trong động bao phủ một lớp sương mù đen dày đặc. Mặc dù đỉnh đầu tôi có lửa ma chơi cũng không chiếu rọi được sự u tối phía trước. Tô Mộc nhanh chóng cởi áo khoác ra khoác vào người tôi bảo tôi theo sát anh sau đó anh lại thổi một hơi vào đống lửa ma chơi cũng không biết anh đã làm gì ngược lại ma chơi của tôi đã lớn hơn rất nhiều âm khí tràn ngập xung quanh chớp mắt bị ma chơi thiêu đốt đợi sau khi âm khí bốn phía bị đốt đi không ít tôi mới thấy rõ kết cấu của hang âm nơi đây hình như là huyệt mộ trung tâm hang âm lại đặt hai quan tài đá lớn như vậy lần đầu tiên tôi nhìn thấy quan tài hai người khá giống chiếc giường trong tiệm đồ dùng gia đình người bình thường đều ngủ giường đơn, mà đây hiển nhiên là một chiếc giường hai người xa hoa bản nâng cấp, tôi không khỏi ngạc nhiên, muốn xem thử đây rốt cuộc là mộ của ai mà lại tốn công sức như thế, không chừng đây là mộ của hoàng đế cổ đại nào đó, bên trong chôn vàng bạc châu báu đếm không hết thì sao, ai ngờ tôi vừa mới bước lên, tô mộc đã níu tôi lại, nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, trong quan tài có người chết hả? Tôi hỏi, có điều nói xong tôi mới ý thức được mình nói nhảm nếu không có người chết thì đặt quan tài ở đây làm gì sau đó tôi căng thẳng trong đó có người chết hơn nữa đây là hang âm của trận trùng âm cũng chính là âm trong âm tất cả âm khí cũng là vì nuôi dưỡng người chết trong quan tài mọi người đều biết người chết gặp phải âm khí không phải chuyện tốt ngay cả vi vi và giám đốc ngoài kia nhiễm phải âm khí đều vùng dậy thành cương thi thi thể trong này đặc biệt có âm khí nuôi dưỡng còn không biết nuôi dưỡng biết bao nhiêu ý niệm như vậy, trong quan tài rất có thể cũng giam giữ hai cương thi, thực lực cương thi không hề thấp, gần như trong nháy mắt, tôi níu Tô Mộc lại, không cho anh tới gần nữa, run run nói, "Chúng ta đi thôi, không sợ, có anh ở đây." Tô Mộc vỗ vai tôi, đương nhiên anh cũng đoán được bên trong là gì, sắc mặt có chút nặng nề, có điều anh vẫn chậm rãi tiến về phía quan tài đá hai người, "Đây rất có thể là nơi cuối cùng anh trai của anh xuất hiện lúc còn sống." nếu anh ấy đã đặt vật quan trọng như thiên địa kích ở đây đã nói lên tầm quan trọng của người trong quan tài đối với anh ấy, anh muốn nhìn xem. Tô Mộc vừa đi vừa nói, có anh bên cạnh, tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nếu chuyện liên quan đến anh trai của anh, anh cũng nghĩ như vậy. Tôi đành cưng rắn theo sát phía sau anh đi về phía quan tài đá. Quan tài đá chỉ lẳng lặng nằm trên mặt đất, thân quan tài rất mộc mạc, hình như là do người làm thủ công toàn bộ quan tài không có bất kỳ hoa văn nào chính giữa nắp quan tài điêu khắc một con cá âm nhỏ màu đen mà phía dưới cá âm nhỏ có một cái lỗ nhỏ toàn bộ âm khí trong hang âm đều chảy vào lỗ này dưới sự dẫn dắt của cá âm nhỏ tô mộc đương nhiên cũng chú ý tới cái lỗ nhỏ kia anh hít sâu một hơi bảo vệ tôi sau lưng nặng nề nói nắm chặt ngọc bội anh đưa cho em chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào anh sắp mở quan tài tôi cũng hít sâu một hơi nghiêm túc gật đầu Trực tiếp chắn Ngọc Bội trước mặt tôi, thấy tôi chuẩn bị xong, cánh tay thon dài trắng nõn của Tô Mộc đặt trên quan tài đá, gõ ba cái có tiết tấu như gõ cửa, sau đó chờ bên trong đáp lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dù cho cây kim rơi xuống tôi cũng nghe thấy, tôi căng thẳng không dám thở mạnh, đợi đã lâu, quan tài đá hai người trước mặt đều yên lặng, không có tiếng đáp lại, Tô Mộc không thăm dò nữa, tay ngưng tụ âm khí đẩy nắp quan tài đá hai người ra. Chương 74 mời khách, một thi thể nữ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cô ấy yên tĩnh nằm trong quan tài không nhúc nhích, cũng không có hiện tượng xác chết vùng dậy, mặc dù không có xác chết vùng dậy. Có điều khi thấy cô ấy, tôi vẫn có chút kinh ngạc, tôi đã tưởng tượng đủ các tình huống sau khi mở quan tài. Hai cương thi lợi hại siêu cấp chợt xông tới, hoặc hai thi thể bật dậy, cặp mắt khô héo nhìn chúng tôi, hỏi chúng tôi vì sao quấy dày giấc ngủ của bọn họ, dù gì cũng là hai thi thể nằm trong quan tài không có phản ứng gì, bất kể là giả thiết nào, trong quan tài đều là hai người, hơn nữa là một nam một nữ, kết quả làm tôi kinh ngạc, một người, vì sao lại nằm trong quan tài hai người, hơn nữa cô gái này nhìn rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi, dưới sự bảo tồn của âm khí, cô ấy giống y như người sống, chỉ có cảm giác như đang ngủ mà thôi, dù như thế, tôi vẫn có chút căng thẳng, nắm chặt ngọc bội trong tay, đề phòng cô ấy đột nhiên vùng dậy có điều một hồi lâu sau cô ấy cũng không có bất kỳ phản ứng nào tôi không khỏi thở dài một hơi xích lại gần chăm chú nhìn gương mặt của cô gái đó khen ngợi đẹp quá cô gái này thật xinh đẹp hèn gì anh trai của anh lại đặc biệt tạo nên trận pháp phức tạp này để nuôi dưỡng cô ấy nói chưa dứt lời ánh mắt của tôi đột nhiên dừng lại trên hình vẽ ở bà vai cô thi thể nữ đó mặc quần áo trắng như mới tắm xong mà ở trên vai trái của cô ấy một đóa hoa sen chớm nở nổi bật trên trang phục chiếu rọi gương mặt hoa đào hết sức đẹp mắt. Lâm Yến Nhi, chuyện được cập nhật trên áp mê tình truyện, cô ấy lại là Lâm Yến Nhi. Tô Mộc đã từng nói, Lâm Yến Nhi chỉ mặc đồ trắng, trên trang phục sẽ có hình vẽ hoa sen trắng, trong lòng tôi sợ hãi không thôi. Quay đầu nhìn về phía Tô Mộc, chỉ thấy anh cũng nhíu chặt mày, không dám tin nhìn thi thể nữ trong quan tài. Trong nháy mắt cả hang động lặng mắt như tờ, không ai lên tiếng ngây ngần hồi lâu, tô mộc mới tiến lên hai bước, thận trọng đến bên cạnh quan tài, ngắm nhìn cô gái nằm trong quan tài mà tôi nhìn anh cẩn thận như vậy, trái tim chợt đau đớn như kim châm. vận mệnh trêu người, tôi trăm phương ngàn kế khuyên bản thân không để ý đến chuyện của lâm yến nhi, trước khi tìm được lâm yến nhi, tôi phải tận hưởng ông chồng hoàn mỹ trời ban cho tôi. nhưng tôi vừa mới một lòng giao trái tim mình cho anh, lâm yến nhi lại xuất hiện, hơn nữa cô ấy còn nằm ở đây lúc nãy chúng tôi đã mây mưa trong hang động này, tôi quả thực không biết nên xử sự, sự thế nào, giờ khắc này rốt cuộc đã tới, mà trước mặt Tô Mộc và Lâm Yến Nhi, tôi vốn dĩ dư thừa, tôi lùi lại từng bước, không muốn thấy hình ảnh bọn họ gặp lại nhau, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, muốn rời khỏi hang động này, nhưng lúc đi đến bên vách đá tôi mới hồi phục tinh thần lại, đây cũng là một trận pháp, trước khi Tô Mộc chưa phá giải trận pháp này, tôi không thể ra được. Thực sự không có cách nào tôi đành ngồi dựa vào vách đá lẳng lặng đợi tô mộc ra dường như thời gian trôi qua dài như một thế kỷ tô mộc mới ôm thi thể lâm yến nhi đi ra gương mặt anh không buồn không vui không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì có điều dáng đi của anh hơi cứng ngắc rõ ràng có thể nhìn ra lúc này anh rất vui mừng chỉ là đang cố gắng kiềm nén tâm trạng trước mặt tôi không muốn biểu lộ ra mà thôi đi thôi tô mộc đi tới trước mặt tôi nhẹ nhàng nói một câu sau đó anh niệm chú âm khí trên người trực tiếp ngưng tủ thành hình dáng của thiên địa kích, đâm vào vách đá phía sau tôi, lúc này vách đá như trang giấy, gặp phải thiên địa kích do âm khí hóa thành trực tiếp vỡ nát, rơi xuống, lần này tô mộc lại không bảo vệ tôi, chỉ bảo tôi cẩn thận một chút, sau đó anh ôm lâm yến nhi xuyên qua đá rơi ra ngoài trước, nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi đau khổ đến mức muốn chết, rõ ràng vừa rồi còn tốt như vậy, bây giờ tìm thấy lâm yến nhi, chớp mắt đã thay đổi nước mắt như mưa muốn tuôn ra, nhưng tuyến lệ như bị chặn lại, không thể rơi một giọt nước mắt nào, bức bối đến khó chịu, khoảng khắc này, ngay cả không khí dường như đều biến thành dao nhỏ đâm vào tim tôi mỗi khi tôi hít thở, chớp mắt tảng đá đã nện xuống trước mặt tôi. Tôi có ý muốn tránh, nhưng đôi chân như bị đóng đinh cứng ngắc không thể nhấc lên nổi, tôi thậm chí đột nhiên nảy ra một ý nghĩ trong đầu, nếu tô mộc tìm được Lâm Yến Nhi rồi, cũng không cần tôi nữa. Tôi bị tảng đá đập chết biến thành quỷ, anh cũng sẽ không để ý nhỉ? Trong mơ hồ, dường như có bóng người xông tới ôm eo của tôi, nhanh chóng đưa tôi xuyên qua đá rơi, trở về hang động bên ngoài, tôi chấn động tinh thần, là Tô Mộc quay về cứu tôi. Dương Dương, vừa rồi quá nguy hiểm, sao em không né? Phía sau là khuôn mặt của Đường Dũng, dường như anh ta bị đá đập trúng, trên trán bầm đen, ánh mắt đang lo lắng nhìn trên người tôi, kiểm tra tôi có bị thương không. Người cứu tôi là Đường Dũng, trong lòng tôi rất thất vọng, đôi mắt không tự chủ nhìn về phía Tô Mộc, anh không hề chú ý tới tôi, lúc này đã buông thi thể của Lâm Yến nhi ra, đang thì thầm gì đó với Tô Đoàn, trái tim tôi càng lạnh lẽo, nước mắt nén thật lâu cũng đã rơi, Đường Dũng thấy tôi khóc, còn tưởng rằng bản thân mình chọc tôi, liền buông tay khỏi eo tôi, lúng túng nói, em đừng khóc, anh không động vào em còn không được sao? Tôi bị giật mình. Tôi nức nở nói, Nói xong tôi cố gắng mỉm cười với Đường Dũng, nói, "Cảm ơn anh vừa nãy đã cứu tôi." "Cảm ơn gì, nên làm thôi, thân là bạn trai em thì nên làm kỵ sĩ của em, bảo vệ em an toàn bất cứ lúc nào." Đường Dũng nở nụ cười, khí phách vỗ ngực, muốn biểu hiện dáng vẻ anh dũng, nhưng vừa cười thì lại đụng đến vết thương trên trán khiến anh ta đau điếng, lúc này trận trùng âm đã phá phía ngoài hang động còn hơi lạnh nhưng đó là nhiệt độ bình thường trong lòng đất đã không còn âm khí lưu động hai người tô mộc nghiên cứu một lúc lâu nói muốn đi lên anh nhìn tôi mỉm cười với tôi nhưng tay vẫn ôm lâm yến nhi cũng không có ý muốn tới tìm tôi tôi không muốn nhìn nữa dẫn đầu leo lên thang dây ra ngoài trịnh lâm và đường dũng theo sát tôi lúc này bên trên đã là giữa trưa lại được nhìn thấy mặt trời ấm áp tôi lại cảm giác như xa rời đã lâu, rất lưu luyến sự ấm áp mà mặt trời mang lại, bởi vì có cảnh sát bị thương, phần lớn cảnh sát đều đã đi hết, chỉ còn lại một xe cảnh sát vẫn dừng bên cạnh, hai cảnh sát trẻ đang ngồi trong xe, tay cầm chặt súng, thấy chúng tôi đi lên mới dám thả lòng, nhưng bọn họ vẫn không dám đi lên trước, chỉ hết hỏi chúng tôi thế nào, có người bị thương hay không, tôi không còn lòng dạ đáp lại bọn họ, chỉ lắc đầu. Sau khi đi lên có tô đoàn đến nói chuyện với bọn họ sau khi tôi phơi nắng một lúc thì đứng lên gọi trịnh lâm nói chúng ta đi thôi em đi đâu Rằng co suốt đêm đói bụng không anh mời em ăn một bữa nhé đường dũng lập tức tiến đến cười hì hì hỏi tôi nghe anh ta nói vậy tôi thực sự đói bụng bèn gật đầu đồng ý dù gì đã đến nước này chỉ cần không thấy tô mộc đi đâu cũng được đường dũng thấy tôi đồng ý bèn kéo tay tôi đi về phía xe tôi vốn còn chút do dự muốn nói một câu tạm biệt với tô mộc nhưng khi tôi quay đầu tìm tô mục lại thấy anh quỳ dạp trên mặt đất, khuôn mặt hướng về mặt của Lâm Yến Nhi, dường như lại hôn môi Lâm Yến Nhi, hình ảnh kia làm tổn thương đôi mắt của tôi, chút không nỡ cuối cùng của tôi cũng tan thành mây khói. Tôi nắm lại tay đường dũng, đi theo anh ta lên xe, sau khi lên xe, rượu rượu còn vui hơn cả đường dũng, kéo tay tôi rồi chen vào lòng tôi. Sống chết không chịu ngồi đằng sau, còn không ngừng nói tôi rốt cuộc đã phát hiện điểm tốt của đại ca cuối cùng đường dũng không nhịn được, mắng rượu rượu một trận, thằng bé đành ngoan ngoãn về phía sau ngồi cùng trịnh lâm, dọc đường đi, đường dũng lái xe thật nhanh, cuối cùng xe dừng lại ở khách sạn Hilton nơi tôi gặp tô đoàn lần đầu tiên, tâm trạng của tôi khá tệ, im lặng suốt đường đi, có điều lúc này tôi cũng không kiềm nén được nữa, quay đầu nhìn đường dũng, hỏi anh ta, anh mua vé số trúng độc đắc à? Lại đi ăn ở nơi sang trọng như vậy, tôi biết tình hình của đường dũng bán bùa hộ mệnh kiếm tiền, nghèo rớt mồng tơi, còn keo muốn chết, bây giờ đột nhiên tới nơi mắc như vậy để ăn, tôi cảm thấy thật kỳ lạ, anh chưa bao giờ mua vé số, có điều mời dương dương của anh ăn, sao có thể đến quán ven đường được, đương nhiên phải cao cấp chứ, yên tâm, một bữa cơm thôi, anh vẫn mời được, đường, dũng vẫn cười hì hì, anh ta dường như nhìn ra tôi không vui. Dọc đường vẫn kiên nhẫn không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ cố gắng làm tôi vui trong lòng tôi cảm thấy ấm áp không nhịn cười được nói hay là bỏ đi tình hình gì của anh mà tôi không biết ăn xong bữa này thì anh phải dẫn theo rượu rượu đi làm ăn mày luôn chúng ta qua nơi khác ăn đi nói xong tôi bảo đường dũng lái xe nhưng đường dũng vẫn khăng khăng đầy cửa xuống xe đi vòng qua ghế lái phu lịch thiệp mở cửa xe cười nói mời rượu rượu cũng vui vẻ khác thường nhảy xuống xe kéo tôi nói chị ơi chị không cần tiết kiệm tiền giúp đại ca của em đâu ở đây anh ấy có thể siêu vip đó ăn uống hoàn toàn miễn phí gần đây anh ấy đều ăn chùa ở đây không cần khách sáo nói xong bèn kéo tôi đi vào trong tôi đã hiểu rõ thì ra là vậy với tính cách keo kiệt của đường dũng bằng lòng dẫn tôi tới đây ăn nhất định không phải tiêu tiền bình thường có điều tôi lập tức tò mò hỏi rượu rượu sao đường dũng lại có thể vip ở đây chuyện được cập nhật nhanh nhất và miễn phí rượu rượu càng thêm kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên nói đại ca của em là tăng nhân siêu lợi hại giúp chị đều là miễn phí nhưng nếu người khác muốn tìm đại ca của em thì phải bỏ rất nhiều tiền gần đây đại ca của em nhận mối làm ăn của ông chủ khách sạn này nên mới có tấm thẻ tiêu dùng vô hạn đó nói xong rượu rượu còn liếc nhìn đường dũng lại nói hai ngày này đại ca của em vốn phải làm bùa hộ mệnh cho người ta vì biết chị gặp nguy hiểm nên mới bỏ lỡ, nói nhiều thế, lát nữa có muốn ăn bánh kem không? Nghe rượu rượu thì thầm với tôi, đường dũng chừng mắt nhìn rượu rượu, sau đó anh ta kéo tôi đến nhà hàng quen thuộc, có thể nhìn ra được ngày nào anh ta cũng ở đây, mà trong người phục vụ khách sạn thấy anh ta cũng lần lượt gật đầu, cung kính gọi anh ta là anh đường, đường dũng càng thêm đắc ý. Vừa khoe khoang nói tôi muốn ăn gì cứ gọi, vừa ra vẻ đại sư chào hỏi người phục vụ dọc đường, tôi mắc cười với dáng vẻ nghiêm túc của anh ta, cũng không khách sáo với anh ta nữa, gọi mấy món mình thích ăn, lúc ăn, vì tôi không ngại ngùng bèn tán gẫu với đường dũng, hỏi anh ta xem ông chủ khách sạn đã xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành sao lại muốn làm bùa hộ mình. Trường 75, bay càng cao, té càng đau, đường dũng bí hiểm cười cười, tay vờ vuốt vuốt tròm dâu không tồn tại như một đại sư, nói, cũng không có gì, chẳng qua ông chủ khách sạn này ngưỡng mộ danh tiếng của anh, muốn anh làm bù hộ mệnh để phù hộ khách sạn kinh doanh phát đạt nên tìm anh thôi. Cái gì? Vốn dĩ là trong nhà ông chủ này đã xảy ra chuyện nên mới tìm đến. Diệu diệu vô tình vạch trần đường dũng, sau đó thằng bé tiến đến bên cạnh tôi, thấp giọng nói, con gái của ông chủ này bị bạn trai đâm chết một năm trước. Từ đó về sau trong nhà liên tục xảy ra chuyện lạ, dường như oan hồn con gái quấy rối ông chủ này tìm rất nhiều đạo sĩ đến đuổi quỷ, đều không tìm được hồn vía của con gái. Thực sự không có cách nào khác mới tìm đến chúng tôi, muốn dùng bùa hộ mệnh an ủi con gái đừng xuất hiện dọa người. Ồ, thì ra là vậy, tôi gật đầu, có điều mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, con gái bị bạn trai đâm chết, hình như tôi có nghe nói chuyện này ở đâu đó. Hơn nữa, còn là chuyện xảy ra một năm trước, giống thời gian mất của con gái ông chủ Phùng Đông, nghĩ đến đây tôi đột nhiên nhớ ra một việc về cái chết của con gái phùng đông lúc đó người chết không chỉ có con gái ông ta và chồng chưa cưới mà còn có cả bạn thân của cô ấy cô bạn thân đó bị bạn trai đâm chết trong giấc ngủ có cần phải trùng hợp như vậy không tôi lập tức hỏi đường dũng xem con gái nhà người bị hại tên gì lúc còn sống có phải là bạn của con gái phùng đông không đường dũng thấy tôi kích động như vậy hỏi tôi có quen con gái nhà ông ta không tôi nói không tính là quen có điều vẫn thúc giục Đường Dũng gọi điện thoại cho người bị hại. Hỏi vấn đề này, Đường Dũng đành lấy điện thoại di động ra gọi cho ông chủ khách sạn. Lúc Đường Dũng nhắc đến con gái của Phùng Đông, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, một lúc sau mới có âm thanh truyền đến. Đợi ông chủ khách sạn nói xong, Đường Dũng nghiêm túc hơn, nhìn tôi nói, đúng vậy, sao em biết điều này, sự việc không nằm ngoài dữ liệu của tôi. Tôi bèn kể chuyện trước đây tôi và Tô mộc mua căn nhà có ma cho Đường Dũng nghe cũng kể luôn chuyện tôi đã nghe được từ chỗ gì Bình Khanh cho Đường Dũng. Đường Dũng nghe xong lại không có gì bất ngờ lắm, cười nói Giang Minh lớn như vậy, nhà giàu đều quen nhau, con gái của bọn họ trở thành bạn tốt cũng là chuyện thường. Chỉ không ngờ mối làm ăn anh ta nhận lại có liên quan đến căn nhà ma của chúng tôi, nói xong anh ta dục tôi ăn mau, còn hỏi tôi ăn xong có muốn gặp ông chủ khách sạn này với anh ta không? Bây giờ tôi không muốn quay về đối mặt với Tô Mộc và Lâm Yến Nhi, vốn định về nhà có điều đường dũng đã mời tôi thì tôi gật đầu đồng ý thôi. Thứ nhất là vì tôi quả thực rất tò mò. Thứ hai là tôi cũng lo lắng bây giờ về nhà lại bị mẹ tôi nhìn ra cái gì đó. Dù gì bà ấy cũng nuôi tôi từ nhỏ, chỉ cần tôi hơi có chút khác thường, bà ấy có thể nhận ra ngay, thấy tôi đồng ý. Đường Dũng và Diệu Diệu đều rất vui mừng, chỉ có Trịnh Lâm giàu dĩ không vui bên cạnh tôi. Tôi hỏi cậu ta sao vậy, có phải không muốn để tôi gặp ông chủ kia hay không? cậu ta lắc đầu nói không phải, sau đó nói, chủ nhân mới vừa luyện được cá âm nhỏ, trong đàn điền trên chứa đựng rất nhiều âm khí, âm khí này đều cực kỳ thuần khiết, không có chút lệ khí nào, em lo chị đi theo đại ca đường nhìn thấy con gái ông chủ kia, hồn vía của cô ta chắc chắn đầy lệ khí, đến lúc đó nếu thấm vào người chị, cậu ta trần trừ một chút, lại nói, mặc dù không thấm vào người chị, cá âm nhỏ cũng là vật trí bảo đối với quỷ. Chị vừa mới luyện được cá âm nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nó bây giờ không có lệ quỷ đại nhân bên cạnh bảo vệ em rất lo lắng không đợi cậu ta nói xong đường dũng đã ngắt lời của cậu ta vẻ mặt khó chịu trịnh lâm có tôi ở đây cậu sợ cái gì cậu thấy tôi không lợi hại bằng lão quỷ kia trịnh lâm kinh ngạc cậu ta là do đường dũng luyện ra mặc dù là tiểu quỷ của tôi nhưng trong lòng cũng rất thân thiết với đường dũng nếu không khi tôi gặp chuyện không may cậu ta cũng sẽ không thông báo cho đường dũng trước tiên. Có thể bởi vì quan hệ giữa tôi và Tô Mộc, cậu ta cũng vâng lời Tô Mộc, luôn cảm thấy tôi ở bên Tô Mộc mới an toàn nhất. Bây giờ bị đường dũng hỏi như vậy, đương nhiên cậu ta luống cuống không biết trả lời thế nào, tôi biết Trịnh Lâm đều là vì tốt cho tôi. Thấy cậu ta khó xử, tôi lập tức bảo vệ cậu ta phía sau, hỏi đường dũng làm gì vậy, sao lại làm khó dễ Trịnh Lâm nhà tôi, đường dũng nhìn tôi cười hì hì. Nói anh ta chỉ đùa một chút với trịnh lâm, sao lại làm khó dễ cậu ta chứ? Nói xong bèn kéo tay tôi, muốn kéo tôi ra ngoài, tôi liếc nhìn anh ta, lặng lẽ tách khỏi anh ta, kéo trịnh lâm và rượu rượu ra ngoài. Trước khi ra cửa, tôi thấy đường Dũng đang trừng mắt làm mặt quỷ với trịnh lâm, dáng vẻ tức tối không dám bùng ra, lại có chút đáng yêu, cười cười không nói. Không lâu sau chúng tôi đã đến phòng làm việc của chủ tịch một người đàn ông trung niên phát tướng hơn 50 tuổi đã chờ ở bên trong, thấy chúng tôi tới thì lập tức đứng dậy nghênh đón đường dũng, còn gọi một tiếng đại sư, mà trong phòng làm việc còn có một người khác đang ngồi, người đó mặc trường bào màu xám đen, tết tóc đuôi sam, chân mang tất trắng kéo lên tới đùi, thấy trang phục, ông ta là đạo sĩ, chắc cũng bằng tuổi chủ tịch, khoảng hơn 50 tuổi, nuôi tròm dâu dê màu đen, mà thái độ của ông ta lại có chút kiêu căng sau khi liếc mắt nhìn chúng tôi thì trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục uống trà, không thèm nhìn chúng tôi, qua giới thiệu. Tôi biết chủ tịch tên là Đồng Bình, cô con gái chết thảm tên là Đồng Ngọc Thanh, mà đạo trưởng có vẻ mặt kiêu căng kia là hội trưởng hiệp hội đạo giáo thành phố Giang Minh, đạo hiệu Phong Thiên. Trong lòng tôi oán thầm, Phong Thiên, đạo hiệu này thật ngông cuồng, phải là người tự tin cỡ nào mới có thể tự đặt cho mình đạo hiệu Phong Thiên có điều tôi vẫn không lên tiếng, đứng sau lưng Đường Dũng, mà biểu hiện của Đường Dũng hơi nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi cho rằng anh ta thích thể hiện, gặp người như Phong Thiên nhất định sẽ tự cao tự đại, ai ngờ anh ta rất nhiệt tình bắt tay Phong Thiên, nói hân hạnh gì đó, sau đó lại giới thiệu với Phong Thiên và Đồng Bình rằng tôi là bạn gái của anh ta. Tôi trợn to mắt, vừa nãy còn cảm thấy anh ta chín chắn, không thích khoe khoang, bây giờ lại ăn nói bừa bãi, nói tôi là bạn gái của anh ta vừa định mở miệng giải thích phong thiên nhìn về phía tôi sau đó ánh mắt hơi nhìn xuống lộ ra sự vui mừng nói cậu em không tính giới thiệu hai bạn nhỏ này sao trong lòng tôi kinh ngạc theo bản năng bảo vệ diệu diệu và trịnh lâm đằng sau không biết vì sao tôi cực kỳ ghét người không liên quan thấy tiểu quỷ của tôi cứ có cảm giác bị người khác nhìn trộm bí mật của mình có điều phong thiên này khá có bản lĩnh chỉ ít ông ta có thể thấy diệu diệu và trịnh lâm chứng tỏ ông ta đã tu luyện mở thiên nhãn, không cần phải mượn vật ngoài để thấy quỷ. Dựa theo cách nói của Trịnh Lâm, đây đã thuộc về mức lợi hại, dù sao dựa theo tu luyện thông thường, muốn mở thiên nhãn cần phải tích lũy theo năm tháng. Chuyện được cập nhật trên áp mê tình truyện, chí ít ông ta không phải kẻ lừa đảo vô học. Trong lòng tôi cũng tôn trọng ông ta, người có năng lực từ trước đến nay luôn kiêu căng, chỉ là phong thiên vừa nói ra, đồng bình hoảng sợ nhìn tôi và đường dũng hỏi trong phòng này còn có những người khác nữa ư, ừ, đường dũng cũng không né tránh, nói thẳng tiểu quỷ anh ta nuôi cũng ở đây, chỉ là ông ấy không thấy mà thôi. Đồng Bình càng thêm hoàng sợ, có điều xuất phát từ sự tôn trọng với đường dũng, bèn gật đầu nói, đại sư quả nhiên là đại sư, còn mang theo tiểu quỷ ngài nuôi, nếu vậy thì tôi yên tâm rồi, ngài tinh thông giao tiếp với quỷ, lát nữa nhất định có thể trấn an vong hồn của con gái tôi, ha ha. Nuôi hai đứa trẻ làm tiểu quỷ đối với tăng nhân thái lan mà nói cũng không phải là việc khó gì rốt cuộc có tìm được vong hồn của con gái rượu hay không vẫn khó nói phong thiên thu hồi ánh mắt cười lạnh ấn tượng hòa diệu của tôi với phong thiên chớp mắt lại tan vỡ thấp giọng hỏi đường dũng xem phong thiên này rốt cuộc làm gì sao cũng ở đây đường dũng nói phong thiên cũng là người đồng bình mời tới bắt quỷ trong tình huống bình thường việc này không thể phiền hai người có điều gần đây vợ Đồng Bình bị vong hồn con gái giày vò đến phát điên, đã vào bệnh viện tâm thần. Hơn nữa một năm nay ông ấy tìm rất nhiều người cao tay đến, chưa từng có ai có thể giải quyết được. Ông ấy chó cùng rất dậu, đành tìm hai người một lúc, tôi nhanh chóng hiểu rõ, khó trách đạo sĩ kia ra vẻ coi thường người khác, thì ra ông ta và Đường Dũng là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa tôi có thể nhìn ra được, ông ta thấy tôi và Đường Dũng đều khoảng chừng 20 tuổi nên coi thường chúng tôi sau khi chào hỏi nhau, đồng bình nói mấy câu khách sáo rồi nóng lòng thúc giục chúng tôi thi triển pháp thuật. đạo sĩ kia liếc nhìn chúng tôi, cười khinh khỉnh. ông ta nói muốn đến mộ đồng ngọc thanh để gọi hồn, chỉ cần gọi được hồn, ông ta ắt có niềm tin khuyên đồng ngọc thanh đi đầu thai truyền thế, sau đó sẽ làm đàn cung bái hành lễ cho đồng ngọc thanh một khởi đầu tốt, để kiếp sau cô ấy có thể đầu thai đến một nhà tốt. đồng bình nghe xong gật đầu, nhưng ông ấy cũng không kích động lắm dường như đã quen với một quy trình giống nhau. có lẽ trước đây nhiều người cao tay ông ấy tìm cũng có phương án này. sau đó ông ta đi tới trước mặt đường dũng, hỏi đại sư đường thì sao, có tính toán gì không? nếu có gì cần tôi giúp một tay thì cứ nói. đường dũng gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười không đáng tin cậy, liếc nhìn phong thiên, nói nếu đạo trưởng phong thiên muốn đến mộ của ngọc thanh gọi hồn thì tôi cũng đi theo là được. tạo bùa hộ mệnh cần phải dùng cho cốt của cô ấy đồng bình liên tục gật đầu nói vậy thì tốt nói xong thì ra dấu mời với chúng tôi chúng tôi và phong thiên đồng thời đứng lên đến cửa khách sạn đồng bình đã sắp xếp một chiếc máy bách đợi ở đó chỉ là lúc lên xe phong thiên lại dở trò ông ta liếc nhìn đường dũng nói bổn đạo cần chuẩn bị một chút trên đường để gọi hồn không tiện đi chung một chiếc xe với người khác cậu đường vẫn nên đi chiếc xe khác thì hơn trời đất tôi nhịn lâu lắm rồi đó lúc này đã không nhịn nổi nữa dáng vẻ này sắp lên tới trời rồi cũng không phải tôi chưa từng thấy gọi hồn tô đoàn đã từng gọi hồn chỉ cần dùng một ít hương và đậu là có thể làm được ông ta chỉ cần mang đủ cần phải chuẩn bị gì trên đường chứ có điều đường dũng quả thực tốt tính lạ kỳ trực tiếp ngăn tôi lại nói nếu thế thì chúng ta lái xe đi vậy dù gì chúng ta cũng lái xe tới nhưng đồng bình bị sửa gáy lại có chút ngại ngùng vội vàng nói là do ông ấy suy nghĩ không chu đáo ông ta sẽ gọi một chiếc xe nữa qua đây ngay. Đường Dũng khoát tay nói không cần phiền phức như vậy. Nói xong chỉ cười lạnh, đưa chúng tôi lên xe rồi lái theo chiếc máy bách trước mặt. Tôi ngồi ở vị trí ghế lái phụ, nhìn gương mặt liên tục cười lạnh của Đường Dũng, bèn hỏi tại sao anh ta lại nhường nhịn đạo sĩ thối kia khắp nơi như thế. Thực lực của anh ta tôi cũng biết, tương đương với tô mộc, còn có thể luyện được tiểu quỷ Trịnh Lâm cấp bậc ác quỷ. Mặc dù không dám nói lợi hại hơn đạo sĩ thối kia nhưng cũng không thua kém, dựa vào cái gì mà lại để cho người khác ức hát yêu ta như vậy, Dương, Dương, chơi với người như vậy phải có kiên nhẫn, em có nghe câu nói rằng bay càng cao, té càng đau không? Đường Dũng cười sâu xa, nói, "Chương 76, Hải Nhi sát là ý gì?" Tôi thấy Đường Dũng nói có lòng tin như vậy, không khỏi nhóm lên sự chờ mong bé nhỏ, "Đợi lát nữa em sẽ biết." Đường Dũng cười chớp mắt nhìn tôi, không chịu nói cho tôi biết Tôi đành chờ, trên đường đường Dũng bảo tôi nghỉ ngơi một lúc, mộ của Đồng Ngọc Thanh chôn khá xa, tối hôm qua tôi lại không ngủ, cứ thức như vậy không tốt cho cơ thể, lúc đầu tôi không mệt, chỉ là tinh thần có chút uể oải, có điều nghe Đường Dũng nói như vậy, tôi thực sự hơi buồn ngủ, bèn dựa ra ghế lái phụ chập mắt, đến khi tôi tỉnh lại, trời đã tối đen, đoạn đường này lại mất tận 6 7 tiếng, tôi có chút kỳ lạ lẽ ra người đã chết nên chôn trong cùng một thành phố với người thân, dù gì chôn ở nơi mình sinh ra cũng chính là lá dụng về cội mà mọi người thường nói, nhưng mất đến 7-8 tiếng, đừng nói ra khỏi thành phố, mà là ra khỏi tỉnh luôn rồi, mặc dù Đồng Bình rất có tiền, cũng không cần thiết phải chôn con gái của mình xa như vậy chứ, thấy tôi tỉnh lại, đường dũng rũi người, nói sắp ra khỏi cao tốc, sắp tới rồi. Lúc này tôi mới phát hiện lúc này chúng tôi đã đến huyện Vĩnh Cửu phía trước còn hai cây số nữa là ra khỏi cao tốc, lúc này tôi đã ngủ đủ giấc, tinh thần phân chấn, thấy khuôn mặt đường dũng lộ vẻ mệt mỏi, bèn chủ động nói ra khỏi cao tốc đổi tôi lái xe, ai ngờ đường dũng có biểu cảm như thấy quỷ, xem xét tôi rồi nói, thôi đi cô, để cô lái xe thì đợi tới bình minh chúng ta cũng không đến được ngôi mộ, tôi. Tôi tức đến mức suýt chút nữa muốn chửi thề, tuy kỹ thuật lái của tôi bình thường, nhưng cũng không đến nỗi anh ta không chừa thể diện cho tôi như vậy chứ. Dù gì tôi cũng có ý tốt mà, đường dũng thấy tôi sắp tức giận mới cười một tiếng, nói, không phải anh khinh thường em, lần trước em lái xe quá mạo hiểm, anh sợ em lại làm anh sợ đến tái phát bệnh tim, hơn nữa phía trước là đường núi, cứ để anh lái đi, nói xong anh ta bẻ lái vài lần, tôi thậm chí có thể nghe trên người anh ta vang lên tiếng kèn kẹt, có điều anh ta nói đúng sự thật, với kỹ thuật lái của tôi lái trên đường núi trừ phi muốn chết, sau khi lườm anh ta, tôi đành phải thôi. Sau khi rời cao tốc tiến vào huyện Vĩnh Cửu, chiếc máy bách phía trước dừng lại trước cửa một nhà hàng trang trí khá ổn. Đồng Bình cười đi tới, khách sáo nói với đường dũng đoạn đường này cực khổ rồi. Sau đó nói chúng tôi vào ăn tối trước, sau đó mỗi người chuẩn bị một chút, chỉ cần chạy tới phần mộ trước 12 giờ là được. Đạo sĩ kia muốn gọi hồn trước mộ, đương nhiên sẽ chọn lúc 12 giờ đêm âm khí nặng nhất để tiến hành, như vậy xác suất thành công sẽ cao hơn phân nửa. Đường Dũng cũng không có ý kiến, lúc này chắc cũng không còn xa môi mộ của Đồng Ngọc Thanh. Tất cả mọi người khá thoải mái, hơn nữa mặc dù đi xe nhưng đi suốt 5-6 tiếng cũng khá mệt, mọi người nhanh chóng vào nhà hàng, đi vệ sinh rửa mặt gì đó. Cùng lúc đó tài xế của Đồng Bình đã đặt xong phòng bao và một bàn đồ ăn lớn, tôi là người đầu tiên đi vệ sinh ra. Bèn ngồi trong phòng bao tán gỗ với Diệu Diệu và Trịnh Lâm, trong lúc tán gỗ, tôi thấp thoáng nghe được gần đây có người khác nói chuyện, hình như là phòng bao sát vách, giữa những câu nói thỉnh thoảng có xen vào từ thương gia, đồng, tôi lập tức chú ý thương gia họ đồng, không đúng lúc như vậy chứ, người bọn họ nói có phải là đồng bình không, tôi lập tức ngăn Diệu Diệu và Trịnh Lâm tán gỗ, bảo bọn họ im lặng, sau đó dựa vào vách tường nghe trộm những người sát vách đang nói chuyện gì. May mà biện pháp cách âm của nhà hàng này khá kém, sau khi áp vào tường, âm thanh sát vách truyền tới rõ mồn một, một người đàn ông trung niên đang nói chuyện, hắn ta nói tiếng địa phương, nói gì đó rất nhanh, rất khó hiểu, có điều tôi vẫn nghe được vài từ then chốt như thương gia họ đồng, con gái, trộm xác, mà người ở cùng người đàn ông trung niên đó nghe giọng cũng khá lớn tuổi, chí ít cũng năm sáu chục tuổi, trầm ổn hơn rất nhiều so với người đàn ông trung niên, cũng nói tiếng địa phương không ngừng ăn ủi người đàn ông trung niên, bảo hắn ta đừng hoảng hốt, cho dù dẫn người cao tay tới cũng không sợ, chỉ cần không đào mộ, chuyện của bọn họ cũng sẽ không bại lộ, trong lòng tôi kinh hãi, nghe đến bây giờ. Tôi cơ bản có thể xác định thương gia họ đồng trong miệng bọn họ chính là đồng bình, mà bọn họ nói mấy từ như con gái trộm xác gì đó. Chẳng lẽ thi thể của đồng Ngọc Thanh bị trộm, đây là hai kẻ trộm xác hả? Thời khắc mấu chốt, tôi còn muốn nghe thêm một lúc nữa nhưng ngay chính lúc này phong thiên lại trở về ông ta thấy tai tôi dán trên vách tường trực tiếp cười lạnh hỏi tôi cô lộc làm gì vậy à bên cạnh có đôi tình nhân đang nói lời âu yếm tôi nghe trộm một tí tôi lúng túng nói lúc nói tôi bất giác lớn giọng nhắc nhở kẻ trộm xác đối diện vốn dĩ đường dũng tạo bùa hộ mệnh cần cho cốt của đồng ngọc thanh nếu thi thể của Đồng Ngọc Thanh thực sự bị trộm sẽ rất phiền phức nhưng lão đạo sĩ Phong Thiên lại chọn gọi hồn trước mộ của Đồng Ngọc Thanh. Đương nhiên nhiên cũng là vì mượn thi thể Đồng Ngọc Thanh, nhìn mũi ông ta vành lên trời, tôi không muốn cho ông ta biết chuyện thi thể bị trộm, đợi lát nữa không gọi được hồn trước mộ, làm giảm nguyện khí của ông ta. Quả nhiên, phía đối diện lập tức yên tĩnh, mà tôi xấu hổ cười cười, sau đó ngồi trên ghế chờ Đường Dũng về. Đường Dũng và Đồng Bình cũng rất nhanh không lâu sau khi phong thiên quay lại hai người đồng thời trở về tôi thấy đường dũng bèn lập tức gọi anh ta ngồi bên cạnh tôi sau đó ghé sát tai anh ta thấp giọng kể chuyện tôi vừa nghe được cho đường dũng khuôn mặt đường dũng xẹt qua sự kinh ngạc có điều anh ta cũng không nói gì thêm mà nhếch miệng nở nụ cười xấu xa khuôn mặt chợt kề sát vào tôi tôi né không kịp môi dán lên mặt anh ta mới tách ra mấy phút mà đã nhớ anh rồi sao nhếch miệng cười đường dũng tỏ vẻ đạt được gian kế cười trêu chọc tôi tôi nghiêm túc chia sẻ tin tức với anh ta anh ta lại mượn cơ hội chiếm lợi ích của tôi quả là sắp tức chết tôi rồi tôi tát anh ta một cú quay đầu không thèm để ý đến anh ta đồng bình thấy thế có chút xấu hổ vội vàng cười hòa giải nói ngưỡng mộ tình cảm của tôi và đường dũng gì gì đó nói một hồi ông ta lại đau lòng lúc này tôi mới nhớ tới vợ ông ta đã bị hồn của đồng ngọc thanh giày vò đến mức vào bệnh viện tâm thần rồi mặc dù ông ta rất giàu nhưng ông ta lại mất con gái bây giờ vợ phát điên có thể nói là cửa nát nhà tan nghĩ như vậy tôi có chút thông cảm với đồng bình âm thầm hy vọng chuyến này có thể giúp ông ta giải quyết vấn đề món ăn được đưa lên rất nhanh bởi vì lát nữa còn có nhiệm vụ mọi người nói vài câu rồi tranh thủ ăn cơm mà đường dũng hiển nhiên không ngờ tôi lại giận lâu vậy vẫn ân cần gấp thức ăn cho tôi, còn xin lỗi không ngừng, trong lúc đó còn nháy mắt cho Diệu Diệu và Trịnh Lâm, để bọn họ nói tốt giúp anh ta một chút, Trịnh Lâm và Diệu Diệu cứ quấy rầy mãi, tôi đành thôi dần, chừng mắt nhìn đường dũng rồi cúi đầu ăn, sau khi ăn xong, mọi người lên xe xuất phát, lúc này đã hơn 9 giờ tối, chạy trên đường núi khoảng một tiếng, chúng tôi dừng lại ở chân núi Vân Vũ, đây là một khu danh thắng cấp 5A, cổng rất lớn vì bây giờ đã là đêm khuya nên không có du khách ngắm cảnh, ở cổng chỉ có một bóng dáng còng lưng đang vẫy tay với chúng tôi, đồng bình có vẻ đã liên lạc với nơi đây, trực tiếp xuống xe nói vài câu với người đó, sau đó người đó theo đồng bình lên xe của bọn họ, chúng tôi lại lái xe vào khu danh thắng, không đến 10 phút, cuối cùng hoàn toàn dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ, lúc này tôi mới nhìn rõ bóng dáng còng lưng ấy, lúc đầu cho rằng ít nhất phải bảy tám chục, không ngờ chỉ hơn 50 tuổi sở dĩ còng lưng là vì sau lưng ông ta có cục nhọt lớn bằng đầu người, nhìn còn tưởng rằng ông ta có hai cái đầu khiến người ta sợ hãi. Tôi chỉ nhìn ông ta một cái liền nghiêng đầu sang chỗ khác, dù sao nhìn chằm chằm người tàn tật thật bất lịch sự. Ai ngờ trịnh lâm len lén lôi tôi, để tôi tránh xa ông ta một chút, vì sao tôi không hiểu nói, đồng thời giả bộ vô tình nhìn về phía ông giả đó. Chăm chú quan sát rốt cuộc ông ta có chỗ nào không đúng, vừa nhìn kỹ. Tôi lại phát hiện trên cục nhọt của ông già đó hội tụ không ít âm khí, toàn bộ nhọt đều là màu đen, hơn nữa dưới ánh đèn lờ mờ, tôi lại nhìn thấy chính giữa cục nhọt có một khuôn mặt người, á, à, tôi sợ hãi hết lên một tiếng, chớp mắt trốn sau lưng đường dũng, đường dũng sửng sốt, sau đó chú ý tới ánh mắt của tôi, cũng nhìn về phía ông già kia, rất nhanh, anh ta cũng phát hiện điểm khác thường trên người ông già kia, chỉ là anh không nói gì, ngược lại quay đầu già vờ trách tôi một câu nói tôi bất lịch sự ông già kia cũng không tức giận cười khoát tay nói dáng vẻ của ông ta quả thực đáng sợ những cô gái nhỏ thấy đều sẽ sợ nói mấy câu cho qua chuyện ông già lấy chìa khóa mở cửa ngôi miếu nhỏ đưa chúng tôi vào trong tôi theo phía sau trong lòng sợ hãi không thôi nhưng càng như vậy đôi mắt của tôi càng không tự chủ được nhìn gương mặt người ấy đó là một khuôn mặt của trẻ sơ sinh ngũ quan vẫn chưa mở ra có điều khiến người ta ngạc nhiên là gương mặt đó dường như có thể cảm nhận được tôi đang nhìn nó. Mặc dù không mở mắt nhưng khuôn mặt đó đã từ từ quay lại hướng thẳng về phía tôi, khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên, cười với tôi, chuyện được cập nhật trên áp mê tình chuyện mỗi ngày, tôi thực sự sắp bị hù chết, sau lưng run cầm cập cứ như lưng tôi cũng vác một khuôn mặt như vậy, lúc tôi sợ hãi quá mức, đường dũng đột nhiên dừng bước nắm lấy tay tôi, cúi đầu thì thầm bên tay tôi, đó là Hải Nhi sát giỏi mê hoặc tâm trí người ta em đừng nhìn nó nữa có đường dũng nhắc nhở tôi giật mình lúc này mới phát hiện lúc nãy dường như tôi bị vật gì đó cưỡng ép mới nhìn mãi vào gương mặt trẻ sơ sinh đó tôi âm thầm tập trung nín thở nắm lấy ngọc bội trong tay niệm chú kích hoạt ngọc bội cùng với sự ấm áp mà ngọc bội tỏa ra sự lạnh lẽo phía sau lưng tôi cũng được xua đi sau đó tôi vô thức nhìn về phía cục nhọt lại ngạc nhiên phát hiện không thấy gương mặt đó nữa mà lão đạo sĩ phong thiên từ đầu đến cuối không có biểu cảm gì dường như vốn không thấy hải nhi sát chớp mắt chúng tôi đã xuyên qua điện diêm vương trước mặt đi về phía sau đây là một nơi có ba lối ra vào phía sau điện diêm vương còn nối với một điện nhỏ trong điện bày chi chít bài vị đi qua điện nhỏ ấy là một nghĩa địa căn cứ theo lời giới thiệu của đồng bình tôi biết được thi thể con gái ông ấy được chuyển đến đây chôn sau khi vợ ông ấy phát điên cũng khoảng hai tháng lúc đó di rời mộ phần cũng do một người cao tay nào đó chỉ điểm, nước ta thờ cúng thần tiên nhiều, thờ quỷ quái ít nên đồng bình không ngại vạn dặm xa xôi an táng con gái ở đây. Ai ngờ oan hồn con gái vẫn làm bậy, sau khi tìm được mộ của đồng Ngọc Thanh, phong thiên tràn đầy tự tin lấy lư hương, hương, đậu nành trong túi ra. mươi 77, đánh cược, nhìn nguyên liệu của ông ta giống với cách tô đoàn gọi hồn. Cần phải có thứ gần gũi với hồn vía để gọi hồn. Sau khi ông ta bày xong mọi thứ cũng không bắt tay gọi hồn ngay mà nhìn về phía Đường Dũng, nói câu mời, Đường Dũng vẫn giữ dáng vẻ cả lơ phất phơ, trực tiếp khoát tay, nói, bản thân từ trước đến nay luôn kính giả yêu trẻ, ông già thì mời ông trước. Lời nói này chỉ thiếu đánh một phát, không nói lão đạo sĩ Phong Thiên kia, ngay cả tôi cũng bị nghẹn suýt chút không thở được, quả nhiên, Phong Thiên sầm mặt, lạnh lùng nói, nếu bần đạo ra tay trước, tìm được vong hồn đến lúc đó đừng nói bẩn đạo ức hát yêu ta tăng nhân Thái Lan các người, không sao, nếu ông có bản lĩnh tìm được hồn, ông đồng cũng sẽ không tìm tôi. Đường Dũng vẫn vui cười, có điều lúc mới gặp mặt, anh ta rất khách sáo với Phong Thiên, bây giờ nói chuyện như đang cố ý bới móc, tự cao tự đại. Phong Thiên tức đến mức tròm dâu dê cũng run rẩy nói thẳng, nếu đã muốn xem đạo giáo của chúng tôi, vậy cậu có dám so tài với bẩn đạo? xem thử rốt cuộc ai có thể tìm được vong hồn của Đồng Ngọc Thanh, chuyện được cập nhật trên áp mê tình chuyện mỗi ngày, so thì so. Đường Dũng khinh thường nói, có điều phải nói rõ trước, không phải tôi khinh thường đạo giáo, tôi chỉ khinh thường ông mà thôi. Còn nữa, so với ông, căn bản không cần tôi phải ra tay, bạn gái của tôi cũng dư sức đối phó với ông, nói, rồi Đường Dũng vỗ vai tôi một cái, trong lòng tôi chợt căng thẳng. Kinh ngạc nhìn đường dũng, có nhầm không vậy? Đường Dũng lại bảo tôi so tài với Phong Thiên, đây không phải là nhận thua rõ ràng sao, nhưng Đường Dũng lại cười rất bình tĩnh, còn len lén chớp mắt với tôi, trước mặt Phong Thiên, tôi không tiện nói gì, đành im lặng chờ xem Đường Dũng xử lý thế nào, mà Phong Thiên nhanh chóng tức điên vì Đường Dũng, rất khinh thường liếc nhìn tôi, nói thẳng, Lão Phu không thèm so với cô gái này, ông sợ thua mất mặt à, Đường Dũng cười hì hì hỏi, cái này không riêng Phong Thiên không nhịn được ngay cả đồng bình đều nghe không nổi nữa, đứng ra hòa giải, cơn tức của phong thiên đã hoàn toàn được đường dũng nhóm lên, đôi mắt hung hãn nhìn tôi chầm chầm, nghiêm giọng nói, so thì so, nhưng cậu khinh thường văn hóa đạo giáo ngàn năm, thua phải chịu trừng phạt, nói, xong ánh mắt của ông ta rơi vào trịnh lâm, nhách miệng cười, chi bằng dùng con áp quỷ này để cược, nếu thua thì con này áp quỷ này thuộc về lão phu, không được, được. Tôi và Đường Dũng đồng thời lên tiếng, nhưng Đường Dũng lại đồng ý với yêu cầu của Phong Thiên, chúng tôi cược ác quỷ. Còn ông? Không thể thắng thì nhặt vật báu, thua thì cục đuôi trốn đâu nhỉ? Không có cửa há mồm chờ sung dụng nha. Đường Dũng nói, Phong Thiên bị xì nhục liên tục, khuôn mặt đã tím như gan heo, cắn răng rút một cuốn sách rách nát ra, nói, thua thì sẽ tặng hỗn nguyên kinh cho cậu, chỉ là một cuốn sách rách nát à? Tôi không cần, Đường Dũng chê bai lắc đầu. Phong Thiên không nhịn được nữa, xù lông, vọt tới trước mặt đường dũng tức giận nói, thằng nhóc thối, mày chẳng biết nhìn hàng, đây là hỗn nguyên kinh, là vật báo để tu luyện thuật pháp trong đạo giáo, chỉ có đạo trường của đạo quan mới có thể tu tập, những tiểu đạo nhỏ không có tư cách xem, ông ta nói hồn hền, không giống nói dối, nhưng tôi lại càng lo lắng, chỉ có đạo trường mới có thể tu tập, y nói ông ta còn là đạo trường một đạo quan, thực lực kém được à? đường dũng quá khinh địch rồi lôi đường dũng một phát vừa định lên tiếng nhắc nhở đường dũng anh ta đã miễn cưỡng gật đầu nói được thôi thấy ông nổ như vậy tôi đành chịu thiệt một chút đồng ý với ông dù gì tôi cũng có chút kính ngưỡng văn hóa đạo giáo của các ông thắng cũng tốt nhưng chưa chắc có thể học được thứ khác nói xong anh ta và phong thiên đánh một trường vào không khí dường như việc này đã quyết định xong lúc này chỉ còn nửa tiếng nửa là đến nửa đêm trong lòng tôi nóng như lửa đốt, vừa tách khỏi phong thiên, tôi vội níu lấy cổ áo của đường dũng, hỏi anh ta rốt cuộc có ý gì. Cho dù anh ta muốn dùng tôi để xỉ nhục phong thiên thì cũng không thể lấy trịnh lâm ra đặt cược, tôi thua thì phải làm sao, em sẽ không thua đâu, yên tâm đi. Đường dũng vẫn cười hì hì, sự tự tin không chút giả vờ tỏa ra, bao phủ trên người tôi, khiến tôi bình tĩnh hơn một chút, đừng thấy ông ta đã lớn tuổi, có vẻ như cao nhân đắc đạo cũng vì thân phận của ông ta rất cao đi đâu cũng được người ta nịnh bợ tâm tính mới không vững vàng giống như pháo hễ đốt là nổ người như thế có khí cương dương quá nặng muốn gọi hồn vốn không dễ dàng thành công hơn nữa anh đã nghiên cứu những trang bị ông ta mang theo là thuật gọi hồn cấp thấp nhất nếu lúc nãy em nói không sai trong ngôi mộ này vốn không có thi thể vậy thì cho dù ông ta có gọi hồn thế nào cũng không được vừa nói trong mắt anh xẹt qua sự xảo quyệt Giáng vẻ nắm chắc phần thắng, đây cũng là nguyên nhân anh để em ra tay. Tăng nhân bọn anh muốn làm bùa hộ mệnh thì phải lấy được cho cốt thi thể, uy lực mới mạnh. Nếu đây là mộ rỗng, anh cũng không có cách nào làm bùa hộ mệnh, chỉ có thể dựa vào em, không phải em đã luyện được lực cực âm sao? Lát nữa chỉ cần quan sát phần mộ của Đồng Ngọc Thanh bằng lực cực âm, thi thể của cô ấy dù sao cũng đã từng chôn ở đây, chỉ cần theo thi khí còn sót lại trong mộ, em có thể tìm được thi thể của đồng ngọc thanh vậy thì anh cũng có thể làm bù hộ mệnh thì ra là vậy tôi hiểu ra không ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đường dũng đã nghĩ ra nhiều thứ như vậy nhưng bởi vì cực trịnh lâm tôi không tránh khỏi có chút chột dạ dù sao tôi mới vừa tu luyện được cá âm nhỏ hơn nữa tôi chỉ gặp nó một lần ai biết bây giờ tôi còn có thể tìm được cá âm nhỏ không lúc nói chuyện phong thiên đã chuẩn bị xong xuôi Ông ta đặt lư hương và bát đậu nành trước mặt, cắn ngón trỏ, nhỏ máu tươi trên đậu nành, sau đó cất hết đậu nành vào trong lư hương, đốt một nén hương cắm trên đậu nành, miệng lẩm bẩm gì đó, ông ta không ngừng niệm chú. Tôi chớp mắt, cảm giác âm khí bốn phía nổi lên, xung quanh mỗi ngôi mộ đều xuất hiện gió âm, mà gió âm có lớn có nhỏ, lớn có thể thổi đá cát, nhỏ có thể thổi bụi, có điều bỏ qua những ngôi mộ có gió âm, tôi chú ý tới ba ngôi mộ trong nghĩa địa không có phản ứng gì không những không hình thành gió âm thậm chí ngay cả âm khí cũng không tán loạn trong đó bao gồm mộ của đồng ngọc thanh tôi có chút chờ mong phàm là mộ có người chết đều sẽ lưu lại địa hồn cũng chính là nguyên nhân gió âm nổi lên lúc gọi hồn mặc dù địa hồn tiêu tan nhưng có thi thể thì cũng sẽ có âm khí chảy ra nhưng duy chỉ có ba ngôi mộ này phía trên đều sạch sẽ không có chút âm khí nào chỉ có một khả năng ba cái này đều là mộ rỗng có điều phong thiên dường như không phát hiện ra vấn đề này. Ông ta hẳn không tu luyện được cá âm nhỏ, cảm nhận âm khí không nhạy bén bằng tôi. Lúc này ông ta chỉ cảm thấy bốn phía có gió âm nổi lên, khóe miệng đã lộ ra sự vui sướng của chiến thắng. Tham làm liếc nhìn trịnh lâm, niệm chú khoảng 20 phút, đợi hương gọi hồn trước mặt phong thiên cháy hết. Ông ta cũng không ngại nóng, trực tiếp vươn tay vào trong lư hương, nhặt cho hương và đậu nành dính máu vung lên mộ của đồng ngọc thanh trong giây phút đậu tương rơi xuống đất, nụ cười của Phong Thiên cũng đọng lại trên mặt, sao vậy đạo trưởng Phong Thiên? Hồn vía của cô Ngọc Thanh đâu, đường dũng vẫn tuét miệng cười, đợi sau khi Phong Thiên thi triển pháp thuật thất bại mới nói, Phong Thiên bối rối, có lẽ ông ta vốn không nghĩ mình sẽ thất bại, không dám tin nhìn môi mộ, lại nắm đậu nành vung mấy lần, mãi cho đến khi đậu nành trong lư hương đều đã ném đi hết. Ông ta giận đùng đùng quay đầu nhìn đường dũng, tức giận nói, tên nhóc kia, nhất định là mày giờ cho quy nói đi mày đã làm gì bồn đạo trường tôi ở đây có thể làm gì ông tài nghệ bản thân không bằng người không nên ngậm máu phun người nhé đường dũng khinh bỉ nói mày phong thiên bị đường dũng chọc tức nhưng ông ta vẫn không nghĩ ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nhanh chóng đi khỏi nhường lại môi mộ của đồng ngọc thanh lạnh lùng nói đã vậy thì cô lộc ra tay đi tôi gật đầu đi tới trước bia mộ của đồng ngọc thanh có điều tôi cũng không tùy tiện làm gì mà quay đầu nói với đồng bình ông đồng thực ra bây giờ tôi cũng không thể gọi được hồn của con gái ông hả đồng bình sửng sốt khuôn mặt chớp mắt trở nên nguội lạnh hết sức thất vọng có điều ông ấy như không cam lòng hỏi tôi vì sao ngay cả thử cô cũng không muốn thử sao còn thử cái gì mà thử bần đạo không gọi hồn được con bé này đương nhiên cũng không gọi được cô ta biết lượng sức mình hơn thằng nhóc thối kia mà thôi không đợi tôi nói phong thiên đã xen miệng vào tôi vốn không có ấn tượng gì tốt với phong thiên bây giờ ông ta lại nhiều lần mượn cớ gây chuyện với tôi cứ luôn mồm con bé này nọ kỳ thị phụ nữ à tôi thấy khó chịu liếc ông ta nói tuy tôi không gọi được hồn nhưng tôi có thể nói vì sao hơn nữa bây giờ tôi không gọi được hồn nhưng chỉ cần cho tôi ba ngày tôi nhất định sẽ giúp ông chính mắt nhìn thấy hồn của con gái mình hừ nói sảng bậy. Phong Thiên khinh thường nói, cược hỗn nguyên kinh trong tay ông, lần này không phải ông cược với đường dũng đổ, mà là cược với con nhóc tôi đây, dám không? Tôi khiêu khích chừng mắt nhìn Phong Thiên, lão già thối, không chấp nhặt với ông mà ông còn làm tới, lần này phải để ông mở rộng tầm mắt xem cái gì gọi là phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời, cược Phong Thiên bị tôi chọc giận đến mức run nhẹ, nói luôn, tôi cũng học dáng vẻ cười lạnh của đường dũng, nói thẳng vừa rồi đạo trưởng phong thiên không gọi được hồn vì đây vốn là mộ rỗng, bên trong không có thi thể của đồng Ngọc Thanh, nếu tôi không đoán sai, thi thể của đồng Ngọc Thanh đã bị người khác trộm đi, cái gì, như một tia sét giữa trời quang bổ vào người đồng bình, cả người ông ấy lung lay, không dám tin nhìn tôi, không riêng gì ông ấy, ngay cả ông già còng lưng vẫn luôn đứng bên cạnh im lặng không nói gì cũng lung lay. Sau đó chán ông ta diện ra một lớp mồ hôi lạnh, nói, cô gái này, thi thể vào điện diêm vương của chúng tôi là an toàn nhất, không thể nào thất lạc, cô đừng nói lung tung, thật không, đã vậy, ông có dám đào mộ ra, tôi quay đầu nhìn về phía ông già còng lưng, cục nhọt trên lưng ông ta đầy âm khí, mới vừa nãy tôi vẫn không nghĩ ra là vì sao, bây giờ nhìn dáng vẻ trột dạ của ông ta, chắc chắn có liên quan đến việc ăn cắp thi thể, thấy tôi nói chắc chắn, đồng bình cũng luống cuống, không biết nên làm sao nhưng đường dũng bên cạnh cứ đòi mở quan tài khám nghiệm tử thi mà hàm ngoài dự liệu của tôi là phong thiên lại cùng ý kiến với đường dũng cứ không tin vẻ mặt ông ta âm trầm nói với đồng bình mở quan tài nếu thật sự trong mộ không có thi thể bần đạo không tìm được hồn vía cũng là chuyện bình thường thật có mặt mũi để nói sao lúc nãy ông không nhìn ra đó là một ngôi mộ rỗng đường dũng không đồng tình trực tiếp nói với phong thiên chương bảy mươi tám sắp sinh Phong Thiên nói không ra lời, ông già còng lưng lại lúng túng, nặng nề nói, đêm hôm khuya khoát, mở quan tài có xảy ra chuyện gì không? Hơn nữa thi thể đã trôn xuống, lại đào lên, e là không hay lắm, không, đợi ông ta nói xong, đường dũng cười híp mắt đi tới trước mặt ông ta, cười nói, có đại sư Phong Thiên ở đây, cho dù mở quan tài nửa đêm cũng đâu ngại gì, hơn nữa ngay cả ông chủ đồng cũng không ngại mở quan tài của con gái mình ông cứ ra sức khước từ như vậy, chẳng lẽ là trột dạ, không thể, không thể, ông già còng lưng vâng dạ nói. Nói xong ông ta bảo đi gọi điện thoại tìm người đến đảo quan tài, đường dũng không đợi được nữa, đi thẳng tới góc tường ngoài nghĩa địa, cầm lấy vài cây sẻng, nói, không cần làm phiền người khác, chốt việc này tự chúng tôi làm được, đúng không đạo trưởng Phong Thiên, nói, rồi anh ta ném cho Phong Thiên một cây sẻng, từ trước đến nay Phong Thiên được người ta tôn trọng. Đã bao giờ làm việc nặng nhọc như vậy? có điều ông ta liên tiếp bị sỉ nhục, lúc này nóng lòng mở quan tài xác minh sự trong sạch của mình, cũng không nói lời nào, nhận lấy sẻng đào ngay, thấy đường dũng và phong thiên đều tự mình ra tay, đồng bình đương nhiên cũng ngại mình rảnh rỗi, ra tay cùng tài xế của ông ấy, không bao lâu, mộ đã bị đào lên, lộ ra quan tài đen thui phía dưới, bốn người đẩy nắp quan tài ra, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức đập vào mặt, khiến đồng bình và tài xế không nhịn được buồn nôn ngay cả tôi cũng không nhịn được nhíu mày tôi cách xa nhất nhưng mùi ấy như mùi bom khí độc khó chịu muốn chảy nước mắt tôi vội vàng lui lại mấy bước đợi mùi dịu lại bớt mới nhìn vào quan tài đúng như tôi nghĩ trong quan tài quả nhiên trống rỗng chỉ có một đống áo liệm rách nát dơ bẩn chuyện được cập nhập trên áp mê tình chuyện mỗi ngày lúc này đồng bình đã lấy lại sức thấy trong quan tài thực sự không có người ánh mắt của đồng bình lập tức nhìn ông già lưng còng đè nén giận dữ nói Quan chân nhân, ông có nên cho tôi một lời giải thích không? Đây, không thể nào, ai lại to gan như vậy, dám đến điện Diêm Vương trộm người. Quan chân nhân còng lưng lúng túng, giơ tay lau mồ hôi lạnh, nhưng ông ta vẫn cứng rắn, không chịu thừa nhận mình có liên quan đến việc thi thể mất tích. Ông ta không thừa nhận cũng không sao, dù gì đây cũng chỉ là phán đoán của tôi. Tôi khoát tay áo, nói với đồng bình, bây giờ không phải là lúc nên trách hỏi tìm được thi thể con gái ông mới là điều quan trọng nhất. Nói xong tôi nhìn Phong Thiên, nói, đạo trưởng, vừa nãy ông nói trong quan tài không có ai, ông không tìm được hồn vía là chuyện rất bình thường. Tôi đây sẽ cho ông một cơ hội, ông có thể tìm được thi thể của Đồng Ngọc Thanh ở đâu không? Việc này, Phong Thiên cao mày, hung ác chừng mắt nhìn tôi, cứ như tôi cố ý khiến ông ta khó xử, cô ra tay trước đi. Nhịn một hồi lâu, ông ta chỉ thốt ra một câu tôi cười gật đầu được ông đừng quên vụ cá cược của chúng ta nói xong tôi tập trung tinh thần vào đan điền trên rất nhanh quả cầu đen lóe lên một tia sáng mờ một con cá nhỏ màu đen đang bơi lội bên trong thấy tôi tới cái đuôi nó vẫy vẫy vui sướng bơi về phía tôi nó là do giọt nước màu đen hợp thành bên ngoài được bọc một lớp âm khí đen dày tôi trong ý thức hình như đã biến ra một cánh tay cẩn thận tiến đến bên cá âm nhỏ cầm lấy âm khí che trước mắt tôi khí lạnh buốt bao trùm mắt tôi tôi lại mở mắt nhìn về phía mộ của đồng ngọc thanh phía trên đã bao phủ một lớp bụi khí màu trắng tôi mừng rỡ trong lòng xem ra đây chính là thi khí mà đường dũng nói theo thi khí trong mộ tôi nhanh chóng phát hiện thi khí thực sự đi theo một phương hướng kéo dài về phía điện diêm vương mà ở trong nghĩa địa này tôi còn phát hiện trên hai ngôi mộ khác cũng có thi khí kéo dài đến hướng của đồng ngọc thanh dưới sự duy trì âm khí của cá âm nhỏ lúc này đôi mắt tôi có thể nhìn thấy tất cả có thể thấy rất nhiều thứ bình thường không nhìn thấy xung quanh nghĩa địa có bóng người màu xám đang quanh quẩn những ngôi mộ khác có thi khí sen lẫn âm khí tuy nhìn có chút đáng sợ nhưng sau khi đã rèn luyện lâu như vậy tôi đã thành thói quen cho nên tầm mắt của tôi cơ bản chỉ tập trung ở ba ngôi mộ chỉ có thi khí ngoại trừ đồng ngọc thanh chủ nhân hai ngôi mộ khác một người tên là vương ngọc vân một người tên là lý thạnh đều là nữ hơn nữa không biết có phải trùng hợp hay không di ảnh của họ có vẻ khá lạ dường như gương mặt đều bị sung phù thật kỳ lạ di ảnh đều chụp lúc còn sống cho dù gương mặt một người bị sưng cũng không thể cả ba đều bị hơn nữa sau khi phát hiện hiện tượng này tôi cố ý nhìn những di ảnh trên bia mộ khác cơ bản đều rất bình thường không có hiện tượng sưng phù sự việc kỳ lạ hẳn có yêu quái tôi lập tức gọi đường dũng nói cho anh ta biết những gì tôi phát hiện cũng hỏi gương mặt sông phù có phải lúc còn sống chúng thuật dáng đầu hay không đường dũng suy nghĩ một chút lắc đầu nói nếu chúng thuật dáng đầu thì tinh thần có vấn đề sau đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử có rất ít thuật dáng đầu mãn tính khiến người ta xảy ra vấn đề từng chút một vậy thì lạ thật sao mặt của các cô ấy lại bị sưng hơn nữa thi thể của các cô đều không hề có trong mổ thi khí đi về hướng điện diêm vương tôi nói biểu cảm của đường dũng không rõ ràng lắm nghĩ cũng không thông dứt khoát nói cứ tìm thi thể trước đã đợi tìm được thi thể và hồn vía thì sẽ có manh mối thôi tôi đành gật đầu đưa đồng bình bọn họ đến điện diêm vương điện diêm vương là điện chính tuy nằm trong khu danh thắng năm sao nhưng bình thường cũng không mở cửa chỉ phục vụ cho một số tín khách và thương gia giàu có làm lễ cúng nên mặc dù điện này lớn nhưng bên trong lại không có nhân khí như vậy thi khí lưu lại rõ ràng hơn nhiều hơn nữa ban đầu vốn chỉ có một luồng thi khí sau khi vào điện diêm vương thi khí của đồng ngọc thanh hợp cùng hai người khác hình thành một đường thẳng màu xám như được trải thảm tôi đi theo thi khí phát hiện thi khí biến mất ngay bên dưới tượng diêm vương chính giữa điện ở đây tôi chỉ vào pho tượng nói với đồng bình đồng bình vốn dĩ vô cùng tin tưởng tôi nhưng tôi lại chỉ vào tượng diêm vương khuôn mặt xẹt qua chút lưỡng lự cô lộc chắc chắn ư đây chính là tượng Diêm Vương, nếu xảy ra rắc rối thì sẽ gây phiền toái lớn đó. Đúng, vậy, thực sự là người không biết không sợ, tăng nhân các người căn bản không biết Diêm Vương có vị trí như thế nào trong đạo gia. Nếu thi thể thực sự giấu ở dưới này, ông chủ đồng cũng sẽ không bị vong hồn con gái giày vò. Phong Thiên hừ lạnh một tiếng, không ở đây, vậy ông nói xem ở đâu? Nếu ông có thể tìm được ở chỗ khác, tôi bằng lòng chịu thua, tôi chừng mắt nhìn Phong Thiên đi quanh tượng Diêm Vương một vòng xem thử có chỗ nào có thể giấu người không. Có điều sau khi tôi đi một vòng, thật sự không phát hiện ra chỗ nào giấu người, bởi vì tượng Diêm Vương này không phải được điêu khắc rồi mới chuyển đến, mà là trực tiếp chất đất sét trong điện, phơi khô rồi khắc từng chút một. Toàn bộ bức tượng đều dính liền với đất cứ như nó hoàn toàn mọc ra từ đất, đừng nói tìm cửa ngầm gì đó, ngay cả một khe hở cũng không có, lần này tôi không khỏi nản trí, chẳng lẽ tôi sai rồi. Nhưng dựa vào cách nói của Đường Dũng, tìm được thi khí, đi theo thi khí thì không thể sai được. Lúc tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, Diệu Diệu đột nhiên gọi tôi, trên tay thằng bé đã lộ ra năm móng vuốt quỷ đen dài, cào cào trên bức tượng, nhìn này. Thi thể được phong ấn ở đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu đầy hào hứng, vui vẻ gọi tôi. Theo tiếng gọi của Diệu Diệu, tất cả mọi người theo tôi đến phía sau bức tượng, chỉ thấy bức tượng đã bị Diệu Diệu cào ra thật sâu bên trong là lớp đất sét dày, mà ở chỗ sâu nhất, mơ hồ lộ ra một thứ màu xám trắng, là vôi, mọi người thất kinh, ngay cả phong thiên cũng giật mình nói, sao tượng diêm vương lại có thể trộn vôi chứ, đây chính là đại kỳ, đại kỳ, đạo trường có đạo pháp thâm sâu, lại không nhìn ra đây là tượng thần đã chết sao. Đường Dũng nhìn thấy vôi đã hoàn toàn tỉnh táo, cười lạnh nói, nói xong anh ta chỉ huy Trịnh Lâm và Diệu Diệu ra tay dùng móng vuốt đào tượng thần sau đó giải thích với đồng bình dù là ở trung quốc hay thái lan diêm vương đều đại diện cho thực lực tối cao ở cõi âm có điều ở thái lan được đổi một cái tên khác mà thôi vì thế dù đây là tượng thần của ngài bọn tiêu quỷ cũng không dám động vào thậm chí tới gần cũng không được mà ông xem dấu vết này đi đường dũng chỉ vào dấu mà rượu rượu cào ra nói tiểu quỷ của tôi chẳng những dám tới gần còn dám động vào chứng tỏ bức tượng này là tượng chết mà nguyên nhân tạo thành tượng chết là vì bên trong trộn vôi đồng bình liên tục gật đầu tuy ông ấy không hiểu tượng sống tượng chết nhưng bức tượng kia lại phong ấn thi thể con gái ông lúc này ông cực kỳ tức giận quay đầu gọi quan đạo trường cũng không biết từ lúc nào lão già còng lưng đã chuồn mất toàn bộ đại điện đều không thấy bóng dáng ông ta đâu cứ mặc kệ ông ta đã tối nay là mùng một phải gọi hồn vía của con gái ông ra trước khi trời sáng đường dũng như vốn không quan tâm đến tung tích của lão già còng lưng vỗ vai đồng bình đồng bình rong ruồi thương trường nhiều năm đương nhiên biết nặng nhẹ tuy tức giận nhưng ông vẫn căng thẳng nhìn từng mảng đất rơi ra khỏi bức tượng trong nháy mắt diệu diệu và trịnh lâm đã móc hết lớp ngoài lộ ra lớp vôi bên trong trên lớp vôi có ba hình người nhô ra bên trong nhốt thi thể ba cô gái không đợi đường dũng lên tiếng tài xế của đồng bình đã tìm xẻng trực tiếp đập vào lớp vôi lớp vôi rơi xuống lộ ra khuôn mặt người bởi vì biết không khí tuy khuôn mặt cô gái tái nhợt da thô giáp nhưng được bảo tồn hoàn chỉnh rất dễ nhận ra đó là cô gái tên lý thạnh thấy không phải đồng ngọc thanh tài xế kia lại tiếp tục ngỡ hai chỗ nhô ra còn lại ba khuôn mặt đã lộ ra trong đó có một thi thể chính là của đồng ngọc thanh lúc này mặt phong thiên đã tái nhợt khó coi hơn cả ba thi thể nữ kia nhưng dù sao ông ta cũng là đạo trưởng một đạo quan mặc dù thua nhưng phong độ cơ bản vẫn phải duy trì đành ra tay giúp đỡ tài xế đào ra thi thể hoàn chỉnh của đồng ngọc thanh đợi sau khi thi thể của đồng ngọc thanh hoàn toàn lộ ra tôi lập tức ngây ngần cả người cô vẫn duy trì tình trạng thê thảm lúc chết biểu cảm vô cùng đáng sợ tràn ngập sự hoảng sợ và không cam lòng mà phần bụng của cô ấy nhô ra rất to bụng tròn vo như đang mang thai không đúng nói chính xác hơn là như sắp sinh. chương 79, âm khí thần bí, tôi cũng không xoắn suýt vấn đề này lắm. Đồng Ngọc Thanh chết trong tay người mình yêu, chết vốn đã thê thảm, bây giờ còn mang thai. Lúc mang thai biến thành quỷ, lệ khí lớn nhất, cũng khó trách sau khi chết vẫn quân lấy bọn họ, mà người trong nhà đồng bình biết chuyện không báo. Vô hình chung mang đến rất nhiều nguy hiểm cho người nhận việc này, nếu không cẩn thận, thậm chí có thể sẽ mất mạng đồng bình nhìn ra tôi không vui hoảng hốt vội nói lúc đó nó được phủ vải trắng tôi và vợ vô cùng đau lòng nên không nhìn kỹ chôn vội vã ai ngờ lại như vậy ông ấy nói ánh mắt rơi vào cái bụng nhô ra của đồng ngọc thanh trong lòng đau xót rơi nước mắt thấy ông ấy đau lòng như vậy mặc dù trong lòng tôi không vui cũng không tiện trách ông ấy nữa đành mềm giọng nói ông yên tâm đi nếu đã tìm được thi thể thì gọi hồn dễ dàng rồi nói xong tôi bảo đường dũng chuẩn bị làm bồ hộ mình còn tôi chỉ huy tài xế và trịnh lâm mang hai thi thể nữ khác xuống nửa tiếng sau hai thi thể nữ khác cũng được gỡ ra đặt trên mặt đất sau khi tôi thấy rõ cơ thể của họ cuối cùng cũng hiểu vì sao cả nghĩa địa chỉ có ba thi thể bị trộm đi ba người đều là phụ nữ có thai hơn nữa nhìn hai thi thể nữ kia bụng còn lớn hơn của đồng ngọc thanh rõ ràng đều sắp sinh cố ý trộm ba thi thể của ba thai phụ sắp sinh có tác dụng gì chẳng lẽ lão già còng lưng muốn luyện lệ quỷ mẫu tử sát, tôi từng nghe tô mộc nói về mẫu tử sát, quỷ bình thường lúc ra đời đều là quỷ mới, phải tu luyện từng chút mới có thể lớn mạnh, thực lực tăng lên, mà quỷ lợi hại một chút, bởi vì cơ duyên nào đó, lúc ra đời đã là tiểu quỷ hoặc ác quỷ, thông thường loại quỷ này có tiến độ tu luyện nhanh, tu luyện 80-100 năm là có thể tăng cấp. Lúc còn sống Tô Mộc là thầy phong thủy rất lợi hại nên sau khi chết trực tiếp thành ác quỷ. Mặc dù như vậy, anh tu luyện gần trăm năm ở cõi âm mới biến thành lệ quỷ, duy chỉ có một loại quỷ ngoại lệ, chính là mẫu tử sát, phụ nữ mang thai chết lúc sắp sinh hoặc khó sinh mà chết, mẹ con cùng chết, lệ khí cực kỳ nặng, thi thể trùng hợp được chôn ở nơi âm khí nặng, hoặc có người cố ý luyện, sẽ biến thành mẫu tử sát, hai mẹ con quỷ tim liền tim, oán khí hai người ảnh hưởng lẫn nhau, có thể trực tiếp biến người mẹ thành lệ quỷ mà thực lực của đứa trẻ chí ít cũng trên tiêu quỷ, điều kiện hình thành của loại quỷ này vô cùng khắc nghiệt, mặc dù cố ý tu luyện tỷ lệ thất bại cũng rất cao, hơn nữa cho dù thực sự luyện thành, bởi vì oán khí của mẫu tử sát quá nặng, người bình thường rất khó điều khiển bọn họ, chí ít thực lực của bản thân phải mạnh hơn mẫu tử sát mới được, cho nên mẫu tử sát rất hiếm thấy. Thông thường cũng không ai dám luyện mẫu tử sát, hễ không cẩn thận sẽ dẫn lửa thiêu thân ba thai phụ sắp sinh nằm trước mặt dù tôi không nghĩ đến mẫu tử sát thì thực sự cũng không nghĩ ra cách giải thích khác lúc này tôi mới hiểu rõ vì sao khuôn mặt của ba người trong bức ảnh chụp lúc còn sống đều sưng đây chính là đặc điểm sau khi mang thai rất nhiều thai phụ vì mang thai huyết áp cao toàn thân sung phù nhất là trước lúc sắp sinh thì càng sung phù rõ rệt nếu lão già còng lưng thực sự luyện được mẫu tử sát đó chính là ba cặp mẫu tử sát đừng nói chỉ có đường dũng và lão đạo sĩ phong thiên cho dù tô mộc cũng tới có lẽ cũng không đủ một bữa ăn cho ba cặp mẫu tử sát này tôi vừa nghĩ đã hoảng sợ muốn hỏi đường dũng xem nên làm gì nhưng lúc này anh ta đang nghiêm túc thu dọn đồ đạc tạo bồ hộ mệnh dáng vẻ người lạ đừng tới gần người quen đừng làm phiền tôi đành nuốt những lời muốn nói xuống ngay lúc đó lão đạo sĩ phong thiên âm thầm đến bên cạnh tôi sự kiêu căng trên khuôn mặt đã không còn nữa sau khi nhìn tôi chăm chú ông ta hỏi tôi rốt cuộc cô dùng cách gì để tìm được thi thể ở đây dùng mắt nhìn đó tôi nói lúc này tôi đã không có lòng dạ chọc tức phong thiên mà hoàn toàn chú ý đến ba mẫu tử sát trong lòng đầy mây đen rất sợ lát nữa lão già còng lưng mang theo mẫu tử sát đến đánh trực tiếp dùng mắt nhìn phong thiên không dám tin nhìn tôi cứ như không tin lời tôi nói vậy đôi mắt bị che lấp càng thêm nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm Đến mức tôi cảm thấy không được tự nhiên, nếu không thì sao? Tôi tức giận nói rồi quay đầu qua chỗ khác, tách khỏi ánh mắt của ông ta, trong lòng buồn bực chết đi được, nhưng ông ta như cao dính, cứ như nếu không hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì sẽ không chịu buông tha tôi, lại đứng trước mặt tôi, hỏi, đã như vậy, người thua cược là Bần Đạo, sao mặt cô lại như đưa đám thế? Chẳng lẽ cô khinh thường hỗn nguyên kinh của Bần Đạo? Nói, rồi mặt ông ta nghiêm lại như bị xúc phạm lấy hỗn nguyên kinh đưa cho tôi kể lì con nhóc cô không biết nhìn hàng đây chính là vật báo của đạo gia chúng tôi trong lòng tôi đang phiền não đâu muốn nghe ông ta kể lì cầm cuốn sách nhét thẳng vào túi nói tôi không quan tâm đến cuốn sách nát của ông tôi chỉ quan tâm điều này ông là đạo trưởng một đạo quan tu vi thâm sâu lẽ nào không phát hiện điều gì khác lạ sao nói rồi tôi chỉ vào ba thi thể của thai phụ dưới đất ông ta nhìn thoáng qua trao mày lại không hiểu ý của tôi lắc đầu mẫu tử sát tôi cố gắng nén giọng tránh để đồng bình nghe thấy lúc nãy khi tôi tìm thi thể thì phát hiện có ba thi thể bị mất lúc đầu tưởng là trùng hợp bây giờ cả ba thi thể này đều là thai phụ sắp sinh quan đạo trưởng trộm ba thi thể thai phụ làm gì có phải đang luyện mẫu tử sát nếu ông ta thực sự tu luyện thành công lát nữa ông ta mang theo mẫu tử sát quay lại đánh hôm nay chúng ta đừng mong sống sót rời khỏi đây đợi tôi nói xong, Phong Thiên hơi sững người, sau đó mắt ông ta xẹt qua vẻ kỳ lạ, hỏi tôi, cô rốt cuộc là ai? Còn biết cả mẫu tử sát, cô không phải là tăng nhân Thái Lan ư, ừ, tôi chưa từng nói tôi là tăng nhân. Tôi nói, vậy sao cô lại đi cùng tăng nhân Thái Lan? Cô bé, tôi thấy cô rất có tố chất, nếu không phải là tăng nhân Thái Lan, vậy sư phụ của cô là ai? Có đồng ý trở thành đồ đệ của tôi, tôi nhất định sẽ dốc sức dạy dỗ cô sau khi nghe tôi đáp ánh mắt phong thiên có chút hào hứng chợt bắt đầu lôi kéo tôi mặc dù ông ta thua cũng đã giao hỗn nguyên kinh cho tôi nhưng tôi thực sự không chịu nổi thái độ kiêu ngạo lúc trước của ông ta hơn nữa ông ta quá mức lộ liễu cũng không để ý tôi có sư phụ hay không đã muốn nhận tôi làm đồ đệ tôi nói thẳng nhưng ông vừa mới thua tôi dựa vào cái gì bảo tôi bái ông làm thầy ông có thể dạy tôi cái gì Hỗn nguyên kinh đó, tuy cô có tố chất tốt, nhưng nền tảng của cô kém, cô chỉ biết có mẫu tử sát, nhưng cô không biết mẫu tử sát chỉ có thể hình thành ngay lúc chết. Cho dù lão giả dạ còng lưng muốn làm mẫu tử sát cũng phải làm khi thai phụ còn sống, nhốt vào huyệt âm chí ít 100 ngày, sau đó để cô ta chết trong huyệt âm mới có thể luyện được mẫu tử sát. Chỉ cần phụ nữ có thai không chết trong huyệt âm, sau đó dù có xoay chuyển thế nào cũng vô dụng. Phong Thiên nói, thật sao? quan đạo trường không có khả năng có mẫu tử sát trong lòng tôi thả lỏng vui vẻ nói ừ nếu không bây giờ người đang chạy trốn không phải là ông ta phong thiên thấy tôi hỏi ông ta sự kiêu ngạo lúc trước đã trở về một ít vậy thì tốt rồi thần kinh căng thẳng của tôi lúc này mới trầm tĩnh lại nói qua loa vài câu tôi phát hiện tuy thái độ của phong thiên kém nhưng cũng không phải là không biết gì bèn hỏi ông ta nếu không liên quan đến mẫu tử sát tại sao quan đạo trưởng phải trộm thi thể của ba thai phụ mang thai, ông ta có ý định gì, ai mà biết được, chờ ông ta quay lại, túm lại hỏi là biết thôi. Phong thiên sắp hết kiên nhẫn, vẻ mặt nghiêm túc, cao ngạo nhìn tôi, thế nào, rốt cuộc cô có muốn bái tôi làm thầy không, không muốn, thấy ông ta không trả lời được, tôi thẳng thừng từ chối ông ta, muốn nói bái sư, tôi không bái sư với tô mục đẹp trai hà cớ gì tôi phải bái lão già có tính cách đáng ghét đó làm thầy huống hồ bây giờ tô mộc đã tìm được lâm yến nhi tôi cũng nên quay về cuộc sống của người bình thường không có tô mộc bên cạnh tôi cũng không muốn đi con đường này quá xa thấy tôi từ chối lão đạo sĩ kia nghiêm mặt thật lâu rồi quanh quẩn bên tôi nói cái gì mà ông ta có lòng muốn nhận tôi làm đồ đệ là vinh hạnh của tôi có ông ta làm sư phụ của tôi về sau tôi sẽ có chỗ dựa vững chắc trong cả đạo gia sẽ không bị người khác khinh thường ông ta còn dốc lòng dạy tôi gì đó tôi nghe ông ta cào nhỏ đến bực mình chút ấn tượng tốt mới có với ông ta chớp mắt cũng tan thành mây khói lúc tôi lạnh lùng từ chối phong thiên tôi đột nhiên cảm thấy bốn phía có âm khí dao động dường như có vật quỷ đang đến gần tôi căng thẳng im lặng quan sát bốn phía nhìn xem vật quỷ đang đến gần rốt cuộc là gì âm khí cũng không nồng nặc lắm thậm chí còn thua kém rượu rượu một chút hẳn là một quỷ mới hoặc tiểu quỷ mới nhập môn tôi có thể cảm nhận được lúc này nó đang ở ngoài điện diêm vương lặng lẽ tới gần chúng tôi là hồn vía của đồng ngọc thanh trong lòng tôi vui vẻ lập tức gọi rượu rượu và trịnh lâm ra ngoài bắt quỷ mà lúc này phong thiên dường như cũng cảm nhận được âm khí lưu động chỉ là chậm hơn tôi một chút bởi vậy ánh mắt nhìn tôi càng thêm cuồng nhiệt cư như nếu tôi không bái ông ta làm thầy thì ông ta sẽ đánh tôi bất tỉnh mang đi vậy. Chuyện được cập nhật trên áp mê tình chuyện mỗi ngày, tôi mặc kệ ông ta, âm thầm bảo diệu diệu và trịnh lâm thu lại âm khí, tránh để hồn vía của đồng Ngọc Thanh giật mình chạy mất. Bản thân dẫn bọn chúng tới trước cửa sổ vật quỷ đang trốn, lấy ngọc bội tô mộc cho tôi ra, đồng Ngọc Thanh, tôi hét lớn một tiếng, đầy cửa sổ ra ngọc bội trong tay đã ấn về phía lổm âm khí kia ngay lúc đó trịnh lâm và diệu diệu cũng hóa thành hai bóng đen chạy ra ngoài cản đường lui của đồng ngọc thanh gào âm khí phát ra tiếng kêu thảm thiết như thú vật bị nhốt trong bóng tối tôi chỉ có thể nhìn thấy một hàm răng máu đỏ há hốc miệng cắn về phía cánh tay cầm ngọc bội của tôi tôi phản ứng nhanh lẹ nhanh chóng rút tay về trước khi cô ta cắn chúng tôi nhưng khi tôi rút tay về thì thế tấn công giữa chúng tôi lại lộ ra kẽ hở bóng đen kia rất nhanh thấy có lỗ hổng âm khí lóe lên luồng gió âm thổi qua mặt tôi trốn đi tôi vội vàng đuổi theo nhưng hành động của tôi không nhanh bằng quỷ chớp mắt luồng âm khí kia đã chạy xa thậm chí không cảm nhận được hỏng rồi để đồng ngọc thanh chạy mất tôi tức giận mắng trong lòng tự trách không ngớt chủ nhân đó vốn không phải là đồng ngọc thanh trịnh lâm đuổi theo nhưng không đuổi kịp lúc này cũng quay về vẻ mặt nặng nề nói chương 80, chảy cán bột, không phải Đồng Ngọc Thanh, vậy nó là ai? Tôi lập tức dừng lại, kinh ngạc nói, cụ thể là ai thì em cũng không thấy rõ, có điều nó là đứa trẻ chỉ khoảng mấy tháng. Trịnh Lâm nói, tôi hơi lờ mờ với những lời Trịnh Lâm nói, rõ ràng Đường Dũng đang làm bùa hộ mệnh của Đồng Ngọc Thanh, tại sao lại đột nhiên xuất hiện quỷ hồn của trẻ con? Mặc dù nghĩa địa phía sau có chôn trẻ con, nhưng lúc Đường Dũng làm bùa hộ mệnh, trên người sẽ có dương khí mạnh mẽ bắn ra dương khí cao hơn rất nhiều so với người thường dù là đứa trẻ mới sinh đã chết theo bản năng cũng sẽ tránh dương khí không thể cố ý tiếp cận trừ phi nó đến đây có chuyện quan trọng hoặc ở đây có người quan trọng với nó nghĩ vậy tôi không khỏi nhìn về phía bụng của đồng ngọc thanh và hai cô gái khác chẳng lẽ đứa trẻ đó là thai nhi trong bụng các cô nhìn bụng của các cô nhô lên có lẽ chết lúc mang thai tháng thứ tám thứ chín cũng có thể nói lúc này đứa trẻ trong bụng các cô đã có thiên hồn nếu cơ thể mẹ chết đi lúc sắp sinh thai nhi lại có ý chí muốn sống đủ mạnh vậy rất có thể sẽ hình thành thiên thai lẽ nào lúc nãy là một thiên thai tới tìm tôi kinh ngạc trong lòng vội vàng hỏi trịnh lâm trịnh lâm không hiểu gì về thiên thai ngược lại rượu rượu nghe thấy hai chữ thiên thai thì kinh ngạc kéo tay tôi gật đầu nói không sai chính là thiên thai nếu chỉ là một quỷ mới làm sao có thể thoát khỏi sự tấn công của ba người chúng ta? Vậy em có thể phân biệt thiên thai đó là con của ai trong ba người không? Tôi lại hỏi, chuyện được cập nhật trên áp mê tình chuyện mỗi ngày, nếu thiên thai đó là con của hai cô gái kia thì tốt, nếu là con của Đồng Ngọc Thanh thì phiền phức rồi. Tuy tôi tin tưởng đường Dũng có bản lĩnh thu phục thiên thai, nhưng nhiệm vụ quan trọng bây giờ của chúng tôi là tìm được hồn vía của Đồng Ngọc Thanh, trần an linh hồn của cô ấy nếu thu phục con của cô ấy, chỉ gây nên mâu thuẫn, làm sao có thể chấn an cô ấy. Em thử xem, Diệu Diệu nói, nói xong, trên tay thằng bé ngưng tụ ba dòng âm khí, lần lượt kiểm tra ba cái bụng của thi thể nữ, khoảng chừng nửa phút, lông mày nhíu chặt của Diệu Diệu đã giãn ra, lộ vẻ tươi cười, thật may mắn, cả ba đều không phải là mẹ của thiên thai đó. Hả, kết quả này nằm ngoài dự liệu của tôi, ba người đều không phải là mẹ nó vậy nó lại gần để làm gì chỉ để xem náo nhiệt nghĩ vậy tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện hỏi diệu diệu lúc em đánh nhau với thiên thai đó có cảm thấy trên người nó có dương khí không có diệu diệu gật đầu trên người thiên thai đều có dương khí nên mới lợi hại hơn quỷ thường hơn nữa trên người thiên thai lúc nãy không chỉ có dương khí dương khí còn rất nặng rất nặng trong lòng tôi mơ hồ đã có đáp án Ben hỏi rượu rượu ngoại trừ bản thân thiên thai đã có dương khí, nếu thiên thai sống nhờ trên cơ thể người sống, dương khí có nặng thêm không? Có điều khi tôi vừa hỏi xong, bên phía đường dũng đột nhiên vang lên một tiếng nén như có thứ gì nổ tung, bắn ra một đống thứ. Ngọc Thanh, đồng bình đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó cơ thể thẳng đứng ngã về phía sau. Diệu diệu phát hiện phía đường dũng gặp chuyện không may, cũng không kịp trả lời câu hỏi của tôi bóng dáng lóe lên chạy về phía đường dũng. Tôi cũng cuống quyết đi theo sau rượu rượu. Dương Dương, đừng tới đây, đường dũng vội vàng gọi tôi. Có điều anh ta kêu chậm quá, lúc này tôi đã thấy tình trạng thê thảm trước mặt anh ta, suýt chút nữa mất đi. Chỉ thấy thi thể của đồng Ngọc Thanh vẫn nằm trên mặt đất, bụng vẫn nhô lên, nhưng phía trên bụng, cũng chính là phần rú đã sớm nát bấy như bị người ta dùng cây búa mấy chục cân nện vào thậm chí có thể thấy thấp thoáng xương sườn bị đập vỡ dưới phần vú. Trước mắt tôi chợt tối sầm, thân hình lung lay, Đường Dũng gọi tôi một tiếng, cũng không quan tâm đến thi thể của Đồng Ngọc Thanh, lập tức đứng lên đỡ lấy tôi, hỏi tôi có sao không. Tôi lắc đầu, dạ dày dậy sóng muốn nôn, Đường Dũng xoa một hồi lâu mới miễn cưỡng nén cảm giác buồn nôn xuống, vội vàng hỏi anh ta, tình hình gì đây? Sao lại đột nhiên biến thành như vậy? gọi hồn được rồi sao thi thể đã nổ em còn lo lắng có gọi được hồn không em không lo lắng cho anh sao vừa rồi anh ở gần thi thể như vậy cô ấy nổ ngay trước mắt anh đó đường dũng nghe vậy buồn bã nhìn tôi cứ như tôi là tên khốn lòng lang dạ sói vậy nghe anh ta nói như vậy tôi chớp mắt ý thức được mình lỡ lời vội vàng đổi chủ đề hỏi đường dũng có bị nổ chúng hay không đồng thời chăm chú nhìn đôi mắt của anh ta vừa nhìn mới phát hiện Tuy ra anh ta đen, nhưng chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt trắng bệch, dường như thực sự khó chịu. Không đáng ngại, vừa nãy thi thể văng trúng người anh, hơi buồn luôn. Lúc này Đường Dũng mới hài lòng nói, "Văng trúng người anh, vậy mà anh còn đỡ tôi?" Trong lòng tôi giật mình, vội đẩy anh ta ra, vẻ mặt chê bai trốn ra xa. Vẻ mặt của Đường Dũng đầy đau thương, có điều anh ta thấy sự khó chịu của tôi đã giảm bớt, vẫn sắp lại hỏi tôi vừa rồi anh làm bùa hộ mệnh có vật quỷ gì tới gần không thi thể này đột nhiên bị nện thành như vậy nhất định là có thứ gì đó cô y phá hoại bùa hộ mệnh vốn làm thành công rồi chỉ thiếu chút nữa là gọi được hôn có tôi vội vàng kể chuyện thiên thai đến gần cho đường dũng nghe cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng tôi hải nhi sát sống nhờ trên người lão già còng lưng lúc trước anh nói có phải là thiên thai không đáng tiếc vừa rồi nó chạy quá nhanh ba người chúng tôi đều không thấy rõ Hải Nhi sát, đường dũng lầm bầm một câu, vẻ mặt lúc trước còn cười hi hi, lúc này đã thu lại, nhớ mày. Suy nghĩ một lúc, anh ta thở dài, nói xem ra không tìm ra lão giả kia trước thì không được. Nói xong anh ta bảo tài xế đưa đồng bình đã ngất đi về xe cùng anh ta, thu xếp ổn thỏa cho đồng bình. Anh ta lại liếc nhìn Phong Thiên, cười bảo Phong Thiên ở lại trên xe trông coi đồng bình để tránh thiên thai đó quay lại ra tay với đồng bình phong thiên dĩ nhiên không vui nhưng đồng bình là người thuê lần này đương nhiên ông ấy không thể xảy ra chuyện gì phải có người ở lại chăm sóc đồng bình suy nghĩ một lát cuối cùng ông ta vẫn gật đầu đồng ý đường dũng căn dặn phong thiên xong lại quay đầu nhìn tôi bảo tôi cũng ở lại trên xe bên cạnh phong thiên không nên chạy lung tung trước khi anh ta trở lại không được rời khỏi phong thiên nửa bước tôi không vui muốn nói để tôi theo diệu diệu và trịnh lâm là được nhưng Phong Thiên rất cố chấp, sau khi nói muốn nhận tôi làm đồ đệ thì cứ như tàu hòa nhập ma, dù thi thể của đồng Ngọc Thanh nổ ông ta cũng không có phản ứng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ngây ngốc nhìn tôi cười. Cười khiến tôi rợn cả tóc gáy, tôi trực tiếp níu tay đường dũng lại, mạnh mẽ yêu cầu rằng tôi muốn đi cùng anh ta tìm lão già lưng còng. Đây là tôi lần đầu tiên mạnh mẽ yêu cầu đi cùng với anh ta, anh ta sừng sốt một chút, đáy mắt dường như có chút lo lắng nhưng ánh mắt của anh ta rơi vào bàn tay tôi đang nắm tay anh ta vẫn nhếch miệng cười nói đi cũng được có điều em phải nắm tay anh một giây cũng không được buông nói xong bàn tay ấm áp của anh ta đã bao trùm lấy tay tôi cảm giác có chút kỳ lạ khiến tôi bỗng nhớ tới tô mộc nghĩ đến tô mộc trong lòng tôi tối sầm lại trở nên có chút chống cự nhưng tôi thực sự không muốn ở cùng phong thiên đành tùy ý để đường dũng kéo tay tôi đi lên núi vừa đi Đường Dũng vừa nắm một đống bột đỏ, thỉnh thoảng lại rắc trên con đường phía trước rất nhanh, bột phấn đỏ rơi trên mặt đất, hiện ra từng dấu chân nhỏ. Dấu chân kia rất nhỏ, còn không to bằng lòng bàn tay tôi, siêu vẹo đi trên con đường lên núi của khu danh thắng. Chúng tôi đi men theo dấu chân lưu lại, khoảng một tiếng sau, vết chân biến mất trước một hang động dưới lòng đất. Trước cửa động có bậc thang bằng đá, bên cạnh còn dựng tấm bảng hiệu, trên đó viết ba chữ, suối ngân linh có vẻ đây là một điểm tham quan của khu danh thắng phía dưới còn có nước nước thuần âm đặc biệt đây còn là hang động phía dưới ánh mặt trời không chiếu tới suốt cả năm vậy thì nơi đây đã hình thành một âm huyệt thiên nhiên ẩn gió tụ khí vô cùng có lợi cho vật quỷ tu luyện tôi không khỏi căng thẳng vô thức cầm lấy ngọc bội niệm chú để đề phòng lỡ như trong tay đường dũng cũng cầm một vật phòng thân dựng thẳng trước ngực đó là một thứ giống chảy cán bột, ngoại trừ chất liệu kim loại thì nó chẳng khác gì chảy cán bột thông thường. Tôi bỗng tò mò, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, tôi cũng không kịp hỏi anh ta đây là gì, chỉ theo thật sát phía sau anh ta. Không bao lâu sau, chúng tôi đã đi theo bậc thang xuống hàng động phía dưới. Trong hàng động đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, may mà ở đây tràn đầy âm khí, bây giờ tôi có cá âm nhỏ, rất nhạy cảm với âm khí dựa vào âm khí di chuyển trong đầu tôi đã hiện ra những đường nét của hang động mà trách người tôi cách đó không xa có một luồng âm khí nồng nặc hơn nơi khác âm khí còn kèm theo lệ khí tôi chớp mắt trở nên cảnh giác thiên thai tôi dừng bước lại kéo đường dũng ra hiệu với đường dũng đường dũng rất thông minh khi tôi túm lấy anh ta chảy cán bột đã vung mạnh ra nện về phía phương hướng tôi ra hiệu dừng tay khi chảy cán bột sắp nện lên người thiên thai ngay phía trước chúng tôi đột nhiên truyền đến giọng của ông già còng lưng đường dũng chớp mắt dừng động tác lại ngay lúc đó trong hang động đen thui sáng lên một tia sáng lão già còng lưng cầm trong tay một cây diêm châm lửa vào ngọn nến theo sự xuất hiện của ánh nến cơ thể thiên thai lóe lên vọt trở lại sau lưng lão già mà lúc này mặt lão già còng lưng sáng như cho tàn nhìn chúng tôi thấp giọng nói nếu các người đã tìm tới đây bí mật của tôi cũng không giấu được nữa, muốn chém muốn giết tùy các người, tôi chỉ có một yêu cầu, thả con trai tôi đi. Con trai ông là ai? Tôi không nhịn được nói, tình tiết xoay chuyển quá nhanh, cho tới bây giờ đầu óc tôi vẫn mơ hồ. Ông ta dễ dàng nhận thua như vậy sao? Không định phản kháng ư? Thiên thai chính là con trai tôi, lão già còng lưng nói, ông ta nhìn tôi và Đường Dũng, khuôn mặt cho xám xịt có chút thản nhiên các người tìm tới, chẳng phải là muốn gọi hồn của Đồng Ngọc Thanh sao? Chỉ cần các người bằng lòng thả con tôi đi, tôi sẽ giao ra hồn của Đồng Ngọc Thanh. Thật không, chúng tôi dựa vào cái gì mà tin ông? Đường Dũng nhếch miệng cười, lạnh lùng nói, dựa vào việc các người không gọi được hồn của Đồng Ngọc Thanh. Lão già còng lưng nói, ánh mắt của ông ta nhìn Đường Dũng chầm chầm, đáy mắt ẩn giấu sự hung ác độc địa. Từ trong ánh mắt của ông ta, tôi cơ bản có thể xác định chỉ cần Đường Dũng không đồng ý yêu cầu của ông ta, ông ta nhất định sẽ ra tay với Đường Dũng. Lúc này Đường Dũng vẫn nắm tay tôi, tôi nhẹ nhàng nắm chặt tay anh ta, nhắc nhở anh ta cẩn thận. Nhưng lúc này Đường Dũng hoàn toàn thoải mái, lại khôi phục vẻ cả lơ phất phơ bình thường, cười nói, vậy sao? Ai nói chúng tôi không tìm được hồn của Đồng Ngọc Thanh? Nói xong anh ta lấy ra một chiếc hộp đỏ nhỏ, nhẹ nhàng đẩy nắp hộp, lộ ra một đường chi. Một luồng âm khí sen lẫn lệ khí mạnh mẽ chớp mắt được thả ra ngoài, chiếm giữ cả hang động. Tôi và lão già Còng lưng đồng thời kinh ngạc, Đường Dũng bắt được hồn vía của Đồng Ngọc Thanh từ lúc nào? Chương 81, Đường Dũng khác thường, bây giờ ông còn nói mình nắm hồn của Đồng Ngọc Thanh trong tay sao? Đường Dũng thả ra một nửa, mắt thấy trong hộp có một cánh tay muốn thỏ ra, Đường Dũng liền đậy nắp hộp lại, cười khẩy hỏi lão già Lưng Còng: Ông già lưng còng lúc này mặt xám như cho tàn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường dũng, không dám tin nói, sao có thể như vậy, từ một năm trước tôi đã nghĩ trăm phương ngàn kế nhưng vẫn không tìm ra hồn của đồng Ngọc Thanh, cậu tìm được bằng cách nào? Điều này không thể xảy ra được, có thể hay không thể không phải ông nói là được đâu, đường dũng cười diễu cợt như đang cười nhạo ông già lưng còng vậy, trong tay anh nắm chặt cái chảy cán bột, một chút cũng không e ngại thiên thai nọ thậm chí còn tự mình kiếm cái ghế ngồi xuống, nói, đều đến nước này rồi. Ông còn không có ý định nói ra tại sao phải ăn trộm thi thể của ba thai phụ nọ sao? Nếu ông có thể nói ra một lý do khiến tôi cảm động thì tôi sẽ cho qua mọi chuyện, buông tha cho đứa con trai quỷ của ông. Nói xong anh ấy lấy thêm một cái ghế đưa cho tôi, cười nói tôi ngồi xuống nghe chuyện xưa. Trong lòng tôi đã sớm chứa đầy dấu chấm hỏi, thấy bộ dáng đường dũng đầy tự tin, bèn ngồi xuống đợi ông già lưng còng mở miệng kể chuyện. Nhưng ông già lưng còng vốn không tin lời đường dũng nói, khuôn mặt âm u chừng mắt nhìn đường dũng, giống như đang trực chờ tìm kiếm cơ hội chạy thoát đi vậy. Nhưng khi ánh mắt ông ta nhìn về cái chày cán bột trong tay đường dũng thì sự âm u trong mắt trở nên tuyệt vọng, mở miệng nói, cả cuộc đời của tôi cơ cực, từ nhỏ đến lớn trưởng thành bộ dáng như con quái vật, bị cha mẹ vứt bỏ ở trước điện diêm vương này là đạo trưởng quản lý điện Diêm Vương thu nhận tôi, đem tôi nuôi lớn, sau đấy đạo trưởng chết. Tôi lên tiếp quản nơi đây, vốn tưởng rằng cuộc sống ngày càng tốt hơn thì gặp phải cuộc cách mạng văn hóa, phá tứ cửu, bài trừ mọi tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập quán cũ, tôi bị đánh không ra hình người, bị đánh vô cùng thê thảm Ông ta vừa nói, khóe mắt không nhịn được cũng run rẩy mặc dù đã qua nhiều năm nhưng nhớ lại lúc trước vẫn cảm thấy kinh hoàng sợ hãi. Tôi không khỏi thở dài, nói về tứ phá cửu, tuy tôi sinh sau đẻ muộn chưa được chứng kiến, nhưng lúc nhỏ ở nhà bà nội có nghe qua, tôi có một ông nội hai, chính là em trai ruột của ông nội tôi. Ông từng là một thầy lang chuyên hành nghề trong các thôn nằm gần nhau, có người bị bệnh liền đi qua khám kiếm chút tiền nuôi sống gia đình. Vào một ngày như bao ngày, ông đi khám bệnh cho người ta, vừa mới bước ra cửa liền bị đám người mặc quần áo vệ binh đè chặt, nói ông nội hai chuyên giả danh lừa bịp, đầu trâu mặt ngựa giả thần giả quỷ, rồi kéo ông nội hai đi mất. Từ đó ông nội hai không còn trở về nữa, sau đó đợi đến khi bà nội hai tìm thấy ông, ông đã bị điên mất, cả khuôn mặt đều bị người ta dùng lưỡi dao lam rạch vẽ thành hình mai rùa, sẹo kết rất sâu, gặp người liền trốn đến cả bà nội hai ông cũng không nhận ra. Còn quỳ trước mặt bà nội hai hét to ông không phải là người, ông là đầu trâu mặt ngựa. Lúc nhỏ, Mặc dù bà nội lòng mang sợ hãi mà kể cho tôi nghe chuyện này nhưng tôi cũng không cảm thấy như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, khi đó ông nội hai chắc chắn bị tra tấn một cách phi nhân tính. Chuyện được cập nhật trên áp mê tình chuyện, nghĩ đến chuyện xảy ra với nội hai rồi nhìn qua ông già lưng còng. Tôi hơi đồng cảm với ông ta, ông ta ngoài ăn trộm thi thể ba thai phụ ra thì không có làm việc gì khác hại người sống cả. Với lại ông ấy tuy nuôi thiên thai, nhưng cấp bậc của thiên thai không cao nói rõ ông ta không có ám hại người khác, cũng không cắn nuốt ma quỷ khác. Nhưng mà tôi có chút khó hiểu, ông ta phí công ăn trộm thi thể bọn đồng Ngọc Thanh, đến cùng là vì đâu? Ông già lưng còng nói tiếp, thông qua sự miêu tả của ông ta tôi đại khái hiểu đã rõ cảnh ngộ của ông ta. 50 năm trước, ông già lưng còng mười mấy tuổi, bởi vì trông coi cái miếu này một mình nên trở thành mục tiêu chủ yếu của phá tư cựu, Lúc đó ông bị giam trong chuồng bò của một căn nhà, không cho ăn uống, đói đến hoa mắt, đến nổi cướp cỏ khô của bò rồi ăn, sau đó sắp duy trì không nổi định tự sát. Ngay lúc ông ta tính tự sát, chuẩn bị quy tiên thì con gái của đội trưởng đội Hồng vệ binh đột nhiên mắc bệnh, miệng sủi bọt mép, điên lên muốn cắn người. Kỳ thật theo như hiện tại mà nói thì là mắc bệnh giải, nhưng khi ấy trình độ y học còn chưa phát triển, đi khám qua mấy người bác sĩ đều vô vọng, không còn biện pháp khác vợ ông đội trưởng nói hay là bị chúng tà rồi, nếu không thì dẫn con gái qua tìm ông già lưng còng xem thử. Câu này đã vi phạm vào, tứ cửu, mê tín dị đoan, lúc này đánh chết người cũng không ai dám nói ra lời như vậy, nhưng đây là lời nói của vợ đội trưởng nên đương nhiên là ông ta sẽ không đánh người nhà rồi. Tuy nhiên tuy thân là đội trưởng vệ binh, nhưng ông ta cũng không dám đi gặp ông già lưng còng lúc ban ngày ban mặt, thế là đêm hôm đó, cũng là đêm mà ông già lưng còng định tự sát hai vợ chồng đội trưởng dẫn theo con gái đến chuồng bò cho ông già lưng còng khám bệnh. Ông già lưng còng cho rằng hai vợ chồng nhà này muốn dụ dỗ ông mắc câu liền sống chết không hé miệng. Cuối cùng vợ đội trưởng quá sốt ruột liền nói chỉ cần ông già lưng còng cứu con gái của bà ta, ông ta có thể nêu ra bất cứ yêu cầu nào. Đây chính là bước ngoặc trong đời ông ta, cũng là bắt đầu bi kịch của ông ta. Cũng không biết do trùng hợp thật hay cô gái kia thật sự chúng ta ông già lưng còng cho cô gái trừ tà một đêm, cô ta liền không cắn người nữa, thậm chí trở lại bình thường. Từ đó đội trưởng vệ binh coi ông ta như thần tiên, ban ngày công khai cùng cả đám người xử lý tội của ông ta, ban đêm thì âm thầm trợ giúp, bảo cô con gái bưng cơm đưa nước cho ông già lưng còng, dần già quan hệ giữa ông và cô gái càng ngày càng tốt. Tuy ông đội trưởng không vui nhưng lúc đầu cầu cứu ông già lưng còng có đáp ứng ông ta bất kỳ điều kiện nào đợi cuộc vận động cách mạng qua đi, ông già lưng còng và cô gái liền kết hôn, năm sau liền mang thai. Cái thai chính là thiên thai bây giờ, tôi nghe đến đây liền không khỏi ngắt lời câu chuyện ông già lưng còng. Ở đây có, Bắc, Á, nếu mà ông già lưng còng nói là thật, thì thiên thai ít nhất cũng phải 46-47 tuổi rồi, mà hình dáng bây giờ như nhi đồng. Còn ở nhờ trên lưng ông già lưng còng nữa chứ. Đích thật bình thường quỷ chết rồi đều sẽ duy trì bộ giảng. Tuổi tác trước khi chết, nhưng thiên thai thì lại là khác loại, bọn nó có được thiên hồn sống như một người bình thường vậy. Chỉ ít thì tôi đã gặp qua một thiên thai khác đó là Trần Á Lan, bà ta giờ đã trở thành một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Nhưng khi tôi ngắt lời ông già lưng còng còn chưa kịp hỏi việc thiên thai, Đường Dũng liền dành trước mở miệng nói, đứa con trai quỷ này của ông có phải là nam âm được sinh ra vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm đúng không? Ông già Lương Còng sừng sờ, vô ý thức hỏi: "Sao cậu biết? Bởi vì âm khí của nam âm quá nặng, cho dù bình an sinh ra cũng sống không quá 10 tuổi, cũng không thích hợp làm thiên thai, tiếp nhận không nổi sự tẩy rửa của dương khí, nếu mà trở thành thiên thai thì cũng trở nên tàn phế, cho nên nó không giống với các thiên thai khác, trải qua nhiều năm như vậy còn chưa trưởng thành." Đường Dũng nói, nói xong còn hơi thể hiện đồng tình nhìn cha con ông già Lương Còng ngoắc tay nói với thiên thai qua đây tinh thần ông già lưng còng vừa thả lòng liền chớp mắt căng thẳng lại níu lại thiên thai rồi lớn tiếng hỏi đường dũng cậu muốn làm gì không làm gì cả chỉ nhìn một chút thôi đường dũng nhếch miệng cười nói xong anh vông chảy cán bột trong tay lên ở trước mặt thiên thai vẽ vời vài cái giống như vẽ bùa chú vậy mặt thiên thai vốn hơi sợ hãi liền trở nên đần độn tay nhỏ đẩy ra ông già lưng còng rồi ngây mốc đi tới hướng đường dũng ông già lương còng căng thẳng đến cực điểm nhìn trong chọc vài đường dũng nhưng vì kiêng dè chảy cán bột trong tay đường dũng nên cũng không xông qua chớp mắt thiên thai đã đến trước mặt đường dũng lúc đi ngang qua tôi tôi để ý trên cổ nó hình như có một hình xăm quái gì. hình xăm đó nhìn rất quen giống như đúc hình xăm trên cổ của trịnh lâm tôi không nhịn được thốt lên đầy kinh ngạc chợt nhớ tới trên cổ trần á lan cũng có hình xăm này bà ta nói hình xăm này do đường dũng để lại. Lúc đó tôi vừa được cứu ra bản thân còn kinh hồn bạt vía. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ việc này cũng để đó không để ý đến. Bây giờ thấy lại hình xăm này, tôi không khỏi nhìn lại đường dũng. Anh ta bảo thiên thai đi qua để nhìn hình xăm trên cổ của nó. Nhưng trong chớp mắt trông thấy hình xăm đó, cả người anh đột nhiên ưỡn lên giống như bị sét đánh. Chảy cán bột được nắm chặt trong tay cũng rơi trên mặt đất loảng xoảng một tiếng bộ dạng tỏ ra rất kinh sợ đường dũng anh làm sao vậy hà đường dũng tôi vội lay anh sợ anh gặp chuyện gì không may nhưng anh ấy không phản ứng gì giống như không nghe thấy lời tôi nói vậy hai mắt chỉ chăm chăm nhìn hình xăm nọ sau một lúc mới phục hồi lại tinh thần anh không sao chứ tôi hỏi lại đường dũng mày anh vẫn nhíu chặt lắc đầu sau đó vỗ tay cây bục trước mặt thiên thai thiên thai liền tỉnh lại chạy lại chỗ phía sau ông già lưng còng như một làn gió hơn 40 năm trước, mẹ của nó rốt cuộc vì sao mà chết, lúc mở miệng hỏi đường dũng giống như hoàn toàn trở thành một con người khác vậy, biểu cảm nghiêm túc khác thường, giọng nói cũng vô cùng trầm thấp. Là, là vì khó sinh mà chết, ông già lương còng bị đường dũng hỏi đến ngây người, ông ta cũng nhận thấy sự thay đổi rõ ràng của đường dũng, khi nói chuyện không khỏi hơi cẩn trọng, vậy trước lúc sinh con, vợ ông có hành vi gì đặc biệt không? Đường dũng hỏi tiếp anh ta nói xong liền bỏ lại tôi rồi một mình đi tới trước mặt ông già lương còng, cúi đầu chăm chú nhìn ông ta. Tôi cũng căng thẳng không dám thở mạnh, trên cổ Trần Á Lan có dấu ấn đặc biệt của đường Dũng, bây giờ trên cổ thiên thai cũng có, hơn nữa hai người thiên thai bọn họ đều sinh ra vào hơn 40 năm trước, có thể hay không là do cùng một người gây ra. Những việc này lại có liên quan gì đến đường Dũng, ông già lương còng bị sự khác thường của đường Dũng dọa sợ ông ta suy nghĩ cẩn thận rồi vội gật đầu nói có vợ tôi trước khi sinh dùng tay cào chăn mềm thành một cục giống như chó mẹ cào đất khi sinh chó con vậy bà đỡ nói có thể do khó sinh tôi cũng không suy nghĩ nhiều ai biết như vậy thì một tuần trước khi vợ ông sinh ông có thấy qua con chó mẹ nào đang mang thai không ánh mắt đường dũng nheo lại hỏi tiếp câu hỏi khiến ông già lưng còng nhất thời nhớ tới cái gì vỗ mạnh đùi có lúc đó có một con chó hoang mang thai đến nhà tôi muốn kiếm ăn vì sợ vợ đang mang thai mắc phải bệnh truyền nhiễm nên tôi đã đuổi nó đi kết quả ngày thứ hai tôi nhìn thấy con chó kia chết nằm ở góc tường sau đó chính tôi thu thập xác chết của con chó đó ông giả lưng còng nói xong đột nhiên tóm chặt cổ áo đường dũng đỏ mắt hỏi đường dũng cậu hỏi như vậy là có ý gì chẳng lẽ vợ tôi không phải khó sinh mà chết do bị hồn chó bám thân nói xong không chờ đường dũng đáp lời liền lắc đầu một cách phủ định nói không thể nào tôi vốn là đạo sĩ lúc vợ tôi sinh tôi đã lập đàn làm phép cũng không thấy xuất hiện hồn nào cả không thể nào bị hồn chó bám vào được ông đương nhiên không phát hiện ra là bởi vì vợ ông không phải bị hồn chó bám vào mà là bị người ta phù phép ám hại đường dũng nói ánh mắt của anh ta sâu không thấy đáy không còn về cười cợt như trước nữa. Tôi nghe đến đó cũng xác định được rằng người tạo nên vụ việc thiên thai này và thiên thai Trần Á Lan là cùng một người, thủ đoạn hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều một bên là bỏ cái mang thai, một bên là chó cái đang mang thai mà thôi. Chương 82, Y tá Ma, đây là thuật hàng đầu ở Thái Lan, ông nói vợ ông trước khi gả cho ông đã như bị giải, điều này rõ ràng là lúc đó vợ ông đã bị ám hại từ trước chẳng qua ông chỉ chó ngáp phải ruồi dùng phương pháp nào đó đã chế ngự được. Chờ đến khi vợ ông mang thai, công lực pháp thuật đó lần nữa phát huy ra ngoài, đem con trai ông tạo thành thiên thai. Năm đó ông có thấy ai thả con chó cái kia vào cửa nhà ông không? Đường Dũng hỏi, không có, ý cậu là, con trai tôi đã sớm bị người ta chú ý, cố ý đem nó tạo thành thiên thai, đường Dũng ngật đầu một cái, tại sao? Ông giả lưng gù cảm giác hoang mang lúc này sự đề phòng của ông với đường dũng đã hoàn toàn không còn chẳng qua đối với sự thật tàn nhẫn này còn có chút không dám tin bởi vì có người muốn lấy được thiên thai cho nên cố ý tạo ra phàm thiên thai được tạo ra trên cổ sẽ lưu lại con dấu riêng của người làm chính là hình vẽ này tôi chỉ hoa văn trên cổ thiên thai nói đường dũng nghe thấy tôi nói cũng nhìn tôi một cách kinh dị hỏi sao em lại biết những thứ này bởi vì tôi đã từng gặp một thiên thai khác Bà ấy nói cho tôi, hơn nữa trên cổ bà ấy cũng có một con dấu như đúc. Tôi nói, đường dũng nháy mắt kích động, nắm lấy bà vai tôi bóp mạnh khiến tôi đau, ở đâu? Em chắc chắn dấu vết đó với con dấu này giống nhau như đúc. Em gặp được ở đâu? Ở Giang Minh, tôi bị đau, không thể làm gì khác hơn là kể chuyện Trần Á Lan cho đường dũng. Cũng nói ra thân phận Trần Á Lan là người tô ra, chờ tôi nói xong, đường dũng kích động tới mức mất không chế thậm chí anh ta cũng không chú ý tới ông già gù, trực tiếp cầm lên chảy cán bột, nắm tay tôi, nói, đi, quay lại Giang Minh. mươi 83, Lâm Yến Nhi hiện thân, Tô Mộc không để ý tới sự phản kháng của tôi, vẫn tròi tôi như cũ đứng trước giường đang đặt Lâm Yến Nhi, những người khác sau khi chào tôi một tiếng cũng đều đứng lên, lần nữa lại yên lặng nhìn chiếc giường ở giữa đại sành, bọn họ giống như đang tiến hành nghi thức nào đó tất cả mọi người đều đứng an tĩnh ngay cả tiếng thở cũng không có, cả căn phòng to lớn chỉ còn nghe được tiếng kim đồng hồ chuyển động. Đọc đầy đủ hơn tại gác sách, bong, cũng không lâu lắm, đồng hồ treo tường đột nhiên vang lên báo giờ, liên tục kêu 12 tiếng, là 12 giờ, mọi người giống như đang đợi thời khắc này. Khi tiếng chuông thứ 12 kết thúc thì mọi người vốn yên tĩnh đột nhiên bắt đầu ngâm sướng một loại ca dao cổ xưa. Tiếng ca dao du dương trầm bổng giống như âm thanh từ viễn cổ mọi người cùng hợp tác trầm bổng hết sức ma mị. Cho dù tôi đang bị trói như con heo, lúc này trong lòng cũng sinh ra một cảm giác nghi thức khó hiểu mãnh liệt. Tô Mộc vẫn như cũ đứng canh ở mép giường Lâm Yên Nhi nằm, hai mắt anh nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đến khi tiếng ca ngâm sướng được một nửa đột nhiên Tô Mộc giơ hai tay lên tới mi mắt rồi hạ nhẹ xuống đan điền một cái. Một giọt nước màu đen từ giữa mi tâm anh bay ra, bề ngoài bóng loáng giống như một viên chân châu đen hoàn mỹ giọt nước kia vạch trong không trung một đường cong đẹp đẽ nhỏ xuống chán lâm yến nhi từ từ thấm vào da thịt cô ấy nháy mắt thi thể lâm yến nhi phát ra một cổ âm khí thật giống như âm khí bị nén lại phát nổ vậy trên người lâm yến nhi phát ra âm khí mãnh liệt tầng tầng lan truyền giống như đang kêu gọi gì đó đây cũng là một trận pháp hơn nữa tôi đoán đây là tô mộc đang kêu gọi hồn phách của lâm yến nhi chẳng qua thuật chiêu hồn tôi cũng đã gặp nhưng chưa từng thấy nghi thức chiêu hồn long trọng như vậy, lại còn cần dùng tới nhiều người như vậy. xem ra không chỉ có tô mộc là áp quỷ tu luyện hàng trăm năm mà lâm yến nhi kia cấp bậc cũng không thấp. sau khi thực hiện xong thuật chiêu hồn, rốt cuộc tô mộc không còn trói tôi nữa mà nhanh rời khỏi chiếc giường của lâm yến nhi, đi vào trong một đám người. sau đó cởi dây trói cho tôi, ngoan ngoãn đợi ở đây đừng làm gì. nhắm mắt cầm ngọc bội, bất kể lát nữa em nghe thấy gì cũng ngàn vạn lần không nên mở mắt ra. Tô Mộc dặn dò, tại sao, nhìn bộ dáng kia, hẳn một lát Lâm Yến Nhi sẽ tới, tôi có chút kích động, chủ yếu muốn biết Lâm Yến Nhi rốt cuộc là dạng người gì, không có tại sao, em chỉ phải nhớ kỹ lời anh là được. Tô Mộc vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, đối với tôi vẫn lạnh lạnh nhạt nhạt, nói, tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, tay nắm thật chặt ngọc bội, sau đó nhắm mắt lại, sau khi nhắm mắt lại, tay tôi dựng lên hận không biết được thành thỏ để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sau khi chạy trận chiêu hồn, mọi người đều nhắm thật chặt hai mắt tiết tấu điệu khúc bọn họ vẫn sướng nhanh hơn rất nhiều. Yêu tư cũng dồn dập thật giống như lập tức lên cao trào. Quả nhiên, khúc sướng bọn họ vừa hạ liền có một trận gió lạnh thấu xương gào thét thổi tới quét khiến toàn bộ phòng khách cũng đất rung núi chuyển. Tới, lòng tôi căng thẳng, theo bản năng muốn mở hai mắt. Tô Mộc luôn dặn dò tôi phải nhắm mắt, những người bên trong cũng đang nhắm chặt hai mắt, tôi không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép ác chế lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong lòng mình tiếp tục nhắm chặt mắt lại nhưng có lẽ tâm tình tôi căng thẳng đến cực điểm mí mắt đã không còn bị khống chế bởi suy nghĩ đảo mắt quanh phòng khách nhiệt độ đã bị giảm đi bảy tám độ gió rét vẫn gào thét bên tai tôi lầm yến nhi đến khiến phòng khách bị âm khí tràn đầy mênh mông rất hiển nhiên thực lực của cô ấy tuyệt đối ở trên tô mộc ngay khi tôi cẩn thận cảm thụ âm khí trên người lâm yến nhi thì đột nhiên trong phòng khách truyền tới tiếng đánh nhau hai âm khí khác biệt chấn động không dứt trong đó một cổ âm khí hết sức quen thuộc là tô mục không phải anh ấy một mực đang đợi lâm yến nhi sao tại sao lại đánh nhau với cô ấy lòng tôi hơi nôn nao dẫu sao thấy âm khí đậm đặc của lâm yến nhi xem ra dường như lâm yến nhi kia còn lợi hại hơn tô mục mặc dù tôi không hy vọng lâm yến nhi và tô mục có quan hệ tốt nhưng cũng không cần vừa thấy mặt đã đánh nhau đi, lỡ như tô mộc thua thì làm thế nào, sự lo lắng trong lòng tôi dâng lên tới cổ họng, lỗ tai dựng thẳng đứng nghe ngóng nhiều hơn, hận không thể đem tất cả tinh lực tập trung cho tay mình, khi tôi đang nín thở âm thầm lén lút nghe ngóng, giữa đại sảnh đột nhiên phát ra một tiếng rên, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm, là giọng đàn ông, tôi luống cuống, cũng không để ý tô mộc dặn dò tôi không được mở mắt, trực tiếp mở mắt ra xông tới muốn đi giúp tô mộc dù sao tôi cũng không phải là tay mơ như trước kia có thêm một người hỗ trợ thì khả năng phần thắng cũng sẽ thêm một chút chứ tôi vừa mở mắt còn chưa thấy tô mộc cùng lâm yến nhi ở đâu thì trước mắt đột nhiên tối sầm sau đó đầu óc ong ong một chút giống như bị người khác khống chế rồi tôi cảm giác miệng tôi há ra giọng quyến rũ dị thường nói hơn một trăm năm không học anh không muốn em sao giọng này là giọng của tôi nhưng nội dung phát ra lại hoàn toàn là của lâm yến nhi muốn anh không lúc nào không nghĩ tới em giọng tô mộc đột nhiên vang lên ở sau lưng tôi mặc dù lời anh nói chính là lời tỏ tình nhưng giọng lại lạnh như băng thậm chí còn tràn đầy diễu cợt vừa nói thì tay anh đã đưa lên bóp cổ tôi dùng khí lực rất lớn như hận không đem đầu ngón tay đâm vào trong da thịt tôi vậy tôi đau muốn hét lên nhưng giọng tôi bây giờ đã không còn chịu sự khống chế của tôi cho dù tôi đau đến phát điên trên mặt tôi vẫn treo nụ cười cao quý đẹp lạnh lùng như cũ nổi bật ở trong gương đến tôi cũng không dám tin vào mắt mình, trong ương kia là tôi sao, mặc dù biểu cảm rất coi trời bằng vung, nhưng thật là đẹp, thật giống như một đóa bạch liên hoa bằng băng đang nở rộ, thần thánh cũng không thể xâm phạm, anh còn dùng lực sẽ bóp chết cô ấy. Giọng vẫn tà mị như cũ phát ra, giống như mỗi câu mỗi chữ của cô ấy đều tứ hư không, nói xong, tôi, cười đùa, uốn éo dựa vào lòng tô mộc, nói, hóa ra anh thích đàn bà như vậy, như canh không thịt một chút mùi vị cũng không có. Có điều em cũng không ngại dùng thân thể cô ta còn sống. Chỉ cần anh thích thì em có thể biến thành bất kỳ ai. Nói xong, tôi, lại dùng sức, hoàn toàn không để ý tô mộc vẫn đang bóp cổ tôi. Muốn nghiêng đầu về sau tiến tới sát tô mộc hôn vào miệng anh, mặt tô mộc đen lại, ánh mắt hung hăng nhìn tôi, mắng, ngu ngốc, không phải là không để cho em mở mắt sao, mắng, tôi xong đáy mắt anh hiện lên một tia sát ý ngón tay bấm vào cổ tôi càng mạnh hơn, rắc, một tiếng, là tiếng xương gãy lìa, anh ra tay thật, đem xương cốt của tôi bóp vỡ, tôi vô cùng sợ hãi, nháy mắt cổ mềm nhũn, toàn bộ đầu óc trống rỗng, nhưng lầm yến nhi trong tôi vẫn còn cười duyên, sau khi nghe được tiếng xương gãy lìa liền ngưng cười, nhìn tô mộc không dám tin, anh thật sự ra tay giết cô ta, rốt cuộc anh có trái tim hay không, quỷ vốn không có trái tim. Giọng tô mộc lạnh nhạt, nói xong anh tiện tay hất vột cái, giống như xả rác vậy, đem ném tôi ra. Tôi giống như đoạn tuyến phong tranh sao, nặng nề ngã xuống mặt đất, sao đoạn tuyến phong tranh, ai giải thích giúp mình với. Mình sớt thấy các bạn edit khác toàn để nguyên không giải thích, trong khoảnh khắc thân thể tôi chạm vào mặt đất, trong cơ thể tôi dùng mình một cái, nháy mắt Lâm Yến nghi từ bỏ tôi đi ra ngoài. À, xem ra anh cũng không thích cô ta, sau khi tìm được em thì cô ta đối với anh chỉ như là rác rưởi lợi dụng cô ta cũng vô dụng giống như năm đó anh đối với em vậy một giọng nói dễ nghe vang lên trong giọng nói của cô ấy tràn đầy thống khoái cùng hận ý đây cũng là giọng vốn có của lâm yến nhi nhưng giọng cô ấy càng ngày càng xa hiển nhiên cô ấy muốn chạy trốn tôi đau tới mức toàn thân co rút cho dù muốn đứng lên giúp tô mộc nhưng trước mắt chỉ là màu đen đừng nói đứng lên ngay cả nằm cũng rất khó khăn trong bóng tối tôi nghe thấy tô mộc nhỏ giọng mắng một câu cũng không nghe rõ anh mắng cái gì. Bên tai lại vang lên tiếng hợp ca cổ xưa. Thật giống như bọn họ đang dùng trận pháp vây khốn Lâm Yến Nhi. Những chuyện phát sinh sau đó tôi cũng không biết. Đến khi tôi tỉnh lại trên cổ đã có thanh thép thật dày. Hai bên mang tai bó bột cứng ngắc không thể cử động. Trên tay còn cắm một ống truyền dịch. Tôi, tôi há miệng, lần nữa muốn nói. Nhưng lúc này giọng tôi chỉ khàn khàn khô khốc, giống như bà già bảy tám chục tuổi vậy người trông coi tôi ở bên ngoài nghe thấy giọng tôi liền vọt tới, sau đó vui vẻ chạy như điên hướng ra bên ngoài, giọng kia là giọng của Diệu Diệu, tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng thì nó đã chạy mất dạng, đến khi nó quay trở lại lần nữa thì sau lưng đã có một đám người đi theo, có bác sĩ mặc áo trắng, có y tá, có trịnh lâm cùng đường dũng, thậm chí còn có cả mấy người tô ra tôi thấy lúc bầy trận, cổ tôi không nhúc nhích được, chỉ có thể đảo mắt quét một vòng, những ai có thể tới đều tới duy chỉ thiếu tô mục, tô mục đâu? tôi hỏi. lúc này tôi có rất nhiều điều muốn nói với tô mục, hắn chết rồi. đường dũng đi tới nắm lấy tay của tôi. chương 84 bức tranh ông hai tô đoàn đầy do dự. trần trư nói, rốt cuộc anh ấy thế nào? cậu nói mau đi. lúc ấy lâm yến nhi muốn chạy trốn, mọi người cũng đã rất mệt vì khống chế cô ta. sau đó ông hai đuổi theo, đến bây giờ cũng chưa quay về. tô đoàn nói vừa nói cậu ta vừa đưa mắt nhìn vào chỗ ngực của tôi lúc này tôi mới ý thức được trước ngực tôi đeo viên ngọc bội tô mộc cho tôi tô đoàn từng nói đó là bảo bối của tô mộc khi còn sống anh ấy đã tự dùng máu tươi của mình để nuôi nên cùng với bản thân tô mộc có liên lạc cực lớn nó ở trên người tôi giống như lá phù bảo vệ vậy ánh sáng luôn luôn tản ra nhàn nhạt, nhạt mà ấm áp lúc này mặc dù cổ tôi cứng mắc không thể cúi xuống nhìn ngọc bội nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh sáng ấm áp của nó đã biến mất không còn trở nên lạnh như băng lòng tôi cũng lập tức lạnh như băng theo thật giống như khí lực toàn thân cũng bị rút sạch vậy tôi thẫn thờ ngồi trên giường bệnh thậm chí chạm vào cổ cũng không phản ứng mọi người thấy tôi như vậy đều yên lặng trang nghiêm không ai dám lên tiếng chỉ còn đường dũng mặt đầy đau lòng tiến lại gần thấp giọng an ủi tôi gì đó đỡ tôi dựa vào giường bệnh ở một tư thế thoải mái hơn. Lòng tôi như cho tàn, lẳng lặng nhìn miệng đường dũng đóng đóng mờ mờ nhưng không nghe vào tay anh ta đang nói gì. Mà tô đoàn cũng nói mấy câu với tôi, thấy tôi không phản ứng gì, không còn cách nào khác hơn là dặn dò giường dũng mấy câu rồi đi ra ngoài. Bác sĩ cùng y tá nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm, cho là tôi bị kích thích tinh thần quá lớn cho nên mới nói mê sảng, giúp tôi lần nữa xem xét lại cổ, sau đó cắm lại ống truyền dịch lắc đầu một cái rồi cũng đi ra ngoài. Sao 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 nằm một lần đã là nửa tháng. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày tôi đều giống như người chết nằm trên giường, ngay cả cơm cũng không ăn, hoàn toàn dựa vào dinh dưỡng được đưa qua đường truyền để duy trì mạng sống. Lúc trước đường dũng còn mỗi ngày tôi kéo tay khuyên tôi, sau đó thấy tôi không phản ứng gì liền không nói gì cả, chỉ lặng lặng chăm sóc tôi, cho đến một ngày, anh ta nhận được một cuộc điện thoại, dường như có chuyện trọng yếu gì đó. Vừa cúp điện thoại anh ta liền hấp tấp đi ra ngoài chỉ để lại Trịnh Lâm cùng Diệu Diệu ở bên bảo vệ tôi. Những ngày qua bọn họ cũng có thói quen yên lặng, hai đứa cúi thấp đầu không nói lời nào. Ngay lúc này phía ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng va chạm nhỏ, chỉ là tiếng lộc cộc nho nhỏ. Tiếng động kia rất rồn rập, giống như có ý đồ gõ vào cửa nhưng tiết tấu lại lộn xộn không giống như là người gõ. Tôi không khỏi chú ý đến, muốn nghiêng đầu qua nhìn nhưng cổ nửa tháng đã không cử động hơi cử động một cái liền tê dại, tôi còn chưa quay người qua được, Diệu Diệu cùng Trịnh Lâm đã tiến tới cửa sổ xem xét. Nhìn một cái, Diệu Diệu liền kinh hô, con khỉ, kỳ, lạ, trong bệnh viện này ở đâu ra con khỉ nhỉ? Trên người nó lại mang chút linh khí, không biết có phải chỉ là linh hầu không? Trịnh Lâm kỳ lạ nói, linh hầu, nghe đến đây đột nhiên trong lòng tôi hiện lên một cái tên, lục nhĩ. Từ lần trước bị thương ở âm núi nó vẫn ở lại tô ra nghỉ ngơi, bây giờ sao đột nhiên lại tới đây, nó cũng là linh hầu được Tô Mộc nuôi, cũng tâm ý tương thông với Tô Mộc. Bây giờ đột nhiên tới tìm tôi chẳng lẽ là nó có đầu mối của Tô Mộc, tôi nhanh chóng đi dép vào, viện tường đi ra bên ngoài. chương 85, bị nhiễm âm khí, tôi sợ hết hồn, lập tức đứng lại, chẳng lẽ hắn đoán được tôi có mưu đồ bất chính đối với bức họa kia sao, cô nương, tôi xem ngươi ăn mặc không sai, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp làm sao có thể làm loại chuyện trộm gà trộm chó này chứ cử chỉ vừa nãy của cô nhân viên cửa hàng chúng tôi đều thấy bây giờ cô hãy đem đồ vật giao ra một lúc nữa ở trước mặt cảnh sát chúng tôi có thể nói tốt một chút cho cô nhân viên nam cười lạnh tiến đến trước mặt tôi hướng tôi đưa tay ra nói trong lòng tôi cả kinh tôi vừa rồi chẳng qua là động tâm tư đối với bức họa kia cũng chưa có động thủ hắn vậy mà cũng biết tôi muốn trộm đồ tôi vừa liếc mắt nhìn bức họa kia thấy nó vẫn còn ở đó tôi liền bình tĩnh lại mở ra tay nói anh có lầm hay không rồi à tôi lấy cái gì anh đừng có tùy tiện nói oan ồm người khác nếu ở trên người tôi anh không phát hiện ra bất cứ thứ gì của cửa hàng thì anh phải chịu trách nhiệm thanh âm của tôi rất bén nhọn khẩu khí cũng đầy đủ nghĩ có thể dọa lui nhân viên kia nhưng ai ngờ nhân viên kia khẩu khí còn lớn hơn trực tiếp cười lạnh một tiếng cô có dám để cho tôi lục soát hay không hắn giống như đang cố ý để cho tôi khó xử nên giọng nói rất lớn lập tức hấp dẫn những người khác trong cửa hàng vây xem chỉ chốc lát bên cạnh tôi đã vây quanh một đám người bọn họ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi dường như đã nhận định tôi chính là tên trộm cùng lúc bị một đám người nhìn chằm chằm đúng là rất khó chịu đặc biệt là trong ánh mắt của họ lấp đầy ác ý và ghét bỏ tôi nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực vô hình không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, soát thì soát, nếu như anh soát không ra đồ gì, nhất định phải bồi thường cho tôi, được, bồi liền bồi. Nhân viên kia đáp ứng cũng rất dứt khoát, khóe miệng câu dẫn ra một chút cười lạnh như đang nhìn một cái con cá nhỏ sắp chết đang dãy ruộng, nhìn vẻ mặt này của hắn, trong lòng tôi đột nhiên có loại dự cảm bất thường giống như bị người gài bẫy như nhau, quả nhiên, tay hắn ở trong y phục của tôi sờ hai cái, kinh hô một tiếng, tìm được rồi cô còn dám nói không có trộm đồ vừa nói hắn đã từ trong túi lấy ra một cái nhẫn phỉ thúy giơ lên khiến cho người vây xem nhìn thấy rõ ràng tiểu thư tang vật cũng lấy được rồi ngươi còn cái gì để nói nói xong hắn còn chưa hết giận trong miệng nói kháy tôi là thật không nghĩ tới ngươi một cô gái làm sao có thể làm loại trộm cắp này chứ mệt ngươi vừa rồi còn hào phóng đưa tôi tấm thẻ như vậy căn bản là làm bộ làm tịch a hắn ngự khí thập phần khắc nghiệt nói cũng nói hết sức khó nghe, tôi nhất thời mất hứng, bọn họ ở rõ ràng oan uổng cho tôi, còn mắng chửi tôi đường đường chính chính như vậy, nhưng bây giờ là tôi trước mặt nhiều người như vậy bị tìm ra tang vật, rõ ràng tôi là ăn trộm. Mặc dù tôi không ăn trộm, nhưng có miệng không sao nói được, trong lòng tôi càng ngày càng phiền não, thậm chí trở nên âm ngoan, muốn cho hắn nếm chút đau khổ. Ngay lúc tôi lưỡng lự có nhường hay không thì trịnh nhạc xuất hiện liền hù dọa nhân viên nam kia một cái rồi chợt kéo tôi lại lắc đầu chủ nhân trên người ngươi bây giờ lệ khí rất nọc không nên tức giận nữa phải suy nghĩ chút chuyện vui bằng không lệ khí sẽ lại mượn cơ hội xâm nhập thân thể của ngươi dính âm khí ngươi thông thường muốn thành quỷ trên người đều có thể nhiễm phải lệ khí cho nên âm khí bọn họ cũng đều kèm theo lệ khí tồn tại mà tôi đơn thuần tu luyện âm khí trinh nhạc đã từng không chỉ từng nói qua một lần trên người tôi âm khí rất tinh thuần đối với quỷ không tạo bất cứ thương tổn gì nhưng đây cũng chính là ưu điểm của tôi không có đến một chút lệ khí âm khí mặc dù lực công kích rất kém cỏi nhưng lực chữa trị rất mạnh đã từng tô mục và đồng đồng hay dùng âm khí tinh thuần để giúp trịnh nhạc điều trị tôi cũng bởi vì hiểu rõ điểm này nên mới có thể xuất hiện ở khắp nơi chấn áp thú vật sau đó tiếp tục tu luyện âm khí vạn nhất ngày nào đó đồng đồng và trịnh nhạc bị thương tôi còn có thể giúp bọn họ chữa trị đối với chuyện đến bây giờ vẫn không tìm thấy bóng dáng trong đầu vốn đã buồn bực, nhân viên này còn cố ý vu hãm tôi, khiến tôi ở trước mặt nhiều người trở thành cái đích cho họ chỉ trích. Tôi mặc dù đã cố gắng kiềm chế lại, cơn tức vẫn là cứ tăng lên, cùng với cơn tức tiến tới là một cỗ dùng mình đến từ sâu thẳm, hàn ý kia từ trong lòng đất truyền tới, hình như bị cái gì đó kêu gọi, ở dưới chân tôi tụ lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng quanh quần thành cơn gió xoáy nhỏ không ngừng hướng thân thể tôi mà chui vào. Đồng Đồng và Trịnh Nhạc thấy thế thì kinh hãi. Nói một câu không tốt liền đồng thời đến ngay bên cạnh tôi. Nỗ lực đem tôi cùng hàn ý lạnh thấu xương đó ngăn cách ra. Nhưng hàn ý kia thật giống như đã mưu tính trước vậy. Có thể chủ động vòng qua hai người bọn họ tận dụng mọi thứ để hướng đi vào tôi. Trong lòng tôi cả kinh. Đây chính là lệ khí mà Trịnh Nhạc nói. Nếu như bị lệ khí nhiễm đến. Tôi chỉ biết là mình sẽ mất đi năng lực điều trị cho quỷ, hơn nữa chính mình còn có thể gặp nguy hiểm bởi vì tê bản thân không phải là quỷ, mà trong cơ thể quỷ có thể đồng thời tiếp nhận âm khí cùng lệ khí, hai loại thể khí cùng nhau mà sinh, sở dĩ phần lớn bản tính của quỷ hung ác tàn nhẫn, linh trí cũng không cao, có lẽ trước đó chưa từng bị người chế phục cho nên đại bộ phận rất dễ bị lệ khí thao túng là một số chuyện hại loài người, nhưng tôi là người, vốn dương khí trong cơ thể dơ sung túc lại tu luyện âm khí nếu tức giận thì âm khí sẽ cùng với dương khí trong cơ thể tôi gặp nhau đạt đến mức độ âm dương cân bằng nhưng mà nếu có nhiều lệ khí tùy tiện xuất hiện hơn nữa còn rất mãnh liệt âm dương cân bằng trong cơ thể tôi sẽ bị phá vỡ hoặc là âm dương mất cân bằng sẽ sinh bệnh nặng hoặc là bị lệ khí không chế trở nên không thể điều khiển được chính mình làm hại nhân gian tôi ý thức được tính nghiêm trọng cây chán ngay lập tức nổi lên một tầng mồ hôi lạnh lúc này lửa giận trong lòng tôi đã hoàn toàn đi xuống dùng mọi lực chú ý để tránh né những thứ lệ khí trước mặt, kỳ quái là những thứ lệ khí này là chỉ trong chốc lát liền hình thành, giống như có thứ gì đó đang thúc giục nó. Mặc dù tôi không còn tức giận, nhưng cảm giác âm hàn vẫn còn và không ngừng hướng trong tôi chui vào. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy nhân viên nam kia vẻ mặt giữ tợn nhìn tôi cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới hai chân tôi, dường như cố gắng kích động vậy, hắn có thể nhìn thấy lệ khí dưới chân tôi, lòng tôi cả kinh trong nháy mắt phản ứng kịp trách không được hắn lại muốn đổ tội oan uổng tôi chọc tôi tức giận nguyên lai like căn bản là hắn đã có âm mưu từ trước cố ý để tôi tức giận khiến tôi nhiễm phải lệ khí nói vậy lệ khí dưới người tôi cũng bị hắn dùng cách nào đó làm tăng cường mặc dù là tôi đã hết giận rồi nhưng lệ khí vẫn điên rồ hướng vào trong tôi mà đi vào tôi nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn một phen níu lấy cổ áo hắn hỏi hắn rốt cuộc là ai tại sao muốn tính kế tôi hắn bộ dáng như cũ cười hì hì, liệu định tôi sẽ thua trong tay hắn, nói, thiết kế hãm hại, chính cô trộm đồ vật, đều bị bắt được còn không muốn thừa nhận. Cô bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là mua chiếc nhẫn này hoặc là báo cảnh sát, cô đi mà cùng cảnh sát giải thích là cô bị người ta oan uổng. Hắn chậm rãi tiến đến bên tay tôi, tức giận sao? Cô càng tức giận, những lệ khi đó sẽ hội tụ càng nhanh, chờ toàn bộ đều tiến vào trong cơ thể cô cô cũng sẽ bị tôi khống chế biến thành con rối của tôi, người đến tột cùng là ai? Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra cái gì đó. Tôi đảo mắt nhìn toàn bộ nửa người dưới đều đã bị lệ khí vây quanh, lệ khí lạnh như băng đã thông đến huyệt mạch trên đùi tôi, nó hướng trong cơ thể tôi đi vào như điên. Toàn thân tôi đã một mảnh lạnh ngắt, lúc này việc tôi có thể làm duy nhất, chính là cầu nguyện cá âm nhỏ trong đan điền không nên xuất hiện lệ khí cùng âm khí tương sinh lẫn nhau có thể coi âm khí như ý sinh trùng chỉ cần cá âm nhỏ không hiện những lệ khí kia cho dù tràn nào cũng không tìm được ký chủ nhiều nhất là ở trong cơ thể tôi đi một vòng sẽ rời đi trong nháy mắt tôi gửi gắm tất cả đặt ở cá âm nhỏ trong người cầu nguyện nó không nên xuất hiện nhìn vạn lần không nên xuất hiện a à, ha ha cô lại liều mạng kiềm chế không dùng âm khí của mình một khi âm khí đã bị lệ khí kêu gọi nhất định sẽ vọng lại cô còn không bằng mở rộng cửa lòng đem âm khí của cô đều thả ra ngoài khiến nó cùng những lệ khí đáng yêu này hòa là một thể hóa thành vũ khí trí mạng nhất nam nhân viên cửa hàng nhìn thấu tâm tư của tôi ha ha cười một tiếng chỉ thấy hắn giơ tay lên vòng xoáy lệ khí dưới chân tôi liền tăng gấp đôi càng nhiều lệ khí điên cuồng mà tràn vào thân thể tôi giống như muốn đem tôi bắn thủng lệ khí trong cơ thể tôi chợt tăng thì cá âm nhỏ mà tôi vẫn luôn cầu khẩn không nên xuất hiện chợt vẫy đuôi một cái hiện ra trên đan điền tôi khi hắn xuất hiện âm khí cả người tôi theo đó mà tăng mạnh xung quanh tôi âm khí đen đặc nhiên đã hình thành một tầng màu đen bao che tuy rằng hư ảo không giống của tô mục nhưng lại chân thực xuất hiện xung quanh tôi chỉ là chúng lúc này lại không giống như đang bảo vệ tôi mà là đang xếp thành hàng hoan nghênh những lệ khí đó chúng nó giống như người yêu tương thân tương ái dần dần dung hợp cùng một chỗ nam nhân kia thấy thế liềm vui mừng kích động đến cơ mặt đều khẽ run trong miệng liên tục nói đúng cứ như vậy toàn bộ dung hợp cùng một chỗ tôi liền có một bộ khôi lỗi thiên tài hắn càng nói càng hưng phấn thậm chí cả người đều có chút điên cuồng bất chấp cả việc thân phận hắn hiện tại đang là nhân viên cửa hàng hai bên trái phải quần chúng vây xem thấy hắn như vậy ý thức được điều gì đó không thích hợp cũng mất tâm tư xem náo nhiệt đều rối rít tản đi chẳng mấy chốc, những lệ khí kia đã dung hợp hoàn tất âm khí bên ngoài cơ thể tôi, hướng vào đan điền nơi có cá âm nhỏ mà đến, trái tim tôi tưởng chừng như đang dỉ máu. Nếu như cá âm nhỏ cũng bị lệ khí xâm nhiễm, tôi nhất định sẽ bị lệ khí triệt để khống chế, đối với mình hiện tại còn không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao cá âm nhỏ kia chính tôi cũng không thể khống chế được. Dù cho có thể khống chế thì nó liền trốn ở đan điền tôi. Mà trong thời gian ngắn như vậy, tôi có thể đem nó chuyển rời đi đâu đây mắt thấy lệ khí đã xâm chiếm hết cơ thể tôi từ từ hướng trên đan điền ép tới đồng đồng và trịnh nhạc cũng nóng này lo lắng không thôi nhưng bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng xuông theo tôi đồng dạng không có biện pháp rời cá âm nhỏ đi ngay ở thời khắc mấu chốt tôi bỗng nhiên nhớ tới trên người tôi vẫn luôn mang theo binh khí thiên địa đồ vật của bản thân cá âm nhỏ cũng rời đến trên người tôi nghĩ vậy tôi không kịp vui vẻ mà trực tiếp móc ra binh khí thiên địa một phen ấn ở trên ót tôi, đồng thời tập trung tư tưởng và ý thức tiến vào đan điền, hóa ra một tay chụp vào cá âm nhỏ, mắt thấy cá âm nhỏ gần ngay trước mắt, tôi sắp bắt được nó nhưng đến lúc nguy cấp, cá âm nhỏ vậy mà vẫy đuôi một cái, trực tiếp từ tay tôi trốn đi, thật nhanh hướng về đoàn lệ khí kia. mươi 86, Cản Thi Phái, không được rồi, tôi run lên, nhanh chóng đưa tay bắt cá âm nhỏ lại, tay huyễn hóa được tạo thành từ ý thức tôi cũng chưa sử dụng quen hơn nữa có thể coi cá âm nhỏ là chủ nhân nơi này cho dù có mười tay tôi cũng không bắt nó được đảo mắt nhìn thì thấy nó đã chạy nhanh tới trung tâm nước xoáy cùng với lệ khí kia hòa vào một thể bởi vì cá âm nhỏ lại xuất hiện năng lượng cảm giác nhạy bén siêu cấp của tôi rốt cuộc cũng trở về với tôi âm khí trên người tôi bắt đầu biến hóa vốn dĩ là lạnh như băng nhưng lại xuất hiện một cổ vô hình sắc bén loại cảm giác đó không nói rõ được, nhưng chính là tràn ngập sát khí mãnh liệt. Tôi chưa mắt nhìn sát khí kia từng lúc đem cá âm nhỏ chiếm đoạt, cũng giống như ma quỷ từng điểm từng điểm chiếm lĩnh thân thể tôi vậy. Lòng tôi cũng theo cá âm nhỏ bị chiếm đoạt mà xa vào, ngay lúc tôi buông xuôi, một âm thanh truyền tới, cô muốn chết sao? Không cần tìm tô mục nữa à, như hiện tại thì sao tôi tìm được anh ấy? Tôi thà chết cũng không nguyện ý bị người khác khống chế, biến thành bù nhìn tôi lớn tiếng hét, trong giọng đầy bi quan cùng tuyệt vọng, không, được, nhà đầu ngươi là tiên nhân của ta, làm sao có thể chết được ước. Huống chi đao kia ta còn chưa báo, không phải là lệ khí sao, lão tử có thể ăn quỷ, lệ khí này thì có là gì? Thường luồng tiên nói, nói xong, con dấu chỗ cổ tay tôi lại run lên, nhưng không giống như ngày thường mà nó từ cánh tay trực tiếp chui vào trong cơ thể của tôi, không bao lâu. Trong đan điền đã xuất hiện một con rắn nhỏ luồn quẩn chính là tuồng luồng tiên miệng nó há thẻ lưới ve vẩy tràn đầy ý công kích mà đối diện nó chính cá âm nhỏ đang từng ngụm từng ngụm chiếm đoạt lệ khí cá âm nhỏ phát hiện sự tồn tại của tuồng luồng tiên động tác trong chiếm đoạt lệ khí trong nháy mắt dừng lại vẫy đuôi một cái lại bơi tới đối diện tuồng luồng tiên cùng tuồng luồng tiên đối chọi tương đối gay gắt một chút khí thế cũng không chịu thua hai bên đứng đối diện nhau đồng thời không có động tĩnh gì tôi ở một bên xem khẩn trương muốn chết sợ cá âm nhi bị thương, sợ hơn nữa là tuồng luồng tiên không thắng nổi cá âm nhỏ, thời khắc này thời gian giống như ngừng trôi, nhìn kỹ lại, trong nháy mắt tôi phát hiện bề ngoài cá âm nhỏ bất động nhưng thực tế vị trí ở quay hàm thờ hồn hền, giống như đang tích góp năng lượng. Trong lúc nó hô hấp tôi phát hiện bên người nó tràn ngập âm khí càng lúc càng nhiều, đồng thời nó mới vừa hấp thu lệ khí giống như được tiếp thêm sức mạnh, ở xung quanh thân nó tạo thành một giọt nước hình bình phong che chở quang cảnh hết sức kỳ lạ, giống như giọt nước trôi lơ lửng trên không trung, khí thế hết sức dọa người, bất chợt tôi thấy lo lắng cho tuồng lùng tiên hơn, còn nữa. mươi 87, Thiên Thi, nghe được tôi có thể sẽ tha cho, anh ta kích động, nắm tay lấy tay tôi, sợ tôi tiếp tục đâm trùy thủ sâu vào hắn, nói, cản thi phái chúng tôi từ trước đến giờ đều dựa vào thi thể có tư chất tốt mà tu luyện luyện được ước tới cảnh giới gì phải dựa vào việc tìm được bao nhiêu thi thể có tư chất tốt vừa nói anh ta thận trọng nhìn tôi một cái nói những năm gần đây hoàn cảnh ngày càng ác liệt người có tư chất thân thể tốt càng ngày càng ít muốn tìm thi thể thượng đảng càng ngày càng khó tôi bị sư phụ trách mắng vào tuần trước một lão đầu đột nhiên tìm được tôi nói lão ta biết một thi thể tuyệt cao tư chất thượng thừa chỉ cần có cỗ thi thể kia là tôi có thể tế luyện ra thiên thi như vậy thì địa vị trong phái cản thi của tôi sẽ ngày càng tăng, ai làm gì cũng phải nhìn sắc mặt tôi, chuyện này với tôi có quan hệ gì? Không lẽ anh tìm được thi thể của tô mục, lòng tôi cả kinh, mặt âm trầm thêm mấy phần, anh ta thấy tôi như vậy càng thêm run run sợ hãi, há miệng muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, anh ta nói thiên thi, chỉ sợ là ám chỉ em. Đường dũng trao mày nói, mắt lạnh nhìn gã nhân viên kia sắc mặt của anh ta trong nháy mắt tái xanh, thậm chí không dám nhìn tôi nữa. cúi đầu, tôi càng cây ết yêu ta sợ, tôi. Nhưng không phải đang tìm kiếm thi thể sao? Tôi còn sống mà, đường dũng cười lạnh một tiếng, nói, mặc dù em còn sống, nhưng cơ thể em nồng nặc âm khí, thậm chí lượng âm khí dự trữ không thấp hơn ác quỷ thông thường cho nên hắn ta mới ra tay, dùng nhiều lệ khí ăn mòn em chỉ cần bên trong cơ thể em đồng thời có lượng lớn âm khí cùng lệ khí thì dương khí cũng sẽ bị tống ra bên ngoài cơ thể đến lúc đó em và thi thể có gì khác nhau chứ vừa nói anh ta vừa quét mắt đáng sợ đưa tay tóm lấy gã cản thi phái kia ép hắn ngẩng đầu nhìn mình nói tôi nói đúng chứ gã đàn ông kia đã sợ choáng váng hoàng sơ nhìn đường dũng muốn gật đầu lại không dám gật đầu nhưng nhìn về mặt của anh ta tôi cũng biết đường dũng nói hoàn toàn không sai anh ta là người thuộc cản thi phái, bởi vì không tìm được thi thể nên muốn đem người sống biến thành thi thể, đáng ghét, tôi đùng đùng nổi giận, không nhịn được có cảm xúc muốn giết anh ta ngay lập tức, nhưng tôi còn có chuyện muốn hỏi, đè nén tâm trạng xuống, lão đầu kia là làm sao liên lạc được ức với ngươi? Dáng dấp ra sao? Ngươi có thể liên lạc với ông ta không? Không thể, ông ta xuất hiện lúc tôi đang đào trộm thi thể, nói xong cũng đi, sau đó cũng không xuất hiện nữa, đến nội tướng mạo Lúc đó tối quá tôi căn bản cũng không thấy rõ. Anh ta nói: "À, vậy là không liên lạc được với lão ta nữa. Thế thì ta giữ ngươi lại cũng không có ích. Ngươi muốn chết như thế nào, ta đều có thể thành toàn cho ngươi." Tôi cười lạnh nói, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình bây giờ rất đáng sợ, có thể tôi vốn không tin anh ta nói. Đột nhiên xuất hiện một lão già, nói nào là thi thể tốt, hắn ta liền tới mai phục, phải đem tôi giết chết biến thành thi thể, sắc mặt hắn ta cứng đờ nhìn ra sát khí trong mắt tôi, rất nhanh liền giơ hai tay thỏa hiệp, vội la lên, đừng đừng, tôi có cách tìm địa ức lão ta, cô để tôi thử một chút, cách gì? Tôi nói, lão ta nói tôi có thể ra bãi tha ma, nói nếu thuận lợi đi đến chỗ đó tìm lão ta, lão ta nói muốn lấy tóc của cô. Anh ta nói, tôi gật đầu một cái, thu hồi cây trùy thủ từ cổ anh ta, nói, dẫn chúng tôi đi. Dương Dương, Đường Dũng đột nhiên nói, mặt anh ta đầy vẻ cây ếch yêu ta sợ. Chợt tóm lấy cổ áo của người kia, nói, lão đầu liên lạc với ngươi có phải là một người chọc đầu, trên má phải còn có vết sẹo hình con rết, anh ta bị đường dũng làm cho sợ hết hồn, suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, không phải, trên mặt lão ta có sẹo hay không tôi cũng không thấy rõ, nhưng lão ta không phải đầu chọc, trên đầu có tóc, ông. Tinh thần đường dũng buông lỏng rõ ràng, lúc này mới buông anh ta ra, nói, đi thôi người lái xe, đừng có dở trò gì, để ước, được. Anh ta gật đầu liên tục, mặt sưng phù như mặt heo bày ra một nụ cười khó coi lấy lòng đường dũng, chúng tôi đi ra khỏi phòng. Lúc này tôi mới phát hiện hóa ra tôi vẫn ở bên trong tiệm bán đồ cổ kia, vừa rồi là chúng tôi ở trên lầu 2, ra khỏi tiệm bán đồ cổ, gã cản thi phái ngồi ở ghế lái xe, trịnh lâm ở bên ghế phụ nhìn chằm chằm hắn ta, đường dũng cùng tôi với rượu rượu thì ngồi ở đằng sau tôi nhỏ giọng hỏi đường dũng vừa rồi là thế nào có phải nghĩ đến nhân vật nào hay không đường dũng giống như không muốn nói lắc đầu một cái tay đặt vải gáy tôi một cách tự nhiên nhẹ nhàng xoa bóp vừa rồi sắc mặt anh ta còn âm trầm bày ra dáng vẻ khó chịu bây giờ đối mặt với tôi lại đem vẻ yêu tư vừa rồi thu lại không còn một chút khôi phục bộ dạng không tim không phổi cười nói dương dương sau khi em tỉnh lại lệ khí nặng đi rất nhiều trở nên siêu cấp lợi hại đừng nói hắn ta nhìn em đã hoảng sợ, ngay anh vừa nhìn thấy em cũng không nhịn được ức sợ. Có phải bên trong cơ thể em còn sót lại lệ khí không? Vừa nói đầu ngón tay của anh ta giữ lấy cầm tôi, mặt áp đến gần mặt tôi, cười đều nói, nếu như bên trong cơ thể em còn còn sót lại lệ khí, anh có một phương pháp đối với tiêu trừ lệ khí rất có tác dụng, em có muốn thử một chút không? Không muốn. Tôi hất tay anh ta ra, nhìn vẻ mặt anh ta, tôi cũng biết anh ta chả có ý tốt gì cả, nhưng thấy anh ta trở lại bình thường ông, tôi cũng thấy vui vẻ, rong, rong, em như vậy sẽ không có bạn. Đường dũng giả bộ buồn rầu nói, sao em không hỏi anh, xem anh có phương pháp gì có thể tiêu trừ lệ khí của em, có thể em sẽ thấy hứng thú, anh ta vừa nói, hoặc đầy mong đợi nhìn tôi. Ánh mắt đó giống như một con chó nhỏ nhìn chằm chằm bánh bao thịt vậy, tâm trạng nặng nề của tôi bị anh ta chọc cho tiêu tan hết. Lien phối hợp nói, được, vậy anh nói một chút đi, nếu tôi thấy đáng tin, tôi sẽ để anh xua tan lệ khí. Ờ, phái lòng phù sao bọn anh có một pháp thuật cổ xưa đã thất truyền, có thể thông qua sự tiếp xúc chung một chỗ của hai người, trong quá trình hai người tương liên có thể hoán đổi khí, chính là đem lệ khí trong cơ thể em chuyển sang cơ thể anh, tinh khí trong cơ thể anh chuyển sang cơ thể em, sau đó hai người kết hợp với nhau sinh ra một công lực rất thần kỳ loại công lực này là trời ban cho chỉ cần em có được công lực này thì em sẽ mở cánh cửa bước vào thế giới mới từ đây em không còn là chính em em cũng sẽ có một cái tên mới gọi là long phù tên dùng tạm vì chưa có tên tiếng việt dùng google dịch thì là long pro tiếng trung là tên riêng không có nghĩa mình sớt thấy lá bùa có hình con rắn rồng gì đó nên lấy tạm tên long phù nha gọi cái chị anh tôi cắt đứt lời anh ta lúc trước còn nghiêm túc nghe anh ta nói chuyện kết quả anh ta hoàn toàn cợt nhà với tôi, anh ta thấy tôi đoán được, trên mặt xuất hiện một tia cười mỉa, nói, gọi mẹ, phương pháp anh vừa mới nói, hẳn em đã nghe nói qua, gọi là song tu sao, sao song tu, nam và nữ cùng tu luyện trong lúc xxx, anh có tin không, bây giờ tôi có thể đạp anh ra ngoài, ánh mắt tôi run lên, trong giọng nói cũng tràn đầy uy hát yêu ta, tin. Sao anh có thể không tin? Sắc mặt đường dũng có vẻ khổ sở không dám trêu tôi nữa. Sau đó anh ta lại gần nữa cười hì hì nói, anh chỉ giỡn với em một chút, nhưng mà dương dương, em còn không thừa nhận lệ khí trên người ơi em rất nặng. Chỉ là giỡn một chút, không nghĩ em tức giận đến vậy, trước kia em dịu dàng biết bao, không đợi anh ta nói xong, tôi đã rút chỉ thủ ra kề cổ anh ta chưa đến 2cm, dịu dịu thấy vậy đã sớm sợ hết hồn, phi thân ngăn trước mặt đứa ông Dũng, một bên kêu chỉ, để cho tôi bớt tức giận một bên mặt đầy trách cứ trợn mắt nhìn đường dũng mắng anh không thấy tâm trạng của chị dương dương không tốt sao còn kích thích chị ấy nữa cẩn thận chị ấy thật sự ra tay với anh cho dù thật sự ra tay với anh có thể bị người mình yêu gây tổn thương cũng là một loại hạnh phúc ngươi chỉ là trẻ con thì biết cái gì đường dũng không biết xấu hổ nói vừa nói anh ta còn ngứa ngáy nhìn tôi một cách tôi bị anh ta chỉnh có chút im lặng dứt khoát thu hồi trùy thù nghiêm đầu không nhìn anh ta nữa, nhưng anh ta không từ bỏ, xích lại gần hơn, lần này thì anh ta bình thường lại, nói, Dương Dương, rốt cuộc vì sao em phát được khỏi lệ khí đó? Trên người có còn sót lại lệ khí không? Nếu như có thì phải nghĩ cách tống ra ngoài, nếu không âm khí của em dễ dàng bị lệ khí bám vào, đối với em sẽ tạo thành tổn thương rất lớn. Thấy anh ta ốt cuộc chịu nói chuyện bình thường, tôi cũng không mặt lạnh với anh ta nữa. Hơn nữa tôi cũng không rõ trạng thái trong cơ thể ra sao, không chỉ đường dũng, ngay cả chính tôi cũng có thể cảm giác tinh khí trở nên kém hẳn, gặp phải khó chịu chuyện liền muốn giết người, không thể để như vậy được. Tôi không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại đem chuyện thường luồng tiên cùng cá âm nhỏ nói cho đường dũng, nhưng chưa kịp nói. Xe phanh mạnh một cái tạo hai vết đen dài trên đường, gã cản thi phái mặt đầy cây ếch yêu ta sợ nhìn tôi, nói, cô vừa nói là thường luồng tiên sao? bên trong cơ thể cô lại có công tiên nhân. Khó trách, vừa nói vẻ mặt hắn ta đầy xúc động, chỉ là nói xong gã liền hối hận, nhật ra phản ứng của mình là sai. Nói, vừa rồi tôi chỉ nói mơ, tôi cái gì cũng không biết, muộn rồi, người biết quá nhiều, không còn đường sống. Đường Dũng cười lạnh một tiếng, cố ý hù dọa gã, có điều lời nói vừa rồi của gã cũng khiến đường Dũng nảy ra ý gì đó. Anh ta nháy mắt với Diệu Diệu, Diệu Diệu lập tức hiểu ý. Nghiệp đọc ra mấy câu tiếng Thái, một tia âm khí từ trên người nó tách ra biến thành hai ngón tay ngăn trên lỗ tai gã kia. Tinh thần gã cản thi chấn động một cái, sau đó nhìn xung quanh một cách mờ mịt, há miệt kêu ố ớ hai tiếng giống như câm điếc vậy, chắc chắn anh ta sẽ không còn nghe được chúng ta nói chuyện. Đường Dũng lúc này mới lên tiếng, nói, kết quả cuối cùng như thế nào, người nào thắng, thường luồng tiên, cá âm nhỏ đông, Còn ở đó hay không? con rắn đó sẽ không đem cá âm nhỏ của em phá đi chứ. Đường Dũng nhất thời nói, anh ta rất quan tâm tới cá âm nhỏ, bị anh ta hỏi. Tôi lúc này mới nhớ sau khi tỉnh lại cũng chưa để ý tình huống thùng luồng tiên và cá âm nhỏ, cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào. Tôi bảo Đường Dũng đợi một chút, liền ngưng tụ tiến vào trong đan điền lúc này trong đan điền trông giống như hiện trường tai nạn xe cộ vậy. Một mảnh phế tích, mà trong phế tích đen thùi lùi kia, cái gì cũng không nhìn thấy tôi xài bước đi vào trong bóng tối, thấp giọng gọi cá âm nhỏ gọi hồi lâu. Cá âm nhỏ cũng không xuất hiện ngay, cả cổ âm khí dư thừa kia cũng không thấy bóng dáng. Trong lòng tôi có chút mất mát, có những thứ, người chưa từng có có lẽ còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng người một khi có mà bị mất đi thì sẽ thống khổ dị thường. Lúc này tôi chính là loại cảm giác này. Mặc dù cá âm nhỏ ở trong thử ong đan điền tôi thời gian chưa lâu nhưng bây giờ đột nhiên biến mất. Tôi lại hết sức khó chịu không tìm được ốc cá âm nhỏ, trong nháy mắt tôi lo lắng tới thuồng luồng tiên. Trước khi tôi lâm vào hôn mê ông ta đã chiếm thượng phong, hơn nữa bây giờ lệ khí trong cơ thể tôi không còn, hẳn anh ta sẽ đại thắng. Vậy mà tôi tỉnh lâu như vậy cũng chưa nghe được tiếng của ông ta, tôi không khỏi lo lắng cho thuồng luồng tiên, lớn tiếng kêu tên, giống như cá âm nhỏ. Thuồng luồng tiên lúc này không có bất cứ động tĩnh gì, giống như ngủ say vậy, cũng giống như là không có trong cơ thể của tôi. Trường 88 quay lại bãi tha ma tôi cuống lên cá âm nhỏ kia mất tích cũng được nhưng còn thường luồng tiên trước sau đã giúp tôi rất nhiều lần mỗi lần đều là ân tình cứu mạng mặc dù tôi không quá thích tính khí của nó nhưng thật sự con rắn đó là ân nhân cứu mạng tôi thậm chí nó vì muốn cứu tôi mà cùng cá âm nhỏ lấy mạng đổi mạng tôi trong lòng tôi vô cùng áy náy còn chưa ra khỏi đan điền tôi đã nghe thấy đưa ương dũng gọi tên hóa ra tâm tư của tôi đều hiện rõ trên mặt mở mắt ra lần nữa đem tin tức cá âm nhỏ và thùng luồng tiên không có ở đây nói cho đường dũng biết, đường dũng không khỏi cũng nhíu mày, không nghĩ tới cá âm nhỏ trong cơ thể của tôi lại lợi hại như vậy, có thể chống lại thùng luồng tiên, suy nghĩ một chút, anh ta cũng không biết tình huống cụ thể là kiểu gì, không thể làm gì khác hơn là an ủi tôi, yên tâm đi dương dương, thùng luồng tiên là tiên, còn sắp hóa rồng, làm sao có thể bị một con cá âm nhỏ đánh bại được, hơn nữa em nhìn đi con dấu vẫn ở trên tay em, cái này nói lên nó còn sống, vẫn còn ở bên trong cơ thể em, bây giờ không có động tĩnh, hoặc có thể bị thương, tìm một khu vực sừng ca lạp đích sao mà chữa thương rồi, sao sừng ca lạp đích, kiểu như một khu vực khỉ ho cò gáy vắng vẻ để chữa thương, do bên kiếm hiệp hay để nguyên từ này nên mình giữ nguyên, anh ta nói không sai, con dấu của tuồng luồng tiên quả thật còn ở trên cổ tay tôi, tôi gật đầu một cái, chỉ mong là như vậy để chắc chắn trên người tôi hôm có còn sót lại lệ khí nào. Đường Dũng từ trong túi cầm ra một chai nước suối, sau đó móc thanh trì thủ nhỏ của tôi ra, đặt ở trước ngực, tôi có chút không hiểu. Hỏi anh ta để cây trùy thu ra trước ngực làm gì, đường dũng nói, tới mộ địa, lão đầu hãm hại tôi chắc chắn còn ở mộ địa chờ, nếu để cho hắn nhận ra được tôi còn sống thì sẽ gặp nguy hiểm, nói xong, rượu rượu còn sợ tôi nghe không hiểu, giải thích, lão đầu kia cũng là một long phù lão chưa từng thấy chị nên chắc chắn là dựa vào âm khí tìm chị, lão đại em phong bế âm khí trên người ơi chị. Như vậy lão ta cho dù thấy chị cũng sẽ không nghĩ tới chị chính là người mà lão muốn tìm, diệu diệu. Không đợi diệu diệu nói xong, đường dũng lại la mắng nó, tôi không khỏi khó chịu. Từ lúc gặp thiên thai ở cư vân sơn đường dũng giống như biến thành người khác vậy, cả người cũng thần thần bí bí, ngay cả tôi cũng đề phòng, trên người anh ta nhất định có bí mật, Tôi nghiêm túc gọi Đường Dũng một tiếng, hỏi anh ta, người hại tôi cũng là Long Phù, bọn anh biết có đúng không, anh ta đến tột cùng là ai, tại sao hại tôi, Đường Dũng hung hăng liếc rượu rượu một cái, lần nữa kéo ta tôi, cười hì hì nói, em đừng khẩn trương, cho dù đối phương cũng là Long Phù nhưng cũng không thể lợi hại hơn anh, bản lãnh của Long Phù không phải theo như tuổi tác quyết định, vậy rốt cuộc anh có biết trước lão ta là Long Phù không? Tôi vội kêu lên, anh. Đường Dũng thấy tôi nóng nảy, nét cười đùa trên mặt rốt cuộc cũng thu lại. Trần chờ nói: Thật ra thì anh cũng không xác định được ước lão ta có phải hay không. Nếu như không phải do lời nói của lão, thì anh cũng không nhận ra lão chính là Long Phù. Lão ta là ai? Tại sao anh biết lão ta là Long Phù? Bởi vì lão ta tốn bao nhiêu công sức như vậy, nhưng chỉ muốn lấy tóc của em. Em biết đó, tóc người sống có khi tức của chủ nhân nhưng ngoại trừ khí tức ra cũng không có tác dụng gì, nhiều nhất chỉ dùng để đốt thành cho khắc chế âm vật. Nếu như là vì mục đích này, lão ta hoàn toàn có thể đi tiệm làm tóc giá rẻ thu mua những mớ tóc đó, không cần phải tốn công như vậy. Mà tóc người chết liền càng không xài được, cho nên vì phải lấy được tóc của em mà xối dục càn thi phái giết ngươi, chỉ có thể là long phù. Bởi vì tóc chỉ có ở trong tay long phù mới có thể phát huy tác dụng lớn, nghe xong đường dũng giải thích xong, thoáng chốc tôi đã hiểu ra, cả kinh nói, lão ta muốn lấy tóc của tôi là muốn đem làm thành bùa, không chỉ như vậy, lão ta sẽ trực tiếp đem em chế luyện thành tiểu quỷ, vì em có hồn phách của cá âm nhỏ, luyện thành tiểu quỷ sau có thể trở thành ác quỷ, thậm chí có thể trở thành giả dạ xoa, giả dạ xoa. Trong lòng tôi chấn động một cái, từ này không thường gặp, tôi chỉ nghe Tô Mộc nói qua một lần, nhưng liền đem nó khắc thật sâu trong đầu bởi vì tô mộc trong lòng tôi đã là nhân vật nhất mạnh nhất mà trên anh ấy còn hai nhân vật rất lợi hại một là dạ xoa một là quỷ vương quỷ vương là diêm la vương không cần phải cân nhắc tiếp theo chỉ còn lại dạ xoa tô mộc nói dạ xoa cũng là loại chỉ có một không hai tồn tại trên thế gian anh ấy sau khi chết một hơn trăm năm chưa từng gặp dạ xoa dù chỉ một lần có thể thấy dạ xoa có nhưng rất thưa thớt mà đường dũng nói nếu như bây giờ tôi bị chê luyến chỉ bằng cá âm nhỏ, thì tôi có thể biến thành giả dạ xoa, có phải là do cá âm nhỏ thay đổi trạng thái, tôi cây ếch yêu ta sợ, hồi lâu mới bớt một chút, hoàn toàn không biết bây giờ tôi đang trong tình cảnh nguy hiểm như thế nào, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội sao, kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội, trời xuôi đất khiến tôi có được cá âm nhỏ, tự nhiên sẽ bị người ngoại giới để mắt tới, người người muốn khống chế tôi, chẳng qua là buồn cười. Bây giờ tôi không có cá âm nhỏ, bọn họ hao hết tâm lực đuổi bắt tôi. Nếu phát hiện tôi chỉ là một củi mục thì sẽ suy nghĩ gì? Đường Dũng thấy tôi hồi lâu không lên tiếng, cho là tôi bị hoảng hồn. Cửa ơi cười một tiếng, lần nữa lại gần, nói, yên tâm, có anh ở đây, em tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ tổn thương nào. Người đầu chọc mặt sẹo kia thì sao? Hắn lại là ai? Bị Đường Dũng cắt đứt ý nghĩ, tinh thần tôi hồi phục lại, trịnh trọng hỏi Đường Dũng càng lúc nguy hiểm tôi càng phải đem vấn đề này làm rõ ràng mặc dù tôi đã tin tưởng vô điều kiện với đường dũng tín nhiệm anh ta như anh trai nhưng không nhịn được chuyện anh ta giấu giếm với tôi thấy tôi đem chuyện lão đầu chọc ra nói lần nữa sắc mặt anh ta cứng đờ giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp vậy hồi lâu anh ta mới thở dài sau thỏa hiệp nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nếu em nhất định muốn biết vậy để rượu rượu nói cho em biết bản thân diệu diệu chính là cây loa phát thanh, một chút bí mật cũng không giấu được, đã sớm kìm nén đến khó chịu. Thấy đường dũng nói vậy lật đật đem tôi qua một bên, mặt mày hớn hở đem chuyện kể cho tôi nghe, lúc này tôi mới biết, nguyên nhân sở dĩ đường dụng đi sớm như vậy, là bởi vì anh ta có một sư thúc, cũng chính là tên sẹo đó, hắn là em trai ruột của sư phụ đường dũng, hai người bái sư khi còn trẻ cùng nhau học thuật long phù, tài nghệ cũng không thể phân cao thấp được sau đó không biết vì sao tên đầu sẹo kia mất tích từ đó bật vô âm tín khi xuất hiện lại đã là ở trung quốc hơn nữa hắn còn biến thành một a đen tôi phải hỏi diệu diệu a đen là cái quỷ gì tôi chỉ nghe nói qua nước thái có long phù chưa nghe nói qua a đen gì gì đó là gì diệu diệu nói a vốn là thầy là một đại sư tài giỏi bởi vì hay mặc quần áo đen nên gọi là a đen cuối cùng thành từ chỉ những long phù tha hóa xa đoa Long phù ở Thái Lan có địa vị rất cao, long phù một khi sa đọa, làm hại người sẽ được gọi là a gian đen. Đây cũng là nguyên nhân Đường Dũng sốt ruột, anh ta không biết pháp lực của sư thúc mạnh tới đâu cho nên mới lo lắng đụng phải lão ấy. Nghe Diệu Diệu giải thích xong, trong lòng tôi không khỏi cảm động, không nghĩ tới Đường Dũng sẽ lo lắng cho tôi. Vậy mà vừa rồi tôi còn hoài nghi anh ta, ép anh ta nói ra bí mật, nghĩ tới đây tôi có chút áy náy chủ động níu tay áo đường dũng lại quơ quơ, nói, đường dũng, xin lỗi, tôi không cố ý muốn biết chuyện riêng tư của anh, em cũng biết đây là chuyện riêng tư. Anh chưa bao giờ nói cho người khác biết, bây giờ nếu em đã biết rồi, vậy sau này em nhất định phải cưới anh, làm người nhà anh đi. Đường dũng hai mắt liếc tôi, lạnh lùng nói, nhưng khóe miệng anh ta đã nở một nụ cười, dĩ nhiên là giả vờ tức giận tôi nhất thời buông lòng, cả trái tim cũng ấm áp. Cho dù không thấy tô mộc khiến tôi sắp phát điên, nhưng khoảng thời gian này có đường dũng luôn bên cạnh bảo vệ tôi, khích lệ tôi, chồng đỡ cho tôi nên tôi mới có thể tiếp tục kiên trì tìm tô mộc, nếu không chỉ sợ tôi sớm đã không chịu nổi, bây giờ bị người ta luyện thành tiêu quỷ cũng không chừng, nghĩ tới đây, tôi gật đầu mỉm cười, thấp giọng nói, ở trong lòng tôi luôn xem anh là người nhà, nói, xong tôi giơ trùy thủ lên, để ở trước ngực, để cho đường dũng hạ xuống. Đường Dũng bất mãn biểu môi một cái, trong miệng nói lầm bầm thưa má ai mà chẳng biết người nhà trong lời của em có nghĩa là gì vừa nói anh ta vừa mở nắp chai nước suối đổ ra bàn tay sau đó vẩy nước lên ngực tôi trong miệng đọc một chuỗi tiếng thái tôi cảm giác được một dòng nước ấm từ trên thủy thủ chảy ra tràn chả ngập vào trong thân thể bao bọc sắp toàn thân tôi hơi lạnh trong cơ thể tôi chớp mắt tiêu tán ngay cả trong lòng cũng mang một cảm giác rất thoải mái không lâu sau tôi phát hiện âm khí trong cơ thể tôi đã hoàn toàn không thấy từ lúc lên giường cùng tô mộc trong cơ thể tôi vẫn luôn có một cổ âm khí tồn tại sau đó cá âm nhỏ xuất hiện khiến nhiệt độ cơ thể tôi càng giảm hơn nữa nhiệt độ đó không phải dùng nhiệt kế để đo là một cổ hơi lạnh tàn khắp từ trong ra ngoài mặc dù tôi đã quen với nó lâu như vậy nhưng bây giờ một lần nữa được sự ấm áp bao bọc giống như ở trong băng thiên địa tuyết được lò sưởi bao phủ vậy ấm áp mà không nóng cảm giác hạnh phúc không nói ra được. Sau khi đường dũng đọc xong chuỗi tiếng Thái Lan, trên người tôi một tia âm khí cũng không còn thấy. Lúc này xe đã chạy được một hồi lâu, rốt cuộc cũng ngưng lại ở trước một nghĩa địa. Thấy nghĩa địa kia khiến tôi ngẩn người ra, lại là nơi này, nghĩa địa này tôi đã tới. Hơn nữa nơi này chính là chỗ số mạc đưa đầy khiến tôi và Tô Mộc dây dưa ở chung với nhau, quê quán của Vong Văn, nơi mà Tô Mộc cùng Lâm Yến Nhi hợp táng tôi khẩn trương một chút nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh nghĩa địa nếu như tôi nhớ không lầm nhà của quả phụ vương ở ngay bên cạnh quả nhiên tôi nhìn thấy nhà của quả phụ vong chẳng qua là căn nhà lúc này đã phát sinh biến hóa lông gà trống xếp hàng đỏ tươi dán trên cửa đã bị rút ra một cây không thừa một cái chỉ còn lại cánh cửa trơ trụi bên trong đèn còn sáng chuyển tới một hai tiếng chó sủa so với nhà dân quê bình thường không có gì khác biệt sao vậy dương dương thấy tôi như vậy đường dũng nhất thời khẩn trương, đi đến trước mặt hỏi tôi, đó là. Nhà quả phụ vương, tôi chỉ căn nhà đó ngờ được quả phụ vương, đường dũng liền nghiêm túc, hai mắt liếc thật sâu vào căn nhà đó, nháy mắt với trịnh lâm, trịnh lâm mặc dù là tiểu quỷ của tôi, nhưng nó là do đường dũng trí luyện địa ức, đối với đường dũng muốn gì được đó, lấy được chỉ thị của anh ta xong, thân hình trịnh lâm lóe sáng, bất ngờ biến mất, chờ một lúc liền thấy nó đi ra từ nhà quả phụ vương phụ nói với Đường Dũng, lão đại bên trong ở một nhà bốn miệng, trên người không khác thường. Quả phụ vương hẳn là đã dọn đi nơi khác. Nghe được quả phụ vong đã dọn nhà, lúc này tôi mới buông lòng một chú, nhưng bởi vì đây vốn là chỗ ở bãi tha ma của tô mộc, tôi vẫn nên cẩn thận một chút. Hỏi Đường Dũng nên làm gì bây giờ là phúc hay hòa, đi vào trước nói xong. Đường Dũng nói, nói xong anh ta vung tay lên đưa gã cản thi phái ra, gã kia hít sâu một hơi kêu lên a à a à hai tiếng, lúc này thính lực mới được khôi phục. mươi 89, Mộ Địa, Nghĩa Trang, người đàn ông này rõ ràng rất sợ đường dũng. Sau khi hồi phục thính giác liền gật đầu với đường dũng rồi chỉ vào sâu trong rừng. Chính là chỗ này đây, đi vào mang người đã hẹn ra ngoài đây, đường dũng ra lệnh, nói xong đường dũng đi tới trước mặt người đàn ông, nghiến răng cảnh cáo, người tốt nhất là không nên giờ thủ đoạn, nếu như người đó không ra ngoài thì ngươi nên tự kết liễu đi. Ngã, đàn ông cay đắng liên tiếp gật đầu, sau đó anh ta bước từng chân từng chân nhẹ nhàng chạm mặt đất. Tôi định đi theo anh ta thì Đường Dũng ngăn tôi lại rồi hỏi, "Em đi làm cái gì? Chúng ta không đi cùng sao?" Tôi thắc mắc, Đường Dũng không nói gì chỉ lắc lắc đầu, "Ngốc ạ, chúng ta cũng đi cùng thì lão đầu đó sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, chỉ cần có anh ở đó thì hắn sẽ nhìn ra danh tính của anh. Chúng ta chỉ có thể ở đây phục kích, chuẩn bị sẵn sàng bắt hắn ra." Nói rồi, Đường Dũng chỉ tay tới một hướng khác trong rừng, bảo tôi phải cẩn thận và sau đó cứ theo hướng đó mà đi. Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối, trong rừng trời tối đen như mực, càng tiến vào sâu, càng tối tăm. Tôi không thể không lo lắng run sợ, ngay cả Duệ Duệ và Trịnh Lâm cũng đều là quỷ, nhưng họ đều chỉ là những tiểu quỷ. Hơn nữa, họ đã rất thân thuộc với tôi rồi, đương nhiên là tôi càng không phải sợ bọn chúng làm gì cả. Nhưng trong khu rừng này người chết nhiều vô số. Tôi không biết hiện giờ xung quanh đây có bao nhiêu hồn ma đang ẩn nấp rình rập. Chỉ cần vừa nghĩ tới điều này thì cả cơ thể liền run lên vì lạnh. Theo sát Đường Dũng, tôi không thể không vươn tay ra bắt lấy tay áo của anh ta, chỉ sợ rằng tôi theo không kịp sẽ lạc mất. Đi bộ khoảng 5 phút, Đường Dũng mới dừng lại. Đây là nơi tối nhất của khu rừng này, ngay cả ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống khu rừng cũng bị che khuất, phủ khắp khu rừng là một màu đen u tối bốn bề quanh đây đều là rừng rậm rạp tối tăm những người khác tuyệt đối không thể nhìn thấy bất kỳ cái gì tại nơi này mà khoảng cách từ đây tới những xác chết kia không tính là quá xa vẫn có thể quan sát thấy và cũng có thể nghe thấy tiếng họ nói rất rõ ràng đường dũng nhìn quanh rồi bảo tôi ngồi xuống một mô đất nhỏ lúc sau anh ấy cũng ngồi xuống và lặng lẽ quan sát mọi thứ cả khu rừng này yên lặng đến đáng sợ chỉ còn nghe thấy tiếng vài chiếc lá thỉnh thoảng xào xạc lặng yên rơi xuống ngay cả tiếng thở của đường dũng tôi cũng nghe được tôi sợ hãi nắm chặt tay lại thế nào em sợ à đường dũng nắm lấy tay tôi thì thầm trong bóng tối mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự là rất đáng sợ tôi không nói gì chỉ im lặng gật đầu tới bây giờ tôi mới để ý rằng duệ duệ và trịnh lâm luôn đứng sau tôi đã biến mất từ bao giờ tôi kéo kéo tay áo đường dũng báo cho anh rằng tôi không thấy bọn họ đâu nữa liệu có phải là lão long thủ đó đã xuất hiện và bắt chúng đi rồi không đường dũng lắc đầu rút ra từ trong túi cỗ quan tài màu đỏ chúng đang ở trong này nghe vậy tôi liền thả lỏng cơ thể nếu như bên kia là một người lợi hại vậy khả năng cảm nhận của rất tốt nếu có những tiểu quỷ ở đây có thế chúng tôi sẽ bị lộ mất tôi không thể không nhìn sang đường dũng sau khi đã xác định bọn chúng an toàn rồi tôi mới lại ngồi xuống lặng lẽ nhìn từng cử chỉ hành động của người đàn ông trước mặt. Dũng khí của anh thật lớn, đứng giữa một bãi đất mồ mả chi chít thế này mà anh vẫn rất bình tĩnh, như thể chắc chắn lão ma đầu kia sẽ xuất hiện tìm anh. Tất cả mọi người đều nín thở, chỉ chờ lão đầu kia xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây qua đi, không biết đã qua bao lâu. Ở phía người đàn ông bên kia cẩn không có động tĩnh gì. Đằng sau, tôi bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ rồi đột nhiên một bàn tay già nua xuất hiện đập vào vai tôi hai cái, tim tôi sợ hãi giật thót, trong nháy mắt quay đầu, vừa định hét lên thì đường dũng tay mắt nhay nhạy, nhanh tay bịt miệng ta lại, hài, tử, ta đã nhìn ngươi đã nửa ngày, ta luôn cảm thấy rằng con quen mắt lắm. Ta không nhớ là đã gặp con ở nơi nào, con nói đi, tên con là gì thế, tôi không biết lão thái thái này đã ở đằng sau tôi từ lúc nào. Bà ta nhìn tôi với ánh mắt tò mò dò xét tôi, bà ta là quỷ trong nháy mắt tôi cảm thấy sợ hãi cho dù hiện tại âm khí của tôi bị che đậy không thể cảm nhận được bất thứ thứ gì có âm khí chuyển động nhưng tôi nhìn một chút liền xác định ông ta là quỷ không chỉ bởi vì nhìn sắc mặt bà ta quá xấu mà còn vì đêm hôm khuya khoát không thể nào lại có một ông thái bình thường xuất hiện trong nghĩa trang như thế này sau khi biết rằng bà ta là một con ma tôi liền chạy nhanh lại chỗ đường dũng và núp sau lưng anh nhìn ông ta bằng ánh mắt kinh hãi bà ta hiện giờ không có gì lạ với việc tôi sợ bà ta. Ngay sau khi nhìn thấy đường dũng vẫn lạnh lùng bình tĩnh mà nhìn bà ta, lão thái thái kỳ quái nói, chàng trai trẻ, tại sao cậu lại không sợ ta, tại sao tôi lại phải sợ ngươi? Đường dũng hỏi ngược lại, sau đó đường dũng nghiêng qua nhìn về phía nam tử kia rời đi một chút. Anh ta nhanh tay làm một vài thủ thế quỷ dị cùng lúc đó, miệng đường dũng cũng lầm nhầm một loạt tiếng thái. Trong nháy mắt, tay anh ta vẽ một vòng tròn lớn trên mặt đất đem cả chúng tôi và lão thái thái đều vây vào bên trong vòng thật giống như vòng tròn mà tôn ngộ không đã vẽ trong phim tây du ký ấy này cậu là một đạo sĩ sao tôi không biết những pháp thuật này không ngờ cậu còn trẻ mà đã có năng lực lớn như thế này bà ta nhìn tới vòng tròn trên đất rồi lại nhìn sang đường dũng bằng ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ đạo sĩ tôi là là long phù long phù thái lan đường dũng giải thích thấy bà lão không có thái độ công kích, anh ta liền ngồi xuống, dáng vẻ như đang tán dóc, đường dũng giải tích nói, có lẽ là thấy lão thái thái kia không có ý công kích. Đường dũng dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, làm bộ dáng tán gẫu. tôi không khỏi khẩn trương nhìn một chút hướng người đàn ông kia rời đi, sợ đường dũng đang thư giãn như vậy thì bị lão long thù phát hiện. Ai ngờ đường dũng trực tiếp kéo tay tôi ngồi xuống, nói, yên tâm đi, đây là một cái không gian bịt kín, coi như kia lão long thủ kia tới, cũng sẽ không phát giác được chúng ta, chúng ta chỉ cần chờ ở đây là được rồi. Nói xong anh ta nhìn về phía đối diện quỷ phu nhân, hỏi, ngày năm nay bao nhiêu tuổi, 16, sau hơn một tháng nữa, chính là 17 tuổi ngày rỗ của ta. Quỷ phu nhân đáp, tôi bị bầu không khí thoải mái của đường dũng tạo ra mà lây nhiễm, đối quỷ phu nhân cũng không có sợ nữa. Ta không khỏi giật mình, hỏi bà ta, ngài cũng là âm linh ngài đã chết, điều tôi muốn nói là bà ấy đã chết 16 năm, nhưng lời nói đến miệng rừng, ta nhận thức được chết là một chữ quá khó nghe, có khả năng sẽ kích thích đến bà ấy. Tôi lập tức đem lời còn lại nuốt trở về, quỷ phu nhân kia lại không để ý chút nào, cười nói, cũng không phải, ta chết đã 16 năm, mà ta chỉ nhớ ngày đó thời điểm mà ta chết, cháu trai lớn của ta mới 6 tuổi, hiện tại đã 16 năm trôi qua, cháu của ta cũng 22 tuổi. Vậy vì cái gì mà sau khi chết ngài còn không đi đầu thai, mà một mực lưu lại ở nơi này?" Đường Dũng lại nói, hắn nói chuyện một cách tùy tiện không có lấy một điểm kiêng kỵ, cũng may quỷ phu nhân tính cách tốt, dáng dấp lẫn một mặt trông rất hiền lành. Sau khi bà ta nghe câu hỏi này liền có chút buồn bực, nói: "Ngươi cho rằng ta không muốn đầu thai ư? Cho dù tương lai đầu thai biến thành heo hay biến thành trâu, cũng tốt hơn là vị vây ở trong rừng cây này. Ngươi không biết đâu." không chỉ có mình ta, toàn bộ khu rừng này có trên trăm con quỷ, đều bị vây ở trong này. Ban ngày cũng không chui xuống dưới mặt đất, chỉ cần là trời nắng, ánh sáng mặt trời xuyên qua những lá cây trong rừng, chúng ta liền gặp chắc trở, tất cả quỷ đều sẽ bị ánh nắng đốt cháy. Lúc ta mới tới đây có trên trăm con quỷ, bây giờ bị nướng chỉ còn lại có hơn 50 cái, nói, xong bà ta nhìn đường dũng hai mắt, vừa cười vừa tiến đến bên người đường dũng ngồi xuống nói, chàng trai trẻ ngươi không phải là muốn tìm cái gì đó long phù sao lão thái thái ta tuy cũng chưa nghe nói qua cái gì long phù bất quá nhìn ngươi vừa rồi vẽ vòng tròn kia đã nói lên thực lực của ngươi nếu không ngươi giúp ta một chút đem ta siêu độ đi ta dùng đời sau làm trâu làm ngựa cảm ơn ngươi cái này có vẻ mới mẻ từ trước đến nay đều là quỷ muốn ở lại nhân thế thuật sĩ đại sư tận tình khuyên can hay thậm chí là cưỡng ép siêu độ nhưng lần này lại là quỳ chủ động tìm tới cửa cầu siêu độ còn là lần đầu tiên gặp phải ta không khỏi nhìn về phía đường dũng hy vọng hắn đáp ứng bà ấy ai ngờ đường dũng trực tiếp lắc đầu nói thật có lỗi a à lão thái thái các ngươi bị vây ở trong này khẳng định là có nguyên nhân nào đó ta mặc dù là đạo sĩ tuy cũng không nhận đạo gia quản thúc của người trung quốc các ngươi nhưng làm gì cũng phải có luật lệ bình thường ngoại trừ đối thủ là một mất một còn nên phải phá trận nhưng khi chúng ta coi như có gặp phải bầy trận thầy tướng số khác, cũng sẽ không tùy tiện phá giải trận. Dù sao ngươi đã ở tại đây hơn 16 năm mà còn chưa tiêu tán, vậy nhất định có phương pháp khiến mình có thể tồn tại và sống tiếp, a à, Có chuyện này ư, quỷ phu nhân kia nghe xong, rõ ràng có một chút thất lạc, bà ta vẫn còn muốn khuyên đường dũng hai câu, nhưng nhìn thấy đường dũng không có dáng vẻ muốn thương lượng, đành phải thở dài, nói, được thôi, các ngươi đại sư có đại sư quy củ, lão bà tử ta cũng không làm khó ngươi. Nói, xong ánh mắt của lão thái thái lại lần nữa trở lại trên người của ta, lực chú ý lần nữa tập trung, cau mày nói, nhà đầu, chúng ta có phải hay không đã gặp qua ở đâu? Ta cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt, ngươi cũng là người thôn chúng ta sao? Tôi cười lắc đầu, nói nàng hẳn là nhớ lầm, tôi là người Giang Minh, từ nhỏ đã sống ở Giang Minh, mà tôi năm nay mới 20 tuổi. Cũng chính thời điểm bà lão mất tôi chỉ mới 4 tuổi mà thôi. Mà thời điểm khi tôi 4 tuổi, tôi khẳng định mình từ chưa từng tới nơi này. Tôi nói mặc dù huyền truyền, nhưng ngữ khí mười phần khẳng định, bà lão tuyệt đối là nhận lầm người. Ai ngờ bà nghe nói tôi đến từ Giang Minh, thì dáng vẻ như hiểu ra, trực tiếp vỗ đùi, chỉ vào người của tôi nói, ngươi là... Dương Dương, ngươi là Dương Dương Bi, câu đầu còn có chút do dự, câu thứ hai liền mười phần khẳng định, Tôi cùng Đường Dũng cùng nhau sững sờ, kinh ngạc nhìn bà ta, nói: "Ngài làm sao biết tên của ta?" "Này, ta là nẫn nãi a, à, ngươi quên rồi, mấy tháng trước ngươi đi theo cháu trai của ta đến xem qua ta, ngươi là bạn gái cháu trai ta, tương lai là cháu dâu ta, ta lúc ấy đứng ngay bên cạnh ngươi nhìn xem ngươi đây, đối với ngươi hết sức hài lòng." Nói xong bà ấy cả người đều thân thiện, thân thiết kéo tay của tôi còn giống thật sự coi tôi như cháu dâu đối đãi giống nhau. Tôi trong nháy mắt liền chấn kinh, có hay không trùng hợp như vậy, ngài. Là bà nội của Vương Văn, thanh âm của tôi run rẩy kịch liệt, không dám tin nói, trách gì, ta nói nhìn ngươi như thế thế nào lại nhìn quen mắt, thì ra là người yêu của cháu trai ta, ta nên sớm nhớ ra a à. Bà lão cười nói, nói xong giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng một chút, trần trời nhìn tôi, cháu gái nhà ta vương văn mà có phải xảy ra chuyện gì hay không? Người đang êm đẹp, lại hơn nửa đêm chạy tới mộ địa làm gì? ấy tôi lập tức choáng váng, quỷ phu nhân này là bà của vương văn, mà vương văn hiện tại đã mất tích hơn mấy tháng, cũng không biết bị tô mộc giấu đi đâu rồi, tôi lập tức có chút áy náy, không biết nên giải thích thế nào, tôn tử của ngươi không có chuyện gì, vẫn rất tốt, chỉ là dương dương gặp một chút phiền phức, mời ta đến giải quyết một chút đường dũng nhìn ra tôi xấu hổ cũng đoán ra trong miệng quỷ phu nhân nói vương văn là người có thân phận gì nên thay tôi giải vây nói lão thái thái kia nghe nói tôi gặp được phiền phức lập tức kéo ở của tôi tay nói cháu gái ngươi sao vậy có chuyện gì cùng nãi nãi nói nãi nãi vì ngươi lấy lại công đạo tôi lập tức càng cảm thấy áy náy không nghĩ tới chỉ vẻn vẹn gặp mặt hai lần mà bà của vương văn vậy mà lại đối với tôi tốt như vậy mà cháu trai của bà ấy, nghĩ đến chuyện này, tôi không khỏi nghĩ vì bà ấy làm chút gì đó, hỏi Đường Dũng, ngươi mới vừa nói, mảnh mộ địa này bị người bày trận. Là trận gì vậy? Có dễ phá không? Chương 90, tuyệt vọng, không thể phá, Đường Dũng nói thẳng, hiển nhiên, hắn cũng nghĩ không muốn quản tới việc không quan hệ gì tới mình, chẳng qua là tôi rất khó chịu. Bà ta nếu là một bà lão thông thường còn chưa tính nhưng hết lần này tới lần khác lại là bà nội của Vương Văn mặc dù bây giờ ta đã thích tô mục rồi nhưng vương văn dù sao cũng đã từng là bạn trai của tôi hơn nữa hắn cũng bởi vì tô mục mất tích đến bây giờ cũng không có tin tức cho dù không vì người bà này nhưng nghĩ về hướng phía vương văn tôi cũng có thể giúp nàng nghĩ vậy trong nháy mắt tôi lâm vào trầm mặc đầu óc nhanh chóng hoạt động muốn tìm ra phương pháp gì đó có thể giúp bà của vương văn bà ấy ngược lại cũng hiền lành thấy tôi hơi khó xử cười khoát tay áo nói hải tử đại sư không vui lòng ngươi cũng đừng làm khó hắn nhưng lại làm phiền ngươi người thiện lương như vậy tuy chỉ đến tế bái qua ta một lần liền muốn giúp nãi nãi thoát thoát khổ ải thật là một đứa bé ngoan hiếu thuận vương văn mà có thể tìm được ngươi đúng phúc khí của vương gia chúng ta nói xong nàng vẻ mặt cảm khái nhìn tôi cười giống như đang cùng tôi làm nhảm chuyện nhà vậy bất quá nụ cười hiền hòa trên mặt bà ấy đợi đến chưa đủ ba giây nhiên sắc mặt bà ấy đột nhiên căng thẳng nghiêng đầu nhìn sang một bên mà đường dũng rõ ràng cũng nhận thấy được cái gì đó nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác tôi phản ứng hơi chậm bất quá lúc này tôi cũng phát hiện trong rừng cây không biết lúc nào đã xuất hiện hơn một bóng người màu đen đang chậm rãi đi đến từ hướng tên đàn ông kia rời đi đến rồi tôi căng thẳng trong lòng hai mắt chăm chú nhìn hắn muốn nhìn rõ hắn đến tột cùng là ai nhưng người nọ từ đầu đến chân đều mặc một thân hắc bào đem hắn che phủ nghiêm nghiêm thật thật hơn nữa trong rừng vốn là một mảnh đen kịt ngoại trừ có thể thấy cái bóng người mơ hồ bên ngoài còn chi tiết đều không nhìn thấy tôi không khỏi sốt ruột nghĩ lại gần một chút nhưng ta vừa mới động một tí đường dũng liền lấy tay níu tôi lại nghiêng đầu nhìn tôi lắc lắc đầu sau đó hắn đối với tôi là mấy cái thủ thế y tứ là hắn đi qua nhìn một chút nhượng tôi lưu lại nơi này trong vòng chờ không muốn ra khỏi đây Tôi lúc này hận không thể trực tiếp xông tới xốc lên hắn hắc bảo, thấy rõ ràng hắn đến tột cùng là ai, tại sao muốn hại tôi, nhưng Đường Dũng an bài không sai, tôi hiện tại cá âm nhỏ không thấy, thường luồng tiên cũng không biết tung tích, toàn thân cao thấp, chỉ có một cây chỉ thù có thể bảo vệ mình, mà tôi bây giờ âm khí bị phong kín, cho dù có năng lực thiên địa tôi cũng không sử dụng được, lao ra chỉ có thể tự tìm đường chết, tôi hiện tại đã không còn bị kích động, sau khi suy nghĩ một chút đối với đường dũng gật đầu một cái, dặn dò hắn cẩn thận một chút, trong bóng tối đường dũng nhe răng cười một cái, lộ ra hai hàm răng trắng sáng bóng, nói câu đã biết liền xoay người ly khai khỏi vòng tròn, chờ hắn ra khỏi đây, cơ hồ là trong nháy mắt, tôi không còn nhìn thấy thân ảnh đường dũng, tôi không thể làm gì khác hơn là thành thực ngồi ở trong vòng này chờ đợi, cũng may là đêm hôm khuya khoát còn có bà của Vương Văn ở cùng tôi. Bà ấy cũng bị lây tâm tình khẩn trương của tôi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng đen kia. Sau khi nhìn một hồi, bà ấy rốt cuộc không nhịn được, hỏi tôi, cháu à, hắn chính là người tìm ngươi gây phiền toái. Nãi nãi biết hắn, ngươi chờ, nãi nãi đi ra ngoài tìm hắn, chỉ cần ta vừa hiện thân ở trước mặt hắn một lúc, lá gan hắn có lớn hơn nữa cũng bị dọa sợ đến chết cây ếch yêu ta. Bà ấy nói xong cũng định đi ra ngoài, tôi vội vàng gọi nàng lại, giật mình nói, nãi nãi ngươi mới vừa nói cái gì người biết hắn a à, bà của vương văn gật đầu một cái sau đó còn lại nhìn bên kia liếc mắt mới xác định nói không phải là lý trùy sao trưởng thôn của thôn chúng tôi hắn một lão lão đầu tử làm gì lại đi khi dễ ngươi rồi mà hơn nửa đêm cũng hướng nghĩa địa chạy a à, trưởng thôn bà à ngài không nhìn lầm đi tôi trong nháy mắt càng giật mình đường dũng nói đến cũng sẽ là một lão đầu cho nên ở trong lòng tôi vẫn một mực tưởng tượng đều là một lão đầu thái lan không nghĩ tới dĩ nhiên là trưởng thôn trong thôn vương văn có phải nhầm lẫn hay không một người trưởng thôn trong thôn hắn cho dù là một thế ngoại cao nhân cũng phải là tín đồ đạo giáo hoặc là thầy tướng số thế nào lại là long phù thái lan chứ gặp tôi vẻ mặt không tin bà nội vương văn nhất thời mất hứng nói cháu à ngươi còn không tin ta coi như nhận sai người nào cũng sẽ không nhận lầm hắn lão già ấy người này vốn là một người bên ngoài đến cưới vợ là một người trong thôn chúng ta mới tiến vào ở rể lại nói tiếp chúng ta còn có chút quan hệ thân thích còn là thân thích tôi trong nháy mắt lại thêm giật mình cảm giác thế giới không ngờ lại nhỏ đến vậy